chương 761. Thái sơ ma thần. Nguồn. Mê truyện audio com Hỗn động tinh nơi sâu xa khu vực hạch tâm có một rộng lớn không gian, mênh mông cùng cùng hoàng hà sóng lớn mãnh liệt, quy năng hùng vĩ, sông nước này phi thường đặc thù, bí mật mang theo sức mạnh thần bí. Ở nước sông dội rửa tuần sau vây thời không tốc độ thời gian trôi qua đều phi thường hỗn loạn, bỗng nhiên một chỗ mặt sông nổ tung, sóng nước ngập trời. Ha 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 một trận kinh thiên động địa tiếng cười lớn truyền đến hai bóng người trôi nổi trên mặt sông uy thế khí thế nhường xung quanh thời không đều không dừng vặn vẹo chấn động vận khí quá tốt rồi vẹn vẹn tiêu tốn không tới 10 năm thời gian liền tìm đến này chìa khóa ám áo giáp màu xanh thái sơ ma thần cao hứng nói bên cạnh một đầu toàn thân khoác đỏ sậm vẫy giáp khâu hổ ma thần cẩn thận từng ly từng tí một thái sơ ma thần nếu này chìa khóa đã được như vậy theo chúng ta lúc trước ước định khâu hổ ma thần cũng rất trong mà thèm này chìa khóa lúc trước nó một người phát hiện nếu như khả năng nó cũng muốn nuốt một mình thế nhưng nó thực lực không đủ không làm được mà chìa khóa vị trí khu vực là không dừng di động biến hóa khâu hổ ma thần nhất định phải dành thời gian bằng không chìa khóa chẳng mấy chốc sẽ biến mất không bao giờ tìm được nữa đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt một khi bỏ qua thì sẽ không lại có khâu hổ ma thần bất đắc dĩ mới hướng về thái sơ ma thân cầu viện song phương ước định như được chìa khóa có thu hoạch thái sơ ma thần nhất định phải phân nó một phần thái sơ ma thần nhìn nó một chút cái kia quanh quẩn màu xám khí tức con mắt nhường khâu hổ ma thần trong lòng sợ hãi, thái sơ ma thần lãnh đạm nói. Yên tâm, nếu ước định, vậy ta thì sẽ không vi phạm, có điều lẽ ra tốt, ta bảy ngươi ba, hơn nữa tốt nhất bảo vật nhất định phải về ta. Đó là đương nhiên. Khâu hổ ma thần cũng không dám khẩn cầu quá nhiều, chỉ cần thái sơ ma thần đừng bỏ lại nó một người đi thăm dò là được thái sơ ma thần không tiếp tục để ý khâu hổ ma thần, mà là ánh mắt lấp lánh xem trong tay màu bạc chìa khóa. Nói là chìa khóa, nó càng như một cái màu bạc kiếm, thế nhưng không có chui kiếm, mà bóng loáng trên thân kiếm có huyền ảo bí văn liên tiếp thành từng cái từng cái kỳ lạ văn tự, cái kia văn tự là viễn cổ văn minh văn tự, nếu như Vương Nghị nhìn thấy, có thể nhận ra, được kêu là Đông Ngô kiếm, Thái Sơ Ma thần nội tâm mừng rỡ. Đặt tại hỗn động tinh bên trong phát hiện di tích lưu truyền tới đôi câu vài lời ghi chép bên trong, chìa khóa, có thể chia làm màu đen, màu xanh, màu bạc, trong truyền thuyết còn giống như có càng cao hơn màu vàng, thế nhưng không ai gặp. Màu bạc chìa khóa đã từng có người từng chiếm được, mang theo chìa khóa, đi đến chỉ định địa phương, có thể tiến vào một cái không gian đặc thù, thông thường đều sẽ có cơ duyên lớn. Không nghĩ tới ta Thái sơ vận khí tốt như vậy, lại có thể được một cái màu bạc chìa khóa. Thái sơ ma thần cũng rất kích động. hắn đối mặt luân hồi đại nạn, áp lực cũng rất lớn, liều mạng tìm kiếm phương pháp đột phá, mà trước mắt truyền thuyết này bên trong màu bạc chìa khóa, có lẽ đối với hắn đột phá có trợ giúp, Thái sơ ma thần lại nhìn bên cạnh khâu hổ ma thần một chút, mắt sáng lên. Không gian kia tình huống không biết, mang khâu hổ ma thần đi, nhường hắn cho ta thăm dò đường cũng tốt thái sơ ma thần có thể không thật hào phóng như vậy sở dĩ không đá văng ra khâu hổ ma thần quan trọng nhất vẫn là muốn người trợ giúp trên thực tế đến địa phương hắn tay cầm chìa khóa thực lực lại mạnh khâu hổ ma thần làm sao có thể tranh qua hắn khâu hổ ma thần cũng rõ ràng trong lòng chỉ là địa thế còn mạnh hơn người khâu hổ ma thần nếu như còn muốn từ bên trong đến lợi nhất định phải nghe theo thái sơ ma thần đương nhiên thái sơ ma thần nếu như quá lời quá đáng nó cũng sẽ không tùy ý hắn bắt bí mỗi cái vũ trụ tối cường giả đều là không cam lòng người dưới tất cả đơn giản là lợi ích gây ra cái kia nơi trong truyền thuyết không gian lợi ích quá lớn khâu hổ ma thần còn có thể khoan nhượng cho tới đến thời điểm phân phối thế nào lợi ích có thể hay không không nể mặt mũi đến thời điểm lại nói thái sơ ma thần cùng khâu hổ ma thần đều hoàn toàn sẽ không tin tưởng đối phương lời hứa hả bỗng nhiên khâu hổ ma thần hơi nhướng mày kinh vưu tiểu từ kia làm sao lúc này liên hệ ta khâu hổ ma thần cỡ nhỏ vũ trụ bạch vô tận ánh sáng ở kinh vưu chi chủ phía trước giữa không trung ngưng tụ mà thành hóa thành một tên đồng dạng ám lớp vẫy màu đỏ nhưng to lớn hơn giữ tận bốn chân dị thú, đi dạo mà đến, nhìn Kinh Vưu chi chủ, âm thanh trầm thấp mang theo kỳ dị ma âm. Kinh Vưu, ngươi hô hoán ta, chuyện gì? Nơi này là khâu hổ ma thần cỡ nhỏ vũ trụ, mỗi cái vũ trụ tối cường giả, đối với mình cỡ nhỏ vũ trụ đều là tuyệt đối khống chế, cỡ nhỏ vũ trụ bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều trốn bất quá bọn hắn con mắt, đương nhiên, đó chỉ là mặt ngoài, nếu như một cái nào đó sinh linh ở bên ngoài bị linh hồn khống chế, khâu hổ ma thần không cẩn thận kiểm tra là rất khó phát hiện dù sao linh hồn rất huyền ảo một cái nào đó cường giả có thể có thể tu luyện linh hồn bí pháp linh hồn phát sinh thay đổi nhưng người không thể nói hắn liền bị khống chế đi như hiện tại khâu hổ ma thần liền chẳng bao lâu phát hiện mình tộc nhân kinh vưu chi chủ bị nô dịch có điều kinh vưu chi chủ nếu là có dị thường gì biểu hiện lộ ra sơ sót vậy thì không giống nhau bên dưới cái kia tiểu hướng nhiều đỏ sậm dị thú xoạch một tiếng bốn vó một khúc liền quỳ xuống đến ngẩng đầu la lên lão tổ cứu ta hả? Khâu hổ ma thần nhìn về phía này tộc hậu bối, nghe nó kể ra, trên mặt dần dần hiện lên sắc mặt giận dữ, rít lên một tiếng vang vọng toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ. Đáng chết, lại dám đối với tộc nhân ta ra tay. Khâu hổ ma thần nổi giận lên, cả người còn như họa diễm bay lên, thân thể cao lớn ở trên trời đi dạo, sau đó đột nhiên nhìn về phía bên dưới dị thú. Ngươi yên tâm, kinh vưu, ta lập tức đi ngươi nơi đó, đem ngươi cứu ra. Đa tạ lão tổ. Bên dưới đỏ sậm dị thú mừng rỡ vạn phần, đem đầu buông xuống hạ xuống, chỉ là vàng tối con ngươi toát ra một tia quỷ dị. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Một đạo tiếng lòng từ nó hướng về xa xa chủ nhân nơi đó lan truyền, u ám đại địa, cùng với không nhìn thấy đầu nguyên Nga dãy núi bên trong, Vương Nghị đứng ở một tòa vách núi đỉnh, nghe linh hồn nô bộc báo lại, thỏa mãn gật gù. Rất tốt, ngươi làm không sai. Vương Nghị đối với kinh vưu chi chủ có thể hay không bại lộ căn bản không thèm để ý bởi vì mặc kệ bạo không bại lộ, khâu hổ ma thần đều sẽ tức giận, sau đó lại đây tìm hắn để gây sự. Vương Nghị mắt nhìn hắc ám phía trước. Hiện tại, chính là các loại khâu hổ ma thần lại đây. Khâu hổ, ngươi muốn trở lại. Thái sơ ma thần cao mày, bọn họ lập tức muốn đi chìa khóa không gian nơi đó. Là, ta bộ tộc người bị một cái vũ trụ tối cường giả nắm lấy, ta phải đi giải cứu. Khâu hổ ma thần trong mắt có sát khí. Yên tâm, chỗ kia rất gần, chạy tới chỉ cần không tới thời gian 20 năm, sẽ không trì hoãn quá lâu. Khâu hổ ma thần gầm nhẹ. Ta nhất định phải trước tiên giải cứu ta tộc nhân, thái sơ. 20 năm. Thái sơ ma thần suy tư, chậm rãi nói. Đã như vậy, ta cùng đi với ngươi đi. Hiện tại khâu hổ ma thần cũng coi như là cùng hắn tạm thời liên minh, thái sơ ma thần cảm thấy bán một cái nhân tình, cùng qua xem một chút cũng không sao. Được. Khâu hổ ma thần trong lòng vui vẻ, có thái sơ ma thần ở, cái kia vũ trụ tối cường giả bất kể là ai, cũng không dám quá làm càng, khâu hổ ma thần cũng không có hỏi rõ ràng thủ hạ bắt hắn vũ trụ tối cường giả là ai có điều cái này biển vũ trụ còn có so với thái sơ ma thần càng lợi hại sao hai vị vũ trụ tối cường giả lập tức lên đường hai người đều cưỡi đỉnh phong cung điện loại chí bảo hóa thành hai đạo lưu quan xé rách thời không khiến vận chuyển pháp tắc tất cả đều thối lui tốc độ càng thêm tăng vọt tốc độ càng lúc càng nhanh dĩ nhiên đột phá gấp trăm lần tốc độ ánh sáng tiếp tục hướng về lên tăng vọt một nghìn lần tốc độ ánh sáng hai nghìn lần tốc độ ánh sáng Tốc độ không ngừng tăng lên, một biến mất trong nháy mắt ở không gian phần cuối, theo thời gian trôi qua, hỗn động tinh đội vực, hai đạo lưu quan khí thế bàn bạc xẹt qua hư không, mau kinh người. Ngay ở phía trước, khâu hổ ma thần nói. Từng. Thái sơ ma thần ngữ khí hờ hững, hắn căn bản không đem khâu hổ ma thần phiền phức coi là chuyện to tác, còn nữa nói, bị tóm cũng không phải hắn tộc nhân cùng thủ hạ, nếu không là khâu hổ ma thần vì quan hệ sau đó không gian đặc thù thăm dò, thái sơ ma thần cũng không sẽ tới trên vách núi, Vương Nghị một người ngồi ở một viên to lớn màu xanh trên nham thạch, nơi này thuộc về hỗn động tinh, trung đẳng trình độ nguy hiểm khu vực, đối với vũ trụ tối cường giả lại không uy hiếp gì, chỉ là phần lớn khu vực lại không có cách nào dựa vào lĩnh vực dò xét, chỉ có thể dựa vào con mắt xem, cảm ứng các loại, vì lẽ đó Vương Nghị nếu như không đưa ra tọa độ, hai cái vũ trụ tối cường giả muốn tìm đến hắn cũng không như vậy nhanh. Hả? Vương Nghị ngẩng đầu nhìn phía xa xa, hắn mơ hồ cảm giác được bên kia không gian truyền đến kịch liệt trung động, lập tức hắn mới nhìn thấy hai đạo lưu quang bay đến tốc độ khủng bố, vượt xa 10 vạn lần tốc độ ánh sáng. Ven đường chỗ đi qua mênh mông cuồn cuộn, như bẻ cành khô, uy năng nghịch thiên. Hai cái vũ trụ tối cường giả. Vương Nghị vẻ mặt hơi đổi, chỉ xem này uy năng thanh thế, liền biết, lại đây hai cái đều là vũ trụ tối cường giả. Có một cái hẳn là khâu hổ ma thần, thế nhưng trừ khâu hổ ma thần, còn có ai? Vương Nghị cũng không quá lo lắng, chỉ là hiếu kỳ. Nhìn thấy, hắn là ở chỗ đó khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần cũng chú ý tới trên vách núi thân ảnh kia oanh oanh hai đạo lưu quan cấp tốc giảm tốc độ vẫn như củ bá đạo mười phần đứng ở vương nghị trước mặt lộ ra khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần bóng người khâu hổ ma thần vương nghị đầu tiên là tùy ý liếc mắt nhìn cái kia khoác đỏ sậm vẫy giáp bốn chân dị thú bóng người sau đó mới trịnh trọng nhìn một cái khác màu xanh đen áo giáp bóng người ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị một tia thái sơ ma thần ách hoa cung chủ cho hắn tin tức bên trong liền bao quát biển vũ trụ đã biết hết thảy cường giả tư liệu thái sơ ma thần càng là trong đó trọng bên trong trọng tin tức phi thường tỉ mỉ đề cập đến thái sơ ma thần các loại thủ đoạn cùng sự tích hiển nhiên ách hoa cung chủ cũng phi thường kiên kỵ cái này biển vũ trụ tối cường giả dựa theo tin tức nói tới thái sơ ma thần là đệ nhất luân hồi thời đại vũ trụ tối cường giả thế nhưng hắn thực lực ở đệ nhị luân hồi thời đại thời điểm liền đạt đến đỉnh phong một trận chiến đánh giết hai vị vũ trụ tối cường giả từ đó về sau, không còn có người dám chính diện cùng Thái Sơ Ma Thần chiến đấu, Thái Sơ Ma Thần cũng rất ít ra tay, ai cũng không rõ ràng Thái Sơ Ma Thần thực lực hôm nay đến trình độ nào. Vương Nghị trong lòng thầm nói. Còn ở đệ nhị luân hồi thời đại Thái Sơ Ma Thần, có ít nhất nguyên tác cự phủ được chí cường chí bảo lưỡi búa thực lực trình độ, cũng chính là cấp chính đỉnh tiêm sức chiến đấu. Bây giờ qua đi rồng rã một cái luân hồi thời đại. Thái Sơ Ma Thần thực lực nên càng thêm đáng sợ mới đối với. Vương Nghị nhìn Thái Sơ Ma Thần, đối với bên cạnh khâu hổ ma thần nhưng không thèm liếc mắt nhìn lại khâu hổ ma thần mặc dù là trước hắn mục tiêu thế nhưng quá yếu đây là một cái đối thủ mạnh mẽ vương nghị nheo mắt lại thái sơ ma thần cùng khâu hổ ma thần lá cũng đang quan sát trước mặt này bao phủ ở thần thánh ánh sáng bên trong khôi ngô thân ảnh cao lớn bọn họ phát hiện chính mình lại nhìn không thấu tia sáng kia chỉ có thể nhìn ra bên trong mơ hồ là hình người mà hơi thở sự sống cũng rất xa lạ có điều xác thực nên giống như bọn họ là vũ trụ tối cường giả không sai thái sơ ma thần cùng khâu hổ ma thần nhìn nhau đều hơi nghi hoặc một chút. Toàn bộ biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả bọn họ đều cơ hồ nhận. Thức, trước mắt này nơi nào đến xa là cường giả? Ngươi là ai? Vì sao trảo tộc nhân ta? Khâu hổ ma thần lạnh lùng nói, thái sơ ma thần hai tay ôm ngực, lạnh lùng ở bên cạnh nhìn. Hô kịch liệt cương phong ở ba vị cường giả trong lúc đó gợi lên, này gió coi như vũ trụ chi chủ mặc vào chí bảo áo giáp đều rất khó chống đỡ, thế nhưng ba vị siêu cấp tồn tại nhưng căn bản không phản ứng, vương nghị cười, đương nhiên hắn ở học hấp bị tỏa ra ánh sáng bao phủ bên trong, hai vị vũ trụ tối cường giả cũng không nhìn thấy. Nói chuyện gì đây? Có cái gì có thể đàm luận, quanh, toàn bộ không gian đều tùy theo chấn động, vương nghị hai con mắt đột nhiên sáng lên. Cả người trong nháy mắt bạo phát, thần lực trong nháy mắt bắt đầu cùng bạo thiêu đốt, quanh. Đoạn diệt, quyển thứ hai. Quanh. Lại lần nữa càng mạnh hơn trình độ thiêu đốt, làm đoạn đông hà truyền thường nghịch thiên nhất tuyệt học một trong vũ trụ tối cường giả cùng trước, tổng cộng ba quyển, triển khai tầng thứ nhất liền có thể làm cho hắn thần lực cùng vũ trụ tối cường giả đều bằng nhau tầng thứ hai càng là có thể làm cho hắn vượt qua vũ trụ tối cường giả trước tiên nếm thử ta công kích linh hồn ở vương nghị thần thể bên trong một ngôi sao trôi nổi ở nơi đó hơi xoay tròn rơi ra mờ mịt hào quang đây là vương nghị chiếm được đoạn đông hà truyền thừa mặt khác một linh hồn nguyên phôi tên là tam giới cũng đồng dạng bị vương nghị luyện hóa biến thành linh hồn hắn nguyên phôi một trong ở toàn bộ đoạn đông hà lịch sử cũng không một cái như hắn xa xỉ như vậy một người nắm giữ nhiều kiện nguyên phôi một là không cần thiết bởi vì nguyên phôi đều là dấu ấn bí pháp bí văn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất uy lực theo bí pháp tăng lên mà tăng lên vì lẽ đó như thế chỉ cần một cái liền đầy đủ bồi tiếp chủ nhân một đường tăng cao nhiều bí pháp cũng sáng tạo có điều đến hơn nữa một người tinh thông nhất thường thường là một cái vũ khí nhiều tác dụng cũng không lớn nhưng vương nghị không giống nhau hắn chẳng những có bốn cái thần thể cũng đồng thời ở đao pháp cùng linh hồn bí pháp trên có thành tựu cực cao, hơn nữa hắn nằm ở thực lực cao tốc bạo phát tăng lên kỳ, vậy thì tạo thành. Một mình hắn liền nắm giữ 8 cái nguyên phôi, vũ. Khí cận chiến 4 cái. Linh hồn nguyên phôi 4 cái. Tam giới, đại biểu này linh hồn nguyên phôi có 3 cái không gian, bề ngoài ngôi sao một cái, ngôi sao bên trong lại có một cái ngôi sao, sau đó bên trong nhất lại là một thần bí hư vô không gian. Mà hiện tại này hư vô không gian theo vương nghị hơi suy nghĩ, thần lực tràn vào, cấp tốc hiện lên từng đạo từng đạo huyền ảo bí văn kỳ thực mỗi kiện linh hồn nguyên phôi bí văn đều là giống nhau thế nhưng linh hồn nguyên phôi không giống nhau điều này sẽ đưa đến bí pháp biểu hiện ra hơi có chút khác biệt nhưng uy lực nhưng cách biệt không có mấy vù một luồng sức mạnh vô hình từ tam giới chủ yếu nhất nơi sâu xa trào ra trải qua tầng thứ hai không gian bị biên độ sống sau đó trải qua tầng thứ nhất không gian lại bị biên độ sống làm nó xuất hiện ở ngoại giới thời điểm đã so với ban đầu tăng lên không biết bao nhiêu trong nháy mắt liền lan đến gần phía trước khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần trên người, khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần chỉ cảm thấy trong đầu quanh một cái, thấy hoa mắt, liền rơi vào ảo cảnh mà vương nghị. Cũng rút ra chiến đao, ánh mắt lạnh lùng nhào tới, chỉ thấy một to lớn mơ hồ đao ảnh mang theo cực kỳ cùng mảnh khí thế trực tiếp nghiền ép mà đến, toàn bộ không gian dãy núi đều bị xé rách phá diệt. Chương 762 Bi kịch A Nguồn Mê truyện audio.com Vù khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần trong nháy mắt rơi vào ảo cảnh bên trong, này, đây là. Khâu hổ ma thần khiếp sợ nhìn xung quanh xa là cảnh sắc, khuôn mặt giữ tận lên. Ảo cảnh. Không. Đừng hồng ảnh hưởng đến ta, phá cho ta. Ảo cảnh, cũng là có khác nhau, mục tiêu thực lực yếu, thậm chí chìm đắm ở ảo cảnh bên trong cho đến chết đi vậy sẽ không phát hiện mà mạnh một chút, có thể phát hiện là ảo cảnh, thế nhưng là không có cách nào phá giải, càng mạnh hơn. Ảo cảnh đối với hắn ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể, thậm chí trong nháy mắt liền có thể chống đỡ, nhưng là Vương nghị này ảo thuật nhưng là sánh ngang nguyên tổ cấp 10 uy năng, không có linh hồn chí cường chí bảo, hầu như không hy vọng thoát khỏi hô vương nghị. Sử dụng tới hư vô chi lực xâm nhập Thái Sơ Ma Thần cùng khâu hổ ma thần thể nội, khâu hổ ma thần thể nội có linh hồn chí bảo thủ hộ, nhưng căn bản chịu đựng không được lực vô hình thẩm thấu, trong nháy mắt ngã vào ảo cảnh thế giới. Mà Thái Sơ Ma Thần, thể nội có một pho tượng đá, làm lực vô hình dâng lên đến thời điểm, nhưng đột nhiên mở mắt ra, hai đạo hồng quang từ tượng đá trong ánh mắt bắn ra cùng lực vô hình đối kháng, sống, lực vô hình vẹn vẹn bị cản một cái hô hấp thời gian, vẫn là xung kích ở trên tượng đá, tượng đá không dừng trung động, lực vô hình xuyên thấu qua tượng đá, tuy rằng bị suy yếu một chút, còn lại to lớn uy năng vẫn là bắt đầu sản sinh ảnh hưởng. Thái sơ ma thần thấy hoa mắt, phát hiện mình xuất hiện ở. Xa là địa phương. Ảo cảnh. Thái sơ ma thần trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Không thể, biển vũ trụ am hiểu linh hồn bí pháp cường giả ta đều biết, không thể có thủ đoạn lợi hại như vậy. Ta có linh hồn loại chí cường chí bảo a, à, lại đều bị ảo cảnh ảnh hưởng đến. Thái Sơ Ma Thần trong lòng rung lên, hắn biết chính mình phiền phức lớn rồi. Cút ngay cho ta. Rơi vào ảo cảnh, thật giống như nằm mơ giống như, người bình thường cho dù ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng là liền rất khó tỉnh lại. Mà hiện tại hai vị vũ trụ tối cường giả chính là trạng thái như thế này, Khâu Hổ Ma Thần rõ ràng vô lực chống đỡ, thế nhưng Thái Sơ Ma Thần không giống nhau hắn là vũ trụ này biển tối cường giả, lại có linh hồn chí cường chí bảo, cái kia công kích linh hồn đối với hắn ảnh hưởng không lớn như vậy. Tỉnh lại cho ta. Thái sơ ma thần mài dũa ba cái luân hồi thời đại đáng sợ ý chí, phát sinh từng tiếng gào thét, sau đó toàn bộ ảo cảnh thế giới cũng bắt đầu rung động lay động, bồng. Ảo cảnh thế giới phá toái. Thái sơ ma thần hoàn toàn tỉnh táo, không giống với loại kia mông lung ảo cảnh thế giới, hết thảy trước mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, mà thái sơ ma thần cũng nhìn thấy cái kia hủy thiên diệt địa một đao, quanh trong chớp mắt này, to lớn mơ hồ đao ảnh đã ngang trời bổ tới, ảnh đao cùng cùng quét ngang phá diệt tất cả. Chiến đao ẩn chứa vô thượng huyền diệu, xung quanh càng có to lớn vũ trụ ngôi sao hư ảnh ở sinh ra vận chuyển, đao chi vũ trụ. Thiên diễn, này một sát chiêu vừa triển khai, không gian xung quanh cũng bắt đầu nát tan, chỗ đi qua hết thảy đều bắt đầu nát tan hóa thành sôi trào lập tử lưu, vô số lập tử lưu phản phất sôi trào cháo, quy lực khủng bố lan đến hơn vạn ức km phạm vi, bổ hướng về phía trước khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần, đao chi vũ trụ thiên diễn, nghèo đau đạo biến hóa, phổ biến khó lường, theo vương nghị tâm niệm mà lên, biểu hiện ra cũng không phải một loại nào đó cố định chiêu thức, cũng không sợ bị nhận ra, khâu hổ ma thần còn rơi vào áo cảnh bên trong, mà nó bên cạnh ám áo giáp màu xanh bóng người nhưng con mắt một thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu, từ áo cảnh bên trong thức tỉnh nhìn cái kia phá không mà đến tràn ngập tính chất hủy diệt ánh đao, hắn dòng khí màu xám quanh quẩn con ngươi cũng không khỏi hiện lên nồng đầm. Chấn động. Đáng chết. Thái sơ ma thần cùng khâu hổ ma thần không giống nhau, ý chí đạt đến vũ trụ tối cường giả cực hạn, lại có linh hồn chí cường chí bảo bảo vệ, cho nên mới có thể rất nhanh từ ảo cảnh bên trong thoát ly, nhưng là không kịp, ánh đau gần diện mà đến, không gian xung quanh đều bị nát tan, Thái Sơ Ma Thần không thể tránh khỏi, chỉ kịp vội vàng rút đao chen, theo Thái Sơ Ma Thần sau lưng màu đen loan đao rút ra đến, Thái Sơ Ma Thần trong mắt lệ mang lóe lên, hai tay nắm chui đao, màu đen loan đao dơ lên thật cao. Chính thanh đao vào đúng lúc này phản phất hóa thành một viên màu đen thái dương, đen thùi thái dương, nhưng có vô số sấm sét bắn ra, này một đao vẻn vẹn mới vừa dơ lên đến, tỏa ra uy thế liền để vũ trụ tối cường giả cũng vì đó hoảng sợ. Chém. Thái sơ ma thần dùng hết toàn lực vung ra này một đao. Theo thái sơ ma thần một đao chém xuống, màu đen thái dương nhất thời bạo phát, cực kỳ khủng bố uy năng tràn ngập trong thiên địa, xung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên làm nhạt, thời gian, không gian bắt đầu biến mất. Phía trước ánh đao uy năng ở trước mặt hắn đều trở nên mơ hồ, đã phá toái thế giới cũng đều trở nên mơ hồ vặn vẹo, tự hồ trong thiên địa vạn vật đều trở nên mơ hồ vặn vẹo, chỉ có thái sơ ma thần là trong thiên địa này duy nhất rõ ràng tồn tại oanh liền phản phất vũ trụ vụ nổ lớn trong thiên địa trong nháy mắt một mảnh trắng xóa cũng lại hoàn toàn không thấy rõ bất kỳ hắn vật thế nhưng hai vị siêu cấp tồn tại vẫn như cũ có thể rõ ràng nhận biết đặc biệt là thái sơ ma thần có thể nhận ra được ở một mảnh trắng xóa dưới có một thanh đao lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nổ bổ mà tới công thái sơ ma thần vội vàng hoành đao đón đỡ toàn bộ bóng người đều bị to lớn lực xung kích bị đánh bay đi ra ngoài một thanh âm lạnh lẽo nhưng lộ ra một tia hưng phấn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi cũng là dùng đau, vậy hãy để cho ta xem một chút, ai đau càng mạnh hơn. Ngươi là ai? Thái sơ ma thần khiếp sợ nhìn chăm chú trước mặt vết tới thần thánh quang ảnh, mơ hồ có thể thấy được bên trong hình người cao lớn bóng người, trong tay hắn chiến đao càng là so với bạo phát cuối cùng ánh chiều tà Thái Dương còn ống ánh hơn lóa mắt. Bồng. Không gian xung quanh vặn vẹo nát tan một vùng tăm tối chiến đao xung quanh mơ hồ có một vũ trụ xoay chậm chậm hư ảnh một đao bổ ngang xung quanh tất cả bắt đầu nát tan sụp đổ lại là một hồi va chạm thái sơ ma thần bóng người bất ổn lùi về sau mấy vạn km sức mạnh lại mạnh hơn ta thái sơ ma thần tràn đầy khiếp sợ không tin tung hoành biển vũ trụ hai cái luân hồi thời đại không ai địch nổi hắn lại ở chính diện va chạm bên trong rơi vào hạ phong hiếm thấy gặp phải một cái thực lực mạnh mẽ có thể đảm nhiệm đối thủ mình người vương nghị không lại sử dụng công kích linh hồn cũng không cần lĩnh vực trực tiếp cầm trong tay chiến đao thiêu đốt thần lực ăn mặc cơ giới bảo vật ánh mắt cuồng nhiệt dết tới Này nhưng là một cái mài dỗ đao pháp cơ hội tốt dết nhìn thấy đối phương không nói lời nào thái sơ ma thần ánh mắt lạnh lẽo phẫn nộ cũng cầm đao xông lên song phương trong nháy mắt chém dết thành một đoàn cho tới khâu hổ ma thần bởi vì không có bảo vệ đã sớm ở vừa nãy đao thứ nhất công kích bên trong liền bị ánh đao giết chết thi thể của hắn cũng bị vương nghị tiện tay thu hồi đến lượng lớn vũ trụ tối cường giả thi thể đối với hắn nghiên cứu sinh mệnh kết cấu ảnh còn là phi thường có trợ giúp vương nghị là cấp 7 đỉnh tim đao pháp thế nhưng hắn có thần lực thiêu đốt bí thuật, hai tầng thiêu đốt, thần lực đã so với lúc này thiêu đốt thần lực thái sơ ma thần còn mạnh hơn. Thêm vào cơ giới bảo vật gia trì, ngụy trang sau đao phôi biên độ sống. Lực công kích đã vượt qua cấp 10. Quy năng nghịch thiên mà thái sơ ma thần, bí pháp là cấp 9, còn muốn vượt qua cự phủ người sáng lập. Trên người hắn cũng có chí cường chí bảo chiến đao, áo giáp. Tổng thể thực lực cũng ở cấp 10 cấp độ, hơn nữa ỷ vào đao pháp so với vương nghị cảnh giới cao, kinh nghiệm phong phú, hắn tuy rằng lực công kích không bằng vương nghị, nhưng mơ hồ dặn có không xong, như thế hiếm thấy đối thủ, Vương Nghị làm sao có thể không thấy hàng là sáng mắt. Tốt. Vương Nghị càng dết càng thoải mái. Trong mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, từ khi được đoạn Đông Hà truyền thừa, thực lực tăng nhanh như gió, toàn lực bạo phát dưới, toàn bộ biển vũ trụ không còn có người có thể đảm nhiệm đối thủ của hắn, chính là cự phủ cũng không được, mà trước mắt này thái sơ ma thần, không có thần lực thiêu đốt bí thuật, lại có thể làm đến cùng hắn quyết đấu, trừ vũ trụ tối cường giả cảnh giới, còn có cái kia cao sâu vô cùng pháp tắc cảm ngộ cùng đao pháp vận dụng ở đao pháp cấp độ lên, hắn chân thực so với. Vương Nghị cao hai cái cấp độ, lúc này mới có thể làm đến ở sức mạnh không bằng Vương Nghị tình huống cùng còn đánh có qua có lại, không phân cao thấp. Liền để ngươi kiến thức thân pháp của ta đi. Vương Nghị phong cách đột biến, do nguyên lai chính diện cùng bạo công kích biến thành lơ lửng không cố định, đi tới lấp lóe, tốc độ nhất thời tăng vọt, đoạn Đông Hà, tam đại tuyệt học một trong tốc độ bí pháp, Đông Hoa, Đông Hoa, là đoạn Đông Hà nhất mạch đáng sợ nhất một bộ thoát thân tuyệt học, một khi triển khai, liền có thể hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh đến mức khó mà tin nổi, thậm chí dễ dàng xuyên thấu tầng lớp không gian, thế nhưng, nó bạo phát là tốc độ di động mà không. Phải tốc độ công kích, nếu như tốc độ tăng vọt, công kích nhưng theo không kịp, còn sẽ ảnh hưởng đến uy lực công kích, như vậy ở trong chiến đấu tác dụng cũng không lớn, Vương Nghị vừa mới nhập môn, làm sao đem đồng hoa này nhất tuyệt học hỗn hợp tiến thân pháp linh hoạt tiến hành công kích, cũng làm cho hắn thương tận suy nghĩ, rào, chỉ thấy trên sân, Vương Nghị mới vừa hiện thân xuất đao, liền sẽ theo lập tức lấp lóe biến ảo vị trí lần lượt biến ảo, đao cũng thay đổi khó lường, từ mỗi cái góc độ bổ xuống. Nhanh. Nhanh thật giống như hư vô bên trong bốc lên một cây đao, thường thường một đao đánh xuống, Thái Sơ Ma Thần còn không phản ứng lại, hắn liền xuất hiện ở một hướng khác, lại lần nữa xuất đao, trong nháy mắt, Thái Sơ Ma Thần thật giống bị vài cái vương nghị vây công như thế, đương nhiên, quá nhanh tốc độ cũng làm cho đau uy lực giảm xuống vài thành, thế nhưng quá nhanh, nhanh khó mà tin nổi, nhanh thái sơ ma thần đều không chống đỡ được bông. Bông bông thái sơ ma thần nguyên bản hoàng mỹ đao pháp cũng bắt đầu hỗn loạn cứ việc hắn điên cuồng chống đỡ thế nhưng vô dụng thân trong nháy mắt chịu đựng nhiều lần công kích ác liệt đao kình xuyên thấu qua chí cường chí bảo chiến giáp xung kích ở trong cơ thể hắn thái sơ ma thần thần thể rung bần bật sắc mặt thay đổi khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi thật biến thái tốc độ thật là đáng sợ thân pháp thái sơ ma thần trong mắt tràn ngập khiếp sợ sau đó trước mắt hắn xuất hiện lần nữa ánh đao thái sơ ma thần nâng đao đi che hắn mới vừa ngăn trở phía trước đao thế nhưng sau đó vương nghị lại xuất hiện ở sau lưng thái sơ ma thần cuốn quýt lại đi che ngăn trở mặt trên lại không ngăn được phía dưới vương nghị bóng người giống như quỷ mị thoáng hiện nguyên bản bá đạo rực rỡ ánh đao cũng biến thành ngưng tụ ác liệt như tơ như sương bao phủ ở thái sơ ma thần trên người nguyên bản uy phong lẫm liệt thái sơ ma thần lập tức rơi vào chật vật hoàn cảnh bị vương nghị đánh cho liên tục bại lui hắn cảm giác được thân thể mình thương thế đang không ngừng tăng cường sức sống đang không ngừng trôi qua không ngăn trở ngăn trở thái sơ ma thần điên cuồng, nhưng là lấy đoạn đông hà nhất mạch tam đại nghịch thiên tuyệt học một trong, đông hoa, sáng tạo ra đến thân pháp thực sự quá khủng bố, tuy rằng chỉ là mới thành lập, thế nhưng thái sơ ma thần cũng vẫn như cũ chịu đựng không được, đặc biệt là vương nghị chiến đao lực công kích tuy rằng so với trước yếu đi một ít, nhưng vẫn như cũ cường đáng sợ. Thái sơ ma thần đem hết toàn lực, 10 lần công kích có thể ngăn cản 8, 9 lần chỉ có một hai đao rơi vào thái sơ ma thần trên người, nhưng là một đao hai đao không có chuyện gì. Thái sơ ma thần có chí cường chí bảo chiến giác có thể chống được đến 10 đao 8 đao cũng có thể chịu đựng, thế nhưng 100 đao 1 ngàn đao đây, như bọn họ cường giả như vậy giao thủ nhanh chóng biết bao, một giây đồng hồ giao thủ trăm nghìn chiêu cũng là bình thường, chỉ chớp mắt, dựa vào siêu mạnh lực. Công kích cùng đáng sợ thân pháp, Thái Sơ Ma Thần bị Vương Nghị đùa bẩn vỗ tay trong lúc đó, hắn nghĩ bạo phát công kích Vương Nghị, nhưng là Vương Nghị trong nháy mắt rời xa, tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu, liền như tuyệt nhất định thích khách, một đòn tức bên trong, trong nháy mắt đi xa, lại như ông mật nhẹ nhàng rơi vào bút hoa lên một chập nhường thái sơ ma thần đau thấu tim gan mà Vương Nghị cũng cảm giác được thần lực lấy khủng bố tốc độ thiêu đốt, đồng thời bạo phát, đoạn diệt, cùng đông hoa, thêm vào thôi phát đao phôi, cơ giới bảo vật, cái kia to lớn tiêu hao, coi như vũ trụ tối cường giả đều chống đỡ không được, nếu không là hắn có bản nguyên loại chí cường chí bảo cùng u hải phân thân, có thể chứa đựng lượng lớn thần lực cung cấp, căn bản không có cách nào tiếp tục tiến hành. Cũng chỉ có rất nhiều điều kiện gặp lại, mới có hắn bây giờ quái vật này như thế thực lực, coi như trước mắt đứng ở biển vũ trụ đỉnh phong, có thể so với cấp 10 sức chiến đấu thái sơ ma thần, cũng bị hắn dễ dàng áp chế đao pháp này có thể như thế biến hóa. Thân pháp này có thể càng linh hoạt một ít. Vương Nghị thoải mái tràn trề triển khai, hài lòng cực kỳ, Vương Nghị cũng không bỏ được nhanh như vậy giết chết Thái Sơ Ma Thần, như thế một cái hiếm thấy đá mài dao, đến cố gắng sử dụng liền, vốn là mạnh mẽ thế tiến công, cũng dần dần trở nên yếu ớt lên. Tự hồ tiêu hao quá lớn, duy trì không nổi như vậy cường thế tiến công, vốn là trái chi phải chống đỡ, khổ không thể tả Thái Sơ Ma Thần ánh mắt sáng lên, trong lòng nhất thời bay lên hy vọng, còn có cơ hội xem ra hắn thần lực có hạn, cung cấp có điều đến. Thái sơ ma thần trong lòng thầm nói, cũng khó trách, như vậy hung mạnh đáng sợ công kích, coi như hắn cũng triển khai không được bao lâu, đối thủ này có thể duy trì thời gian dài như vậy, đã ra ngoài hắn dự liệu, dù sao, đây chính là ở liều mạng tranh đấu bên trong thiêu đốt thần lực, chính là vũ trụ tối cường giả cũng không phải vô hạn thần lực, chỉ bất quá bọn hắn thiêu đốt thần lực, sẽ không ảnh hưởng thực lực thôi, thái sơ ma thần trong mắt bốc lên sát khí. Hô một đao hướng về vương nghị. Bổ tới. Quy thế tuyệt luôn. Xoạt. Vương Nghị quỷ mỹ tránh, một đao bổ vào ngực hắn lên, Thái sơ ma thần mới nhớ tới đối phương cái kia biến thái thân pháp, coi như chiến đấu, hắn cũng đánh không tới trên người đối phương a. Nói đến, toàn bộ quá trình chiến đấu, hắn liền không đánh trúng qua Vương Nghị một lần, trừ phi loại kia không khác biệt lớn phạm vi công kích, thế nhưng như vậy quy mô lớn công kích còn phải sản sinh đầy đủ uy lực, tiêu hao cực kỳ to lớn, cho dù Thái sơ ma thần cũng rất khó triển khai, có thể nói Thái sơ ma thần không có bị bức bách đến như thế cũng bắt thời điểm. Dừng lại thái sơ ma thần bỗng nhiên quát ầm lùi về sau vương nghị lần này không đuổi kịp đi ngừng lại đứng ở đằng xa cùng thái sơ ma thần đối lập treo lơ lửng giữa trời đau tùy ý huyền tại bên người có điều giờ khác này vết thương đầy rẫy cả người vết máu scaber loang lỗ thái sơ ma thần so với trước chật vật quá nhiều hắn ánh mắt hồi hộp nhìn thần thánh ánh sáng bên trong vương nghị chậm rãi nói người đến cùng là ai hắn không nghĩ ra đến cùng nơi nào nhô ra như thế một cái cường giả tuyệt thế thực lực còn ở phía trên hắn vương nghị khóe miệng hơi một câu thứ khó xin báo thái sơ ma thần mí mắt có giật một hồi. Trầm mặt một hồi, lại nói. Ngươi là hướng về phía khâu hổ ma thần đến đi, kỳ thực ta cùng hắn không quen, chúng ta không cần thiết tiếp tục tiếp tục đánh. Hắn nhìn vương nghị, ngữ khí mơ hồ có chút suy yếu. Chấm dứt ở đây làm sao? Câu nói này vừa ra, thái sơ ma thần có chút cảm giác nhục nhã, thế nhưng hắn không thể không cúi đầu, hắn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Cuối cùng tiếp tục đánh rất khả năng là hắn chết. Hơn nữa đối phương cái kia biến thái tốc độ, chỉ cần vẫn quấn hắn, có thể đem hắn quấn đến chết, thái sơ ma thần chỉ có thể chịu thua chịu thua. Nha, Vương Nghị hơi cười. Nghĩ đình chiến, có thể, đem trên người ngươi bảo vật ở lại đây đi. Chương 763 Ngô Quốc Độ Nguồn Mê truyện audio com Lưu lại bảo vật Thái sơ ma thần lửa giận hướng về đầu dân lên, con ngươi u lạnh. Ngươi không muốn quá phận quá đáng. Sau đó lại nhìn thấy Vương Nghị tự như cười mà không phải cười nhìn hắn, thái sơ ma thần lại tỉnh táo lại trong lòng tức giận không ngớt ngươi muốn cái gì vương nghị thản nhiên nói không phải đã nói rồi sao trên người ngươi bảo vật đương nhiên ta cũng không tham lam ngươi ba cái chí cường chí bảo cho ta một cái là được thế nhưng cái khác nhất định phải toàn bộ lưu lại ta yêu cầu này không quá đáng đi thái sơ ma thần nghiến răng nghiến lợi này còn không quá mức này còn không tham lam chí cường chí bảo a à, quý giá bực nào có thể gặp không thể cầu hắn ba cái luân hồi thời đại sinh tử lang bạc năm tháng dài đằng đẵng tích lũy mới có người lên này ba cái lập tức giao ra một cái thái sơ ma thần không đau lòng mới là lạ chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu trước đây thái sơ ma thần tung hoành biển vũ trụ cỡ nào bá đạo hung hăng hiện tại nhưng gặp phải một cái càng thêm bá đạo hung hăng vương nghị địa thế còn mạnh hơn người dù cho thái sơ ma thần như thế nào đi nữa không muốn cũng không thể không thỏa hiệp được thái sơ ma thần lạnh lùng nói chảy máu trong tim theo sát hắn lại nghĩ tới trên người mới vừa được màu bạc chìa khóa, cái kia bảo vật giá trị không hẳn ở chí cường chí bảo bên dưới, trong lòng lại là một trận không muốn cùng thịt thương ba cái chí cường chí bảo, thái sơ ma thần lấy hay bỏ đã lâu, mới cắn răng đưa ra cái kia ám áo giáp màu xanh, còn có hắn nhẫn không gian, sau đó một câu nói không nói, xoay người bay đi, vương nghị cũng cười hiếp mắt, tuân thủ lời hứa, không có ngăn cản. Cái tên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đi xa thái sơ ma thần, giờ khắc này trong lòng tràn ngập không rõ vì sao trước đây tự từ chưa từng nghe qua tin tức về hắn. Sau đó vừa nghĩ tới chính mình mất đi bảo vật, lại là một trận đau lòng, lần này tổn thất quá to lớn, Thái Sơ Ma Thần trở lại liền bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn điều tra biển vũ trụ cường giả, đương nhiên, hắn cái gì đều không tra được, sau đó năm tháng, Thái Sơ Ma Thần làm việc thay đổi trước đây bá đạo lộ liễu, trở nên biết điều lên, cũng làm cho biển vũ trụ thế lực ngạc nhiên. Này Thái Sơ Ma Thần, tính tình làm sao thay đổi, người mạnh mẽ ngã cái té ngã, đều sẽ nhớ kỹ giáo huấn, Vương Nghị chính đang kiểm tra Thái Sơ Ma Thần lưu lại bảo vật, phòng ngừa hắn lưu lại cái gì theo dõi thủ đoạn Từng một chí cường chí bảo áo giáp vương nghị liếc mắt nhìn cái kia ám áo giáp màu xanh lấy hắn bây giờ dòng dõi ngược lại cũng không để ý như thế một cái chí bảo hắn cười vốn là cho rằng thái sơ ma thần sẽ đem binh khí kia lưu lại nhưng nhìn đến hắn càng để ý cái kia chiến đao a à? áo giáp như thế so với binh khí giá trị cao cùng hiếm thấy thế nhưng áo giáp chủ yếu dùng để bảo mệnh binh khí nhưng có thể trực tiếp tăng cao thực lực vì lẽ đó thái sơ ma thần cuối cùng lựa chọn lưu lại là áo giáp mà không phải binh khí vương nghị tùy ý dùng thần lực phá giải thái sơ ma thần nhẫn không gian dấu ấn sau đó thần lực kéo dài đi vào làm thần lực thẩm thấu tiến vào nhẫn không gian thời điểm vốn là hững hờ vương nghị nhưng là đột nhiên một giật mình hả cái gì một luồng đột nhiên xuất hiện cực kỳ mãnh liệt triệu hoáng khiến vương nghị toàn thân mỗi cái tế bào đều đang sôi trào đã đạt đến muốn bạo tẩu mức độ cái cảm giác này vương nghị ngay người thật quen thuộc, loại này triệu hoán cảm giác, lúc trước tu luyện, cửu kiếp bí điển, ở rác rưởi tinh vực tìm kiếm diễm thần tộc áo giáp, cùng đối mặt tinh thần tháp thời điểm, đồng dạng xuất hiện qua. Đến cùng là cái gì? Vương Nghị thần lực ở những không gian đảo qua, rất nhanh phát hiện những không gian cái kia một thanh bạc kiếm, nó lập tức xuất hiện ở Vương Nghị trên tay, tự hồ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên phản phất ẩn chứa sinh mệnh, ông ông rung động, Vương Nghị cúi đầu xem trên tay này bạc kiếm bí văn hình thành văn tự, đó là viễn cổ văn minh văn tự, cùng quê hương hắn biển vũ trụ vô số lưu truyền tới chí bảo lên lưu lại tin tức văn tự như thế coi như không hiểu văn tự vừa nhìn liền có thể rõ ràng trong đó ý tứ nhẹ giọng nhắc tới đồng ngô kiếm tại sao nó sẽ đối với ta có cảm ứng chẳng lẽ trên người ta có cái gì hấp dẫn nó vương nghị xem trong tay rung động kịch liệt bạc kiếm có chút không rõ tinh thần tháp kiếp giáp chế tạo áo giáp sở dĩ vương nghị có thể cảm ứng đó là bởi vì vương nghị khi đó tu luyện cửu kiếp bí điển bọn họ đều là tòa sơn khách sáng tạo ra đến, nhất mạch kế thừa, có tính chung, thế nhưng này bạc kiếm, nhưng cũng đối với vương nghị sản sinh mạnh mẽ triệu hoán cảm giác. Đến cùng nguyên nhân gì? Trong đó khẳng định có cái gì ảo diệu? Vương nghị thầm nói. Đông ngô kiếm. Ngô, lẽ nào cùng viễn cổ văn minh ngô quốc có liên hệ gì? Hắn sản sinh mãnh liệt hứng thú, Vương Nghị ở trong đầu tìm tội ách hoa cung chủ giao cho hắn biển vũ trụ tin tức, lập tức tìm tới có quan hệ tin tức. Cùng trong truyền thuyết màu bạc chìa khóa rất giống ở cái này biển vũ trụ, lớn nhất tuyệt địa chính là Hỗn Động Tinh, Hỗn Động Tinh cổ xưa lâu đời, thần bí khó lường, nguy hiểm tầng tầng, ba cái luân hồi thời đại, dài lâu thăm dò cũng không thể thăm dò nó một phần vạn, mà từ Hỗn Động Tinh một ít di tích tình cờ truyền lưu ra tin tức, lại làm cho biển vũ trụ cường giả rõ ràng rất nhiều bí ẩn, nói thí dụ như, ở bọn họ trước, còn có thật nhiều luân hồi thời đại, vô số văn minh cùng cường giả từng ở vũ trụ này biển xuất hiện qua. Tỷ như, Hỗn Động Tinh xuất hiện năm tháng dài lâu cực kỳ hoài nghi là viễn cổ văn minh một siêu cấp chiến tranh pháo đài lại tỷ như những kia không trọn vẹn hoặc là thâm ảo không cách nào tìm hiểu viễn cổ văn minh tuyệt học chứng kiến viễn cổ văn minh cường giả siêu cấp mạnh mẽ đủ loại chí bảo các loại mà ở hỗn động tinh trong truyền thuyết cũng có này chìa khóa chìa khóa có ba loại từ thấp đến cao chia làm màu đen màu xanh màu bạc cùng với trong truyền thuyết màu vàng ở truyền thuyết ghi chép bên trong màu bạc chìa khóa còn có người từng chiếm được thế nhưng màu vàng chìa khóa nhưng xưa nay không ai từng thấy chỉ là một cái truyền thuyết chìa khóa đối ứng hỗn động tinh bên trong một cái nào đó không gian, mà càng cao cấp hơn cấp chìa khóa, ở hỗn động tinh càng sâu nơi, đối ứng không gian bên trong bảo tàng cũng càng nhiều. Cùng vũ trụ chu tính vật rất giống A. À? Vương Nghị thầm nghĩ, đều là màu đen, màu xanh, màu bạc tính vật, đều đối ứng một cái không gian. Hơn nữa này kiếm gọi đông ngô kiếm, sẽ không phải thật sự cùng ngô quốc có quan hệ đi. Vậy này hỗn động tinh, chẳng phải là mặt khác một tòa vũ trụ chu. Chỉ có điều, nó vì sao lại đối với ta có mãnh liệt như vậy triệu hoán cảm giác. Vương Nghị không rõ, trước đây ở vũ trụ Chu, hắn cũng từng chiếm được màu bạc tính vật, hiện tại đều còn ở trên người hắn, lại không có chuyện như vậy, trong đó nên có bí mật gì, nghĩ tới đây, Vương Nghị không khỏi nhìn mình trong tay bạc kiếm, Vương Nghị thử nghiệm đem nó luyện hóa, rất thuận lợi, nhận chủ thành công, mà lúc này, trên tay hắn bạc kiếm phát sinh lần nữa kỳ dị biến hóa, một tầng kim quang từ trên người nó tràn qua, nó không biết phát sinh biến hóa gì đó, do trước màu bạc biến thành. Màu vàng, tràn ngập ra một loại lộng lẫy khí tức liền ngay cả trên thân kiếm cổ điển bí văn văn tự cũng giống như càng thâm ảo hơn kim quan sáng lạng một thanh kim kiếm xuất hiện ở vương nghị trên tay vương nghị trận mắt lên màu vàng chìa khóa hắn nhưng lại không biết thái sơ ma thần cũng từng luyện hóa này bạc kiếm nhưng không có loại biến hóa này bằng không xuất hiện ở trên tay hắn cũng sẽ không là khởi đầu dáng dấp mà hết thảy này biến hóa đều là tự vương nghị dùng thần lực luyện hóa này chìa khóa bắt đầu biển vũ trụ trong truyền thuyết chỉ là thuộc về trong truyền thuyết màu vàng chìa khóa lại xuất hiện ở trên tay ta vương nghị cũng cảm giác được khó mà tin nổi trùng hợp không không phải vương nghị suy nghĩ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước ở vũ trụ chu vĩnh hằng thiên khung cái kia màu đen bi đá đã từng đánh dấu đi ra một phần gian sinh mệnh phân tích ảnh vậy cũng là từ tầng thấp nhất một lần bắt đầu phân tích vẫn phân tích đến ba vạn lần cực kỳ thâm nhập cẩn thận nhập viên nghiên cứu sinh mệnh cơ sở kết cấu từ đó về sau vương nghị thần thể từ trong ra ngoài phát sinh lần nữa thuế biến ấn vương nghị suy đoán này gian sinh mệnh phân tích ảnh nên vượt qua cửu kiếp bí điển mặc dù nói cửu kiếp bí điển là tòa sơn khách sáng tạo có thể thay đổi linh hồn cùng gian có người nói còn kết nối được liệt nguyên thuật truyền thừa thử thách có trợ giúp thế nhưng cửu kiếp bí điển là tấn quốc hạt nhân tuyệt học tấn quốc trước đây vô số thiên tài cũng từng học tập qua nhưng thủy chung không ai có thể học được liệt nguyên thuật tòa sơn khách một cái phổ thông thần vương ở thần vương bên trong thuộc về trung đẳng cấp độ mạnh nhất có điều là am hiểu luyện khí sáng tạo cửu kiếp bí điển cũng chỉ là tấn quốc nhất tuyệt học hay là dùng đến bồi dưỡng hậu bối, vũ trụ chi chủ đến thật thần giai đoạn, cửu kiếp bí điển đến hoàng mỹ gian cấp độ liền vô dụng, có thể lợi hại đi nơi nào. Liệt nguyên thuật, nổi danh như vậy, dính đến nguyên này khởi nguyên đại lục trong truyền thuyết cường giả tuyệt học chí cao, khởi nguyên đại lục những kia thần vương mỗi cái nghĩ trăm phương ngàn kế, vắt hết óc để cho mình thế lực thiên tài đi tiếp thu truyền thừa, trong đó khẳng định cũng có tương tự cửu kiếp bí điển, phương pháp tu luyện, thế nhưng là trước sau không trời mới có thể thông qua thử thách. Bởi vậy có thể thấy được, cửu kiếp bí điển, sự hạn chế, không cần quá thổi phòng, cường, có điều là la phong. Nhân vật chính vận sáng. Không gì sánh kịp, viễn cổ văn minh khởi nguyên đại lục, so với tọa sơn khách lợi hại nhiều lắm. Không nói cái khác, ngô quốc, tọa sơn khách liền chính mông thừa nhận, so với hắn tấn quốc mạnh mẽ hơn rất nhiều, thêm vào có thể nói, đơn thể cơ giới lưu, cực hạn, thí ngô vũ dực, cùng cái kia khổng lồ đáng sợ, tự thành nhất tuyệt, vượt quá tưởng tượng siêu cấp chiến thuyền vũ trụ chu. Ngô quốc ở cơ giới lưu nghiên cứu lên, hiển nhiên đã đến mức độ đăng phong tạo cực, nói riêng về cơ giới lưu văn minh, phỏng chừng ở khởi nguyên đại lục cũng là đứng đầu nhất tầng kia lần như vậy đỉnh phong thế lực bên trong làm sao có khả năng không có thất thần thể con đường truyền thừa phải biết liền ngay cả đoạn đông hà đều thuộc về ngô quốc một phần tử tuy rằng khả năng là không lại sinh ra chân chính đăng cường giả đỉnh cao đoạn đông hà truyền nhân sau đó mới gia nhập thế nhưng cũ của... nờ dây chứng minh ngô quốc mạnh mẽ tuyệt đối là vượt qua đoạn đông hà nhất mạch không phải vậy đoạn đông hà môn phái cũng không thể gia nhập mạnh mẽ như vậy ngô quốc nội tình thâm hậu bao nhiêu khó có thể tưởng tượng ta tu luyện cái kia gian phân tích ảnh, thần thể kết cấu thay đổi, cái kia gian phân tích ảnh là vũ trụ chu được, thuộc về Ngô quốc thần thể con đường truyền thừa, ta hiện tại thần thể hẳn là thuộc về Ngô quốc bên trong thành viên trọng yếu mới có thể đi thần thể con đường. Vương Nghị trong lòng có hiểu ra. Này chìa khóa, thuộc về Ngô quốc. Vũ trụ này biển tuyệt địa hỗn động tinh cũng là Ngô quốc chế tạo ra. Bởi vì cảm ứng được ta thần thể khí tức, vì lẽ đó đem ta cho rằng là ngô quốc truyền nhân, vì lẽ đó, mới đối với ta có như vậy cường hấp dẫn cảm ứng, mới sẽ ở ta dùng thần lực luyện hóa sau, phát sinh như vậy biến hóa lớn. Thật giống như La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển, đã đặt xuống tấn quốc dấu ấn. Vương Nghị trên người bây giờ cũng đặt xuống thuộc về ngô quốc dấu ấn, nếu như hắn không thay đổi cơ sở, coi như sau đó đạt đến 10 vạn lần thần thể, vẫn như cũ sẽ bị cho rằng là ngô quốc một phần tử. Vương Nghị nhìn bốn phía liên miên không dứt không nhìn thấy bờ nguyên Nga dãy núi cùng cái kia xa xa vô biên hắc ám, cảm thán Ngô Quốc đã từng đến cùng cường thịnh đến mức nào, không chỉ chế tạo cái kia xưng tụng kỳ tích vũ trụ chu, nơi này hỗn động tinh, vẫn cùng bọn họ có quan hệ, nên cũng là Ngô Quốc tạo vật. Vương Nghị thổn thức không ngất, mà mạnh mẽ như vậy Ngô Quốc đều diệt, phỏng chừng thần vương cũng chết, tàn dư hạ xuống Ngô Quốc thế lực không thể không tự chiến đến cùng, cử chế tạo ra đến cơ giới bảo vật, biết rõ cửu tử nhất sinh, vẫn là liều lĩnh xông vào biển vũ trụ nơi sâu xa, vũ trụ chu. Hủy diệt, hỗn động tinh. Cũng hủy diệt thâm nhập biển vũ trụ Ngô Quốc quân đoàn, Phỏng chừng đều không có thể sống sót, đem Ngô Quốc bức đến như thế thê thảm mức độ phe địch lại nên nhiều đáng sợ. Vương Nghị không bình tĩnh, hắn hiện tại tu luyện Ngô Quốc thần thể con đường, đặt xuống Ngô Quốc dấu ấn, ở những kia lúc trước hủy diệt Ngô Quốc thế lực trong mắt, phỏng chừng đã bằng là Ngô Quốc người, Ngô Quốc dương nhiệt sẽ không phải sau đó vừa đến khởi nguyên đại lục, liền bị đuổi giết đi, này không phải Vương Nghị buồn lo vô cớ, mà là trước có chuyện có thể xảy ra, Vương Nghị cảm ứng kim kiếm tin tức, cùng vũ trụ chu tính vật như thế, này chìa khóa, kỳ thực cũng là một loại tính vật, nắm giữ tính vật này, như vậy ở cái kia hỗn độn tinh bên trong, thì có một chút đặc quyền, độ nguy hiểm hạ thấp không ít, đồng thời còn đối ứng một chuyên môn không gian, màu bạc tính vật đối ứng không gian, đã ở hỗn độn tinh khu vực hạch tâm nơi sâu xa, màu vàng tính vật, kỳ thực cùng màu bạc tính vật một chỗ, thế nhưng ở nơi càng sâu, khu vực kia, ấn vương nghị biết tin tức, đã cực kỳ nguy hiểm, xung quanh đều có nhiều tương tự, hồn ám chi địa, có tiếng vào không ra tuyệt địa, cho dù vương nghị không cẩn. Thận rơi vào, phỏng chừng cũng rất khó trở ra đến chỉ là vương nghị hiện tại đã bị này màu vàng chìa khóa nhất lên lòng hiếu kỳ dĩ nhiên muốn đi thăm dò vũ trụ chu phát hiện cao cấp nhất cũng có điều là màu bạc tính vật thôi vương nghị tràn đầy phấn khởi này màu vàng tính vật tuyệt đối so với màu bạc tính vật càng cao cấp đối ứng không gian cũng nhất định không phải chuyện nhỏ đối với ta mà nói phi thường đáng giá tìm tòi vương nghị cảm thấy đi tới đó nói không chắc có thể có được càng nhiều cùng ngô quốc cùng hỗn động tin có quan hệ bí mật vì lẽ đó hắn kế hoạch lại một lần nữa thay đổi vốn là ở đánh giết khâu hổ ma thần sau hắn nên rời đi nơi này đi tới cái khác biển vũ trụ, mà hiện tại, hắn thay đổi hành trình, tiếp tục thâm nhập sâu hỗn động tinh, tìm tới màu vàng chìa khóa không gian vị trí, ngày này, biển vũ trụ phát sinh chấn động mạnh. Trong biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả một trong khâu hổ ma thần, ngã. Xuống, mà ở khâu hổ ma thần ngã xuống trước, có người đã từng nhìn thấy khâu hổ ma thần cùng thái sơ ma thần đồng thời hành động. liền có người suy đoán, khâu hổ ma thần đúng hay không thái sơ ma thần giết chết, thái sơ ma thần, bởi vì kiên kỵ cái kia cường giả bí ẩn, đối với những này đồn đại giữ yên lặng, không thừa nhận cũng không phản bác, mà này càng làm cho ngoại giới cho rằng khâu hổ ma thần đúng là thái sơ ma thần giết chết, có người suy đoán, là thăm dò bên trong phát hiện bảo vật, thái sơ ma thần vì tranh cướp bảo vật, đánh giết khâu hổ ma thần. Cũng có người nói, là thái sơ ma thần bỗng nhiên tập kích, giết chết khâu hổ ma thần. Ngược lại các loại thuyết pháp đều có, đương nhiên, không ai dám đi hỏi dò thái sơ ma thần, liền, khâu hổ ma thần tử vong chân tướng, liền như thế bị dồn dập nhốn nháo suy đoán bên trong che đậy qua đi mà vương nghị lúc này cưỡi cơ giới lưu chiến thuyền cấp tốc hướng về hỗn động tinh nơi sâu xa nhất bay đi chương 764 thiên tinh ngô thánh nguồn mê truyện audio com thời gian trôi qua một cái nào đó cái biển vũ trụ một đầu quái vật khổng lồ mất đi hơi thở sự sống trôi nổi ở hỗn động khí lưu bên trong một bóng người giống như hố đen vực sâu đứng thẳng ở phía xa hừ còn muốn trốn Vương Nghị U Hải phân thân lúc này đã thay hình đổi dạng, khí tức trở nên cực kỳ hắc ám tà ác, mang theo chung cực hơi thở của sự hủy diệt. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền phản phất nhường toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái, một cái khác vũ trụ, một chỗ tuyệt địa bên trong, một vật sáng ở mặt trước điên cuồng mà chạy, mà xung quanh có mặt khắp nơi kim quang từ bốn phương tám hướng tụ lại lại đây, nhường hắn không chỗ có thể trốn ở phía sau. Một Thái Dương giống như vô hạn rực rỡ huy hoàng, cánh chim mở ra che kín bầu trời khí thế rộng rãi khủng bố quan ảnh nhanh chóng dết tới tam đại thần thể đều ở cái khác biển vũ trụ săn dết, mà hư không trùng tộc biến thành ba đầu sáu tay nam tử đầu trọc thì lại ở hỗn động tinh nơi sâu xa tiến lên càng đi nơi sâu xa lực hút càng lớn tốc độ tự nhiên cũng là càng chậm nếu như là vũ trụ tối cường giả còn tốt tốc độ có thể dễ dàng đột phá biển vũ trụ cực hạn thế nhưng vương nghị chỉ có thể chậm rãi phi hành thêm vào tuyệt địa tầng tầng nguy hiểm ngăn cản này dẫn đến hắn tới mục đích thời gian đem chậm rất nhiều một ngàn năm 2.000 năm, thời gian qua mau, biển vũ trụ vẫn là như vậy bình tĩnh, 3.000 vĩ độ biển vũ trụ tự hồ không có bởi vì đường nối mà gây nên cái gì sóng lớn, hay hoặc là bên dưới cùng cùng sóng ngầm, chỉ chấp mắt, vương nghị mở ra vũ trụ đường nối đã qua 8.000 năm tháng, mà đối với cổ xưa vĩnh hằng biển vũ trụ tới nói, 8.000 năm, có điều là trong nháy mắt chuyện, đây là một mảnh bao la vô cùng hồ nước, hồ nước u ám, sao không thấy đấy, không nổi sóng, mặt hồ liền giống như một mặt màu, đen tắm gương nhưng không có một tia tia sáng cùng làn sóng, hết thảy đều bất động đông lại bất động, một chiếc hình tam giác màu trắng cơ giới chiến thuyền từ đằng xa bay tới. Thật là đáng sợ lực hút. Nhìn thấy chính mình chiến thuyền tốc độ vô cùng chậm rãi ở hồ lên phi hành, Vương Nghị nhíu mày, hỗn động tinh, lực hút ở khắp mọi nơi, càng sâu nơi lực hút vượt đáng sợ, thậm chí có thể đạt đến độ nát yên diệt tất cả mức độ, cũng chỉ có hỗn động tinh bản thân hoàn cảnh cùng vật chất mới có thể chịu đựng loại này sức mạnh đáng sợ, không chút khách khí nói, đỉnh phong cung điện chí bảo vũ trụ tối cường giả đều không thể phá hoại, thế nhưng ở đây, rất nhiều nơi cũng có thể dễ dàng phá hủy đỉnh. Phong cung điện chí bảo, rất nhiều hoàn cảnh tự thân uy năng đều có thể dễ dàng yên diệt ăn mặc chí cường chí bảo áo giáp vũ trụ tối cường giả, đó là vượt xa cấp 10, lại như này tĩnh mịch hồ nước. Nếu như vũ trụ chi chủ ở đây, liền động đều động không được, trực tiếp liền rơi vào trong hồ, thậm chí thần thể đều sẽ trực tiếp bị ép tới yên diệt, vương nghị cố ý hối đoái cơ giới lưu chiến thuyền động lực mạnh mẽ, phòng ngự kinh người, tốc độ cực nhanh, rất thích hợp ở một ít tuyệt địa mạo hiểm, ven đường cũng mạnh mẽ chống đỡ qua không ít nguy hiểm, thế nhưng ở quỷ dị này hồ lên, nhưng bay đến như ốc sên bò giống như vô cùng chậm rãi. Nếu như đem hồ nước so sánh địa cầu, như vậy chiến. Thuyền lại như một con kiến, tốc độ di động chậm đến đáng thương, vương nghị nhìn cái kia rộng lớn vô ngần u ám hồ nước, dựa theo tốc độ này, liền như thế chậm rãi bay, cũng đến cần mấy trăm năm mới có thể đến màu vàng chìa khóa không gian tọa độ nơi đó. Tuy rằng như vậy, Vương Nghị cũng không có cách nào ở hỗn độn tinh nơi sâu xa, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, không gian rung động hoặc là hỗn loạn không thể tả, hoặc là như trước mắt hồ nước này như thế hoàn toàn bất động, không cách nào thúng di, chỉ có thể dựa vào phi hành. Hỗn động tinh bên trong cũng có một chút đặc thù, đường hầm không gian, có thể khiến người ta trong nháy mắt qua lại đến một nơi khác, có điều nơi này nhưng sẽ không xuất hiện. Chờ đi. Vương Nghị cũng rất có kiên trì. Cuối cùng cũng có một ngày biết bay đến. Nguyên thủy vũ trụ, mênh mông biển vũ trụ. Ha ha ha. Rốt cục đi ra một bóng người từ mười vạn năm ánh sáng đường kính lớn hố sâu lớn trong lối đi bay ra ngoài, phát sinh một trận hưng phấn kích động tiếng cười lớn. Thực sự là trời không giúp ta, ở trong tuyệt cảnh lại nhường ta gặp phải như thế một chỗ trùng động đường nối, ta còn tưởng rằng kém chút mất mạng đây. Bóng người kia ăn mặc ấm áo bào màu đỏ, hắn mặt hình như rượu đục, mặt có vảy giáp, cái trán một cái to lớn sừng nhọn, không có một chút nào tóc, sau lưng còn có từng cây từng cây gai xương thành hình quạt gạt ra, con mắt màu xanh bên trong tỏa ra máu tanh hung lệ khí hơi thở, hắn liếc một vòng tứ phương, lộ ra vẻ nghi hoặc có điều, nơi này đến cùng là nơi nào? Ta Darwin ở biển vũ trụ lâu như vậy, chưa từng thấy lớn như vậy trùng động đường nối, lại nhường ta bay lâu như vậy mới đi ra. Ở nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ một cái nào đó nơi trùng động đường nối cách đó không xa trong hư không, có một tòa thật to màu đen hòn đảo. Trên hòn đảo có từng tòa từng tòa cung điện, không hoa thánh địa phái tới nơi này tìm hiểu tình báo các cường giả liền ở lại đây, có điều, Nơi này bình thường chỉ có một cái vũ trụ tối cường giả cùng mấy cái vũ trụ chi chủ tọa trấn, những cường giả khác đều là lưu lại thần lực hóa thân, sau đó đi biển vũ trụ thăm dò tình huống. Không hoa thánh địa cường giả. Bởi vì có một cái người mở đường, hàm trùng chi chủ cung cấp tình báo, vì lẽ đó rất dễ dàng liền ngụy trang chính mình, trừ hai cái vũ trụ tối cường giả không thể bại lộ, cái khác vũ trụ chi chủ đều rất dễ dàng liền trà trộn vào biển vũ trụ, cùng rất nhiều thế lực có gặp nhau. Gần vạn năm cùng cùng không ngừng có tình báo bị thu thập lại đây, bị truyền về thánh địa vũ trụ, cái khác không hoa thánh địa không thèm để ý, chính là biển vũ trụ hai đại thánh địa cũng không để ý, duy nhất lưu ý chính là ba đại tuyệt địa, đoạn đông hà truyền thừa cùng có hay không có đi về cái khác vũ trụ trùng động đường nối ba đại tuyệt địa, không hoa thánh địa thủy tổ cũng có hiểu biết, cái kia không phải nàng có khả năng lay động, mỗi cái tuyệt địa, kỳ thực đều có bí mật lớn cùng cơ. Duyên chỉ là nghĩ đến đến quá khó khăn, đặc biệt là ở mới vừa biết được đoạn Đông Hà truyền thừa lúc xuất thế, Không Hoa Thủy tổ cũng cùng lúc trước tử Nguyệt Thánh Địa Vũ Trụ cùng Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ như thế tim đập thình thịch vậy cũng là khởi nguyên đại lục cao cấp nhất truyền thừa một trong, đáng tiếc bị Nguyên Thủy Vũ Trụ nhân loại tộc quân được, hai đại thánh địa cùng Tam Đại Luân Hồi thời đại đều không làm được sự tình, nàng Không Hoa Thánh Địa nghĩ đoạt đến cũng hoàn toàn không. Thế nào? Không Hoa Thánh Địa Thủy tổ trong lòng tiếc núi, nếu như này trùng động đường nối có thể sớm chút xuất hiện, có lẽ nàng không hoa thánh địa cũng có cơ hội tranh cướp này đoạn đông hà truyền thừa đáng tiếc có lẽ còn có cơ hội đem truyền thừa chiếm được không hoa thủy tổ nghĩ như thế nếu như như thế từ bỏ nàng thật sự có chút không cam lòng nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh thế nhưng lén lút nhưng nhiều hơn một chút xa là khách tới chỉ là biển vũ trụ khắp nơi nhưng hoàn toàn không phát hiện thời gian liền như thế lặng yên trôi qua mấy trăm năm qua đi u ám hồ nước màu đen bên trong một chiếc màu trắng hình tam giác chiến thuyền phá tan dòng chảy chính đang gian nan đi tới này dòng nước ngăn cản so với ngoại giới cường không biết bao nhiêu. Hơn nữa căn bản là không có cách dò xét ngoại bộ khu vực, so với bất kỳ mê cung hoàn cảnh còn lợi hại hơn, còn tốt vương nghị có chìa khóa chỉ dẫn, có thể trực tiếp theo chỉ dẫn tìm tới mục tiêu, theo hướng cái kia tới gần, lập tức nhìn thấy phía trước có một mảnh hư không. Đây là Vương Nghị nhìn sang, phía trước hắc ám dần dần biến mất, ở mảnh này rộng lớn hồ nước thế giới khu vực trung tâm, nơi này có vô tận như thủy ngân bùng nhão giống như chất lỏng màu đen, ở trong đại dương màu đen, có một hắc ám hư không, xung quanh một dọc dòng chảy cũng không vào được, này hắc ám hư không trung tâm nơi, có một cái phi thường nhỏ vô cùng điểm. Nó cực kỳ nhỏ bé, nơi đó có một toàn nguyên nga cung điện tỏa ra huy hoàng ánh sáng, mơ hồ soi sáng toàn bộ thủy vực, vương nghị cưỡi chiến thuyền, đột phá cái kia tầng tầng hồ nước, tiến vào cái kia trong hư không tối tâm, một luồng gần sóng vô hình đảo qua chiến thuyền, cũng đảo qua hắn thân thể, đảo qua bên trong thân thể của hắn màu vàng chìa khóa, hết thảy đều phản phất ở này chập chờn dưới không lấy động hình, ẩn giấu không được bí mật, nếu như không có chìa khóa, liền này hắc ám hư không đều. Tiến vào không được, trực tiếp bài xích ở bên ngoài. Này hắc ám hư không, coi như lợi hại đến đâu chân thần đều không xông vào được, cái kia hư không mắt thường quan sát rất nhỏ, so với một ngôi nhà còn nhỏ hắc ám hư không. Ở này rộng lớn vô ngần hồ nước xác thực có vẻ rất quỷ dị, có thể nói nhưng lại dễ thấy như vậy lóa mắt, nó vô hình áp bức khiến xung quanh hình thành hư không. Nó áp bức nhường vương nghị đều cảm thấy khiếp đảm, liền phản phất một con kiến đối mặt vô tận mênh mông hải dương, loại này chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Vương Nghị cảm giác được, coi như ở toàn bộ hỗn động tinh, nơi này cũng có thể là cực vì là địa phương trọng yếu, làm Vương Nghị bay vào hư không, hướng cung điện kia bay đi thời điểm, cung điện kia không ngừng ở trước mắt hắn phóng to, phản phất nguy nga vô tận, một chút đều không nhìn thấy phần cuối rộng lớn, Vương Nghị thậm chí cảm giác được, cung điện này nói riêng về kích cỡ cũng có thể cùng giả lập vũ trụ công ty tổng bộ đại lục sánh ngang, phải biết giả lập vũ trụ công ty tòa kia trôi nổi. Ở tinh không đại lục nhưng là tiêu tốn vô tận năm tháng cùng đánh đổi mới kiến tạo ra được, lấy năm ánh sáng, tính rộng lớn, mà trước mắt này vẹn vẹn là một tòa cung điện khó mà tin nổi. Thật thần kỳ. Vương Nghị thở dài nói, nhìn như rất gần, trên thực tế bay cực kỳ lâu, chiến thuyền mới bay đến cung điện cửa chính lối vào nơi đó. Hô. Chiến thuyền biến mất, xuất hiện Vương Nghị bóng người, hắn ngửa đầu nhìn này vô tận nguy nga cao to lớn đẹp để cửa lớn, toàn bộ cửa lớn thành màu vàng, màu xanh hỗn tạp, toàn thân có cao quý hàm ý, trên cửa còn có thật nhiều điêu sức, nhưng vô số sinh linh cảm giác được cao cao tại thượng, chính mình nhỏ bé, thấp thỏm trong lòng không dám vào bên trong. Cùng đoạn đông hà mộ lăng chi chu cái kia cửa gần như, nhưng khí thế quá nhiều. Vương Nghị thầm nói. Xoa. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trên cửa chính rơi xuống, bao phủ ở Vương Nghị trên người, nhanh Vương Nghị cũng không kịp tránh né, còn tốt, không có chuyện gì phát sinh, ánh sáng ở Vương Nghị trên người lưu nhúc nhích một chút, liền thu về. Oanh oanh, vô tận cao phản phất thế giới vách tường cổ xưa cửa lớn ở Vương Nghị trong tầm mắt chậm rãi mở ra, Vương Nghị cũng không do dự, trực tiếp bay vào đi bên trong một vùng tâm tối, bởi vì quá bao la, Vương Nghị chỉ nhận biết được một mảnh hư không. Hả? Vương Nghị bỗng nhiên ngẩng đầu, vô biên vô hạn trong hư không tối tâm một đạo lưu tinh phúc chốc xuất hiện, nó xuất hiện như vậy đột nhiên, tốc độ nhanh chỉ chớp mắt liền đến đến Vương Nghị trước mặt, âm âm nổ tung, hào quang ống ánh bên trong, một bóng người từ từ thành hình, hắn hình thể hùng tráng, kim mái tóc màu đỏ rối tung, hai con mắt nhưng là lưu ly giống như màu tím đen, cả người tỏa ra khủng bố haki, Vương Nghị đều cảm thấy vô hình cảm giác ngột ngạt, đặc biệt cả người khí tức u ám. Mang theo làm người ta kinh ngạc hủy diệt chi ý, tự hồ dám to gan tới gần hắn, liền sẽ bị lôi kéo nát tan, mơ hồ mang theo vô tận vũ trụ quy tắc bản nguyên ý vị, thân thể ăn mặc màu tím màu xanh giao tạp áo giáp, sau lưng là màu đen áo choàng, áo giáp mặt ngoài có vô số lồi lõm hoa văn, chỉ riêng những kia huyền diệu cực kỳ hoa văn, liền để vương nghị có một loại rình đến mênh mông rộng lớn vũ trụ huyền diệu cảm giác mà ánh mắt của hắn thâm thúy hư vô, mơ hồ đều có vũ trụ mênh mông ở diễn biến, vô tận quy tắc ảo diệu ở hiển hiện, có điều thân thể hắn là do vô số tia sáng tạo thành, nhìn như chân thực, mới nhìn là chân nhân, nhìn kỹ lại nhưng lộ ra một loại hư huyễn cảm giác, hắn nhìn về phía Vương Nghị, ánh mắt xuyên thấu qua một tia tia sáng, mở miệng nói: "Người đến sau." Tiền bối. Vương Nghị cung kính hành lễ, mặc kệ này có phải là thật hay không người, ở đây chỉ sợ rất dễ dàng liền giết chết hắn. Qua đi vô số năm tháng, rốt cục có một cái hậu bối có thể kích phát Đông Ngô kiếm, đi tới nơi này. Nam tử kia cảm khái nói, cũng không ủng công ta ngã xuống trước cố ý lưu lại một đạo tinh thần ý chí chờ đợi nhiều năm như vậy tiền bối xin hỏi ngươi là vương nghị cẩn thận một chút hỏi tên sao kim mái tóc màu đỏ rối tung hùng vĩ nam tử cười nói ngươi nếu có thể đi tới nơi này vậy thì có tư cách biết tên của ta nhớ kỹ ta gọi thiên tinh ngô thánh thiên tinh bộ đại tướng quân chính là ta thời khắc này nam tử cả người tỏa ra không gì sánh kịp bá đạo khí thế phản phất vũ trụ đều muốn ở dưới chân hắn thần phục vương nghị âm thầm hoảng sợ thiên tinh ngô thánh thiên tinh bộ đại tướng quân lưu lại tinh thần ý chí xem ra tựa hồ không giống cái kia 192 đại đoạn đông hà như thế lưu lại là giả lập nhân cách quá lâu quá lâu rốt cục trong một cái hậu nhân thiên tinh ngô thánh nhìn về phía vương nghị ánh mắt ẩn chứa kích động cùng không tên ý vị có nguyên thủy vũ trụ nhìn chúng ta lưu lại thủ đoạn tất cả đều bị hạn chế coi như làm đầy đủ chuẩn bị nhưng là hy vọng quá mơ hồ tất cả bị che lấp ở lịch sử trong năm tháng thời gian càng lâu hy vọng càng nhỏ coi như là ta cũng không biết khi nào mới có thể gặp được một cái chân chính người đến sau còn tốt ngươi tới tiểu gia hỏa vương nghị bé ngoan nghe ngươi có thể kích phát đông ngô kiếm chân chính hình thái tiến vào nơi này chứng minh nó thừa nhận ngươi là chúng ta một phần tử Thiên Tinh đại tướng quân nhìn Vương Nghị, ngươi nên được chúng ta ngô quốc một phần truyền thừa, đồng thời tu luyện nhập môn đi. Vương Nghị đàng hoàng nói. Vãn Bối sát thực số may, trước ở vũ trụ chu được một gian phân tích ảnh. Vũ trụ chu sao? Thiên Tinh đại tướng quân âm thanh lập tức trầm thấp xuống, trên mặt lộ ra một tia buồn sắc, sau đó hắn cười lên. Ba đường đội ngũ, cuối cùng đều diệt vong sao, ha ha, quả nhiên là tuyệt lộ a. À. Thiên Tinh đại tướng quân lắc đầu cười khổ. Lúc trước này lựa chọn, không biết là đúng hay sai thế nhưng vì phục quốc vì tiếp tục kéo dài chúng ta khi đó vẫn là lựa chọn đi tới con đường này bây giờ nhìn lại thật sự rất ngu xuẩn thiên tinh đại tướng quân tự hồ cũng không cảm thấy bất ngờ có lẽ đang chạy trốn dãy dụ trên đường hắn đã sớm dự liệu được kết quả này đã tiếp thu hiện thực vương nghị thì lại ở nói thầm trong lòng ba đường xem ra ngô quốc lúc trước thâm nhập biển vũ trụ tự hồ không ngừng vũ trụ chu hỗn độn tin còn có cái khác có điều bây giờ nhìn lại ngô quốc tự hồ cũng thất bại tiểu gia hỏa có thể ở vũ trụ chi chủ cảnh giới ngay ở không người chỉ chút tình huống người tiếp theo liền đem thần thể nghiên cứu đến vượt qua năm vạn lần vẫn là biển vũ trụ thổ dân ngươi xác thực rất ưu tú nếu như ở ban đầu ta ngô quốc ngươi cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng nam tử cảm khái nói thần thể con đường rất khó so với tìm hiểu pháp tắc thành chân thần khó quá nhiều mỗi một cái có thể thành tựu tuyệt đối không đơn giản chớ nói chi là vương nghị vẫn là biển vũ trụ thổ dân không có điều kiện tu luyện có thể ở không người chỉ dẫn tình huống đơn độc tìm tòi tu luyện thành công tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài, thiên tinh đại tướng quân làm sao có thể không cao hứng. Người nếu tu luyện chúng ta ngô quốc thần thể con đường truyền thừa, đó chính là chúng ta ngô quốc người. Thiên tinh đại tướng quân xem vương nghị ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều, thật giống như là phong tu luyện cửu kiếp bí điển, thiên nhiên chính là tấn quốc truyền nhân, vương nghị cũng như thế, đi ngô quốc truyền thừa thần thể con đường, vậy cũng tính ngô quốc hạt nhân truyền thừa một trong, tuy rằng chỉ là tầng ngoài, nhưng cũng tự nhiên chính là ngô quốc người, hắn không thừa nhận cũng vô dụng. Chúng ta quốc gia đã diệt, chúng ta quốc gia truyền thừa nhưng không thể không ai kế thừa, tiểu gia hỏa, ngươi đồng ý gia nhập chúng ta ngô quốc, kế thừa chúng ta truyền thừa, thành vì chúng ta ngô quốc chiến sĩ, khôi phục chúng ta ngô quốc sao? Thiên tinh đại tướng quân trịnh trọng mang theo vẻ chờ mong hỏi. Chương 765 Ba đại thử thách Nguồn Mê truyện audio com Thần thể con đường, nếu như muốn có thành tựu lớn, tốt nhất ở vũ trụ chi chủ giai đoạn, bởi vì này dính đến đột phá chân thần sau vũ trụ khung, vì lẽ đó, thần thể con đường mới như thế khó ở viễn cổ văn minh bên trong thất thần thể con đường thành chân thần người một vạn cái cũng chưa chắc có một cái thiên tinh đại tướng quân như thế xem trọng vương nghị cũng không phải là không có nguyên nhân đối mặt thiên tinh đại tướng quân cạnh ô liêu vương nghị trong lòng hiện lên kích động ngô quốc truyền thừa ngô quốc nhưng là so với tấn quốc độ đoạn đông hà thế lực càng mạnh mẽ a à, cho tới gia nhập ngô quốc sau phiền phức đó là chuyện sau này nếu là ngươi đáp ứng cái kia ta chỗ này còn có một cái thử thách nếu như ngươi có thể hoàn thành ngươi đem có cơ hội trở thành ta ngô quốc chân chính truyền nhân thiên tinh đại tướng quân lại nói. Không hoàn thành, vậy thì không có cách nào, chỉ có thể chứng minh ngươi còn chưa đủ ưu tú. Là một cái thế lực lớn truyền nhân, đó là thà thiếu không ẩu, vương nghị cũng không ngoài ý muốn, ngô quốc làm khởi nguyên đại lục đỉnh cấp thế lực, truyền thừa nơi nào có dễ chiếm được như thế, chính là đoạn Đông Hà, đều lần nữa chọn lựa thử thách đây. Cái gì thử thách? Vương Nghị liền hỏi, thiên tinh đại tướng quân khí thế lạnh lẽo lên, ánh mắt sắc bén, nhưng Vương Nghị cảm giác được như đối mặt vô tận mênh mông hư không như thế thử thách có ba cái, bất luận cái nào thông qua liền có thể trở thành ta ngô quốc hạt nhân tầng. Thứ nhất, tê hoàng cục, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu đến 6.000 cục, có thể trực tiếp thu được truyền thừa. Thứ hai, sáng tạo bí pháp, chỉ cần ngươi có thể sáng tạo cấp 8 bí pháp, cũng có thể thu được. Thứ ba, thần thể chính vạn lần. Cái này kỳ thực khó nhất, coi như ta gia hương, trong lịch sử có thể ở vũ trụ chi chủ liền đạt đến chính vạn lần thần thể cũng không bao nhiêu, đều là kinh tài tuyệt diễm nhất hạng người, mỗi cái đều sẽ bị chúng ta bên kia đại nhân vật cướp thu làm đồ đệ đạt đến ta này cảnh giới cũng là rất dễ dàng sự tình. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến chín vạn lần thần thể, truyền thừa trực tiếp thu được. Vương Nghị nháy mắt, tê hoàng cục 6.000 cục, sáng tạo cấp 8 bí pháp, thần thể chín vạn lần, hắn nhưng là vũ trụ chi chủ A, yêu cầu lại hà khắc như vậy, thiên tinh đại tướng quân tiếp tục nói. Ta biết này rất khó, hầu như không thể nào làm được, thế nhưng ta điều kiện vừa là như vậy, nếu như ngươi liền cái này đều không làm được, vậy sau này cũng rất khó đi đến chúng ta bên kia đỉnh phong, khôi phục không được ta ngô quốc, vậy thì không ý nghĩa. Ta có thể cho ngươi thời gian, cùng phụ trợ ngươi tu luyện điều kiện. Thiên Tinh đại tướng quân nhìn Vương Nghị, ở ngươi dừng lại ở biển vũ trụ khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể tới nơi này tiến hành thử thách, số lần không giới hạn, ta cũng sẽ cho ngươi cung cấp tìm hiểu tu luyện hoàn cảnh, có thể tăng cao ngươi tu luyện hiệu suất. Chỉ cần ngươi có thể đạt đến ta dành cho yêu cầu, liền có thể trở thành ta Ngô Quốc hạt nhân tầng, được thế lực ta truyền thừa. Có điều, nếu như thất thần thể con đường, ngươi tốt nhất đang đột phá chân thần trước hoàn thành, nếu không sẽ rất phiền phức thiên tinh đại tướng quân nói rằng như vậy thời gian liền không nhiều vương nghị rõ ràng vũ trụ chi chủ nhất định phải ở nguyên thủy vũ trụ thời đại kết thúc trước đột phá chân thần bằng không không có cách nào đột phá không có cách nào nắm giữ cỡ nhỏ vũ trụ thế nhưng nếu như sớm đột phá thần thể con đường thì tương đương với thất bại không hoàn mỹ vì lẽ đó tốt nhất là ở nguyên thủy vũ trụ thời đại kết thúc đạt tới trước chín vạn lần thần thể thời gian có hạn tự nhiên rất hồi hộp mà cái khác hai cái yêu cầu cũng là yêu cầu ở vũ trụ chi chủ cảnh giới hoàn thành bằng không cấp 8 bí pháp. Cái này biển vũ trụ thái sơ ma thần là có thể đạt đến, nhưng hắn là chân thần, cảnh giới càng cao, yêu cầu tự nhiên càng cao, vương nghị là vũ trụ chi chủ, thiên tinh đại tướng quân mới đưa ra tê hoàng cục 6.000 cục, cấp 8 bí pháp, chín vạn lần thần thể yêu cầu. Mỗi cái đều vô cùng khó khăn, bởi vậy có thể thấy được này viễn cổ văn minh siêu cấp thế lực chọn lựa truyền nhân hà khắc, đoạn đông hà truyền thừa chọn lựa độ khó đã phi thường cao, thiên tinh đại tướng quân càng là thái quá, đây là vô hạn rút độ khó cao hạn mức tối đa A, T tê hoàng cục 6.000 cục. Lúc trước đời 192 đoạn Đông Hà đều nói rồi, ai đạt đến 6.000 cục, liền có thể trực tiếp thu được truyền thừa, đây chính là chỉ tất cả mọi người, bao quát vũ trụ tối cường giả, mà vũ trụ chi chủ, kỳ thực 5.000 cục liền có thể trực tiếp thu được, căn bản không cần thi lại nghiệm, bí pháp. Cấp 8 càng là nghịch thiên ngưỡng cửa. Có thể sáng chế cấp 8, ở viễn cổ văn minh, chỉ cần sống sót, mỗi cái chí ít đều là xưng thánh tồn tại đoạn đông hà nhất mạch hai vị kia vĩ đại tồn tại bao quát đệ tam tổ sư đều vẹn vẹn sáng chế một loại cấp 8 bí pháp thần thể chín vạn lần mặc dù là viễn cổ văn minh thần thể gian sinh mệnh cấp độ đạt đến chín vạn lần mà thành chân thần đều rất ít thần lực con đường đạt đến chín vạn lần là so với trở thành hư không chân thần cũng gian nan hơn nhiều thời gian hao phí đồng dạng cực kỳ dài lâu phải biết viễn cổ văn minh cũng không có luân hồi thời đại ràng buộc không có nguyên thủy vũ trụ phá diệt luân hồi uy hiếp có thể có vô hạn thời gian đến đi đường này dây còn có kinh nghiệm của tiền nhân cùng chỉ dẫn cho dù như vậy có thể đạt đến chín vạn lần đều rất ít bởi vậy có thể thấy được thần thể gian sinh mệnh cấp độ đạt đến chín vạn lần độ khó thần lực con đường gian sinh mệnh cấp độ chín vạn lần cho dù ở viễn cổ văn minh bên trong mặc dù có rất nhiều kỳ ngộ các loại phụ trợ đều gian nan cực kỳ chớ nói chi là ở biển vũ trụ tất cả kỳ ngộ bảo vật các loại đều bị khống chế ở nguyên thủy vũ trụ ý chí cho phép phạm vi bên trong phổ thông các cường giả là không chiếm được nghịch thiên gặp gỡ như vậy còn muốn làm đến chín vạn lần gian sinh mệnh có điều cùng đoạn đông hà truyền thừa so ra thiên tinh đại tướng quân đưa ra thời gian càng dư giả hơn nữa còn có tu luyện nơi cùng các loại chỉ dẫn có thể bất cứ lúc nào đến tự do ở đây tìm hiểu tu luyện từ hướng này tới nói ngã còn có thể liều mạng thiên tinh đại tướng quân đưa ra như thế điều kiện hà khắc cũng là hết cách rồi chính như hắn nói tới nếu như ngay cả yêu cầu này đều không đạt tới chứng minh còn chưa đủ ưu tú sau đó con đường đi được cũng không đủ xa không thể trở thành viễn cổ văn minh đỉnh phong, vậy thì không cách nào trợ giúp Ngô quốc cuộc khởi, vậy thì không ý nghĩa gì, ngày đó tinh đại tướng quân tình nguyện tiếp tục chờ xuống, đợi thêm vô tận năm tháng, chờ đến phù. Hợp hắn yêu cầu người, đoạn Đông Hà truyền thừa. Chỉ là muốn tiếp tục kéo dài mà thôi, Ngô quốc, cái kia nhưng là muốn một lần nữa cuộc khởi, khôi phục quang vinh. Độ khó không giống nhau, yêu cầu tự nhiên càng cao hơn, kỳ thực đối lập với thần thể chính vạn lần, thiên tinh đại tướng quân cảm thấy sáng tạo cấp 8 bí pháp cùng tìm hiểu tê hoàng cục 6.000 cục càng dễ dàng một chút, thần thể chính vạn lần. Thực sự quá khó. Thời gian cũng không đủ a à. thiên tinh đại tướng quân sau khi nói xong lo lắng nhìn vương nghị, hắn cũng lo lắng đem trước mắt tên tiểu tử này làm cho khiếp sợ, kết quả phát hiện vương nghị vẻ mặt tự hồ không có thay đổi gì, có chút xuất thần gián dấp. Ngươi có bằng lòng tiếp nhận thử thách. Thiên tinh đại tướng quân lạnh lùng nói. Nếu như ngươi đồng ý tiếp thu, vậy ta liền có thể an bài cho ngươi tu luyện sân bãi, chỉ cần ngươi có thể ở vũ trụ chi chủ cảnh giới sáng tạo cấp 8 bí pháp hoặc là tìm hiểu đến tê hoàng cục 6.000 cục, cũng có thể thông qua thử thách. Đương nhiên nếu như ngươi đột phá đến chân thần, cái kia thần thể thử thách tự nhiên thất bại, ngươi chỉ có thể lấy cái khác hai cái phương diện đột phá. Hơn nữa điều kiện sẽ càng cao hơn. Vương Nghị trong lòng cười, thiên tinh đại tướng quân không biết, lúc trước hắn đều tìm hiểu tê hoàng cục đến 5.000 cục, bí pháp đều sáng tạo cấp 7 đỉnh tiên, mà hắn mới tu luyện mấy trăm ngàn năm mà thôi, sáu nghìn cục hoặc là cấp tám bí pháp tuy rằng khó, thế nhưng có một cái luân hồi thời đại thời gian. Vương Nghị cảm giác mình trừ phi quá xui xẻo, bằng không làm sao cũng có thể thông qua, này ngô quốc truyền thừa, hắn lấy chắc. Ta đồng ý. Vương Nghị nói rằng, cái kia tốt. Thiên tinh đại tướng quân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn tay hướng phía sau hư không duỗi một cái, nhất thời cái kia vô ngần trong hư không tối tâm hiện lên ba đạo to lớn cửa ánh sáng, mỗi đạo cửa ánh sáng lên đều có mông lung quan ảnh hiện lên, hoặc là vũ trụ tinh thần thiên phá diệt ảo ảnh, hoặc là vô cùng vô tận sinh linh, hoặc là cường giả chém vết chiến đấu, hoặc là đầy trời khắp nơi cơ giới đại quân. Hơn nữa đều không giống nhau. Ngươi xem. Thiên Tinh đại tướng quân chỉ vào đạo thứ nhất cửa ánh sáng. Cánh cửa thứ nhất đó là ngươi giải Tê Hoàng cục địa phương. Hắn thẳng nhiên nói. Ngươi như muốn giải Tê Hoàng cục, đi vậy thì tốt. Vừa chỉ chỉ đạo thứ hai cửa ánh sáng. Đó là ngươi nghiên cứu tìm hiểu bí pháp tu luyện không gian. Sau đó chỉ về đạo thứ ba cửa ánh sáng. Nếu như ngươi thất thần thể con đường, như vậy, ngươi liền đi nơi đó, có điều ta xin khuyên ngươi, tuy rằng này ba đạo cửa ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào đi vào, thế nhưng người tinh lực đều là có hạn, đồng thời sáng tạo bí pháp cùng nghiên cứu gian sinh mệnh cấp độ sẽ phân tán sự chú ý của ngươi lực, nếu như không thể được, tốt nhất từ bỏ khó nhất cái kia, lựa chọn những phương diện khác đột phá. Thiên Tinh đại tướng quân cũng là có ý tốt, Vương Nghị gật gù, nhìn một chút ba đạo cửa ánh sáng, giải tê hoàng cục. Vô vị còn sót lại chính là thần thể con đường cùng sáng tạo bí pháp vương nghị suy nghĩ một chút bóng người hơi động hóa thành một vệt sáng cấp tốc hướng về xa xa trong bóng tối đạo thứ hai cửa ánh sáng bay qua thiên tinh đại tướng quân ở sau lưng yên lặng nhìn hắn thân ảnh biến mất ở cửa ánh sáng bên trong hy vọng hắn có thể thành công đi thiên tinh đại tướng quân ám đạo bóng người mơ hồ biến mất không còn tâm hơi dù sao hắn chỉ là một vị siêu cấp tồn tại lưu lại một đạo gần như vĩnh hằng bất diệt ý chí mà thôi chân thân đã sớm ngã xuống này ý chí tuy rằng mạnh mẽ nhưng không có căn nguyên cũng chỉ là dựa vào cung điện này tồn tại hắn duy nhất chấp niệm chính là ở tiêu vong trước nhìn thấy chính mình quốc gia xuất hiện một cái hợp lệ truyền nhân vương nghị xuyên qua cửa ánh sáng chỉ cảm thấy không gian biến ảo xuất hiện ở một cái khác cảnh tượng bên trong hắn xuất hiện ở một tòa hẻm núi lớn lối vào hẻm núi cao cao không thể với tới kéo dài phản phất vô biên vô hạn mà hẻm núi phần cuối là màu trắng sương mù hắn cũng nhìn thấy bên cạnh hẻm núi trên vách đá có các loại đồ án vương nghị rơi vào vách đá trong đó một bức tranh nơi trên vách đá là vô số đường nét tạo thành đồ án phản phất là một đầu to lớn quái thú, quái thú trong miệng có vô số lợi kiếm bay ra, mỗi một kiếm lên đều mang theo huyền diệu khí tức. Cái kia cự thú khẩu càng là phản phất sâu thẳm nhìn không thấy đấy, tự hồ ẩn chứa tất cả hủy diệt đầu nguồn, nhìn quan sát, mơ hồ đối với Vương Nghị cảm ngộ sản sinh một tia xúc động. Là viễn cổ văn minh cường giả lưu. Vương Nghị trong lòng sản sinh hiểu ra, hơn nữa cấp độ còn không thấp. Vương Nghị quay đầu nhìn về phía hẻm núi, nơi đó vô biên vô hạn, còn không biết có bao nhiêu nơi địa phương tồn tại loại này tranh vẽ trên tường này tranh vẽ trên tường đối với ta có chút tác dụng thế nhưng không lớn đổi chỗ khác vương nghị xoay người bay đi bay về phía hẻm núi nơi càng sâu rất nhanh vương nghị nhìn thấy trên vách đá bức vẽ thứ hai hắn dừng lại đi tới cái kia vách đá nơi ngẩng đầu nhìn tranh vẽ trên tường lần này là vô số đường nét khắc họa đi ra một con sông lớn nhưng trong sông có lít nha lít nhít cá có đầu cá nổi lên mặt nước có cá theo sóng nước trục lưu có cá nhảy lên một cái có cá chìm ở đáy sông cũng có cá lẫn nhau dây dưa thiên hình vạn trạng vương nghị tỉ mỉ quan sát phản phất cảm giác được đặc biệt ý vị, không khỏi tinh tế lĩnh hội lên, khi thì ngón tay vung lên triển khai, thần lực tạo thành bí văn hiện lên ở bên người, không dừng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, sau một chốc, thú vị. Vương Nghị lộ ra vẻ tươi cười, lại xoay người rời đi. Nơi này cũng không phải hắn muốn chờ địa phương, bức vẽ thứ ba, là một cái thô lỗ giả nhân ở trong thiên địa chạy, bức vẽ thứ bốn, là vô hạn biển sấm sét, một vài bức đồ án, Vương Nghị từng cái quan nhìn sang, đều là so với Vương Nghị cảnh giới càng cao hơn tồn tại lưu, thế nhưng phương hướng không giống nhau. Ấn Vương Nghị phỏng chừng, nên chí ít đều đạt đến chân thần cực hạn, có càng cao hơn. Chỗ rất lợi hại. Vương Nghị cảm khái nói, có điều, có đoạn Đông Hà truyền thừa, những này đồ án đối với ta trợ giúp không lớn. Đoạn Đông Hà truyền thừa, liền có vô số tu luyện bí pháp cùng tin tức, đầy đủ chỉ dẫn Vương Nghị tu luyện tới chân thần cực hạn, này hẻm núi đối với biển vũ trụ những cường giả khác có lẽ là tha thiết ước mơ vô thượng cơ duyên, song qua luân hồi đại đạo, thế nhưng đối với Vương Nghị có điều thêm gấm thêm hoa mà thôi, có điều vương nghị cũng không thèm để ý, tiếp tục đi vào bên trong xuống, mọi chỗ xem hạ xuống, tình cờ có thể không ít xem hiểu, cũng vẹn vẹn lĩnh ngộ điểm gia lông. Ừm, đi vào thời điểm liền đổi thành thân thể con người, có điều trước không đánh dấu ra tốt khen thưởng. Vương Nghị trong lòng nói, ở tiếng vào màu vàng chìa khóa không gian thời điểm, hắn liền từ hư không trùng tộc nơi đó phân ra nhân loại thần thể. Có điều, ở cung điện đánh dấu thời điểm, bạn cũng không có đưa ra quá đồ tốt, dù sao, Vương Nghị là vũ trụ chi chủ cảnh giới, khen thưởng là chí bảo hướng về lên, cái gì cũng có khả năng, Vương Nghị ở hẻm núi bên trong quan sát tranh vẽ trên tường, ở gặp phải đối với mình có trợ giúp vách đá thời điểm, liền ngắn mũi dừng lại, gặp phải đều có xúc động mới sẽ rõ rệt lưu lại lâu dài, đồng thời, có thần lực hóa thân ở tu luyện không gian vạn lần thời gian gia tốc, tìm hiểu tốc độ kỳ thực rất. Nhanh, ở hẻm núi lớn thứ 62 năm, Vương Nghị nhìn trước mặt vách đá, này đã là hắn xem qua không biết bao nhiêu bức đồ án, chỉ thấy cái kia chính giữa vách đá có một đạo vết đao. Này, Vương Nghị nhíu mày, chỉ là một đạo vết đao, nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, làm cho người ta vô hạn động lớn cảm giác, cùng trước hắn xem qua bất kỳ đồ án đều không giống nhau, này không phải do đường nét tạo thành, mà là một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ tùy ý xuất đao ở đây lưu lại một đạo vết đao. Này một đao, tốt. Vương Nghị không nói ra được trong lòng cảm giác, có chút lòng ngứa ngáy, này một đao, quả thực ẩn chứa có thể tưởng tượng đến một đao, một đao ẩn chứa vạn sự vạn vật, Quy năng vô cùng, cũng bao quát vũ trụ chung cực ảo diệu, khiến người mê ly, càng là quan sát tìm hiểu, càng là cảm giác được nơi càng sâu huyền diệu loại này nhìn thấy, nhưng mò không được cảm giác, nhưng hắn hận không thể lập tức cân nhắc thấu đao pháp này bí mật, tuyệt đối là một vị ở đao đạo trên có khó mà tin nổi thành tựu đại năng lưu lại, coi như đoạn đông hà truyền thừa, cũng không có nhân vật như vậy lưu lại vết đao cung vương nghị tìm hiểu, bởi vì coi như có vô số phương pháp tu luyện, thế nhưng có thể sản sinh mãnh liệt xúc động, phù hợp người con đường tu luyện, nhiều người có vô hạn linh cảm nhưng đặc biệt thiếu, tương tự, đốn. Ngộ, có thể gặp không thể cầu. Lợi hại. Vương Nghị bắt đầu tĩnh tâm tìm hiểu. Hắn có thể cảm giác được, chính mình nhanh chóng sáng tạo cấp 8 đao pháp cơ duyên, có lẽ liền ở ngay đây mà ở cái khác biển vũ trụ thần thể cũng ở săn dết hành động không ngừng nghiệm chứng bí pháp của chính mình, dùng thực chiến xuất tiến đao pháp diễn biến, toàn lực tìm hiểu, thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chấp mắt, lại là hơn một vạn năm qua đi. Chương 766 Ngô Chi Truyền Nhân Nguồn Mê Truyện Audio.com Năm tháng xa xôi, đảo mắt, vương nghị ở hẻm núi lớn tìm hiểu vết đau hơn vạn năm ở thời gian gia tốc dưới chính là tìm hiểu hơn trăm triệu năm nguyên thủy vũ trụ một chỗ đình viện hao rơi rực rỡ vương nghị cùng la phong ở trên cỏ ngồi trên mặt đất trước mặt bầy mỹ tửu mỹ thực đây là bọn hắn thần lực hóa thân ngươi còn ở biển vũ trụ lan bạc sao la phong hỏi những năm này bởi vì đoạn đông hà truyền thừa hắn tiến bộ rất nhanh có điều hắn vẫn như cũ vẫn là vũ trụ tôn giả không có đột phá nếu như ở trong nguyên tác bởi vì liên quân áp lực hắn hơn mười vạn năm liền nên đột phá Thế nhưng bởi vì vương nghị thay đổi tất cả, La Phong hơn 30 vạn năm đều còn dừng lại ở vũ trụ tôn giả cảnh giới, kỳ thực, La Phong ở bí pháp lên đều sáng tạo ra vũ trụ tối cường giả cấp độ bí pháp, ở pháp tắc hiểu được cũng sớm đạt đến bình cảnh cực hạn, cũng sớm cảm ngộ thú thần chi tâm, có thể nói rất nhiều điều kiện hết thảy đều đầy đủ, hơn nữa hắn hóa thân là thời khắc ở không gian truyền thừa, tu luyện không gian bên trong tu luyện. Vạn lần tốc độ thời gian trôi qua dưới, sớm tu luyện rất nhiều năm, thế nhưng, có lẽ là bởi vì ít một chút áp lực Dẫn đến La Phong đến hiện tại đều không đột phá, có điều hắn cũng không ngại, nói hắn cảm giác mình cũng sắp rồi, nói không chắc nào đó thời điểm một điểm liên quan, tâm có ngộ ra, liền đột phá, nhân loại tộc cùng hiện tại ở nguyên thủy vũ trụ vô địch, ở biển vũ trụ cũng là bá chủ, không có ngoại bộ áp lực, La Phong cũng không vội vã, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Nghe nói, ở biển vũ trụ, gần nhất càng ngày càng không bình tĩnh, nhiều hơn rất nhiều không rõ lai lịch xa là cường giả. La Phong thở dài nói. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì vài vị vũ trụ chi chủ đều ngã xuống, gây ra không nhỏ đồng tĩnh. Vương Nghị mỉm cười, hắn biết, những kia hẳn là cái khác biển vũ trụ thông qua vũ trụ đường nối lại đây cường giả, hắn đã hướng về nhân loại tộc quân đề nghị, tất cả nhân loại cường giả đều sẽ ở gần đoạn 5 tháng đều ở lại nguyên thủy vũ trụ nội tu luyện, cho tới ngoại giới sóng gió, liền để nó cạo đi đi, nhân loại hiện tại đang vội vàng hấp thu viễn cổ văn minh kinh nghiệm cùng phương pháp tu luyện, không công phu đi dính líu biển vũ trụ sự tình. Chỉ cần nhân loại cường giả không đi ra ngoài, Coi như ngoại giới biển vũ trụ long trời lở đất thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể lan đến gần nút ở nguyên thủy vũ trụ phát dục nhân loại? Có điều, nhân loại cũng không thể vẫn trốn ở nguyên thủy vũ trụ, luôn có đi ra ngoài một ngày. Vương Nghị yên lặng nghĩ, theo thời gian trôi qua, đến biển vũ trụ cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, chân thần số lượng cũng sẽ đạt tới một cái cực cao con số, nguyên bản vũ trụ này cũng là chừng trăm cái chân thần thôi, hiện tại, số lượng khả năng nhiều hơn trăm lần ngàn lần. Không phiên thiên mới là lạ xem tình huống này vũ trụ đường nối rất nhanh liền không che giấu nổi nói không chắc một số thế lực đã biết rồi vương nghị cúi đầu uống rượu trong lòng suy nghĩ một đạo đỏ rực bóng người lẳng lặng khoanh chân ngồi ở vách đá nơi bỗng nhiên chung quanh hắn bỗng nhiên yên tĩnh không gian đều phản phất đình trệ tốc độ thời gian trôi qua cũng ở chậm lại vô thanh vô tức một cái hỗn động vũ trụ hiện lên sau đó vô cùng chói mắt sấm sét màu tím từ vũ trụ bên trong sinh ra sức mạnh cùng bạo xé rách hủy diệt tất cả trong nháy mắt hội tụ thành một đạo hủy thiên diệt địa ánh đao ánh đao xuất hiện giữa trời nhanh đột phá thời gian không gian ràng buộc, bí mật mang theo vô cùng uy năng bổ vào sương mù lên, cái kia sương mù dường như sâu không lường được vượt sâu, hấp thu tất cả, vũ trụ biến mất, sấm sét cũng biến mất, lộ ra vương nghị bóng người. Ha ha! Tìm hiểu hơn trăm triệu năm, này cấp 8 bí pháp chung quy bị ta sáng tạo ra. Vương nghị mỉm cười nói. Này một bí pháp, đem kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành một cái cân bằng vũ trụ, sau đó năm loại ảo diệu cực kỳ tinh diệu hội tụ ở một điểm liền phản phất thiên lôi dẫn ra địa hỏa lại phản phất năm loại ảo diệu sản sinh một loại nào đó đặc thù phản ứng. Ở hội tụ ở một điểm chớp mắt, nhưng là sinh ra sấm sét loại này sức mạnh cuồng bạo, sản sinh khó mà tin nổi lực phá hoại. Này một đau, liền gọi ngũ hành lôi, hoặc là đau chi vũ trụ. Lục hợp, đi nhanh chóng như vậy sáng chế cấp 8 bí pháp, Vương Nghị tâm tình rất tốt, hẻm núi lớn bên trong, xa xa hiện lên một bóng người, hắn yên lặng nhìn trước lôi đao biến mất địa phương, Vương Nghị nếu có điều giác, xoay người, nhìn thấy kim tóc đỏ rối tung hùng tráng áo giáp nam tử đứng ở phía sau, vội vã chào. Thiên Tinh tiền bối. Thiên Tinh đại tướng quân nhìn hắn, ánh mắt có tháng phục, vui sướng, còn có một tia vui mừng. Ngươi vừa nãy sáng tạo bí pháp, dùng là bí văn đồ lưu kỹ xảo đi. Thiên Tinh đại tướng quân đột nhiên hỏi, Vương Nghị ngẩn ra, sau đó gật gù, này không có gì hay ẩn giấu. Tốt, tốt. Thiên Tinh đại tướng quân thỏa mãn gật đầu, xem Vương Nghị ánh mắt cũng thỏa mãn cực kỳ, thật giống ở xem một khối báu vật. Ngươi không cần gọi ta tiền bối. Thiên Tinh đại tướng quân nói rằng, Vương Nghị ngẩng đầu lên. Gọi ta Thiên Tinh sư huynh hoặc là Tam sư huynh đi. Thiên Tinh đại tướng quân mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công thông qua thử thách, thiên phú của ngươi có tư cách kế thừa ta Ngô quốc nhất mạch truyền thừa ngô quốc người khai sáng cũng là lão sư ta, ngươi vào cửa, chính là sư đệ ta. Gặp thiên tinh sư huynh. Vương Nghị liền nói. Ha ha. Thiên tinh đại tướng quân cảm khái nhìn Vương Nghị, ta tùy tùng lão sư rất nhiều năm, ở lão sư đệ tử bên trong đứng hàng thứ thứ ba, ngươi là một cái nhỏ nhất, vẫn là một cái vũ trụ chi chủ, thế nhưng ngươi lại có thể ở vũ trụ chi chủ giai đoạn như thế sớm sáng tạo ra cấp 8 bí pháp, nhưng là vượt xa ta, có thể cùng thiên trần sư huynh sánh ngang. Hắn lại lắc đầu, đáng tiếc, thiên trần sư huynh hắn, ai? Vương Nghị cùng Thiên Tinh Đại Tướng Quân lại lần nữa trở lại cung điện kia trong hư không tối tăm. Thiên Tinh Đại Tướng Quân đối mặt Vương Nghị nói: Nếu ngươi thông qua thử thách, liền có thể trở thành ta Ngô Quốc truyền nhân. Thế nhưng ta trước tiên cần phải nói cho ngươi, ta Ngô Quốc chân chính truyền thừa cũng không ở nơi này. Vương Nghị ngẩn ra, Thiên Tinh Đại Tướng Quân nói rằng: Lúc trước ở ta gia hương, ta Ngô quốc gặp gặp biến cố, lão sư ta ngã xuống, Ngô quốc bị xung quanh thế lực vây công, cuối cùng diệt. Chúng ta những này tàn dư người không thể không cưỡi Ngô quốc cơ giới chí bảo, dốc hết cuối cùng sức mạnh, thâm nhập biển vũ trụ. Chúng ta chia làm ba đường, có một đường còn chưa rời khỏi quê nhà liền bị chặn đứng, ta cùng mặt khác một đường cũng bị đuổi giết, không thể không lệch khỏi nguyên lai hướng đi, xông vào chỗ này biển vũ trụ. Một chỗ, ở các ngươi quê hương biển vũ trụ vũ trụ chu. Mặt khác một chỗ, chính là chúng ta hiện tại này hỗn động tinh. Thiên tinh đại tướng quân trầm giọng nói. Bởi vì nguyên thủy vũ trụ vận chuyển pháp tắc hạn chế, ở đây rất nhiều thứ ta đều không cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta sẽ lưu lại cho ngươi một vài thứ, chờ ngươi sau đó xông qua luân hồi, tự nhiên liền biết rồi. Lại nói truyền thừa. Lúc trước chúng ta bước lên con đường này, liền biết nguy hiểm cực kỳ, cửu tử nhất sinh. Thiên tinh đại tướng quân nói rằng, đã như vậy, chúng ta làm sao có khả năng đem chính mình quan trọng nhất truyền thừa giữ ở bên người, vạn nhất ở biển vũ trụ toàn quân bị diệt, truyền thừa có thể đoạn tuyệt, sau đó há không phải là không có vương mình cơ hội. Vì lẽ đó, chúng ta đem chân chính truyền thừa giấu ở quê hương một chỗ cực kỳ bí mật địa phương, chính là kẻ địch đều rất khó tìm đến. Sau đó, chúng ta ba đường, mỗi người mang một khối truyền thừa lệnh, chỉ có chiếm được truyền thừa lệnh cùng chúng ta tán thành, mới có cơ hội tìm tới truyền thừa. Thiên tinh đại tướng quân thổn thức nói. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới, ba đường đội ngũ đều diệt, hỗn động tinh cũng dừng lại ở biển vũ trụ vô số năm, mới chờ đến ngươi một cái thích hợp truyền nhân. Vương Nghị yên lặng nghe. Thiên tinh đại tướng quân trong mắt lộ ra một tia mờ ảo, nói rằng. Ta đã bỏ mình, ở lại chỗ này có điều là một đạo ý chí, đến ta cảnh giới cỡ này, cố ý bảo tồn một đạo ý chí có thể tồn tại rất nhiều năm, thế nhưng ta cũng không biết có thể hay không ở cuối cùng tiêu tan trước chờ đến ta kết quả mong muốn. Thiên Tinh đại tướng quân nhìn về phía Vương Nghị. Còn tốt, chúng ta đến ngươi. Có thể vì là Ngô Quốc tìm ra một cái ưu tú truyền nhân. Ta đã không thẹn Ngô Quốc, không thẹn lão sư, không thẹn bệ hạ. Thiên Tinh âm thanh trầm thấp, mang theo không tên tâm tình, Vương Nghị trầm mặt, Ngô, rất mạnh mẽ rất cổ xưa thế lực, so với Tấn Quốc còn mạnh mẽ hơn thế nhưng so với tấn quốc diệt càng sớm hơn. Vương Nghị, ta hỏi ngươi một lần nữa, có thể nguyện làm ta ngô quốc truyền nhân? Khôi phục ta ngô quốc? Thiên tinh đại tướng quân nghiêm túc hỏi. Ta đồng ý. Vương Nghị kiên định nói rằng. Được. Thiên tinh đại tướng quân hơi cười, đưa tay ra, nhưng Vương Nghị chú ý là một khối lệnh bài màu vàng ống xuất hiện ở trên tay hắn. Đây là ta ngô quốc truyền thừa lệnh, ngươi luyện hóa nó, bên trong có truyền thừa ấn ký, luyện hóa dấu ấn, mới là ta ngô quốc chân chính người truyền thừa thế nhưng một khi kế thừa, ngươi chính là ta ngô quốc một phần tử, cũng không tiếp tục có thể thay đổi. Hơn nữa, ngươi sẽ phải chịu truyền thừa ấn ký ràng buộc, nếu là phản bội ta ngô quốc, ngươi sẽ triệt để hồn phi phách tán, ai cũng cứu không được ngươi. Lệnh bài màu vàng ống hướng vương nghị bay đến, bị vương nghị tiếp được. Lệnh bài màu vàng ống trừ bí văn cấu kết thành viễn cổ văn minh ký tự ngô một chữ ở ngoài, chính là một ít hoa văn phức tạp, cái kia hoa văn rất tự nhiên rất phối hợp, nhìn đều cảm thấy đẹp đẽ, vương nghị nắm lệnh bài màu vàng ống, thần lực kéo dài tiến vào lệnh bài bên trong, xúc động lệnh bài một luồng hùng vĩ sức mạnh thần bí, cái kia sức mạnh là thâm ảo như vậy mạnh mẽ, nhưng Vương Nghị có loại đối mặt nguyên thủy vũ trụ cảm giác. Thiên Tinh đại tướng quân lúc này nói rằng: "Này truyền thừa lệnh là ta Ngô Quốc quân chủ luyện chế, tổng cộng có ba cái, ta nắm giữ một cái, thế nhưng chỉ có một người có thể kế thừa, nhất định phải nói cho ngươi là, nghĩ chân chính kế thừa ta nhất mạch, đến đột phá đến so với các ngươi biển vũ trụ chân thần cảnh giới càng cao hơn, so với sông luân hồi tầng thứ cao hơn mới có thể." Truyền thừa lệnh ghi chép ta nhất mạch ở quê hương chân chính truyền thừa vị trí, không tới cái cảnh giới kia là không có cách nào được tin tức. Vì lẽ đó, ngươi đến nhanh lên một chút tu luyện đột phá. Bằng không nếu là có những người khác giống như ngươi được truyền thừa lệnh, so với ngươi trước tiên đạt đến cái cảnh giới kia, như vậy, ngươi này truyền thừa lệnh liền sẽ mất đi hiệu lực. Đương nhiên, ngươi Ngô Quốc thành viên trọng yếu thân phận vẫn là sẽ bảo lưu. Thiên Tinh đại tướng quân giải thích, chúng ta làm như vậy cũng là vì để ngừa vạn nhất, phòng ngừa xuất hiện biến cố gì dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt hơn nữa ẩn tàng truyền thừa địa phương cũng rất nguy hiểm không đầy đủ thực lực đi không được vương nghị có chút không nói gì cảm tình được truyền thừa lệnh còn không an toàn còn phải tiếp tục tu luyện mới có thể chân chính được ngô quốc truyền thừa ấn thiên tinh đại tướng quân so với sông luân hội còn cao cảnh giới sông luân hội đến hư không chân thần vậy chẳng phải là muốn vĩnh hằng chân thần cảnh giới mới có thể đi bắt được truyền thừa thiên tinh đại tướng quân tự hồ sợ vương nghị không hài lòng lại nói đương nhiên vì bảo đảm người truyền thừa an toàn cùng tốc độ tu luyện truyền thừa lệnh bên trong có cái khác rất nhiều phương pháp tu luyện, có thể bảo đảm ngươi một đường thuận lợi tu luyện tới sông Luân Hồi thậm chí tầng thứ càng cao hơn, chỉ là, nghĩ đạt đến cao nhất chân chính truyền thừa ở quê hương nơi bí ẩn nơi đó. Vương Nghị gật gù, mới bắt đầu chân chính luyện hóa này truyền thừa lệnh, trên tay lệnh bài màu vàng ống lập tức tuôn ra vô tận kim quang, cấp tốc tràn vào Vương Nghị thể nội, Vương Nghị khẽ cau mày, ở trong đầu hắn hiện lên một nguy nga vô tận cao uy thế mênh mông vô biên vĩ đại bóng người hắn một đôi màu vàng uy nghiêm con ngươi sâu sắc nhìn vương nghị một thanh âm ở vương nghị sâu trong linh hồn vang lên vang vọng. Ngô, ta, truyền nhân, kế thừa ngô, ta, ý chí, vĩnh không đoạn tuyệt. Vương nghị nhắm mắt lại, cả người bao phủ ở kim quan bên trong, đồng thời ở chỗ mi tâm càng là một đạo kỳ dị truyền thừa ấn ký bắt đầu hình thành thiên tinh đại tướng quân ở bên cạnh vui mừng nhìn tình cảnh này. A! À, vương nghị toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm, mi tâm vị trí liền phản phất bị dấu ấn mạnh mẽ ủi xuống, một đạo kỳ dị dấu ấn ở chỗ mi tâm cuối cùng hiển hiện, theo sát liền hoàn toàn ẩn nút biến mất, cũng không còn cách nào quan sát được, mà Vương Nghị trong đầu cũng được vô số tin tức. Trong đó, liền có liên quan với lệnh bài kia, này truyền thừa lệnh, là một cái dị bảo, thế nhưng không có chiến đấu công dụng, cứng rắn cực kỳ, không cách nào phá hủy, bên trong có một không gian, bên trong có ba đạo cửa, mỗi một đạo cửa, nếu không cùng thực lực mới có thể mở ra, bên trong có khác biệt cấp độ trong tu luyện dung cùng một ít tài nguyên, cánh cửa thứ nhất, liền cần chân thần cảnh giới mới có thể mở ra, đạo thứ hai cửa. Liền cần xông qua luân hồi cảnh giới mới được đạo thứ ba cửa, cần so với sông luân hồi cảnh giới tầng thứ cao hơn mới có thể mở ra. Bên trong cũng có ngô chi truyền thừa vị trí thực sự tin tức, vương nghị nhếch miệng, thiên tinh đại tướng quân lúc này cười nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã chính thức trở thành ta ngô quốc truyền nhân, ngươi là lão sư ta đệ tử, thân phận cao quý, theo quy củ, ngươi có thể tự động ở tên mặt sau thêm một cái ngô chữ. Từ nay về sau, ngươi chính là vương nghị. Ngô. Thiên tinh đại tướng quân nói. Ta cũng có thể giải thoát. Xoa đầu vương nghị ngẩn ra, nhìn thiên tinh đại tướng quân thiên tinh đại tướng quân cười nói đừng loại vẻ mặt này kỳ thực ta đã sớm chết chỉ là ta tuy chết đi nhưng ta ở tòa cung điện này lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần nhưng tóm lại là không có rễ lục bình một khi ngươi kế thừa này truyền thừa lệnh ta liền sẽ tiêu tan có thể ở triệt để tiêu tan trước tìm tới một cái ưu tú tiểu sư đệ ta cũng không có cái gì tiếc nuối thiên tinh đại tướng quân trong lòng yên lặng nói vốn là ta nên lưu lại cho ngươi càng nhiều đáng tiếc ở thâm nhập biển vũ trụ thời điểm, chúng ta bị tai nạn khó có thể tưởng tượng, không có một người may mắn thoát khỏi, chính là chúng ta siêu cấp cứ điểm hỗn động tinh cũng tao ngộ nghiêm trọng phá hoại, bên trong một mảnh hỗn độn cũng không bao giờ có thể tiếp tục khởi động. Thiên tinh đại tướng quân cảm khái nói, rất nhiều thứ đều không thể sử dụng, thậm chí thoát ly ta khống chế, bằng không. Thiên tinh đại tướng quân lắc đầu một cái, tự giễu cười. Nguyên thủy vũ trụ, cũng thật là đáng sợ. Có mặt khắp nơi. Có điều, Cung điện này là ban đầu ta đặt thù chế tạo ra, ngươi luyện hóa truyền thừa lệnh, tự nhiên có thể nắm giữ nó, đem nó mang đi, bên trong một vài thứ, đối với ngươi tu luyện cũng rất có ích lợi, chỉ ít xông qua luân hồi là tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Tinh sư huynh. Vương Nghị nhìn cái này mới quen sư huynh, tâm tình cũng có chút phức tạp. Ha ha, cuối cùng lại theo ta uống một chén. Thiên Tinh đại tướng quân cùng Vương Nghị ngồi đối diện nhau, ngồi ở trong hư không tối tâm trên tay đều có một chén rượu, Thiên Tinh đại tướng quân uống xong một chén rượu, bưng chén rượu, không biết nghĩ cái gì, ngơ ngác nhìn xung quanh hư không, trong mắt bỗng nhiên nhiều một tia ống ánh. Ta nên đi. Hết thảy đều dựa vào ngươi, sư đệ. Chương 767. Luyện thể bí thuật, sáu thú biến. Nguồn Mê truyện audio.com. Ngô Quốc lúc trước ở Khởi Nguyên đại lục cỡ nào cường thịnh, cuối cùng vẫn là diệt, ta sư huynh Thiên Tinh là hỗn độn chúa tể, xưng thánh tồn tại, thần vương đệ tử cũng tương tự ngã xuống ở trong dòng sông lịch sử vương nghị từ hắc hồ bên trong bay ra ngoài trong lòng thổn thức đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình gia nhập ngô quốc sau đó đến khởi nguyên đại lục đến cẩn thận một chút dựa theo sư huynh trước khi đi thuyết pháp ngô quốc kẻ địch vô cùng mạnh mẽ cho dù ngày sau đứng ở khởi nguyên đại lục đỉnh phong thành thần vương không cẩn thận chính diện đối đầu cũng có người chết nguy hiểm bằng không ngô quốc thần vương cũng sẽ không ngã xuống vương nghị ở hình tam giác màu trắng cơ giới chiến thuyền bên trong tâm tình không tệ lần này tuy rằng không đánh dấu ra vật gì tốt thế nhưng thu hoạch cũng không tệ lắm vương nghị hơi suy nghĩ tiến vào truyền thừa lệnh bài không gian đây là một chỗ rộng lớn điện thính điện thính bên trong có ba đạo cổ điển đen cửa lớn màu vàng ống cửa lớn là đóng chặt vương nghị ánh mắt đảo qua này ba đạo cửa ấn thiên tinh sư huynh ta chân thần cấp có thể đẩy ra thứ nhất phiến hư không chân thần có thể đẩy ra thứ hai phiến vĩnh hằng chân thần có thể đẩy ra thứ ba phiến càng là hướng về sau truyền thừa tin tức càng mạnh càng phong phú tài nguyên cũng càng quý giá vương nghị trong lòng có chút bất đắc dĩ đây là sợ ta không nỗ lực tu luyện đây vương nghị đi tới thứ nhất tòa hát kim trước cửa lớn tay phóng tới hát kim trên cửa chính dùng sức quả nhiên vẫn không nhúc nhích phóng chừng cần chân thần thần lực mới được vương nghị trong lòng hiểu ra lại nhìn một chút cái khác hai tòa cửa lớn lắc đầu một cái rời đi nơi này trở lại chiến thuyền vương nghị ngồi xuống tuy rằng hiện tại không mở ra cái kia ba cánh cửa có điều thiên tinh sư huynh để cho ta tu luyện truyền thừa cũng có đủ nhiều thêm vào tòa kia thiên tinh điện ba đạo cửa ánh sáng sau tu luyện không gian vẫn tu luyện tới hư không chân thần hoàn toàn không thành vấn đề một luyện hóa truyền thừa lệnh tiếp thu cung điện vương nghị liền được liên quan tin tức đặc biệt là cái kia đạo thứ ba cửa ánh sáng sau thế giới mỗi cái có tác dụng đạo thứ nhất cửa ánh sáng thế giới dùng để thử thách tê hoàng cục kỳ thực cũng có thể tăng cao mộ tính cùng tìm hiểu hiệu suất suy nghĩ tốc độ đạo thứ hai cửa ánh sáng thế giới có vô số tiền nhân lưu lại các loại tu luyện ảo diệu đương nhiên không được hệ thống có điều có chút siêu cấp tồn tại lưu lại chân ý còn là phi thường quý giá có thể xúc động linh cảm đạo thứ ba cửa ánh sáng thế giới chính là cho thất thần thể con đường cường giả nghiên cứu địa phương bên trong có vô số sinh mệnh kết cấu ảnh là ngô quốc năm tháng dài đằng đẵng thu thập quý giá cực kỳ mà hiện tại cũng tùy ý vương nghị quan sát trong đó còn có ngô quốc một quý giá hạt nhân truyền thừa tuyệt học lục thú biến vương nghị vượt qua cửa ánh sáng xuất hiện ở một rộng lớn tinh không trong tinh không có từng viên một ngôi sao đang lấp lánh thế nhưng nếu là đem hàng tỷ ngôi sao kết hợp lên dĩ nhiên là hoàn toàn không có so với phức tạp ảnh văn vô số lóng lánh ngôi sao hình thành lập thể bí văn đồ. Thành Siri vô tận tường tận sinh mệnh hình nổi, vô số ngôi sao tạo thành một vài bức sinh mệnh hình nổi, tất cả đều đều là hoàng mỹ sinh mệnh. Cho dù đều là hoàng mỹ sinh mệnh, lẫn nhau cũng là có khác nhau. Liền ngay cả loại sinh mạng máu thịt hoàng mỹ cấu trúc gian, đều có thể chia làm trăm loại ngàn loại, vương nghị ở trên hư không đi dạo mà đi, một vài bức càng thêm phức tạp sinh mệnh hình nổi. Huyết nhục loại, nham thạch loại, năng lượng loại, kim loại loại, thực vật loại. Các loại sinh mệnh hình nổi, từ hơn một vạn lần đến ba vạn lần gian sinh mệnh cấp độ, lại từ ba vạn lần đến sáu vạn lần. Quá nhiều quá nhiều, trải rộng toàn bộ tinh không, Vương Nghị nhìn mỉm cười, ta thần thể gian sinh mệnh cấp độ nghĩ đột phá sáu vạn lần, xem ra cần phải dựa vào nơi này, có lẽ, thậm chí có thể đạt đến tầng thứ càng cao hơn. Đây là một cái bảo tàng lớn, Vương Nghị lại đi tới một bến bờ vũ trụ khác ở nơi đó, có một con lớn vô cùng dị thú chiếm giữ, đó là vô số ngôi sao tạo thành dị thú, khổng lồ lấy, năm ánh sáng, tính toán, thân thể khổng lồ ngang qua toàn bộ tinh không đây là một to lớn bốn vó dị thú này dị thú đầu lâu còn có hai cái sừng sắc nhọn sau lưng một đôi cánh nhưng cực kỳ mỹ lệ cho người rời xa trần thế cao cao tại thượng khí tức lục thú biến đệ nhất biến nguyễn ngục vương nghị thở dài nói thiên tinh đại tướng quân tuy để lại cho hắn rất nhiều hạn chế thế nhưng cũng có một chút rất lợi hại tuyệt học trong đó thì có này lục thú biến lục thú biến là ngô quốc hạt nhân tuyệt học một trong cũng là ngô quốc quân chủ sáng lập ngô quốc quân chủ am hiểu nhất lại chi lấy chinh chiến tứ phương kỳ thực là cơ giới lưu bảo vật, Ngô quốc cũng là cơ giới lưu văn minh đạt đến đỉnh phong thế lực cường đại. Thậm chí có thể chế tạo ra có thể cùng thần vương chém giết siêu cấp cổ máy chiến tranh như vũ trụ chu, hỗn động tinh. Bản thân thể tích liền đạt hơn trăm triệu năm ánh sáng, vô cùng khó tin, uy năng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Thuộc về Ngô quốc mạnh mẽ nhất cổ máy chiến tranh, vô số cường giả ở bên trong đồng thời điều khiển bộc phát ra uy năng, ở trên chiến trường thậm chí có thể dễ dàng đánh giết hỗn động chúa tể thần vương nghĩ phá hoại cũng không dễ dàng mà này lục thú biến chính là ngô chi thần vương am hiểu một cái khía cạnh khác tham chiếu nào đó sáu loại vô cùng mạnh mẽ dị thú sáng tạo ra cường hóa thân thể siêu cấp tuyệt học muốn tu luyện phải đi ngô quốc thần thể con đường vì lẽ đó chỉ có ngô quốc thành viên trọng yếu mới có thể học nó có thể tăng cao cường độ thân thể cùng phòng ngự đạt đến cùng chí bảo sánh ngang trình độ tổng cộng có sáu tầng để nhất biến huyển mục bất hữu liền có thể tu luyện cường độ thân thể có thể so với phổ thông chí bảo mặc dù nói là bất hữu liền có thể tu luyện thế nhưng trong lịch sử ngô quốc chưa bao giờ có bất hủ có thể tu luyện thành công đều là tôn giả trở lên đệ nhị biến thiên yểm bất hủ trở lên thần thể gian sinh mệnh cấp độ đạt đến vạn lần có thể tu luyện thân thể phòng ngự có thể so với đỉnh cấp chí bảo thứ ba biến thạch tàm vũ trụ chi chủ trở lên gian sinh mệnh cấp độ đạt đến ba vạn lần có thể tu luyện thân thể phòng ngự có thể so với chân thần cấp chí bảo đệ tứ biến lân hoàng hư không chân thần trở lên gian sinh mệnh cấp độ đạt đến sáu vạn lần có thể tu luyện thân thể phòng ngự có thể so với hư không chân thần chí bảo đề ngũ biến, diễm thú, vĩnh hằng chân thần trở lên, gian sinh mệnh cấp độ đạt đến 8 vạn lần có thể tu luyện, thân thể phòng ngự có thể so với vĩnh hằng chân thần chí bảo, đệ lục biến, hỗn độn, hỗn độn chúa tể trở lên, gian sinh mệnh cấp độ đạt đến 9 vạn lần có thể tu luyện, thân thể phòng ngự có thể so với hỗn độn chúa tể chí bảo, thân thể phòng ngự không phải là áo giáp phòng ngự, thân thể phòng ngự đạt đến hỗn độn chúa tể chí bảo cấp độ, coi như thần vương nghĩ phá hoại đều vô cùng khó. Khăn. Nếu như thêm vào áo giáp bảo vệ, cái kia thì càng thêm biến thái, cùng cấp độ bên trong, vật chất phòng ngự có thể nói nghịch thiên, có điều này, lục thú biến, cần thất thần thể con đường, thần thể con đường vốn là rất khó, này, lục thú biến, tu luyện độ khó không hề so với thần thể con đường thấp, trong lịch sử chỉ có sáng chế này tuyệt học ngô quốc quân chủ tu luyện tới đệ lục biến, cái khác liền đệ ngũ biến đều không có. Đệ tứ biến vẹn vẹn một vị. Còn là một vị hỗn độn chúa tể, vương nghị hồi tưởng trong đầu có quan hệ, lục thú biến, tin tức, ngóng về nơi xa xăm ngôi sao dị thú, trong lòng tràn ngập tháng phục, thân thể phòng ngự có thể so với chí bảo vậy thì rất đáng sợ, có điều này tin không chỉ có trước ba biến công pháp tu luyện tinh thần độ, sau đó ba biến, phỏng chừng muốn vương nghị đẩy ra cái kia ba cánh cửa mới có thể được. Tin tức cũng nói rồi, ngô quốc quân chủ am hiểu nhất là chế tạo mạnh mẽ cơ giới, chém giết năng lực thủ đoạn khác phỏng chừng rất yếu, mới cố ý sáng tạo này nhất tuyệt học tăng cao thân thể phòng ngự, tăng cường bảo mệnh năng lực. Vương Nghị trong lòng thầm nói, có điều, Ngô Quốc dù sao cũng là sừng sững ở viễn cổ văn minh đỉnh cấp thế lực, trừ máy chế tạo giới lưu chí bảo, những phương diện khác cũng sẽ không quá kém, chỉ có điều cơ giới lưu phương diện càng mạnh hơn mà thôi. Ta hiện tại là vũ trụ chi chủ, gian sinh mệnh cấp độ cũng đạt đến 5 vạn lần, đã phù hợp thứ ba biến tu luyện yêu cầu. Vương Nghị trong lòng ngứa. Vậy cũng là thân thể phòng ngự có thể so với chân thần chí bảo A. À? Chân thần chí bảo, đó là cái gì? Đặt ở biển vũ trụ, chính là chí cường chí bảo, đỉnh phong cung điện chí bảo vũ trụ tối cường giả đều không cách nào phá hoại chí cường chí bảo. Liên cạo cái dấu cũng không thể như thế nghịch thiên tuyệt học xuất hiện ở vương nghị trước mặt hắn làm sao có thể thấy không thèm có điều này lục thú biến tu luyện độ khó phi thường phi thường cao vương nghị thầm nói dựa theo tin tức trong lịch sử ngô quốc bên trong vũ trụ chi chủ tu luyện thành công thứ ba biến một cái đều không có duy nhất một cái tu luyện thành công chân thần cái khác đều là hư không chân thần trở lên ngô quốc lúc trước cường đại cỡ nào bên trong thiên tài cỡ nào nhiều năm tháng dài đằng đẳng hạ xuống Thế nhưng cũng chỉ có một cái chân thần tu luyện được thứ ba biến, cái khác đều là vượt qua chân thần, bởi vậy có thể thấy được tu luyện này, lục thú biến, độ khó tuyệt đối là phi thường hà khắc. Thế nhưng nếu như tu luyện thành công, đối với thực lực tăng lên cũng là to lớn, chí ít bảo mệnh năng lực tăng cường không biết bao nhiêu lần, như Vương Nghị, nếu như đem thứ ba biến tu luyện được, thân thể phòng ngự có thể so với chí cường chí bảo, lại ở bên ngoài bộ một cái chí bảo áo giáp phòng ngự đem đạt đến biến thái mức độ bởi vì áo giáp như thế sẽ đem công kích suy yếu đến một phần một trăm ngàn thậm chí một phần một triệu càng mạnh cấp độ công kích suy yếu càng ít vương nghị thân thể chỉ cần chịu đựng ngần ấy thương tổn chí cường chí bảo cấp thân thể có thể nhận bị thương hại là cực kỳ khủng bố cùng cấp độ kẻ địch liều mạng công kích thậm chí sẽ không phá vỡ thêm vào vương nghị thân thể to lớn cùng bản nguyên loại chí cường chí bảo thần lực bổ sung phỏng chừng coi như hư không chân thần muốn giết vương nghị đều sẽ hoài nghi nhân sinh cùng cấp độ bên trong có thể hơi hơi uy hiếp đến hắn, có lẽ chỉ có công kích linh hồn, thế nhưng Vương Nghị trên người lại có linh hồn chí cường chí bảo, ý chí bởi vì tu luyện, hắc văn thạch trụ truyền thừa, đạt đến hư không chân thần đỉnh phong, thêm vào đoạn diệt, thiêu đốt bạo phát thần lực, đồng hoa, tốc độ cực hạn thân pháp, có thể nói không hề khuyết điểm. Linh hồn mạnh mẽ, sức sống rất mạnh, chiến đấu rất mạnh, cường độ thân thể rất mạnh, thoát thân rất mạnh. Quả thực hoang mỹ, Vương Nghị càng nghĩ càng kích động, coi như chỉ đem đệ nhất biến tu luyện thành công thân thể hắn cũng có phổ thông chí bảo năng lực phòng ngự phải biết thân thể phòng ngự càng mạnh suy yếu thương tổn càng nhiều trực tiếp giảm thiểu đến một phần ngàn một phần vạn vậy thì đáng sợ vương nghị lúc này bắt đầu quan sát này to lớn tinh thần đồ nghiên cứu ảo diệu bên trong nếu như không thất thần thể con đường đối với gian sinh mệnh không nghiên cứu là căn bản xem không hiểu thế nhưng đã đạt đến thần thể năm vạn lần vương nghị nhưng rất dễ dàng có thể thấy rõ trong đó kết cấu ảo diệu thật thần kỳ quá lợi hại vương nghị trong mắt hiện lên khiếp sợ này ngôi sao gì thú ảnh nhưng hắn cảm thấy cực kỳ huyền diệu thâm ảo lại có thể làm đến trình độ như thế này ta cái kia ngô quốc quân chủ lão sư làm sao nghĩ đến vương nghị cảm thấy kích động bởi vì tự thân có cơ sở vì lẽ đó có thể dễ dàng lĩnh ngộ mà ngộ không ra nhìn cũng không thấy gì nhắm mắt lại liền không cách nào hồi ức vương nghị đắm chìm vào tỉ mỉ phân tích ảo diệu trong đó ta cảm giác này ngôi sao dị thú ảnh kết cấu có bí văn đồ lưu một ít mùi vị vương nghị nghĩ thầm ngô quốc quân chủ nghiên cứu máy chế tạo giới chí bảo, cơ sở kỳ thực chính là bí văn đồ mà tấn chi thần vương luyện chế chí bảo, cũng là bí văn đồ. Chẳng trách trước thiên tinh sư huynh hỏi ta đúng hay không bí văn đồ lưu sáng tạo bí pháp, vui vẻ như vậy. Vương Nghị nhớ lại đến. Nguyên đến tu luyện, lục thú biến, trừ thần thể con đường, này bí văn đồ lưu cũng có trợ giúp. Dù sao, ngô quốc quân chủ mạnh nhất chính là máy chế tạo giới lưu bảo vật. Hắn sáng tạo luyện thể tuyệt học, lục thú biến, tự nhiên có bí văn đồ lưu bóng dáng, lấy vương nghị ở thần thể con đường cùng bí văn đồ lưu trình độ, nghiên cứu lên này để nhất biến tinh thần độ càng là nhân tâm đắc tay, đồng thời tu luyện không gian bên trong cũng là ở vạn lần thời gian gia tốc dưới, cao tốc không ngừng tìm hiểu phân tích, vương nghị thần thể là do vô số thần lực kết hợp linh hồn tạo thành. Oanh. Vương nghị thần thể trực tiếp tản ra, tản ra thành vô số hạt căn bản, trong đầu quan tưởng lên cái kia cực kỳ phức tạp cực kỳ huyền ảo ngôi sao dị thú, dị thú thành lập thể dáng dấp do vô số ngôi sao tạo thành trong đó còn có một đạo nói bí văn liên tiếp phát họa ra đến, theo quan tưởng tìm hiểu. Thân thể hoàn toàn phân tán ra, mỗi một cái hạt căn bản cũng bắt đầu chịu đến ảnh hưởng, hạt căn bản bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Sinh mệnh đồ Từ nhỏ bé nhất nơi, bắt đầu thần kỳ thay đổi, mỗi cái cực kỳ nhỏ bé điểm sáng, bắt đầu thay đổi, từ từ biến thành một bốn vó dị thú, này dị thú đầu lâu còn có hai cái sừng sắc nhọn, sau lưng một đôi cánh, cực kỳ mỹ lệ, thánh khiết xuất trần, có thể làm cho bất kỳ sinh mệnh mê cấp độ càng sâu là một bước mức độ phức tạp còn muốn vượt qua tê hoàng cục bí văn đồ nhất định phải tìm hiểu thấu đáo này bí văn đồ mới có thể hình thành này huyễn ngục dị thú huyền diệu cực kỳ vì lẽ đó này lục thú biến đệ nhất biến coi như trong lịch sử nghịch thiên nhất bất hủ đều không cách nào tu luyện được nhân làm trụ cột cùng chênh lệch cảnh giới thực sự quá to lớn nếu như vương nghị không nghiên cứu qua gian sinh mệnh kết cấu không nắm giữ bí văn đồ lưu cũng rất khó nhanh như vậy nắm giữ này ngôi sao dị thú ảnh vương nghị thậm chí cảm giác được đây không phải cực hạn. Có điều cấp độ càng sâu không phải hiện tại Vương Nghị có thể nhìn thấy cùng lý giải. Trao. Vương Nghị ý thức thẩm thấu tiến vào hạt căn bản cấp độ càng sâu, ảnh hưởng hơi con tạo thành, bí văn đồ trước tiên hình thành điểm sáng, điểm sáng như sóng biển như thế chập trùng phun trào, thất bại, tiếp tục ngưng tụ, lại thất bại, lần lượt thất bại, trải qua hơn 10 vạn lần sau khi thất bại, ở ánh sáng bên trong, một đầu mỹ lệ cực kỳ, trên đầu có hai cái sừng nhọn, sau lưng có một đôi cánh bốn chân dị thú bắt đầu hình thành. Ô! Thành công! Vương Nghị cảm thấy mừng rỡ, đầu kia Mỹ lệ dị thú dương cánh, ở trong tinh không bay lượn. Sức mạnh thật giống không tăng cường, nhìn ta hiện tại thân thể phòng ngữ. Vương Nghị trong lòng hơi động. Một cái sắc bén màu đen con thoi xuất hiện ở trước mặt, ở Vương Nghị thần lực trót vào dưới, hóa thành một đạo ác liệt điện quang, hung ác cực kỳ đâm vào dị thú trên người. Xì xì. Màu đen con thoi trước đoạn đâm vào đi một phần ba, liền dừng lại. Phòng ngự xác thực tăng lên không ít, đại khái là phổ thông chí bảo cấp độ. Vương Nghị hơi cười, phổ thông chí bảo, đối với hiện tại Vương Nghị mà nói không đáng kể chút nào, coi như đỉnh tim vũ trụ bá chủ đem hết toàn lực cũng có thể phá hoại, thế nhưng, nếu như đây là thân thể phòng ngự, vậy thì dọa người, trừ phi thiên phú dị bẩm như nham thạch kim loại loại hình xuất thân vũ trụ chi chủ, phần lớn vũ trụ chi chủ đều không có cao như thế cường độ thân thể, Vương Nghị trước thân thể cũng không có, thí nghiệm thành công, Vương Nghị thân thể rào một lần nữa biến thành nhân loại. Tiếp tục, tu luyện đệ nhị biến. Vương Nghị trong mắt tràn ngập thần thái chương 768 Vĩnh Hằng Chân Thần Vũ Trụ Nguồn Mê Truyện Audio com Khuynh phong giới khu vực hạch tâm, nhưng vũ trụ tối cường giả đều nghe ngóng biến sắc hôn ám chi địa nơi sâu xa, khí lưu màu đen ở khắp mọi nơi, một đạo cao to bóng người ở khí lưu màu đen bên trong di động. Lục thú biến Cái kia xấu xí giữ tận giới thú hai cái đầu lâu lên hai viên độc nhãn ánh sáng lấp lóe. đáng tiếc ta này giới thú hóa thân sức mạnh cùng thần lực tuyệt nhiên không giống, không có cách nào tu luyện giới thú tuy rằng sinh ra chính là chân thần sinh mệnh, thế nhưng thân thể phòng ngự cũng không cách nào cùng chí cường chí bảo so với này đầu cao to khôi ngô giới thú ở hôn ám chi địa bên trong cất bước, phụ cận giới thú một cảm ứng được sự tồn tại của nó liền dồn dập biến sắc. Là phần ngục. Đi mau. Phần ngục, rất mạnh. Lần trước Bano chết ở trong tay nó, Bano thực lực cùng ta cách biệt không có mấy, ta cũng không phải nó đối thủ, vẫn là nhanh lên một chút trời đi. Không thể tới gần nó, chỉ cần là nhận biết được giới thú hóa thân tồn tại, đều cấp tốc rời xa, giới thú hóa thân cũng nhận biết được tình huống như thế, nó cũng không kỳ quái, những năm này, giới thú hóa thân lại đánh giết hai đầu giới thú, thuận lợi lên cấp đến cấp 2, cấp 2 giới thú, cái kia cùng cấp một giới thú là tuyệt nhiên không giống, toàn bộ hôn ám chi địa, cấp hai giới thú hai lòng bàn tay đều đếm ra, là kim tự tháp đỉnh tồn tại. Vì lẽ đó rất nhiều giới thú đều sợ hãi nó, không dám tới gần, sợ bị săn giết. Nuốt vào. Chạy thật nhanh khí lưu màu đen bồng bềnh trong hư không tối tăm, giới thú hóa thân nhìn lướt qua tứ phương, khẽ nói. Có điều không đáng kể, chúng ta thời gian còn rất dài, có thể chậm rãi chơi. Giới thú hóa thân hoàn toàn tự tin, bây giờ nó đã bước vào cấp 2, có cháy huyết phương pháp, thực lực so với phổ thông giới thú cường rất nhiều, còn có vô cùng sắc bén cơ giới bảo vật, móng vuốt, đang chém giết lẫn nhau bên trong dễ dàng chiếm được ưu thế. Thêm vào nó đã bắt đầu cân nhắc chính mình trảo pháp, triệt để lợi dụng sở trường mở rộng ưu thế của chính mình cho dù cùng cung cấp giới thú chiến đấu nó phần thắng đều rất lớn chỉ phải từ từ chịu đựng đi nó chung có thể biến thành mạnh nhất cái kia hư hư giới thú vương giả là ta phần ngục giới thú hóa thân thuấn di rời đi đương nhiên những kia giới thú mỗi cái phong tỏa không gian nó là không có cách nào thuấn di đến chúng nó phụ trận đến chậm rãi bay mà những kia giới thú thật xa liền có thể phát hiện nó lập tức mà chạy cái này cũng là săn giết giới thú rất khó khăn một trong những nguyên nhân, muốn cực kỳ lâu mới có thể săn giết được một đầu, biển vũ trụ, một vệt kim quan chấp qua, hiện ra một tên kim bào người, kim bào nhân thân tại cao gầy, con mắt hẹp dài, ánh mắt lạnh lùng, trên đầu có một cái màu đen sừng. Vũ trụ chu. Đoạn Đông Hà truyền thừa. Kim bào người lạnh lùng nói. Không nghĩ tới ta hề trở ở siêu thoát luân hồi trước, còn có cơ duyên như thế này. Vũ trụ này biển nhân loại tộc quần cũng thật là vận may, có thể được truyền thừa này. Ở ta cái kia biển vũ trụ, thực lực ta đã đạt đến mức tận cung hắn con ngươi hiện lên cực nóng thực lực ta năm tháng dài đằng đẵng đã không thể lại tiến bộ nếu như có thể được này truyền thừa tin tưởng siêu thoát luân hồi cơ hội càng to lớn hơn biển vũ trụ hiện ở một cái nhân loại cường giả đều không có nghĩ ra tay đều không có cơ hội đến nghĩ một biện pháp mới được Kim bào người trầm tư, hắn vốn là muốn bắt một cái nhân loại bộ tộc vũ trụ chi chủ nhìn có thể hay không được một ít truyền thừa tin tức, thế nhưng nhân loại tộc quần hiện tại đều có vào nguyên thủy vũ trụ, một người đều không nhìn thấy, bọn họ những này vũ trụ tối cường giả, có thể không có cách nào tiến vào nguyên thủy vũ trụ, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Theo thời gian trôi qua, nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ hội tụ mỗi cái biển vũ trụ cường giả càng ngày càng nhiều, có chút làm việc không có che lấp kiên kỵ, theo va chạm giao lưu, tin tức chậm rãi truyền đi, đưa tới một phen bảo táp, cách nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ cực kỳ xa xôi ở vào khác một vĩ độ một cái biển vũ trụ, mênh mông cùng cùng hỗn động khí lưu trong hư không một cái to lớn vũ trụ chính trôi nổi. Đây là một cái đường kính sắp tới 80 ức năm ánh sáng cực lớn cỡ nhỏ vũ trụ. Vượt xa Đông Đế Thánh Địa vũ trụ cùng Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều thôn phệ vô cùng vô tận hỗn động khí lưu, duy trì trong cơ thể nó sinh mệnh vận chuyển cần thiết, vũ trụ bên trong một mảnh an lành, các cường giả đều ở ở cao tầng chúng thần đại lục mà chúng thần đại lục trung ương vô tận nguyên nga liên miên trùng điệp màu vàng dãy núi có một tòa nhất núi cao phong trên ngọn núi có một tòa thần điện màu vàng ống đây là trong truyền thuyết chí cao vô thượng thủy tổ thần điện một vị áo bào trắng cường giả cung kính quỳ rạp dưới đất hướng về phía trước bao phủ ở ánh sáng bên trong bóng người báo cáo tình huống thủy tổ nghe xong ta biết rồi ngươi đi xuống đi là áo bào trắng cường giả cung kính lui xuống đi trong thần điện hoàn toàn yên tĩnh mà ánh sáng bên trong bóng người lẩm bẩm nói ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ đều có đường nối hơn nữa liên tiếp ở một cái trong đó biển vũ trụ cái kia biển vũ trụ đến cùng có cái gì đặc thù vô số luân hồi thời đại đều chưa từng xuất hiện loại này đường nối vì sao đột nhiên xuất hiện là người làm không không thể nếu như là tự nhiên xuất hiện lại là tại sao hào quang bên trong bóng người trong lòng tràn ngập nghi hoặc cái kia ba đại tuyệt địa vũ trụ chu theo ta biết là lúc trước diệt ngô quốc chiến thuyền đoạn đông hà cũng là ngô quốc thế lực lớn một trong đã sớm biến mất cực kỳ lâu loại này đỉnh cấp truyền thừa bỗng nhiên xuất thế nguyên thủy vũ trụ vận chuyển pháp tắt lại cho phép đoạn đông hà truyền thừa xuất thế vậy có phải cùng ngô quốc có quan hệ đây ánh sáng bên trong bóng người lẩm bẩm nói lúc trước diệt ngô quốc thế lực nhưng là vẫn đang đuổi giết ngô quốc tàn dư a à, nếu như bọn họ biết rồi vậy thì có ý tứ vô biên vô hạn sôi trào mãnh liệt hỗn độn khí lưu bên trong một cái to lớn cỡ nhỏ vũ trụ chính đang hỗn độn khí lưu bên trong đại dương bồng bềnh cái này cỡ nhỏ vũ trụ Đường kính vượt qua 300 ức năm ánh sáng, đã rất cổ xưa rất cổ xưa phải biết, Tử Nguyệt Thánh Địa cũng chỉ là 21 ức năm ánh sáng đường kính, cái này cỡ nhỏ vũ trụ càng là cực kỳ khổng lồ, so với Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ lớn không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói trong biển vũ trụ quái vật khổng lồ. Cái kia cổ uy thế xa xa tản mát ra, nó cách Nguyên Thủy vũ trụ cũng cực xa, ở phương này biển vũ trụ hầu như không có người thấy. Bởi vì nghĩ đến nơi này, quá khó khăn, xung quanh hỗn độn hư không, rộng lớn vô ngần, trừ hỗn độn khí lưu chính là ác liệt cực kỳ hoàn cảnh, nguy hiểm tần tần, vũ trụ chi chủ đều rất khó sinh tồn, có điều, vũ trụ bên trong đã có thể sinh ra, vũ trụ tối cường giả, những này vũ trụ tối cường giả trong năm tháng dài đằng đẵng, có lúc sẽ đi ra ngoài lan bạc, thế nhưng rất khó xuất hiện ở nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ phạm vi, đều là ở trên hư không trong hoàn cảnh, vì lẽ đó, phương này biển vũ. Trụ hầu như mấy cái mười mấy cái luân hồi thời đại đều không thấy được bọn họ, có lẽ chỉ có cổ lão nhất thánh địa vũ trụ mới biết sự tồn tại của bọn họ. Biết biển vũ trụ bên ngoài vô tận nơi sâu xa, có một cái cổ xưa cực kỳ vĩnh hằng vũ trụ, bọn họ nguyện vọng lớn nhất, kỳ thực là siêu thoát luân hồi, như vậy là có thể bị chỉ dẫn, đi tới khởi nguyên đại lục, thủy tổ địa phương, bọn họ vũ trụ, cũng có thể thoát ly thủy tổ vĩnh hằng vũ trụ, tự thành một thể, sau đó có vô hạn hào quang tương lai. Thế nhưng, nghĩ siêu thoát luân hồi rất khó, cho dù cái này cỡ nhỏ vũ trụ cường giả có tỉ mỉ tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn tin tức, cũng rất khó làm đến, hiện nay, độc lập ra vĩnh hằng vũ trụ, lại lần nữa siêu thoát luân hồi, dài lâu luân hồi thời đại bên trong, cũng vẹn vẹn có một vị, đó là thánh địa vũ trụ truyền kỳ, có điều, đó là thánh địa lúc đầu, đây là một cái so với nguyên thủy vũ trụ hai đại thánh địa cổ xưa không biết bao nhiêu vũ trụ thánh địa, vũ trụ tối cường giả lên một lượt trăm. Vũ trụ chi chủ càng là đến hàng mấy chục ngàn, một cái thánh địa vũ trụ, nội tình so với vương nghị quê hương biển vũ trụ ba cái luân hồi thời đại cùng hai cái thánh địa gặp lại đều mạnh. Cái này thánh địa, gọi minh hoàng thánh địa thánh địa một mảnh vô biên vô hạn đỏ rực biển rừng bên trong có một cái uống lượng dòng sông dòng sông bên trong có một con to lớn lớp vẫy màu bạc nước thú chính đang nô đùa bên cạnh có một người đàn ông áo bào tím mỉm cười nhìn có điều hắn có một đôi yêu dị màu vàng sậm mắt dọc trên mặt cũng có màu sắc rực rỡ vẫy kỳ núi kỳ núi một trận tiếng kêu gào truyền đến người đàn ông áo bào tím quay đầu nhìn lại một cái mập mạp dậy trắng trường bào lão giả đầu trọc bay đến phục phan ngươi tại sao lại đến ta đều nói rồi không có vật liệu cái kia chí bảo ta sẽ không thấy ngươi luyện chế." Người đàn ông áo bào tím mở miệng nói, "Ai nói không có vật liệu, vật liệu ta đã mang tới." Dây trắng trường bào lão giả đầu trọc Dương Dương tự đắc lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh, thủy tinh bên trong còn mơ hồ có màu đen ống ánh chất lỏng lưu động, ánh sáng điểm điểm, Tựa hồ có vô số ngôi sao ở trong đó chìm nổi, đẹp không sao tà xiết. "Này hắc tinh thạch ngươi lại tìm tới." Người đàn ông áo bào tím kinh ngạc nói, "Ta nhớ tới này hắc tinh thạch ở thánh địa đã không có bao nhiêu, gần như tuyệt tích." chính là ở thánh địa phụ cận đều rất khó tìm được ha ha thánh địa không có bên ngoài không phải có sao giày trắng trường bao đầu trọc lão béo cười nói người đàn ông áo bào tím lần này thật sự kinh ngạc nhìn lão béo một chút ngươi lẽ nào về biển vũ trụ đi đúng đấy này một đường thật là khổ cực bỏ ra ta không ít thời gian đây lão béo thổn thức nói tuy rằng có thánh địa lưu lại chỉ dẫn vẫn là kém một chút lạc lối phương hướng biển vũ trụ thực sự quá to lớn chúng ta thánh địa cũng cách này nguyên thủy vũ trụ quá xa chẳng trách ta nhanh một cái luân hồi thời đại không thấy ngươi, nguyên lai like ngươi đi biển vũ trụ. Người đàn ông áo bào tím lắc đầu một cái. Ta khổ cực như vậy, này chỉ bảo ngươi đến cố gắng giúp ta luyện." Lão béo nói rằng. "Có này chỉ bảo, ta cũng có thể đi hỗn động hư không bên trong thăm dò nơi càng sâu, nói không chắc còn có thể có càng thu hoạch lớn." Lão béo trong mắt có chờ mong. "Đều nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có từ bỏ sao?" Người đàn ông áo bào tím lắc đầu một cái rõ ràng bộ tộc bảo khố có cái khác chí cường chí bảo, ngươi không muốn, một mực muốn chính mình luyện chế ra mới, được rồi, xem ở nhiều năm như vậy giao tình mức, ta sẽ giúp ngươi. Ha ha, cảm tạ, lần sau ta mời ngươi uống rượu. Lão béo mừng tít mắt, người đàn ông áo bào tím, là một cái luyện khí đại sư, cũng là bộ tộc số ít mấy cái có thể luyện chế chí cường chí bảo người, không sai, này vĩnh hằng thánh địa vũ trụ có thể luyện chế chí cường chí bảo đại sư năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống thêm vào thánh địa vũ trụ một ít đến từ khởi nguyên đại lục tu luyện tin tức luôn có thể bồi dưỡng ra mấy cái luyện khí đại sư, vì lẽ đó nơi này không hề thiếu chí cường chí bảo. Mỗi cái vũ trụ tối cường giả hầu như đều có một hai. Kiện, chí cường chí bảo số lượng đều đạt đến một cái phi thường đáng sợ con số. Thế nhưng, thánh địa vũ trụ không có kẻ địch, dẫn đến những thánh địa này vũ trụ cường giả nghĩ mài giữa chính mình, cũng phải đi hỗn động hư không, mà hỗn động hư không quá nguy hiểm. Vũ trụ chi chủ không có vũ trụ tối cường giả dẫn dắt bảo vệ, phi thường dễ dàng ngã xuống ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, chính là vũ trụ tối cường giả những này năm tháng đều xuất hiện chết ở hỗn động hư không bên trong, từng cái từng cái luân hồi thời đại, thánh địa vũ trụ sinh ra vô số thiên tài, thêm vào hệ thống tu luyện. Hoàn chỉnh, thiên tài bên trong lại sinh ra cường giả, mà chỉ có loại kia cực kỳ xuất sắc vũ trụ chi chủ mới có thể được cho phép ngoại lệ đột phá đến vũ trụ tối cường giả, nắm giữ chính mình cỡ nhỏ vũ trụ, vì lẽ đó, vĩnh hằng thánh địa vũ trụ mỗi cái vũ trụ tối cường giả đều phi thường mạnh mẽ chỉ ít đều là có thể so với cự phủ tầng kia lần coi như cấp 10 đỉnh tiêm sức chiến đấu ở vĩnh hằng thánh địa vũ trụ cũng không chỉ một cái hai cái có điều có thể đột phá cực hạn xông qua luân hồi những năm này chỉ có một cái lão béo cùng người đàn ông áo bào tím ngồi ở sông vừa uống rượu sông luân hồi quá khó khăn ta thánh địa tuy rằng có hơn trăm vũ trụ tối cường giả tình cờ cũng xuất hiện đi sông luân hồi thế nhưng hiện nay chỉ thành công một cái một khi thất bại chính là bỏ mình cỡ nhỏ vũ trụ cũng sẽ trở về thủy tổ bản nguyên vũ trụ Lão béo uống rượu, thở dài nói. Còn tốt, chúng ta cỡ nhỏ vũ trụ hiện nay còn ở thủy tổ trong vũ trụ, không có luân hồi đại nạn, có thể chậm rãi chờ đợi, như biển vũ trụ những kia cỡ nhỏ vũ trụ, ba cái luân hồi thời đại phải phá diệt, thay đổi từng gốc một, có điều đúng là lại nhiều sinh ra mấy cái thánh địa vũ trụ. Người đàn ông áo bào tím cười lạnh nói. Sinh ra thì thế nào, còn không phải đến phá diệt, cái kia tràn đại kiếp nạn. Hư hư mấy cái tiểu thánh vũ trụ làm sao trốn được, các loại lần sau, bọn họ cũng phải xong đời, chỉ có chúng ta thánh địa, mới có thể vĩnh tồn. Đúng đấy. Đầu trọc lão béo lộ ra hồi ức vẻ. Lúc trước cũng là chúng ta thánh địa số may, lần thứ nhất gặp phải liền tránh thoát cái kia nguy cơ, cái khác vũ trụ có thể đều xong đời. Ta nhớ tới lần trước xuất hiện nguy cơ, đã là hơn 18,000 cái luân hồi thời đại trước đi. Đầu trọc lão béo có chút buồn khổ. Đều nhiều năm như vậy, quá lâu quá lâu, lâu đến khiến người phát rồ, mệt mỏi ở một cảnh giới, hắn đều không có thể đột phá cực hạn, vượt qua vũ trụ tối cường giả tầng kia lần, hắn cũng rõ ràng, chính mình tìm lực đến cùng, hy vọng xa vời, nhưng là người sống trên đời luôn có điểm theo đuổi, minh hoàng vĩnh hằng thánh địa những này vũ trụ tối cường giả trừ số ít từ bỏ hoặc là tâm tính hờ hững, phần lớn đối với siêu thoát luân hồi vẫn là rất khát vọng. Bọn họ cũng khát vọng, tiến vào thủy tổ. Cảnh giới kia. Thủy tổ đã sớm nói rồi, sáng tạo ra đến cấp 10 bí pháp, đi xong luân hồi nắm liền lớn nhiều lắm. Lão béo một ngụm uống sạch rượu, mặt đều đỏ. Ta những năm này vẫn bị vây ở cấp chính đỉnh tiêm bí pháp cực hạn, ta liền không tin. Ta không làm được. Ngươi a." À? Người đàn ông áo bảo tím lắc đầu một cái. Lão tổ đều nói rồi, đánh vỡ cực hạn, chân chính vượt qua, lại đi xong nắm liền lớn nhiều lắm. Thánh địa vũ trụ không phải là không có sáng chế cấp 10 bí pháp, những năm này cũng không phải không ai đi xong luân hồi, thế nhưng thành công một cái đều không có, lại như nguyên tổ lúc trước đều sáng chế cấp 10 bí pháp, cũng không phải không mở ra hư không chân thần vũ trụ sao, trái lại La Phong từ chân thần vừa đột phá đến hư không chân thần, lại lập tức đột phá vĩnh hằng chân thần cỡ nhỏ vũ trụ trực tiếp biến thành vĩnh hằng chân thần vũ trụ cực hạn, một ngàn ức năm ánh sáng đường. Kính Vì lẽ đó sáng chế cấp 10 bí pháp chỉ là một cái trong đó điều kiện, nếu như đặt ở khởi nguyên đại lục, không cần xong luân hồi, cấp 10 bí pháp có thể trực tiếp bình yên vô sự thành tựu hư không chân thần, thế nhưng ở biển vũ trụ, chân chính nghĩ bình yên xong qua luân hồi, trừ sáng tạo cấp 10 bí pháp. Quan trọng nhất vẫn là tích lũy đầy đủ, đem chân thần vũ trụ thăng cấp thành hư không chân thần vũ trụ, hư không chân thần đi xong luân hồi, hầu như không gặp nguy hiểm. Hư, ta nhất định có thể thành công. Đầu trọc lão béo vỗ bàn. Là, là, ngươi có thể được. Người đàn ông áo bào tím cho bạn tốt trót chén rượu, hai người tiếp tục uống nói chuyện phím. Đúng rồi, lần này về biển vũ trụ, ta nghe được một cái tin. Đầu trọc lão béo nhớ tới cái gì, nói rằng. Chương 769 Rung chuyển biển vũ trụ Nguồn Mê truyện audio.com Trong bóng tối ngôi sao chiếu rọi xuống, cổ điển nguyên nga cự phủ thần điện trước bàn đá dài lên nhân loại tộc quần cường giả tụ tập cự phủ người sáng lập ánh mắt quét hướng bốn phía âm thanh hùng hồn lần này tổ chức hội nghị là bởi vì biển vũ trụ sự tình ánh mắt mọi người ngưng lại cự phủ người sáng lập trầm thấp nói đã trải qua xác nhận qua chúng ta biển vũ trụ xác thực xuất hiện dẫn tới cái khác vũ trụ đường nối nhân loại ở chỗ này cường giả lúc trước hoặc nhiều hoặc ít đều thu được một điểm tiếng gió đối với này không có biểu hiện quá nhiều kinh ngạc chỉ là vẻ mặt càng thêm nghiêm túc cự phủ người sáng lập lại liếc nhìn vương nghị mà trong đó hồn nguyên cung cấp rất nhiều tình báo hữu dụng hắn hiện tại cũng có phân thân ở những kia vũ trụ hành động hồn nguyên tin tức này rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng không biết tình đều kinh ngạc nhìn về phía vương nghị mà vương nghị hơi cười chúng ta hiện nay còn không biết có bao nhiêu cái vũ trụ đi về chúng ta nơi này cự phủ người sáng lập nói rằng thế nhưng theo ta được biết mỗi cái biển vũ trụ tình huống cùng chúng ta nơi này tương tự đều có ba cái luân hồi thời đại thậm chí đều có thánh địa vũ trụ đơn độc một cái biển vũ trụ thực lực liền có thể có thể không so với chúng ta bên này quê hương biển vũ trụ kém, thậm chí càng mạnh hơn. Một cái biển vũ trụ, liền có thể có thể có hơn trăm vũ trụ tối cường giả, mấy ngàn vũ trụ chi chủ. Mười cái đây. Một trăm đây. Một ngàn cái đây. Trước thần điện hoàn toàn yên tĩnh, mỗi cái vũ trụ chi chủ đều rơi vào trầm mặt. Đây là một cái rất đáng sợ con số, xuất hiện ở biển vũ trụ cường giả số lượng, đem vượt xa chúng ta tưởng tượng. Cự phủ người sáng lập âm thanh trầm thấp, chúng ta biển vũ trụ không có một cái thế lực có thể chịu đựng, chúng ta cũng không được. Thành Đông chi chủ, Băng Phong chi chủ, Hoàng Giám chi chủ, Long Hành chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Tinh Nguyệt chi chủ. Đám nhân loại cao tầng cường giả cũng gật gù, riêng là 10 cái biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả liền có thể có thể vượt qua 1000 cái, 100 biển vũ trụ chính là hơn vạn, này là cỡ nào kinh người con số, so với bọn họ biển vũ trụ vũ trụ chi chủ còn nhiều. Biển vũ trụ, quãng thời gian trước không ngừng có vũ trụ chi chủ ngã xuống, căn cứ suy đoán, cực khả năng chính là đến từ cái khác biển vũ trụ cường giả dưới tay. Một thân kim bào uy nghiêm người trung niên dáng dấp hỗn động thành chủ mở miệng nói rằng. Còn tốt, chúng ta nguyên thủy vũ trụ nhân loại, bởi vì hồn nguyên trước nhắc nhở, không có vũ trụ chi chủ ở biển vũ trụ, hoặc là cũng chỉ là một phân thân, ít người lại chú ý bí mật, đúng là không xuất hiện ngã xuống tình huống. Nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ là có thể phục sinh, thế nhưng vương nghị cũng không thể vẫn vô duyên vô cớ thế bọn họ phục sinh, phải biết, phục sinh một cái hơi mạnh một chút vũ trụ chi chủ, đánh đổi liền so với một cái chí cường chí bảo còn cao. Vì lẽ đó, có thể không chết liền bất tử tốt nhất, đặc biệt là trước mắt tình huống như thế. Nếu như riêng là như vậy còn không có gì, dù sao biển vũ trụ không ngừng chúng ta một cái thế lực. Hỗn động thành chủ âm thanh ôn hòa, những cường giả kia đến từ khắp nơi vũ trụ, cũng không thể đoàn kết, thế nhưng, chúng ta có đoạn đông hà truyền thừa, vậy thì phiền phức. Vì viễn cổ văn minh truyền thừa, những cường giả kia cực khả năng đối với chúng ta nhân loại tộc quần cường giả ra tay nhân loại vũ trụ chi chủ dồn dập tán thành, xác thực, đây là rất có thể phát sinh. Hoặc là nói tất nhiên chuyện đã xảy ra, trước có biển vũ trụ đông đảo thế lực vây công la phong mộ lăng chi chu vì cướp đoạt đoạn đông hà truyền thừa, sau có nguyên thủy vũ trụ ngũ đại bộ tộc tối cường giả tập kích vương nghị muốn cướp giật thông thiên tháp, đã rất có thể nói rõ vấn đề vì viễn cổ văn minh truyền thừa, vì siêu thoát luân hồi, những kia biển vũ trụ cường giả phỏng chừng chuyện gì đều làm được, tập kích nhân loại tộc quân cường giả cũng không thành vấn đề. Vì lẽ đó, cự phủ người sáng lập nói rằng, chúng ta nhân loại thế lực cường giả, ở không được đến cho phép trước, không cho phép vào vào biển vũ trụ. Coi như thật muốn đi, cũng có phân thân, có đầy đủ bảo mệnh nắm. Nhân loại tộc quần trừ ràng buộc tự thân bộ tộc cường giả, còn hướng về Hồng Minh phát ra mệnh lệnh, chỉ là Hồng Minh vũ trụ chi chủ tuy rằng dựa vào nhân loại, thế nhưng là đều có chính mình độc lập hành động quyền lực, bọn họ có nghe hay không, liền không nhất định, thậm chí còn có vũ trụ chi chủ vì tham gia trò vui, hoặc là đối với những khác vũ trụ cảm thấy hiếu kỳ, chủ động hướng về biển vũ trụ xuyên, đâu chỉ nguyên thủy vũ trụ, biển vũ trụ rất nhiều thế lực đều đối với mới xuất hiện vũ trụ. Đường nối cảm thấy hứng thú vô cùng, dồn dập phái người đi thăm dò. Hiện nay riêng là khắp nơi phát hiện vũ trụ đường nối đã vượt qua 200 cái, theo thời gian trôi qua, số lượng còn đang không ngừng tăng cường. Ở biển vũ trụ, một tòa khá là yên tĩnh thiên thể nham thạch cung điện bên trong. Một vị giáp xanh nam tử khoanh chân ngồi dưới đất, sau lưng của hắn trôi nổi một tỏa ra mờ mịt ánh sáng vũ trụ hư ảnh, hư ảnh trên có mênh mông tinh hà không ngừng lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vũ trụ vận chuyển các loại ảo diệu, hắn chính là diệt thế tinh đế, phóng tầm mắt hắn cái vũ trụ kia biển đều là danh tiếng hiển hách, thực lực nhân vật khủng bố. Lão sư, hai bóng người từ bên ngoài bay vào được, rơi vào cửa cung điện, cung kính hô, một khói đen hình thành ông lão cùng cả người như màu xanh lam bông tuyết như thế thiếu nữ, này rõ ràng là hai vị vũ trụ tối cường giả. Sùng Minh, A Phỉ Thụy, các ngươi vào đi. Một nam một nữ kia hai vị vũ trụ tối cường giả đi tới, nhìn thấy bọn họ lão sư ngồi dưới đất, bọn họ cung kính đứng, giáp xanh nam tử mở mắt ra, trong con ngươi có vũ trụ thiên địa vạn vật chìm nổi, xung quanh mơ hồ có đủ loại dị tượng, phía sau hắn tự hồ có khổng lồ vô tận thế giới, xung quanh nơi càng là hư không hoặc là đổ nát, hoặc là xé rách, hoặc là nát tan yên diệt. Có điều tất cả đều ràng buộc ở xung quanh phạm vi bên trong. Phương này biển vũ trụ rất thú vị. Giáp xanh nam tử mí mắt khẽ nâng, cười nhạt nói. Đặc biệt là cái kia ba đại tuyệt địa cùng đoạn Đông Hà truyền thừa. Vũ trụ chu, khuynh phong giới, lưu trọng sơn. Quê hương của chúng ta biển vũ trụ, cũng cũng chỉ có một tòa tuyệt địa khói đen ông lão cảm thán ta cảm giác chúng nó so với vĩnh hằng cổ địa còn nguy hiểm khó lường nhiều lắm lạnh lẽo thiếu nữ cũng gật đầu nói bọn họ đều là hơi hơi xông qua này ba đại tuyệt địa cũng hiểu rõ trong đó hung hiểm còn có cái kia đoạn đông hà truyền thừa không nghĩ tới nơi này lại có viễn cổ văn minh truyền thừa xuất thế lạnh lẽo thiếu nữ không ngừng hâm mộ viễn cổ văn minh truyền thừa bọn họ cũng muốn đáng tiếc không phải bọn họ biển vũ trụ coi như viễn cổ văn minh truyền thừa ta cũng tự tin có thể siêu thoát luân hồi giáp sanh nam tử ngữ khí tràn ngập tự tin hai vị vũ trụ tối cường giả cũng sùng bái nhìn lão sư bọn họ lão sư ở quê hương biển vũ trụ chính là một cái truyền kỳ ở nguyên thủy vũ trụ còn không phá diệt trước liền vô địch quét ngang toàn bộ biển vũ trụ tồn tại thậm chí còn chịu đến cái khác thánh địa thủy tổ tiếp đã long trọng phải biết những thánh địa này luôn luôn cao cao tại thượng coi cái khác biển vũ trụ thế lực cường giả như không thánh địa thủy tổ càng là truyền thuyết năm tháng dài đằng đẵng đều chưa từng xuất hiện một lần giáp sanh nam tử vẫn là cái thứ nhất mà hiện tại bọn họ cũng chỉ là đề nghị luân hồi thời đại thôi, còn có toàn bộ luân hồi thời đại có thể phấn đấu. Lão sư, vạn tinh ma chủ, phạn âm vương bọn họ mời ngươi tham gia, ngươi sẽ đi sao? Một cái đệ tử hỏi, giáp xanh nam tử trầm ngâm, vạn tinh ma chủ, phạn âm vương các loại đều là hắn cái kia biển vũ trụ đứng hàng đầu cường giả, hắn biết. Những người này đối với phương này biển vũ trụ cái kia viễn cổ văn minh truyền thừa phi thường động lòng, vẫn đang mưu đồ cái gì, thậm chí còn cùng cái khác biển vũ trụ cường giả quyến rũ cùng nhau chỉ có điều giáp sanh nam tử vẫn không quá để ý bởi vì hắn có siêu thoát luân hồi sức lực viễn cổ văn minh truyền thừa đối với hắn mà nói mê hoặc không lớn như vậy chỉ là hắn liếc nhìn trước mặt hai cái đồ đệ hắn có thể thế nhưng hắn đồ đệ nhưng không nhất định có thể được vì lẽ đó giáp sanh nam tử suy nghĩ sau một lúc cuối cùng vẫn là chuẩn bị cùng lẫn lộn vào thật muốn đoạt được truyền thừa đối với hắn mà nói có lẽ cũng có trợ giúp nguy hiểm tiểu ích lợi lớn đáng giá một kích coi như thất bại hắn cũng không tổn thất cớ sao mà không làm vậy ta liền cùng vạn tinh ma chủ bọn họ gặp mặt đi. Giáp xanh nam tử cười nhạt nói, hắn hai cái đệ tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sắc mặt vui mừng, thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, đảo mắt liền qua đi rất nhiều năm, một cái tinh tuôn ra, truyền khắp toàn thế nhân loại cao tầng. Ngân Hà lãnh chúa, La Phong, đột phá vũ trụ chi chủ, Ngân Hà lãnh chúa cùng bây giờ biển vũ trụ cường giả số một, hồn nguyên chi chủ, thực lực một trời một vực, căn bản không thể so sánh, nhưng hắn là viễn cổ văn minh truyền thừa, đoạn đông hà truyền thừa, truyền nhân, vì lẽ đó cho tới nay rất được đến ngoại giới quan tâm, hắn vừa đột phá, lập tức đưa tới một phen bàn tán sôi nổi, trời sao rộng lớn vô ngần bên trong, chính đang tìm hiểu sinh mệnh tinh đồ vương nghị cũng lập tức nhận được tin tức. Nhíu mày, lộ ra vẻ tươi cười. La Phong rốt cục đột phá vũ trụ chi chủ. So với nguyên tắc thời gian chậm hơn 30 vạn năm. Đột phá vũ trụ chi chủ đều so với ban đầu chậm, đột phá chân thần, đạt đến 10 vạn lần gian sinh mệnh cấp độ, phỏng chừng muốn càng lâu. Vương Nghị trong lòng cảm thán, Vẫn là mài dũ quá ít. Bảo kiếm mũi nhọn từ mài dũ ra, một cường giả nếu như không trải qua mài dũa, tốc độ tiến bộ xác thực sẽ chậm rất nhiều. Vương Nghị cho La Phong phát một phong chúc mừng bưu kiện, liền mặc kệ, dù sao La Phong sớm đã chiếm được vũ trụ chi chủ địa vị, lần này đột phá, có điều là càng thêm danh xứng với thực, nhưng cũng không tính là gì đại sự, nên đi quy trình đã sớm đi rồi, là Phong chỉ là nhiều một cái vũ trụ chi chủ tên tuổi, mà ở bên ngoài, đều còn tưởng rằng Ngân Hà lãnh chúa là vũ trụ chi. Chủ đây, Vương Nghị tiếp tục nhìn trước mắt này tắm sáu vạn lần gian sinh mệnh ảnh, cho mày, những năm này, thông qua không ngừng nghiên cứu tìm hiểu, phân tích gian ảnh, hắn đã đem thần thể gian sinh mệnh cấp độ tăng cao đến 59.999 lần, cách sáu vạn lần chỉ thiếu chút nữa, sáu vạn lần thần thể, là thần thể con đường cửa thứ ba, Vương Nghị ở xem nghiên cứu những này sinh mệnh đồ đồng thời, ở xa xôi nguyên thủy vũ trụ, vô tận u hải cũng ở nghiên cứu mà ở không gian truyền thừa tu luyện không gian bên trong phân thân càng là lần lượt thí nghiệm thần quốc vô tận u hải đã so với trước đây to lớn hơn sóng lớn mãnh liệt mà ở u hải hạt nhân có vẫn kính trăm ức km chỗ trống chất đóng đến từ biển vũ trụ ba đại tuyệt địa nguyên thủy vũ trụ thậm chí cái khác biển vũ trụ vật chất cùng sinh mệnh trong đó còn có một chút tàn tạ khí tức uy thế kinh người sinh mệnh đó là vương nghị giết chóc vũ trụ tối cường giả ở ở chính giữa còn có từng cái từng cái bọt khí ở thai ngén từng cái từng cái sinh mệnh chúng nó phần lớn ngủ say, cũng có mở mắt ra hồ đồ hiếu kỳ nhìn thế giới bên ngoài, chỉ có điều chúng nó không cách nào rời đi cái kia bọc khí, sáng tạo thiên phú, có thể sáng tạo ra từng cái từng cái sinh mệnh mà Vương Nghị thông qua không ngừng sáng tạo sinh mệnh, đối với sinh mạng tạo thành nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Một đôi mắt nhìn nơi này. Mặc dù là viễn cổ văn minh, thần thể gian sinh mệnh cấp độ đạt đến 9 vạn lần mà thành chân thần đều rất ít, trước đoạn đông hạ nhất mạch tuy ghi chép thần lực con đường một ít phương pháp, thế nhưng một đạt đến 6 vạn lần gian, lên trên nữa, những kia phương pháp phần lớn vô dụng, có chút có lẽ có dùng, có thể căn bản không điều kiện thực thi. Vương Nghị thầm nói, thiên tinh sư huynh để cho tính mạng của ta cấu trúc gian ảnh, cũng chỉ là sáu vạn lần trở xuống nhiều, hướng về sau càng ngày càng ít. Có điều cũng so với đoạn Đông Hà truyền thừa cường rất nhiều. Vương Nghị ngón tay một điểm, đẩy cái kế tiếp sắc thái sặc sở bọt khí nhất thời phá toái, một cái tân sinh sinh linh bay đến trước mặt hắn, một đôi tinh khiết con mắt ung ục ung nhìn trước mặt phát ra từ linh hồn cho nàng thân cận cảm giác cao to bóng người, do dự một chút, mới duỗi ra hai tay, Vương Nghị mỉm cười duỗi ra một ngón tay làm cho nàng ông lấy, ha ha. Nàng hài lòng phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Ân. Ừ. Ở sinh mệnh sinh ra thời điểm sẽ có rất nhiều tin tức lưu cho chúng nó, hơn nữa theo chúng nó trưởng thành, tin tức dành cho càng ngày càng nhiều. Này đối với chúng nó trưởng thành cũng có trợ giúp. Vương Nghị mỉm cười, phổ thông sinh mệnh, sinh ra ý thức trống rỗng, như một trang giấy trắng mà Vương Nghị sáng tạo rất nhiều thiên phú dị bẩm sinh mệnh, có vừa sinh ra liền có thật nhiều liên quan với vũ trụ nhận thức, này có thể để cho bọn họ cấp tốc trưởng thành, liền như tinh không cự thú, thiên sinh thì có truyền thừa tin tức, vương nghị sáng tạo sinh mệnh đương nhiên còn không có cách cùng tinh không cự thú sánh ngang, có điều trong đó cũng có một chút đặc biệt có tiềm lực. Thậm chí vương, nghị càng ngày càng lớn mạnh, còn có thể sáng tạo ra sinh ra chính là bất hủ thần linh sinh mệnh, có điều loại kia nghịch thiên sinh mệnh nhất định không phù hợp nguyên thủy vũ trụ vận chuyển pháp tắc, rất khó ở vũ trụ bên trong hình thành bộ tộc nhóm, Bỗng nhiên hắn trong lòng hơi động, khác một trong biển vũ trụ cung điện thế giới vũ trụ mênh mông bên trong, vương nghị trong lòng ngộ ra. Ha ha ha. Vương nghị cười lên, hơi suy nghĩ. Trao. Vương nghị người địa cầu bản tôn trong nháy mắt hoàn toàn giải thể, hóa thành mênh mông cùng cùng thần lực, mỗi một phần thần lực sinh mệnh kết cấu lại lần nữa cải tạo, sau đó âm ầm cấp tốc ngưng tụ, hóa thành người địa cầu bản tôn, sau đó, bên người xuất hiện một cái mênh mông cùng cùng dòng sông, đó là thần lực dòng sông, là tất giữ ở bản nguyên loại chí cường chí bảo bên trong thần lực. Vương Nghị vốn là gian sinh mệnh cấp độ đã đạt đến 59.999 lần, giờ khắc này hơi có chút xúc động cảm ngộ. Dĩ nhiên là một lần đột phá vào 6 vạn lần gian giai đoạn này, phải biết, đạt đến 3 vạn lần, chính là thần thể độ cao tăng vọt gấp 10 lần, 6 vạn lần nhưng là tăng vọt ngàn lần, 9 vạn lần nhưng là vô hạn thần thể, kích cỡ tùy tâm, thần thể trong nháy mắt phân giải. Mỗi một phần thần lực phát sinh kịch biến, đón lấy lại ngưng tụ, cùng lúc đó xung quanh cái kia mênh mông dòng sông thần lực sôi trào mãnh liệt ngưng tụ qua đi, đã thuế biến thần thể điên cùng thu nạp thần lực, một tôn nguyên nga thần thể bắt đầu không ngừng lớn lên. Rất nhanh, một tôn thượng ức km cao nguyên nga người khổng lồ đứng ở vũ trụ mênh mông bên trong, như khai thiên tích địa cự thần, vương nghị gian sinh mệnh cấp độ đột phá 6 vạn lần. Thần thể dĩ nhiên đạt đến cao một ức km này nhất đẳng. Hơn trăm triệu km thân hình khổng lồ, nhưng không có một chút nào phiền toái cảm giác, không giống những kia khổng lồ sinh mệnh khó có thể di động, vương nghị giờ khắc này thần thể khổng lồ như vậy, có thể tốc độ linh hoạt các loại chỉ có thể càng mạnh hơn, mà ở xa xôi cái khác vũ trụ, hư không trùng tộc, u hải phân thân viêm tinh cự thú phân thân tất cả đều đạt đến cực hạn trạng thái trong đó trước ngàn vạn km cao viêm tinh cự thú càng là đạt đến 10 ức km thể hình thân thể mỗi cao gấp 10 lần thì lại thể tích có thể chính là ngàn lần cao gấp trăm lần cái kia thể tích chính là trăm vạn lần cỡ nào hùng hồn thần lực hiện tại coi như không có bản nguyên loại chí cường chí bảo vương nghị thần thể lượng ở biển vũ trụ đều tính vô cùng to lớn cực kỳ kinh người loại kia chương 770 hậu trường hắc thủ nguồn mê truyện audio com lão sư ngày hôm nay tâm tình không tệ a. À. hương Hư nghĩ vũ trụ, vương nghị chuyên môn vị diện, thái dương chiếu rọi xuống nguyên nga cung điện kim bích trực rỡ, lại đây thỉnh lão sư chỉ điểm cảnh giới thạch trung thiên trong lòng thầm nói, những năm này, thạch trung thiên đã thành vũ trụ tôn giả, xông ra một cái hạo thiên tôn giả, tên gọi, ở vũ trụ bên trong cũng tiếng tâm lừng lẫy, đương nhiên hắn nổi danh nhất vẫn là hồng nguyên chi chủ đệ tử thân phận. Bởi vì cảnh giới cao, thêm vào vương nghị tài nguyên vung trồng, vừa đột phá, thì có vũ trụ bá chủ sức chiến đấu, thêm vào một thân đỉnh phong chí bảo, chính là đỉnh tiên vũ trụ bá chủ cũng có thể một trận chiến, đương nhiên, cùng vương nghị, là phong loại này nghịch thiên quái vật vẫn là không cách nào so sánh được. Trừ Thạch Trung Thiên ở ngoài, vương nghị mấy vị con cái cũng ở nơi đây, mấy trăm ngàn năm qua đi, vương nghị cũng có ba vị con cái đột phá đến vũ trụ tôn giả, cái khác đều là mạnh mẽ bất hủ thần linh, còn có một vị vẫn như cũ là giới chủ, nhưng cũng có sánh ngang phong vương sức chiến đấu, vương nghị vội vàng tu luyện, thường thường chìm đắm trừ chuyện quan trọng như thế đều là tuyển ở nào đó thời khắc này chỉ điểm đồ đệ con cái tốt gần như vương nghị nhìn đồng hồ cười đối với những kia hậu bối con cái nói rằng các ngươi la phong thúc thúc đột phá thiết yến chúc mừng chúng ta cũng đi là vương nghị đồ đệ con cái lòng tràn đầy vui vẻ la phong tiệt triệu nhất định rất nhiều nhân loại bộ tộc tầng lớp cao nhất cường giả tụ tập phổ thông vũ trụ tôn giả muốn tham gia cũng khó khăn là phong thành vũ trụ chi chủ chúc mừng tiệc là ở hương nghỉ vũ trụ lôi đình đảo cử hành tham gia hầu như là vũ trụ chi chủ cũng có số ít cùng la phong có giao tình vũ trụ tôn giả trái lại cự phủ người sáng lập cùng hỗn động thành chủ cũng không đến vương nghị la phong đối với vương nghị truyền âm nói ta muốn phục sinh hô diên phó lão sư ngươi đến không vương nghị nhìn la phong một chút rốt cục muốn phục sinh hô diên phó à vương nghị trước thành vũ trụ chi chủ thế nhưng hắn cùng vẫn mặc tin nhất mạch không cái gì tình cảm lúc trước mượn vẫn mặc tin sức mạnh cũng rất ít, vì lẽ đó thành vũ trụ chi chủ sau cũng không tận lực đi phục sinh hô diên phó, ngược lại La Phong là vẫn mặc tin danh chính môn thuận truyền nhân, hắn sớm muộn sẽ đi làm. Được. Vương Nghị mỉm cười, đi xem xem cũng không sao, đối với hoạt hô diên phó, hắn vẫn có một tia hứng thú, ngân làm đế quốc đã sớm không tồn tại, xung quanh cương vực tất cả đều về địa cầu thế lực hết thảy, nguyên vẫn mặc tin ở ngoài tin không, hô diên bác lúc trước chết đi, cái kia vẫn mặc tinh càng là đã sớm bị hủy diệt, có điều từ khi ba ba tháp bước vào bất hủ sau, ở La Phong dưới sự giúp đỡ nhưng lại rất nhanh trùng kiến vẫn mặc tinh. Một lần nữa đem lúc trước hô diên bác phạm vi thế lực lại. Lần nữa chiếm cứ, trường ngân hà hệ địa cầu khu vực phạm vi. Phía trước tinh không tạo nên gần sóng, một vị nam tử áo bào đỏ từ bên trong đi ra, đạp lên hư không mà tới, làm đến là vương nghị một cái thần lực hóa thân, dù sao hắn phân thân đều là ở biển vũ trụ, có điều cho dù là hóa thân, cũng so với bất hủ cường, thuấn di vẫn là không thành vấn đề hắn một chút nhìn thấy la phong cùng một tên mặc áo bào đen cái trán có hai cái tu vòi hai con mắt đỏ như máu đáng yêu hài đồng cùng nhau chính là hắn trí năng sinh mệnh ba ba tháp la phong vương nghị hướng la phong hỏi thăm một chút sau đó nhìn về phía cái kia áo bào đen đáng yêu hài đồng ba ba tháp hồng nguyên chi chủ ba ba tháp ở vương nghị trước mặt cũng rất là câu nệ dù sao thân phận của hai người địa vị kém quá xa hiện tại vương nghị mơ hồ là nhân loại tộc quần người số một biển vũ trụ cường giả số một trước đây ba ba tháp không ưa vương nghị Bóp mũi lại thu hắn làm vẫn mặc tinh ngoại vi đệ tử, hiện tại nhưng một điểm kế vặt cũng không dám có, cung kính cực kỳ. "Ta muốn phục sinh Hô Diên Phó lão sư." La Phong nói rằng, Ba Ba Tháp chờ mong nhìn, tâm tình kích động, luận cảm tình, Ba Ba Tháp cùng Hô Diên Phó phi thường thâm hậu, mà La Phong cùng Vương Nghị nhưng là không có cảm giác gì, La Phong sợ dĩ đi phục sinh, cũng là bởi vì Hô Diên Phó để lại cho hắn vẫn mặc tinh truyền thừa, Vương Nghị càng trực tiếp, thành vũ trụ chi chủ đều chẳng muốn đi quản, ngược lại hắn cùng Ba Ba Tháp không đúng lắm, lúc trước cho dù hắn gia nhập vẫn mặc tinh cho dù La Phong khuyên bảo, bà bà tháp đều giấu giấu giếm. Giếm, chết cũng không muốn đem chủ yếu nhất truyền thừa cho hắn xem, vì lẽ đó Hồ Diên Phó là chết hay sống hắn cũng không quá quan tâm, Hồ Diên Bác, cửu đại tôi tớ rất nhanh bị La Phong nghịch chuyển thời không phục sinh. Vương Nghị đứng ngoài quan sát quá trình này, tận mắt đến Hồ Diên Phó bọn họ phục sinh, cũng không nói chuyện, cùng La Phong hỏi thăm một chút, liền lặng yên rời đi, mênh mông vô biên vô hạn biển vũ trụ, vô tận hỗn động khí lưu tràn ngập, một tòa nguyên nga liên miên không dứt dãy núi trôi nổi ở trong hư không, khá là kỳ dị là còn có từng đóa từng đóa đám mây vần quanh bồng bềnh ở xung quanh đây là biển vũ trụ trừ ba đại tuyệt địa ở ngoài kém hơn một bậc mây sóng dãy núi thế nhưng trừ một ít vũ trụ chi chủ vũ trụ tối cường giả là rất ít xuất hiện ở đây bởi vì không cái gì giá trị cho bọn họ lại đây thu hoạch dãy núi nơi mây mù lượng lờ một trên ngọn núi sừng sững một tòa bị vô số dây leo cuốn quanh kỳ dị hình tròn kiến trúc cao lớn kiến trúc bên trong rộng rãi phòng khách một cái vẻ mặt âm lãnh kim bào một sừng nam tử nhìn trước mặt vẻ mặt cung kính dị tộc vũ trụ chi chủ thật vất vả nắm lấy cùng nguyên thủy vũ trụ nhân loại có quan hệ hồng minh một cái vũ trụ chi chủ nô dịch hắn kết quả tin tức nhưng không bao nhiêu kim bào một sừng người có chút tức giận biển vũ trụ hiện tại nhân loại tộc quần cường giả hầu như tuyệt tích có thể xuất hiện hầu như đều là hồng minh cường giả tuy rằng hồng minh cũng thu được nhân loại chỉ thị phần lớn vũ trụ chi chủ tuân thủ thế nhưng cũng có không muốn tuân thủ khư khư cố chấp đối với nhân loại này cũng không nói thêm cái gì mình làm sự tình chính mình phụ trách một khi xảy ra chuyện gì Hồng Minh cũng sẽ không thể hắn khắc phục hậu quả, mà trước mắt này dị tộc vũ trụ chi chủ, chính là Hồng Minh một cái tính cách kiệt ngạo vũ trụ chi chủ, tên là Judo chi chủ, là cấp 4 đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ, thực lực ở vũ trụ chi chủ. Bên trong tính không sai, thế nhưng ở này linh hồn thủ đoạn kinh người cái khác biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả trước mặt nhưng không hề có chút sức chống đỡ, hầu như là trong nháy mắt liền bị khống chế. Thực lực chênh lệch quá to lớn này kim bào một sừng nhân linh hồn bí pháp coi như không bằng lúc trước vô địch biển vũ trụ nguyên tổ, nhưng cũng chỉ là yếu một tầng, nhưng vượt xa bây giờ nguyên thủy vũ trụ ảo cảnh người số một hư chân ma thần, bỗng nhiên tập kích, có tính nhẩm vô ý, chỉ là một cái vũ trụ chi chủ làm sao kháng được, trong nháy mắt liền bị khống chế, liền tin tức cũng không kịp truyền về đi. Ta bỏ ra hơn 10 vạn năm thời gian, mới tìm được cơ hội này, nô dịch một cái hồng minh vũ trụ chi chủ, kết quả được tin tức cũng quá ít đi. Kim Bào một sừng người có chút không cam lòng, tuy rằng này cũng nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng hắn nghĩ đến đến là vũ trụ tối cường giả cực hạn tin tức, mà dù đô chi chủ làm sao có khả năng có, cũng chỉ là một ít tu luyện tới vũ trụ tối cường giả phương pháp tu luyện kinh nghiệm, đối với Kim Bào một sừng người căn bản không có tác dụng gì. Bước thứ nhất kế hoạch thất bại, bây giờ nên làm gì? Hắn liếc mắt nhìn trước mặt vũ trụ chi chủ. Này vũ trụ chi chủ chỉ là hồng minh dị tộc thành viên, đều không phải là loài người bộ tộc, nếu như là nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ phóng chừng biết càng nhiều đáng tiếc nhân loại vũ trụ chi chủ hầu như đều trốn ở nguyên thủy vũ trụ đi ra hoạt động cũng đều là che giấu thân phận thay hình đổi dạng muốn tìm đều khó khăn dù đô chi chủ chính là quá kiêu ngạo bất cẩn rồi mới sẽ bị dễ dàng tìm tới mà kim bào một sừng người cũng tự nô bọc trong miệng biết nhân loại tộc quần căn bản không đem chân chính hạt nhân truyền thừa giao cho bọn họ hiện nay cũng chỉ là một ít tu luyện tới vũ trụ tối cường giả tin tức, viễn cổ văn minh truyền thừa nhất bộ phận trọng yếu, phỏng chừng chỉ có nhân loại hạt nhân tận mới biết. Bị nhân loại tộc quân bảo vệ ẩn giấu gắt gao, những dị tộc kia vũ trụ chi chủ căn bản không có cơ hội tiếp xúc, hướng về nhân loại muốn. Nhân loại dựa vào cái gì cho bọn họ, coi như hắn khống chế này vũ trụ chi chủ cũng không có tác dụng gì. Đáng ghét. Kim bào một sừng người cao mày, nghĩ đến đến viễn cổ văn minh truyền thừa tin tức, quả nhiên không dễ như vậy, kỳ thực như đô chi chủ loại này ở chiến hậu gia nhập hồng minh vũ trụ chi chủ, không có công ích lớn cống hiến lớn, được chỉ là một chút vũ trụ chi chủ đến vũ trụ tối cường giả viễn cổ văn minh truyền thừa kinh nghiệm, vẫn là rất đơn sơ loại kia. Cho tới tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn trong quá trình này viễn cổ văn minh tỉ mỉ truyền thừa kinh nghiệm, hiện nay vẫn không có. Một cái hồng minh thành viên nắm giữ, nhân loại tộc quần cũng sẽ không dễ dàng ban tặng, nghĩ đến đến. Vậy thì là nhân loại liều mạng, làm ra cống hiến lớn thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ bây giờ tụ tập không ít đến từ các vũ trụ biển cường giả, muốn từ nhân loại tộc quần trên người được tu luyện tin tức có không ít, thế nhưng mặc cho bọn họ người cá biệt vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp. Bắt lấy nhân loại tộc quần cường giả, khống chế linh hồn được phương pháp tu luyện, nhưng nhân loại tộc quần cường giả bây giờ căn bản không ở biển vũ trụ công khai hoạt động, muốn tìm cũng khó khăn, trảo hồng minh cường giả bức bách, chỉ sợ nhân loại tộc quần căn bản sẽ không quan tâm, lại nói, bọn họ trảo, có thể bắt mấy cái, cho tới bức bách, nhân loại tộc quần căn cơ ở nguyên thủy vũ trụ đại bản doanh, trốn ở nguyên thủy vũ trụ, căn bản không sợ bọn họ, duy nhất khả năng tạo thành ảnh hưởng là nhân loại tộc quần rất nhiều cường giả tạm thời không có cách nào ở biển vũ trụ rèn luyện, chỉ là những kia biển vũ trụ thế lực càng gấp, đặc biệt là những kia cần gấp viễn cổ văn minh truyền thừa siêu thoát luân hồi thứ nhất, đệ nhị luân hồi thời đại, thậm chí đệ tam luân hồi thời đại cũng nghĩ siêu thoát luân hồi, vì lẽ đó, mục tiêu của bọn họ là nhất trí, đều là nhân loại viễn cổ văn minh truyền thừa mà như vậy quý giá truyền thừa nhân loại rõ ràng là sẽ không dễ dàng nhả ra cái kia nhất định phải phải nghĩ biện pháp hồn nguyên ngày này hương nghĩ vũ trụ truyền tới một thông tin thành chủ chuyện gì vương nghị hỏi Người tới cự phủ thần điện có hội nghị muốn tổ chức hỗn động thành chủ nói rằng được cự phủ thần điện nhân loại cao tầng lại lần nữa tụ tập một đường hai vị vũ trụ tối cường giả cùng với 37 vị vũ trụ chi chủ, đây chính là nhân loại tộc quần sức mạnh nồng cốt cự phủ người sáng lập cùng hỗn độn thành chủ ngồi ở trên cùng chủ vị mà vương nghị ngồi ở hỗn độn thành chủ bên cạnh cái khác vũ trụ chi chủ ấn phe phái thực lực địa vị gạt ra chư vị không một hồi hỗn độn thành chủ nhìn thấy người đến đông đủ trực tiếp mở miệng nói ta chỗ này có một việc lớn phải trải qua mọi người thương thảo làm ra quyết định tất cả mọi người yên tĩnh nhìn hỗn độn thành chủ mọi người đều hẳn phải biết chúng ta biển vũ trụ xuất hiện từng cái từng cái vũ trụ đường nối cái khác biển vũ trụ cường giả liên tiếp xuất hiện ở chúng ta nơi này hỗn độn thành chủ nói rằng những kia biển vũ trụ thế lực mới vừa phái người cùng chúng ta liên hệ muốn cùng chúng ta làm giao dịch làm giao dịch rất nhiều nhân loại cường giả hai mặt nhìn nhau đúng hỗn độn thành chủ cao giọng nói rằng bọn họ nghĩ giao đến lượt chúng ta truyền thừa tin tức cái gì đùa gì thế quả thực là nằm mơ bọn họ đây là vọng tưởng nhân loại cao tầng đều mở miệng phản đối viễn cổ văn minh truyền thừa là nhân loại tộc quần cuộc khởi căn bản là bộ tộc bí mật quan trọng nhất làm sao có khả năng giao cho người khác coi như là bình thường nhất một phần cũng không được mọi người đều mạnh mẽ bọn họ nhân loại làm sao xưng bá làm sao ép những thế lực khác một đầu hỗn độn cự phủ các ngươi là nghĩ như thế nào bành công chi chủ nhìn hỗn độn thành chủ nhân loại tộc quần hiện tại vẫn là hai vị vũ trụ tối cường giả đương gia làm chủ, mà hồng nguyên chi chủ cùng ngân hà lãnh chú bình thường đều đối với quản lý sự vụ không hứng thú gì. Chúng ta đương nhiên không muốn đem tin tức giao cho người ngoài, cho dù là giao dịch. Hỗn động thành chủ nói rằng, nhưng là, bọn họ lần này có chuẩn bị mà đến, tụ tập liên hợp rất nhiều biển vũ trụ thế lực, đầy đủ 236 cái biển vũ trụ thế lực liên hợp lại, tạo thành một cái liên minh, riêng là vũ trụ tối cường giả có người nói thì có hơn vạn, bọn họ muốn trao đổi, hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ 236 cái biển vũ trụ thế lực. Hơn vạn vũ trụ tối cường giả. Tại chỗ phần lớn vũ trụ chi chủ đều bị phát sợ, trời. Này so với bọn họ biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả số lượng còn nhiều hơn trăm lần. Phải biết bọn họ biển vũ trụ cho dù hết thảy vũ trụ chi chủ gặp lại cũng có điều mấy ngàn thôi, dễ dàng là có thể quét ngang biển vũ trụ. Không người có thể địch, coi như nguyên tổ xuất hiện đều chịu đựng không được, cấp 10 vũ trụ tối cường giả, ở hơn vạn vũ trụ tối cường giả trước mặt chỉ sợ trong nháy mắt đều bị đánh thành cặn. Trừ phi trốn vào chí cường chí bảo cung điện. Cho dù như vậy, cũng có thể bị trấn áp phong ấn. Trước thần điện bầu không khí lạnh lùng. Hiển nhiên những thế lực kia cũng không ngu ngốc, đều biết liên hợp lại, mới có thể càng tốt hơn hướng về chúng ta tạo áp lực. Tinh Nguyệt Chi Chủ lắc đầu một cái, âm thanh lạnh lạnh nói. Bọn họ muốn làm sao giao dịch? Có người hỏi, hỗn động thành chủ âm thanh trầm thấp, bọn họ phái tới sứ giả, Đưa ra yêu cầu, đồng ý nắm chí cường chí bảo đến lượt chúng ta truyền thừa tin tức, cho tin tức càng quý giá, bọn họ cho chí cường chí bảo liền càng nhiều. Chí cường chí bảo. Tại chỗ nhân loại cường giả nghe đến đó rất nhiều đều nhìn về La Phong, bọn họ cũng đều biết La Phong cùng Đông Đế Thánh Địa giao dịch, hổ đồng Đế Thánh Địa một cái, được hai cái chí cường chí bảo, thế nhưng rất hiển nhiên, Đông Đế Thánh Địa tự hồ không tuyên dương ra ngoài, dù sau này không phải cái gì thể diện sự tình. Nắm chí cường chí bảo, đến lượt chúng ta truyền thừa tin tức, còn quý giá càng tốt. Có vũ trụ chi chủ cười lạnh. Chỉ sợ bọn họ khẩu vị không chỉ như vậy đi. Nói không chắc, sau lưng còn có Thánh địa vũ trụ bóng dáng. Vương Nghị cũng chen vào một câu, đồng đế thánh địa cùng Tử Nguyệt thánh địa thèm nhỏ giải đoạn Đông Hà truyền thừa, cái khác vũ trụ thánh địa liền không thèm nhỏ giải, phải biết, đoạn Đông Hà truyền thừa nhưng là viễn cổ văn minh đỉnh cấp truyền thừa, từng ra thần vương truyền thừa thế lực, coi như ở khởi nguyên đại lục, đều đầy đủ đưa tới gió tanh mưa máu, có điều, so với những thánh địa này, cái kia rất nhiều luân hồi thời đại vũ trụ tối cường giả nhưng càng thêm phiền phức bởi vì bọn họ. Không có đường lui, điên cuồng thật sự cái gì đều làm được tại chỗ vũ trụ chi chủ nghị luận sôi nổi. Truyền thừa tin tức chúng ta không thể giao ra. Chí cường chí bảo đổi truyền thừa tin tức. Này không công bằng. Bọn họ là ý nghĩ kỳ lạ. Không có một cái vũ trụ chi chủ đồng ý trao đổi. Đùa gì thế, nhân loại tộc quần hiện tại thiếu này điểm chí cường chí bảo sao, coi như 10 cái trăm cái chí cường chí bảo, có điều tăng cao nhân loại tộc quần thực lực bây giờ, hơn nữa tăng cao có hạn, dù sao, chí cường chí bảo cũng cần cường giả đến sử dụng, nhân loại mới mấy cái vũ trụ tối cường giả, bọn họ nếu là đem kinh nghiệm tu luyện tin tức giao ra, trên thực tế rất chịu thiệt, loại này chuyện có hại, không người nào nguyện ý làm. Chương 771 Thánh địa mưu tính Nguồn Mê truyện audio com Mênh mông vô biên biển vũ trụ, từng cái từng cái như bạc mang giống như băng hà vần quanh một tòa thật to treo lơ lửng giữa trời bị hàng băng bao trùng hình mũi khoan hòn đảo, bông tuyết đảo, lên từng đạo từng đạo nguyên nga bóng người hiện lên, mênh mông cùng cuồng khí tức uy thế tràn ngập tứ phương, bọn họ tướng mạo cũng kỳ dị, có cả người đen kịch kim loại áo giáp, khí tức hùng hùng cuồng cuồng, hai con mắt mơ hồ có hỏa diễm ở bốc lên to lớn bóng mờ. Có nhưng là một vị nữ tử, màu bạc kim loại da dẻ, tất phát không sinh, mang một bạc cuốn, bạc cuốn trên có đông đảo màu sắc rực rỡ bảo thạch. Có hình thể cao to khôi ngô, toàn thân phản phất nham thạch đúc ra, có toàn thân che chở áo bào đen cầm quyền trượng, có toàn thân tràn đầy vẫy có lớn đuôi to, khí tức khác nhau, bọn họ tỏa ra che ngập bầu trời chập chờn hơn 200 biển vũ trụ, hơn vạn vũ trụ tối cường giả, tụ tập ở đây tuy rằng cường giả nhiều, thế nhưng bởi vì đến từ không giống biển vũ trụ, vì lẽ đó phe phái cũng nhiều, không có một cái tuyệt đối người chủ đạo mà sở dĩ có thể đem bọn họ quyện thành một dây thừng, hoàn toàn là luân hồi đại nạn uy hiếp, cùng với viễn cổ văn minh truyền thừa mê hoặc thế nhưng. Trong này mỗi cái đều là vũ trụ tối cường giả, đều là từng người vũ trụ tuyệt đối chúa tể một phương, mỗi cái kiêu căng tự mãn không có người thật sự đồng ý phục tùng những người khác chỉ huy có điều ở trong này vẫn còn có chút địa vị đặc thù ngân giáp cổ điển khuôn mặt như đao khắc triều đục nam tử trên lưng có một thanh chiến kiếm hắn lạnh lùng không nói lộ hết ra sự sắc bén xung quanh nhưng không có mấy cái vũ trụ tối cường giả một cái khoanh chân ngồi bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên hắn con ngươi là phẳng lặng màu xanh nước biển như lúc sơ sinh trẻ con giống như một đôi mắt dưới nhìn kỹ xung quanh thiên địa thời không đều mơ hồ đình trệ nét cười của hắn mang theo mị lực kỳ dị toàn bộ thế giới đều phản phất bởi vì hắn mỉm cười mà yên tĩnh lại ở bên cạnh hắn nhưng tụ lại nhóm lớn vũ trụ tối cường giả, mơ hồ duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, còn có một con cả người trắng như tuyết lông tơ thế nhưng có từng đạo từng đạo màu đen bí văn dị thú, dày đặc lông tơ dưới không nhìn thấy con mắt của nó cùng miệng, thật giống như một cái vòng tròn cuồn cuộn to lớn lông tơ cầu, thế nhưng ở nó bên người, nhưng có mười mấy cái tiểu số mấy lông tơ cầu, còn có thấy không rõ lắm bóng người, xen vào chân thực cùng hư huyễn trong lúc đó tồn tại ánh. Mắt Haki, khí thế chất phát, khiến người khó có thể nhìn thẳng khuôn mặt bình tĩnh giáp xanh nam tử, mấy trăm biển vũ trụ hội tụ hơn vạn vũ trụ tối cường giả bên trong, luôn có phân chia cao thấp, luôn có chút đặc biệt mạnh mẽ, lực ép những người khác siêu cấp tồn tại, có điều coi như là bọn họ, ở hơn vạn vũ trụ tối cường giả bên trong, cũng có điều có vẻ đặc thù một chút. Thật là lợi hại a. À? Chỗ ngồi bên trong, một tên hoàng bào, tám diện 24 cánh tay ông lão nhìn xung quanh khí thế mênh mông như núi như rừng mạnh mẽ bóng người, trong lòng vô hạn cảm thán. Nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả tụ hội một đường, ta ở tử nguyệt thánh địa sinh tồn năm tháng dài đằng đẵng lần thứ nhất nhìn thấy đây là tử nguyệt thánh địa vũ trụ tối cường giả không biết lúc nào cũng gia nhập lần này hội minh cho liên minh cung cấp lượng lớn tin tức mục đích của bọn họ chỉ có một cái đã kích nguyên thủy vũ trụ nhân loại vì lần này hành động tử nguyệt thánh địa cũng phí không ít công phu làm chuẩn bị rất nhiều mà trừ tử nguyệt thánh địa tại chỗ cũng có cái khác thánh địa cường đại nhất một cái chính là minh hoàng thánh địa riêng là từ này thánh địa đi ra vũ trụ tối cường giả liền vượt qua năm vị hầu như có thể so với một cái luân hồi thời đại một nửa vũ trụ tối cường giả có chút làm người nghe kinh hãi cũng bởi vì minh hoàng thánh địa không lưu dư lực đại lực thúc đẩy ủng hộ liên hợp rất nhiều phe phái lần này hướng về nhân loại tạo áp lực kế hoạch mới tiến hành thuận lợi như vậy nhân loại tộc quần sứ giả đến theo này một tiếng nguyên bản chuyện trò vui vẻ các cường giả nhất thời yên tĩnh lại mấy bóng người xuất hiện ở phương xa nhanh chóng lướt tới thật là nhiều người xa xa cũng cảm giác được trên đảo đại dương mênh mông giống như chập trùng đáng sợ uy thế khí tức hỗn độn thành chủ hoảng sợ vương nghị la phong cự phủ người sáng lập cũng sắc mặt nghiêm túc lần này đàm phán can hệ trọng đại nhân loại tộc quần có thể làm quyết định cường giả đều phái ra một thần lực hóa thân tham gia thần lực hóa thân bất cứ lúc nào có thể tiêu tan tổn thất cũng không có chuyện gì dẫn bọn họ lại đây là một điểu đầu nhân thân cổ điển chiến giáp cường giả hướng bọn họ cười nói mấy vị phía trước chính là chúng ta tổ chức đàm phán sân bãi Tuy rằng hắn có chút bất mãn nhân loại lần này chỉ phái ra mấy cái thần lực hóa thân tham gia tụ hội, thế nhưng cũng không nói gì, hô, vài đạo lưu quan bay đến băng trùy hòn đảo Trung ương, nơi đó đã tụ tập lượng lớn cường giả. Từng cái từng cái vương tọa như ngôi sao phân bố ở hàng băng trên đảo, từng đạo từng đạo ánh mắt nhìn sang, áp lực cũng mãnh liệt mà đến, nhưng cự phủ người sáng lập bực này cường giả tuyệt thế cũng không khỏi đau lòng, quá nhiều, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vũ trụ tối cường giả, đông đạo ánh mắt đồng thời tập trung lại đây, chính là vũ trụ tối cường giả đều muốn hải hùng khiếp vía. Hừ, nhân loại, lần này đàm phán trọng yếu như vậy, các ngươi lại chỉ phái thần lực hóa thân, cũng quá xem thường chúng ta đi. Trong đám người một cái âm thanh quái gỡ vang lên, Cự Phủ người sáng lập trầm thấp nói. Muốn nói phán giao dịch là các ngươi, không phải chúng ta. Cự Phủ, ngươi thật hung hăng a, à, nghe nói các ngươi Nguyên Thủy Vũ Trụ trước đây mạnh nhất là Nguyên Tổ, bởi vì khiêu khích Nguyên Thủy Vũ Trụ bản nguyên ý chí bị vĩnh cửu trấn áp, sau khi nhân loại các ngươi bộ tộc liền số ngươi lợi hại nhất đúng không? Một cái một sừng nam tử âm u nói đáng tiếc ngươi hôm nay tới chỉ là một cái hóa thân, không phải vậy ta là có thể cùng ngươi chơi đùa. Cự phủ ngươi sáng lập mặt không hề cảm xúc, các ngươi đến cùng nghĩ nói chuyện gì. Đừng lãng phí thời gian. Tốt, trước tiên nói chính sự. Trong sân một đóa diễm lệ thực vật phát sinh nam nữ khó phân biệt âm thanh, nhân loại, chúng ta lần này để cho các ngươi lại đây, là nghĩ cùng các ngươi giao dịch viễn cổ văn minh truyền thừa tin tức. Những người khác cũng yên tĩnh lại, nhìn về phía nhân loại bốn người, viễn cổ văn minh tu luyện tin tức, đó mới là bọn họ đại đa số người quan tâm nhất cho tới có đúng hay không giao nhân loại. Ai lưu ý, cự phủ người sáng lập nhìn về phía cái kia đóa thực vật, các ngươi muốn làm sao giao dịch. Kỳ thực. Nhân loại tộc quần trước khi tới sớm có định luận, thế nhưng, cũng đến tự mình nhìn này liên minh tình huống, mới có thể càng tốt hơn làm ra ứng đối, cái này cũng là bốn người bọn họ phái ra thần lực hóa thân tham gia hội nghị một trong những nguyên nhân. Bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên mỉm cười nói. Rất đơn giản, nhân loại các ngươi dành cho chúng ta tu luyện tin tức, càng tỉ mỉ quý giá, chúng ta có thể nắm càng nhiều bảo vật cùng các ngươi trao đổi, coi như chí cường chí bảo, kỳ vật, viễn cổ văn minh tin tức, biển vũ trụ bí mật. Các loại đều không là vấn đề. Bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên dừng một chút, đương nhiên. Chúng ta điểm mấu chốt là chí ít có thể tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn, thậm chí siêu thoát luân hồi phương pháp. Vũ trụ tối cường giả cực hạn Cách đột phá cũng chỉ thiếu chút nữa xa, cái này cũng là bọn họ trải qua thảo luận sau thu được kết quả, trực tiếp yêu cầu quan trọng nhất tin tức chỉ sợ nhân loại tộc quần sẽ không đồng ý, tình nguyện cá chết lưới rách cũng không muốn giao ra đây. Mà bọn họ cái này liên minh, tuyệt đại đa số. Hoặc là nói 99% vũ trụ tối cường giả đều không đạt đến vũ trụ tối cường giả cực hạn tình trạng này, tu luyện tới cực hạn kinh nghiệm tin tức là bọn họ nhất cần gấp cho tới từ vũ trụ chi chủ đột phá vũ trụ tối cường giả kinh nghiệm tu luyện tin tức, có chút vũ trụ tối cường giả lưu ý, có chút nhưng không thèm để ý, đây chỉ là tiểu tiết, bọn họ quan tâm nhất, vẫn là tự thân, bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên mặt mỉm cười cái khác vũ trụ tối cường giả cũng. Nhìn trong sân bốn người kia, cự phủ người sáng lập, hỗn động thành chủ, vương nghị, là phong đều trầm mặt, tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn kinh nghiệm tin tức, nhân loại tộc quần đương nhiên là có. Thế nhưng, bọn họ làm sao có khả năng đồng ý lấy ra cùng người khác chia sẻ, nhưng là trước mắt cái này liên minh mạnh mẽ quá đáng, hơn vạn vũ trụ tối cường giả thế tới hung hăng, hùng hổ dọa người, vừa nhìn liền biết là tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Cụ thể đây, hỗn động thành chủ nói rằng, luôn không khả năng các ngươi tùy tiện lấy ra chút gì, chúng ta liền đồng ý đi, phải biết, chúng ta truyền thừa có thể là phi thường quý giá. Chúng ta đã thảo luận qua. Cái kia đó diễm lệ thực vật mở miệng nói rằng, nếu như các ngươi cho chúng ta vũ trụ chi chủ đột phá đến vũ trụ tối cường giả kinh nghiệm tin tức, chúng ta có thể nắm giá trị 10 cái chí cường chí bảo bảo vật cùng các ngươi trao đổi. Căn cứ truyền thừa tin tức giá trị, không ngừng tăng lên. Nếu như nhân loại các ngươi đồng ý cho chúng ta tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn đầy đủ kinh nghiệm tin tức, vậy chúng ta đồng ý trả giá giá trị 100 kiện chí cường chí bảo bảo vật. Nghe được cái điều kiện này, cự phủ người sáng lập, hỗn động thành chủ, vương nghị, La Phong đều kinh ngạc nháy mắt, 100 kiện chí cường chí bảo mà sân bãi những cường giả kia cũng hơi ồn ào, có điều tổng thể vẫn tính bình tĩnh, chỉ là có vũ trụ tối cường giả vẫn là không nhìn được con người đều đỏ. Cũng không trách bọn họ đỏ mắt, 100 kiện chí cường chí bảo chính là một cái nào đó thánh địa đều gánh nặng không được mà trong bọn họ rất nhiều người kỳ thực thậm chí một cái chí cường chí bảo đều không có có điều đặt ở hơn 200 biển vũ trụ liên minh thế lực, nhưng không tính là gì, phải biết, lần này gia nhập cái này liên minh nhưng là hơn 200 biển vũ trụ, hơn một vạn vũ trụ tối cường giả, trong đó tụ tập đệ nhất luân hồi thời đại 8 thành trở lên, đệ nhị luân hồi thời đại 7. Thành, đệ tam luân hồi thời đại một nửa cường giả, bọn họ gia nhập, cũng là có điều kiện, có nghĩa vụ, không thể mỗi người đều ngồi mát ăn bát vàng, những kia chí cường chí bảo, cũng là một ít thế lực cung cấp, sau đó mỗi người đều trả giá một chút, dành cho bồi thường, như thế trải phẳng hạ xuống tương đương với hai, ba cái biển vũ trụ ra một cái chí cường chí bảo, căn bản không có độ khó. Mà bọn họ nhưng có thể được tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn phương pháp. Thậm chí sau đó còn có thể dựa vào cái này liên minh tiếp tục bức bách nhân loại giao ra càng nhiều tin tức. Không muốn quá kiếm lời, nhân loại nếu như cho rằng chỉ là một lần giao dịch là không sao, vậy thì quá ngây thơ, có điều liên minh nhiều nhất thành viên vẫn là những kia phổ thông vũ trụ tối cường giả, bọn họ muốn nhất vẫn là tu luyện tới cực hạn tin tức, nhiều người như vậy khát vọng coi như một số tuyệt đỉnh vũ trụ tối cường giả cũng không thể vi phạm loại này tập thể ý nguyện vì lẽ đó mới sẽ đưa ra yêu cầu vũ trụ tối cường giả cực hạn tu luyện tin tức cự phủ người sáng lập mấy người cũng không ngốc đương nhiên rõ ràng kẻ địch lòng giả đáng chém nhân loại ta khuyên các ngươi vẫn là đáp ứng rồi đi các ngươi cũng không thiệt thòi một trăm kiện chí cường chí bảo a à, các ngươi truyền thừa tin tức cũng không phải giao dịch liền không còn nhiều như vậy chí cường chí bảo chính là chúng ta muốn đều không đây đúng đấy nếu như ta trực tiếp liền thay đổi khuyên các ngươi không muốn không biết cân nhắc. Bên trong hội trường từng vị vũ trụ tối cường giả cũng mở miệng, có tràn ngập sát khí, cũng có thờ ơ lạnh nhạt, cũng chính là nhân loại tộc quần trốn ở nguyên thủy vũ trụ, bọn họ không biện pháp gì, không phải vậy làm sao có khả năng lấy ra nhiều như vậy chí cường chí bảo cùng nhân loại tộc dễ, trực tiếp động thủ cướp không càng tốt hơn, mà cự phủ người sáng lập các loại trong lòng người nhưng rất uất ức. Làm sao bây giờ, cự phủ? Hỗn động thành chủ truyền âm hỏi. Có thể làm sao, truyền thừa tin tức là tuyệt đối không thể giao. Cự phủ người sáng lập trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, hắn đã ẩn nhẫn quá lâu, nhưng lần này vẫn là không nhìn được phát cáu, Vương Nghị cùng La Phong trong lòng cũng gật gù, trao đổi là không thể, nhưng liên minh cũng không như vậy dễ lừa, tùy tiện lấy ra điểm truyền thừa tin tức liền lừa gạt, này không phải là đông đế thánh địa. Hỗn động thành chủ liếc một vòng xung quanh, liền coi như chúng ta không trao đổi, bọn họ cũng bắt chúng ta không có cách nào. Liên minh cũng là kiên kỵ đến điểm ấy, không tốt trực tiếp bức bách, mới sẽ đánh trao đổi tên tuổi cùng nhân loại tộc quần yêu cầu viễn cổ văn minh truyền thừa trả lại còn cho ra một trăm kiện chí cường chí bảo giá cao thế nhưng nhân loại tộc quần không hề thiếu điểm ấy chí bảo cũng không muốn đem thuộc với truyền thừa của chính mình chia sẻ cho người khác chỉ là có một chút nếu như không trao đổi chẳng khác nào ác liên minh hơn một vạn vũ trụ tối cường giả sau đó nhân loại tộc quần cũng đừng nghĩ ở biển vũ trụ lăn lộn vừa xuất hiện liền sẽ bị vây dết chạy đều chạy không được chính là cự phủ người sáng lập hỗn độn thành chủ đối mặt nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả chỉ cần hơi hơi bị ngăn cản cũng như thế sẽ bị vây công trấn áp thực lực chênh lệch quá to lớn, bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên ở trong đám người tựa hồ địa vị rất cao, xung quanh chen chúc hắn cường giả rất nhiều, mang theo nhìn như ôn hòa, trên thực tế cao cao tại thượng thái độ mỉm cười nói. Nhân loại, các ngươi cố gắng cân nhắc, liên minh chúng ta là rất có thành ý, ta không nghĩ chuyện hướng đi chúng ta không hy vọng nhìn thấy cái kia phương hướng. Tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn kinh nghiệm tin tức, không phải viễn cổ văn minh trong truyền thừa trọng yếu nhất, đối với nhân loại các ngươi bộ tộc giá trị nên cũng không phải quá lớn, các ngươi giao ra đây, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục làm khó dễ các ngươi. Cự phủ người sáng lập chỉ có thể nói nói. Một trăm kiện chí cường chí bảo quá ít. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu? Nhìn thấy nhân loại tự hồ nhã ra, một cái mỹ lệ cô gái áo đỏ nói rằng. Một ngàn kiện. Cự phủ người sáng lập nói, hiện trường yên tĩnh trong nháy mắt, bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên nụ cười trên mặt cũng biến mất. Rất nhiều người trố mắt ngoác mồm, một ngàn kiện, nhân loại các ngươi bộ tộc thực sự là sẽ dở công phu sư tử ngoạm quá nhiều. Bao bọc phải trắng đi chân trần da đen thanh niên trầm giọng nói, liên minh không phải không nhiều như vậy chí cường chí bảo, nhưng này là thuộc về từng cái từng cái thế lực, từng vị cường giả, chí cường chí bảo đối với bọn họ cũng rất trọng yếu, một trăm kiện tập hợp một tập hợp rất dễ dàng kiếm ra đến, thế nhưng một ngàn kiện. Đây là các bọn họ thịt. Quá tham lam. Một ngàn kiện, quá phận quá đáng. Các vũ trụ tối cường giả rất bất mãn. Nhân loại, ta khuyên các ngươi không muốn được voi đòi tiên, tốt nhất ấn trước điều kiện bé ngoan giao dịch, không phải vậy. Hành. Một mạch hơi thở thô bạo hát giáp sừng công. Khúc ngoặt nam tử lạnh giọng hừ nói, cự phủ người sáng lập lạnh lùng nói. Là các ngươi muốn cùng chúng ta trao đổi, có thể không phải chúng ta nhân loại cầu các ngươi giao dịch. Các ngươi không muốn, có thể không nói chuyện. Hơn nữa, đây chỉ là điều kiện thứ nhất. Hơn vạn vũ trụ tối cường giả rất nhiều hơi nhướng mày, còn có những điều kiện khác, cự phủ người sáng lập nhìn trước mặt những này vũ trụ tối cường giả, cho dù khí thế xuống hạ phong, vẫn như cũ phi thường kiên cường hung hăng, trừ trước cái điều kiện kia, các ngươi còn muốn cùng chúng ta đặt một cái điều ước. Chương 772 Đàm luận vỡ Nguồn Mê truyện audio.com Không ra dữ liệu, song phương lần thứ nhất đàm phán không có bất kỳ kết quả, tan rã trong không vui. Biển vũ trụ liên minh đưa ra điều kiện là nhân loại tộc quần khó có thể tiếp thu, đồng dạng, cự phủ người sáng lập cũng đưa ra rất hà khắc yêu cầu, nhưng liên minh trực tiếp cảm thấy bị nhục nhã các ngươi đã không có đàm phán thành ý, cái kia trao đổi liền đừng hồng nhắc lại. Cự phủ người sáng lập lưu lại lời, nhưng liên minh vừa tức vừa bất đắc dĩ, liên minh ở bề ngoài cũng chỉ là dự thế uy bức nhân loại, miệng cọc gan thỏ. Trên thực tế bọn họ có thể làm vẫn đúng là không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có thể bức bách nhân loại trốn ở nguyên thủy vũ trụ, không cách nào tiến vào biển vũ trụ mài dũa, sinh ra cường giả tự nhiên sẽ càng thiếu một ít, nhưng là, loại này lực uy hiếp độ đối với một cái thế lực đến nói đúng không đủ, không phải vậy liên minh cũng sẽ không lấy ra bảo vật mê hoặc nhân loại chỉ là nhân loại so với tưởng tượng càng kiên quyết không có một chút nào sợ hãi ý thỏa hiệp cái này liên minh nhìn người đông thế mạnh nhìn đáng sợ trên thực tế có điều con cọc giấy thôi hương nghĩ vũ trụ cự phủ người sáng lập đối với nhân loại một đám vũ trụ chi chủ nói rằng chúng ta không đồng ý trao đổi bọn họ cũng bắt chúng ta không có cách nào ảm tuyệt chi chủ tức giận nói nhiều như vậy biển vũ trụ nhiều như vậy thánh địa vũ trụ ta liền không tin tu luyện tới vũ trụ tối cường giả tin tức chỉ có chúng ta nhân loại có có thể những kia liên minh một mực đến bức bách chúng ta, trong đó tất nhiên có quỷ. Những nhân loại khác cao tầng dồn dập gật đầu, đúng đấy, cái này liên minh xuất hiện cũng quá mức quỷ dị, luôn cảm giác tự hồ cố ý nhằm vào nhân loại, hỗn động thành chủ lắc đầu một cái, cái khác nguyên thủy vũ trụ thế lực cũng không có truyền thừa, những thánh địa này cũng không giống chúng ta, cần bồi dưỡng lượng lớn cường giả, thậm chí căn bản sẽ không xuất hiện mới vũ trụ tối cường giả, biển vũ trụ lan bạc đối với bọn họ mà nói có cũng được mà không có cũng được, cũng chỉ có chúng ta. Nhân loại, được viễn cổ văn minh truyền thừa, cần làm như vậy. Cự phủ người sáng lập liếc một vòng tả hữu. Lần này cùng cái kia liên minh đàm phán vỡ tan, cái kia liên minh tất nhiên sẽ không cam lòng, nhất định sẽ nhằm vào chúng ta nhân loại, nghĩ trăm phương ngàn kế buộc chúng ta đi giao dịch, có điều, chúng ta trốn ở vũ trụ bên trong, không cần phải đi để ý tới bọn họ, trước tiên tạm thời nhìn tình huống lại nói. Mọi người tại đây nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt cũng chỉ có như vậy. Hơn vạn vũ trụ tối cường giả, nhân loại căn bản không đấu lại. Coi như nhân loại cái này luân hồi thời đại kết thúc, mong muốn kết quả tốt nhất cũng có điều sinh ra một hai trăm vị vũ trụ tối cường giả thôi, cùng liên minh so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chỗ ngồi vương nghị khuôn mặt bình tĩnh, nhìn mình bản tin tức, trước mặt đã dết chóc biển vũ trụ chân thần, 379, 3 nghìn. Dết chóc tốc độ vẫn có chút chậm. Vương nghị trong lòng thầm nói, những này năm tháng, vương nghị vẫn ở khắp nơi biển vũ trụ qua lại, tìm kiếm sang dết vũ trụ tối cường giả, thế nhưng hiệu suất nhưng không cố định. Thêm vào luôn có chút đột phát sự tình, như như trước hỗn động tin truyền thừa, cũng có thời điểm bị cuốn vào một ít hiểm địa, hoặc là một cái nào đó vũ trụ tối cường giả vẫn không tìm thấy làm cho vương nghị thay đổi mục tiêu vì lẽ đó mấy trăm ngàn năm qua mới dết chóc ngần ấy con số tương đương với bình quân một ngàn năm mới dết chóc một cái mà bởi vì vương nghị làm việc bí mật cho đến bây giờ còn không người phát hiện có người ở chung quanh săn dết vũ trụ tối cường giả dù sao mỗi cái biển vũ trụ ngã xuống một cái vũ trụ tối cường giả tuy rằng đồng tĩnh rất lớn thế nhưng hiện tại biển vũ trụ trong lúc đó liên hệ hầu như là bế tắc tình cờ ngã xuống một cái không ai sẽ phát hiện thẳng đến hiện tại Đại đa số biển vũ trụ đều không bị phát hiện bởi vì biển vũ trụ quá to lớn, lớn như vậy một cái biển vũ trụ, vũ trụ đường nối nếu như xuất hiện ở nơi hẻo lánh, ngàn tỷ năm không bị phát hiện cũng là bình thường, cái này cũng là vương nghị quê hương biển vũ trụ đến hiện tại mới tụ tập hơn 200 biển vũ trụ liên minh nguyên nhân, nhân vì những thứ khác biển vũ trụ còn ở thẳng nhiên qua cuộc sống của chính mình, căn bản không biết chính mình địa bàn có cái đường nối có thể đi tới cái khác biển vũ trụ cũng chỉ có Vương Nghị nắm giữ toàn bộ trùng động đường nối vị trí, có điều hắn đương nhiên sẽ không cùng người khác nói, coi như nhân loại, hắn cũng sẽ không nói, nói rồi cũng không ý nghĩa. Có điều theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều đường nối bị phát hiện, khi đó, tụ tập ở biển vũ trụ cường giả thì càng thêm nhiều. Vương Nghị trong lòng yên lặng nghĩ, ta cũng phải nghĩ biện pháp tăng nhanh tốc độ. Vương Nghị giờ khắc này trong lòng tràn ngập sát ý, đồng đế thánh địa, nhân loại cùng rất nhiều biển vũ trụ liên minh đàm phán giao dịch cũng không phải cái gì chuyện giữ bí mật rất nhanh lưu truyền sôi sùng sục đồng đế thánh địa tuy rằng không có phái người gia nhập cái này liên minh cũng biết tin tức dùng chí cường chí bảo trao đổi truyền thừa tin tức đông đế thủy tổ vẻ mặt vi diệu hắn nghĩ tới chính mình ở la phong trên người ăn thiệt thòi lắc đầu một cái muốn từ nhân loại nơi đó được truyền thừa nơi nào có như vậy dễ dàng tử nguyệt thánh địa cái kia bốn phía 18 cánh tay hoàng bào ông lão đem lúc đó đàm phán tỉ mỉ tình hình nói cho tử nguyệt thủy tổ tử nguyệt thủy tổ thỏa mãn gật gù ánh mắt lạnh lẽo ta liền biết nhân loại này sẽ không thành thật như vậy đem truyền thừa tin tức giao ra đây, sau đó e sợ liên minh còn có thể có động tác. Cái thời đại này nguyên thủy vũ trụ nhân loại bị hắn coi là uy hiếp tiềm ẩn, vì lẽ đó tử nguyệt thủy tổ là phi thường đồng ý nhìn thấy nhân loại đối diện nguy cơ. Thủy tổ, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng bào ông lão hỏi dò, tử nguyệt thủy tổ nhẹ giọng nói. Sau đó chúng ta tiếp tục chờ chờ, chỉ bằng vào bây giờ liên minh thực lực, gặp lại vẫn là rất khó uy hiếp đến nhân loại, nhân loại nếu như quyết tâm không đem truyền thừa giao ra đây, liên minh cũng không có cách nào. Các loại, tiếp tục chờ người càng nhiều. Đông đế cùng tử Nguyệt Thủy Tổ tự nhiên biết 3.000 vĩ độ biển vũ trụ sự tình, trước mắt hơn 200 biển vũ trụ, chỉ là toàn bộ biển vũ trụ một phần nhỏ, hơn vạn vũ trụ tối cường giả xem là nhiều, nhưng là cùng 3.000 vĩ độ biển vũ trụ toàn bộ số lượng so ra nhưng không đáng nhắc tới, minh hoàng thánh địa vũ trụ, vô biên vô hạn sương trắng bên trong, một tòa cao vạn ức km nguy nga màu đen ngọc thạch hình người điêu khắc sừng sững ở vô tận trên mặt đất bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên đi vào sương trắng tràn ngập thiên địa cung kính hướng cái kia vĩ đại điêu khắc hành lễ thủy tổ chúng ta cùng cái kia nhân loại đàm phán đã vỡ tan cái kia hình người điêu khắc con mắt giật giật cúi đầu nhìn người phía dưới phát sinh như lôi đình âm 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 thanh bố lan đức ngươi làm không tệ biển vũ trụ đường nối mở ra sự tình bên trong ta đã hướng về chúa tể bẩm báo kinh động rất nhiều đại nhân vật, việc quan hệ ngô quốc vũ trụ chu, lần này cần phải đem cái kia được đoạn đông hà truyền thừa nhân loại tuyệt diệt rơi. Sự tình làm tốt, ta sẽ dành cho ngươi trọng thưởng. Không để cho ta thất vọng, bố Lan Đức, cái thời đại này nhất có siêu thoát luân hồi hy vọng chính là ngươi, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng những đại nhân vật kia thỏa mãn, chính là nhường ngươi siêu thoát luân hồi cũng dễ như ăn cháo. Là, thủy tổ, ta nhất định đem hết toàn lực. Gia đen thanh niên bố Lan Đức nghiêm túc nói, sau đó, không cam lòng liên minh lại phái người tiếp tục cùng nhân loại đàm phán, mà nhân loại cũng cùng liên minh cãi cọ, thật giống không có sợ hãi, cố định lên giá, điều kiện vượt nâng càng cao, liên minh. Một ngàn kiện chí cường chí bảo chúng ta đáp ứng rồi, điều ước cũng tốt đàm luận. Nhân loại. Hiện tại đến hai ngàn kiện, điều ước cũng đến lại sửa lại, nếu như các ngươi trái với làm sao bây giờ liên minh giận dữ, lại là tan rã trong không vui, liên minh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhân loại chỉ sợ là sẽ không đem truyền thừa tin tức cùng bọn họ giao dịch, rất nhiều cường giả đều trong lòng phẫn nộ, nhưng là bọn họ nhưng trong khoảng thời gian ngắn bắt nhân loại hết cách rồi, thật giống như hổ cắn rùa, không chỗ ngoạm ăn, mà nhân loại cũng bị chặn ở nguyên thủy vũ trụ, không vào được biển vũ trụ, song phương dặn co. Vương nghị biển vũ trụ nguyên bản gần trăm cổ thế lực, hầu như toàn bộ gia nhập cái này liên minh, chính là nguyên thủy vũ trụ cũng khẳng định có cường giả gia nhập vương nghị một bộ phân thân cũng ngụy trang thân phận gia nhập cái này cái gọi là liên minh cũng kết bạn một ít cường giả đương nhiên cũng rất rõ ràng trong đó tình huống khi biết có nguyên thủy vũ trụ vũ trụ tối cường giả gia nhập cái này liên minh hắn cười một khắc đó trong lòng sát cơ không cách nào ngăn chặn thực sự là muốn chết có điều những này vũ trụ tối cường giả tựa hồ cũng biết gia nhập cái này liên minh hội đắc tội chết nhân loại tộc quần thế nhưng bọn họ vừa đến đã nắm giữ chính mình cỡ nhỏ vũ trụ chính là không trở về nguyên thủy vũ trụ cũng không quan hệ thứ hai nhân loại tộc quần đã bị phong tỏa ở nguyên thủy vũ trụ không vào được biển vũ trụ chính là có thể đi vào biển vũ trụ e sợ cũng không dám tiến vào cứ như vậy gia nhập liên minh thì càng thêm không kiên dè chút nào bọn họ nhưng không rõ ràng vương nghị có mấy cổ phân thân chính đang biển vũ trụ hoạt động còn dương dương tự đắc nhưng lại không biết chính mình giờ chết đã gần đến thậm chí tự thân tung tích cũng không làm sao chú ý bảo mật biển vũ trụ hư không vô tận bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng tụ đó là một áo giáp màu đen đặc áo giáp bên trong nhưng là do ngọn lửa màu vàng hình thành mơ hồ loại hình người, ngọn lửa màu vàng ống này. Người khổng lồ thân xuyên áo giáp màu đen, đồng thời sau lưng trong hư không nhưng là có một to lớn huyễn ảnh, huyễn ảnh bên trong có vô số ngôi sao chập trùng, phản phất một phương vũ trụ. Đây chính là nguyên thủy vũ trụ độc hành vũ trụ tối cường giả một trong hắc trụ người sáng lập, hắc trụ người sáng lập vốn là hỏa diễm sinh mệnh, nhìn ngọn lửa màu vàng ống kia cũng có thể cảm giác được vô tận nóng rực, sáng rực, nhưng mà ngọn lửa màu vàng bóng người phía sau to lớn huyễn ảnh nhưng mang đến vô tận màu đen, lạnh lẽo. Đây là cùng ngọn lửa màu vàng tuyệt nhiên ngược lại khí tức. Nhân loại ngày tốt đến cùng. Hắc trụ người sáng lập tâm tình không tệ, ngọn lửa màu vàng người khổng lồ thân xuyên áo giáp màu đen là chí cường chí bảo hắc trụ thần giáp, ngọn lửa màu vàng ống kia bên ngoài thân nhìn như phổ thông áo giáp màu đen, này áo giáp màu đen khi thì như chất lỏng giống như số vào ngọn lửa màu vàng bên trong, khi thì lại hiện hình. Cự phủ cường thì thế nào? Cái kia hồn nguyên chi chủ đánh giết vài cái vũ trụ tối cường giả, được khen là nguyên tổ thứ hai thì thế nào, hiện tại chỉ có thể trốn ở nguyên thủy vũ trụ bên trong không dám ra đây. Hắc trụ người sáng lập lần này nhìn đúng thời cơ gia nhập liên minh, cũng là vì tự thân, hắn cùng nhân loại có thể không giao tình. Liên minh nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả phân bố ở biển vũ trụ, tại mọi thời khắc đều có người ở bên ngoài nhìn chầm chầm, nhân loại tộc quần nếu như dám ra đây, ngay lập tức liền sẽ bị bắt được hắc trụ người sáng lập rất rõ ràng hiện nay biển vũ trụ thế cục, biển vũ trụ liên minh cường giả quá nhiều, không chỉ chỉ có vũ trụ tối cường giả, càng nhiều là vũ trụ chi chủ, vũ trụ chi chủ số lượng so với vũ trụ tối cường giả càng nhiều hơn nhiều, bọn họ làm tai mắt, ở biển vũ trụ lan bạc cũng rất dễ dàng phát hiện nguyên thủy vũ trụ cường giả tung tích, khiến cho nguyên thủy vũ trụ những thế lực khác đều bị lan đến liên lụy vào, cũng không dám tiến vào biển vũ trụ, những kia liên minh. Cường giả có thể không quản ngươi có đúng hay không nhân loại thế lực, chỉ cần là cùng nhân loại một cái vũ trụ, hết thảy đều trảo. Hát trụ người sáng lập ở biển vũ trụ phi hành, trong lòng thì lại đang suy tư liên minh lúc nào có thể khiến nhân loại cúi đầu liên minh đệ nhất luân hồi thời đại gấp nhất, bởi vì bọn họ chỉ có một cái luân hồi thời đại thời gian, không siêu thoát, đều phải chết, đây chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn đối mặt đại nạn vũ trụ tối cường giả, đối mặt tử vong, có thể tưởng tượng được bọn họ có nhiều khát vọng nhân loại truyền thừa, đây là bọn hắn hiện nay duy nhất có thể nắm lấy cơ hội, vì lẽ đó nhân loại tộc quần từ chối giao dịch, nhưng bọn họ vô cùng phẫn nộ, hắc trụ người sáng lập là nguyên thủy vũ trụ, đúng là ung dung một ít, những kia tên đáng thương, nếu như nhân loại tộc quần vẫn kháng đến cùng, không đem truyền thừa tin tức giao dịch, bọn họ đều phải chết. Hắc trụ người sáng lập lắc đầu một cái. Chính là được tin tức, bọn họ cũng không nhất định có thể ở một cái luân hồi thời đại liền đột phá. Được truyền thừa tin tức, thế nào cũng phải tu luyện tìm hiểu đi. Thế nào cũng phải cần thời gian đi, không phải mỗi người đều là nguyên tổ, vương nghị, là phong loại kia yêu nghiệt, cho dù là viễn cổ văn minh, có thể đột phá chân thần đều rất ít, chớ nói chi là vĩ độ biển vũ trụ liên minh rất nhiều cường giả đối với được truyền thừa tin tức là rất bất thiết bất đắc dĩ nhân loại quá bá đạo đưa ra giao dịch điều kiện căn bản không có giao dịch ý tứ mấy lần đàm phán đều thất bại vù hư không vô tận bỗng nhiên không gian trung động đông lại hát trụ người sáng lập trong lòng cả kinh cái gì một đạo màu đen lưu quang từ đằng xa hỗn độn khí lưu bên trong bay ra ngoài đó là thâm uyên hố đen giống như bóng dáng không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong Thế nhưng loại kia nhường hư không đều trung động khí thế đáng sợ uy thế nhưng chứng minh đây là một cái cường giả tuyệt thế, che ngập bầu trời sát khí tràn ngập mà tới. Vừa đến đã phong tỏa không gian. Hắc trụ người sáng lập có chút hoảng sợ. Đây là lai giả bất thiện a. À. Có điều, ta lúc nào đắc tội như thế một cường giả. Biển vũ trụ hiện tại cường giả quá nhiều, Hắc trụ người sáng lập cũng đã gặp không ít, thế nhưng là không nhận ra trước mặt này hố đen bóng dáng thân phận, Hắc trụ người sáng lập liếc mắt nhìn phía trước cái kia dết tới cường giả, không chút do dự xoay người liền chạy thực sự là cẩn thận. Vương Nghị cười lạnh. Có điều ngươi chạy được sao? Quanh, đồng thời lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện một nửa kính hẹn trăm năm ánh sáng bóng đêm vô tận lĩnh vực, thâm trầm ánh sáng màu đen, khiến khắp nơi trở nên cực kỳ trầm trọng sền sệt, bên trong cũng có thể cảm giác được hắc ám tia sáng bên trong ẩn chứa uy năng. Chí cường chí bảo lĩnh vực. Hắc trụ người sáng lập cảm giác được cái kia kinh người ràng buộc, giật nảy cả mình. Không tốt. Mà lúc này phía sau hắc động kia thâm uyên giống như tồn tại đã bằng tốc độ kinh người bay đến có đoạn Đông Hà Tam Đại Hạt Nhân tuyệt học một trong Đông Hoa, tốc độ phi hành đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi, lưu quan như mộng ảo giống như ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất, chính là cực kỳ xa xôi khoảng cách, không gian, đối với tốc độ này tự hồ cũng vô hiệu. Ở lại đây đi. Oanh. Vô hình lực lượng linh hồn trong nháy mắt công kích được hắc trụ người sáng lập trên người, hắc trụ người sáng lập mặt trên người hắc trụ thần giáp, nhưng này là áo giáp, không phải linh hồn bảo vật, mặc dù có chút linh hồn phòng hộ công hiệu, nhưng làm sao gánh vác được vương nghị này sánh ngang nguyên tổ công kích linh hồn, trong nháy mắt, hắc trụ người sáng lập liền rơi vào ảo cảnh, tốc độ cũng chậm lại ảo cảnh bên trong, hắc trụ người sáng lập cực kỳ hoảng sợ. Không, không tốt, ta rơi vào ảo cảnh, như thế đáng sợ ảo cảnh. Sau đó hắn cảm giác được thân thể một trận xé rách cảm giác truyền đến, rất nhanh mất đi ý thức, hỗn độn khí lưu bên trong, hắc trụ người sáng lập đã biến mất, lưu lại một bộ áo giáp màu đen cùng một ít bảo vật. Đây chính là cùng chúng ta nhân loại là địch kết cục. Vương Nghị lạnh lùng nói: Yên tâm đi, ngươi chỉ là cái thứ nhất, chẳng mấy chốc sẽ có những người khác cùng ngươi. Mà biển vũ trụ rất nhanh phát hiện, hắc trụ người sáng lập ngã xuống. Hắn cỡ nhỏ vũ trụ cũng đổ nát, sau đó là yêu thú thủy tổ cái thứ ba, là ách trụ nguyên thủy vũ trụ thời đại độc hành vũ trụ tối cường giả rốt cục phát hiện không đúng, sợ hãi, có người ở nhằm vào bọn họ là nhân loại, mà liên minh cũng bị kinh động, đại lực tìm kiếm, đương nhiên, bọn họ không hề phát hiện thứ gì, Vương Nghị động thủ quá nhanh, một đồng giết chết không chút nào lưu lại bất cứ dấu vết gì mà Vương Nghị cũng tạm thời yên tĩnh lại. Thời gian từng ngày từng ngày, từng tháng, từng năm. Qua đi, đối với vũ trụ tới nói, ức năm cũng có điều trong nháy mắt, mà vũ trụ đường nối mở ra đã vượt qua trăm vạn năm tháng, nguyên thủy vũ trụ biển vũ trụ, xuất hiện biển vũ trụ đã vượt qua một ngàn cái, đã biết vũ trụ tối cường giả số lượng đạt đến kinh người mười vạn. Bọn họ phần lớn gia nhập biển vũ trụ liên minh. Chương 773 Mười vạn vũ trụ tối cường giả Nguồn, mê truyện audio com hương nghĩ vũ trụ hiện tại hồng minh một ít dị tộc vũ trụ chi chủ đối với chúng ta rất có lời oán hận a à. lôi đình đảo đỉnh hỗn động thành chủ cung điện hỗn động thành chủ cùng sư đệ hắc ám chi chủ đồng thời cất bước nguyên thủy vũ trụ những kia vũ trụ chi chủ lúc trước gia nhập hồng minh chính là nghĩ lớn dưới gốc cây tốt hóng gió ai nghĩ đến biến thành hiện tại này tình thế càng ngày càng khổng lồ biển vũ trụ liên minh đem nguyên thủy vũ trụ phong tỏa ngăn cản ai cũng không ra được vừa ra đi liền sẽ đối mặt vô số cường giả vây đuổi chặn đường coi như không phải là loại người Hồng Minh cũng. Không ngoại lệ, những kia biển vũ trụ liên minh cũng không có thời gian nhận biết ngươi có phải loài người hay không bộ tộc, chỉ cần thuộc về nguyên thủy vũ trụ, hết thảy thuộc về nhân loại một phương, có vết sai không buông tha, vì lẽ đó những vị tộc kia vũ trụ chi chủ liền xuất hiện một ít bất mãn cũng đương nhiên. Chỉ là lên nhân loại chiếc thuyền này, nghĩ tiếp nữa cũng đã chậm. Ta hoài nghi trong đó có chút lén lút nương nhờ vào liên minh cho bọn họ mật báo. Hắc ám chi chủ lạnh giọng nói rằng, trước đây nhân loại tộc quần thế lớn, tiền đồ vô lượng, mắt thấy chính là biển vũ trụ bá chủ, nương nhờ vào nhân loại tộc quần đương nhiên nhiều, thế nhưng hiện tại nhân loại tộc quần ở biển vũ trụ liên minh bức bách dưới không thể không núp ở nguyên thủy vũ trụ, rất nhiều dị tộc trong lòng bảo đảm không cho phép sẽ có một ít ý nghĩ, bọn họ có thể bởi vì chỗ tốt nương nhờ vào nhân loại, tự nhiên cũng sẽ bởi vì lợi ích lớn hơn nữa lén lút cùng biển vũ trụ liên. Minh giật dây bắt cầu, mà bởi vì không có chứng cứ, nhân loại tra đều không cách nào tra, nhân loại tộc quần bây giờ đối với tình huống như thế cũng không có biện pháp nào tốt chỉ có thể đi một bước xem một bước nhân loại cao tầng cũng rất là buồn phiền trước kia liên minh cùng nhân loại đàm phán băng đảo nổi tiếng người huyên náo trên hòn đảo từng vị to lớn vương tọa thành hình dạng vòng tròn phân tán ra mỗi một trên vương tọa hoặc là chiếm giữ dị thú sinh vật hoặc là có thể đứng lên cường giả bọn họ cũng thuộc về huyết nhục loại năng lượng loại kim loại loại nham thạch loại thực vật loại các loại nhiều loại sinh mệnh bộ tộc từng cái từng cái tỏa ra mạnh mẽ mênh mông khí tức tất cả đều đều là vũ trụ tối cường giả lít nha lít nhít làm người ta kinh ngạc so với trước nhân loại lúc đàm phán còn nhiều gấp bội theo liên minh có ý thức tìm tòi các vũ trụ biển vũ trụ đường nối không ngừng bị phát hiện chính là những kia biển vũ trụ cường giả có điều đến liên minh đều sẽ chủ động đi mời bọn hắn liên minh cường giả biết bao nhiêu vừa phát động 3.000 vĩ độ biển vũ trụ đường nối rất nhanh liền bị toàn bộ tìm ra từng cái từng cái biển vũ trụ cường giả biết được viễn cổ văn minh truyền thừa sự tình lợi ích đuổi tuyệt đại đa số đều đồng ý gia nhập cái này liên minh vì lẽ đó hiện tại Ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ liên minh hội tụ ở đây, bao quát vương nghị quê hương biển vũ trụ, đại đa số thế lực đều là gia nhập cái này liên minh, đồng thời đến bức bách nhân loại. Các vị, ở một trận thể ngâm đen sắc trên vương tọa, đang ngồi một nguyên nga hình người bóng người, hắn phát sinh âm thanh vang vọng ở xung quanh thời không mỗi một tấc không gian, từ hôm nay trở đi, biển vũ trụ liên minh liền chính thức sừng sững ở phương này trong biển vũ trụ. Chúng ta biển vũ trụ liên minh, tổng cộng có 3000 biển vũ trụ đồng bạn cho tới nay mới thôi, không tính vũ trụ chi chủ, gia nhập thành viên số lượng vì là 279.958 người. Liên minh chúng ta tồn tại mục đích, chính là vì sinh tồn, vì siêu thoát luân hồi. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn ở băng đảo nổi trên không vang vọng, cũng trở về vang ở mọi người trong lòng, rất nhiều vũ trụ tối cường giả trong mắt đều hiện lên khát vọng. Đặc biệt là đệ nhất luân hồi thời đại vũ trụ tối cường giả, khát vọng nhất, không siêu thoát luân hồi, bọn họ cái này luân hồi thời đại qua đi, hết thảy cũng phải xong đời, vì lẽ đó toàn bộ liên minh, Nhất tích cực chính là bọn họ. Mà cái khác vũ trụ tối cường giả khát vọng cũng không so với bọn họ kém bao nhiêu, siêu thoát luân hồi, ai không khát vọng, càng sớm được viễn cổ văn minh tu luyện chỉ dẫn, bọn họ vượt có hy vọng, vì lẽ đó, bọn họ tích cực dựa theo liên minh mệnh lệnh làm việc, chính là nghĩ đến đến tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn phương pháp, bất quá vẫn có cường giả rất bình tĩnh, những cường giả kia, phần lớn đều là thánh địa vũ trụ, siêu thoát luân hồi bọn họ có thủy tổ bản thân liền không có tuổi thọ đại nạn luân hồi uy hiếp đối với bọn họ vô dụng mà bọn họ cũng rõ ràng siêu thoát luân hồi không dễ như vậy lần này sở dĩ rất nhiều tham gia cái này liên minh đều là bởi vì thánh địa thủy tổ mệnh lệnh cùng đối với viễn cổ văn minh truyền thừa hiếu kỳ ông ngược lại liên minh không thể thua như vậy không ngại gia nhập thái độ tham cùng đi vào đương nhiên cũng có là nghĩ đưa nhân loại vào chỗ chết như tử nguyệt thánh địa minh hoàng thánh địa cái kia nguyên thủy vũ trụ nhân loại thực sự đáng ghét Ta liên minh đã hảo ý dùng bảo vật cùng bọn họ giao dịch, bọn họ nhưng ba lần bốn lượt từ chối. Cái kia vũ trụ tối cường giả âm thanh lạnh lẽo. Đây là đoạn tuyệt chúng ta siêu thoát hy vọng a. À. Ta hỏi mọi người, này có thể khoan nhượng sao? Không thể. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều phát sinh trích gào, nhân loại tộc quần không biết tốt xấu, xác thực rất nhường bọn họ phẫn nộ. Từ giờ trở đi, nhân loại chính là chúng ta cùng chung kẻ địch. Dám cắt tuyệt chúng ta đột phá hy vọng, ngăn cản chúng ta con đường, không cách nào khoan dung. Tuyệt diệt bọn họ. Giết hết bọn họ. Tuyệt diệt nhân loại. Tình cảm quần chúng mãnh liệt mà đồng dạng ngồi ở lượng lớn vũ trụ tối cường giả bên trong hư chân ma thần, bắc cương liên minh minh chủ, thủy hóa đảo chủ nhìn tình cảnh này, cũng âm thầm hoảng sợ, kích động bọn họ trước bởi vì lợi ích gia nhập cái này liên minh, vốn là cũng là muốn hỗn chỗ tốt, dù sao dù như thế nào, nhân loại tộc quần cũng không thể đem tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn phương pháp nói cho bọn họ biết. Này cùng nhân loại lợi ích không phù hợp, vì lẽ đó, bọn họ chỉ có, thể gia nhập cái này liên minh, mới có thể được mình muốn, chỉ là trước đây không lâu đồng dạng gia nhập liên minh hắc trụ người sáng lập, yêu thú thủy tổ, ách trụ tử vong, nhưng cho bọn họ trong lòng vang lên cảnh báo, nhưng bọn họ rõ ràng, cùng nhân loại đã là không chết không thôi quan hệ, lần này là triệt để đắc tội với nhân loại, vì lẽ đó, bọn họ chờ đợi nhất chính là nhìn thấy nhân loại biến mất. Mà nguyên thủy vũ trụ hầu như hết thảy vũ trụ tối cường giả đều đứng ở nhân loại đối diện, trừ tọa sơn khách cùng tinh không trừ thú thủy tổ. Nhân loại trốn ở nguyên thủy vũ trụ, cho là chúng ta bắt bọn họ không có biện pháp chút nào, bọn họ quá ngây thơ. Cái kia nguy nga hình người sinh mệnh cười lạnh nói. Lần này, chúng ta được tử nguyệt thánh địa bằng hữu trợ giúp, tìm tới có thể chân chính uy hiếp đến nhân loại biện pháp, chỉ cần bọn họ còn muốn siêu thoát luân hồi, nhất định phải muốn đối với chúng ta thỏa hiệp. Cái gì? Lại có như vậy phương pháp? Các vũ trụ tối cường giả nghị luận sôi nổi. Hả? Lấy hư không chân chủ thân phận xen lẫn trong vũ trụ tối cường giả bên trong vương nghị cao mày, cảnh giác lên tử nguyệt thánh địa đang làm gì đó yêu thiêu thân những năm này hắn bốn cái thần thể vẫn ở biển vũ trụ hoạt động mà bởi vì biển vũ trụ liên minh đối với nguyên thủy vũ trụ phong tỏa giám thị hắn cũng rất khó trở lại trở lại nghĩ ra được liền khó khăn mà tử nguyệt thánh địa cái kia bốn phía 18 cánh tay ông lão cũng lộ ra nụ cười mà răng chân chủ ngươi nói mau là phương pháp gì mà răng lão quỷ ngươi đừng nhữ, nhanh nói rõ ràng rất nhiều vũ trụ tối cường giả đều dục ha ha nếu mọi người đều như thế nóng ruột muốn biết vậy thì mời tử nguyệt thánh địa nhiễm thời tin chủ vị là mọi người nói rõ đi. Cái kia nguy nga hình người bóng người ha ha cười nói, bốn phía 18 cánh tay ông lão đứng ra, trong sân mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả ánh mắt đồng thời hội tụ đến trên người hắn, bốn phía 18 cánh tay ông lão nhiễm thời tin chủ trong lòng nhưng là rất kích động, hắn nhiễm thời tin chủ là một cái phổ thông vũ trụ tối cường giả, ở mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả bên trong chỉ có điều không đáng chú ý một cái, lúc nào có như thế muôn người chú ý một khắc. Chư vị, nhiễm thời tin chủ mang theo cẩn thận nụ cười, chúng ta tử nguyệt thánh địa, vốn là là vũ trụ này biển hai đại thánh địa vũ trụ một trong, vốn là đã siêu thoát luân hồi, vẫn không tranh với đời, này nguyên thủy vũ trụ nhân loại nhưng lần nữa khiêu khích chúng ta tử nguyệt thánh địa, chúng ta tử nguyệt thánh địa cũng không phải dễ bắt nạt như vậy, đã như vậy, vậy thì mạnh mẽ phản kích, không phải vậy người khác còn cho là chúng ta thánh địa dễ ức hiếp. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả không phản đối, có cười nhạo, ai quan tâm các ngươi cùng nhân loại tranh chấp. Chúng ta chỉ muốn biết các ngươi lấy cái gì tới đối phó nhân loại, nhiễm thời tinh chủ nhìn thấy mọi người phản ứng, theo sát lại nói, mọi người đều biết nghĩ uy hiếp đến nhân loại không dễ như vậy bởi vì bọn họ trốn ở nguyên thủy vũ trụ chúng ta những này không thuộc về nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh là chịu đến nguyên thủy vũ trụ bản năng bài xích nhiều nhất chỉ có thể ở biển vũ trụ hoạt động là không có cách nào tiến vào nguyên thủy vũ trụ trong sân mọi người dồn dập gật đầu nếu không là như vậy bọn họ nhiều như vậy vũ trụ tối cường giả cũng không đến nỗi nắm chỉ là một cái nhân loại bộ tộc không có cách nào thế nhưng nhân loại tộc quần nhưng có một cái nhược điểm trí mạng không cách nào ẩn giấu nhược điểm nhiễm thời tinh chủ mỉm cười tung một câu nói. Đó chính là bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ. Băng đảo nổi yên tĩnh trong nháy mắt, vốn đang ở xì xào bàn tán các vũ trụ tối cường giả cũng định chỉ thảo luận, đồng thời nhìn về phía nhiễm thời tinh chủ cỡ nhỏ vũ trụ có điều, tự hồ có chút thế lực sớm biết được tin tức, hoặc là biết càng nhiều, như một ít thánh địa, vẫn như cũ rất là bình tĩnh. Nhiễm thời tinh chủ, ngươi nói rõ ràng, cỡ nhỏ vũ trụ, làm sao thành nhân loại nhược điểm. Một cái màu trắng côn trùng dáng dấp sinh mệnh khàn khàn nói cái khác vũ trụ tối cường giả trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc cỡ nhỏ vũ trụ là mỗi cái vũ trụ tối cường giả đang đột phá thời điểm do thần quốc diễn biến mà thành thoát liên nguyên thủy vũ trụ độc lập với biển vũ trụ nó cũng là vũ trụ tối cường giả sức mạnh cội nguồn không còn cỡ nhỏ vũ trụ vũ trụ tối cường giả không chết cũng nguyên khí đại thương cũng sẽ so với cái khác vũ trụ tối cường giả yếu một đoạn càng quan trọng là bọn họ lên cấp con đường phải dựa vào cỡ nhỏ vũ trụ không còn cỡ nhỏ vũ trụ siêu thoát luân hồi đều không làm được bởi vậy có thể thấy được cỡ nhỏ vũ trụ tầm quan trọng cỡ nhỏ vũ trụ trọng yếu như vậy thế nhưng nó nhưng vẫn không hề che lấp phiêu ở biển vũ trụ nhưng cũng không ai lo lắng qua tại sao cũng là bởi vì nó khó có thể bị phá hủy hiện nay đã biết trừ ba đại tuyệt địa không có bất kỳ một loại sức mạnh có thể uy hiếp đến cỡ nhỏ vũ trụ cái kia đường kính một ức năm ánh sáng cỡ nhỏ vũ trụ ẩn chứa cực kỳ sức mạnh khổng lồ vũ trụ tối cường giả bản thân đều không cách nào cùng loại sức mạnh này sánh ngang bởi vì đây là vũ trụ diễn biến đi ra kết quả. Cỡ nhỏ vũ trụ bản thân liền có không gì sánh kịp bảo vệ lực, không có bất kỳ một cái vũ trụ tối cường giả có thể lay động, mà nếu như dám xông vào vào bất luận cái nào vũ trụ tối cường giả cỡ nhỏ vũ trụ, cái kia mượn bản nguyên vũ trụ sức mạnh cỡ nhỏ vũ trụ cường giả có thể dễ dàng trấn áp bọn họ. Thậm chí, chỉ cần cỡ nhỏ vũ trụ chủ nhân đồng ý, hoàn toàn có thể đem bọn họ ngăn ở vũ trụ bên ngoài không vào được. Ở tình huống bình thường, đương nhiên không có cách nào uy hiếp đến một cái cỡ nhỏ vũ trụ nhiễm thời tinh chủ cũng không thừa nước đục thả câu, thế nhưng đây chỉ là phổ thông tình huống, nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng ta thánh địa thủy tổ có đại kỳ ngộ, siêu thoát luân hồi, đồng thời tìm tới đối phó nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ phương pháp. Một ít thế lực nên biết, cỡ nhỏ vũ trụ, không phải không cách nào phá hủy. Đương nhiên, bởi vì nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí hạn chế, ta không có cách nào nói quá nhiều. Vương tọa bên trong một ít thánh địa thế lực dồn dập gật đầu, bọn họ đến từ thánh địa vũ trụ, đương nhiên cũng biết một ít biển vũ trụ khó có thể biết được bí ẩn, tỉ như. Hủy diệt chân thần cỡ nhỏ vũ trụ, cần hư không chân thần bạo phát đỉnh cao chiến lực, hủy diệt hư không chân thần cỡ nhỏ vũ trụ, cần. Vĩnh hằng chân thần bạo phát đỉnh cao chiến lực, đương nhiên, bọn họ có lẽ không biết người sau, nhưng tuyệt đối rõ ràng cỡ nhỏ vũ trụ không phải cứng trắng không thể phá vỡ, không cách nào lay động. Nhân loại trốn ở nguyên thủy vũ trụ, chúng ta nắm nguyên thủy vũ trụ không có cách nào. Nhiễm thời tinh chủ cười lạnh nói. Ở nguyên thủy vũ trụ, bọn họ xác thực là an toàn, nhưng vậy thì thế nào? Bọn họ nghĩ siêu thoát luân hồi, phải dựa vào cỡ nhỏ vũ trụ, không còn cỡ nhỏ vũ trụ, bọn họ lấy cái gì siêu thoát luân hồi, được viễn cổ văn minh truyền thừa thì lại làm sao? Ba cái luân hồi thời đại qua đi, đại nạn vừa đến, như thế đến yên diệt trong năm tháng. Rất nhiều vũ trụ tối cường giả nóng rụt lên. Nhiễm thời tinh chủ, ngươi nói mau, đến cùng là cái gì phương pháp? Vương Nghị cũng ánh mắt lạnh lẽo nhìn, trong lòng đối với tử Nguyệt Thánh Địa Sát Ý càng ngày càng mạnh, nhiễm thời tinh chủ nói rằng kỳ thực, cũng không cái gì đặc biệt, giống chúng ta nơi này thần nhãn tộc bảy đại chân chủ, bọn họ cũng từng từng chiếm được một ít di tích cổ truyền thừa, cẩn thận nghiên cứu, thậm chí có một ít liên hợp cùng đánh phương pháp. Như một ít thánh địa vũ trụ, bọn họ phương thức chiến đấu, phương thức tu luyện rất là đặc biệt. Những thời tin chủ âm thanh sụp sôi, chúng ta tử nguyệt thánh địa, thì có một liên hợp cùng đánh phương pháp, có thể để cho lượng lớn vũ trụ tối cường giả liên hợp lại, sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ, phát huy càng mạnh hơn công kích. Mọi người đều biết, một ít cường giả liên hợp triển khai công kích, quy lực bình thường là vượt xa cá thể. 10 cái cấp 7 cường giả liên hợp công kích, vượt qua cấp 8. Cấp 8, vượt qua cấp 9. Cấp 9, vượt qua cấp 10. Lượng biến, tạo thành chất biến. Liên minh chúng ta nhưng là có mấy chục vạn vũ trụ tối cường giả, toàn bộ biển vũ trụ không có cái vũ trụ kia biển đã từng hội tụ nhiều như vậy số lượng, mạnh mẽ như vậy thế lực. Nhiễm Thời Tinh chủ ánh mắt cùng nhiệt, trên băng đảo nổi hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người bị Nhiễm Thời Tinh chủ đánh động. Đúng đấy, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả, đồng thời bạo phát, sẽ là sức tấn công đáng sợ cỡ nào. Một ngàn cái vũ trụ tối cường giả liên hợp, không làm gì được một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Vậy thì một vạn cái, một vạn cái không được, vậy thì mười vạn cái. Những thời tin chủ lớn tiếng nói, chúng ta nhưng là có rồng đã sắp tới 30 vạn vũ trụ tối cường giả, lại thêm vào chúng ta có liên hợp công kích phương pháp, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả liên hợp công kích, quy lực kia đem đạt đến mức nào. Cho dù cỡ nhỏ vũ trụ, đều không thể chịu đựng đi. Nhân loại, có thể bảo vệ bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ sao? Không gánh nổi, bọn họ phải thỏa hiệp, chúng ta có thể thỏa thích yêu cầu nhân loại tất cả, nhưng bọn họ giao ra viễn cổ văn minh tu luyện chỉ dẫn, nhưng bọn họ cúi đầu. Nhiễm thời tin chủ cười lạnh nói. Không cúi đầu, bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ liền sẽ bị liên minh chúng ta đại quân phá hủy. Không còn cỡ nhỏ vũ trụ, bọn họ nhất định sẽ diệt vong. Băng đảo giờ khắc này yên tĩnh chỉ còn dư lại tiếng gió rít gào âm thanh, mỗi cái vũ trụ tối cường giả đều ánh mắt hừng hực lên vương nghị ánh mắt cũng lạnh lẽo đến cực điểm nhiễm thời tin chủ len ken mạnh mẽ âm thanh đắt đỏ vang lên lần này liên minh chúng ta tất thắng chương 774 trăm uy hiếp nguồn mê truyện audio com vương nghị lập tức đem tin tức truyền về nhân loại cao tầng biết được sau rất là khiếp sợ sắp tới 30 vạn vũ trụ tối cường giả liên hợp công kích phương pháp hủy diệt cỡ nhỏ vũ trụ Nhân loại cường giả nhóm sợ hãi lên, vừa vội vừa giận. Đặc biệt là biết được này liên hợp công kích phương pháp là Tử Nguyệt Thánh Địa cung cấp, càng là đối với Tử Nguyệt Thánh Địa hận thấu xương, nhưng là, hiện tại quan trọng nhất vẫn là giải quyết thế nào trước mắt này cảnh khốn khó. Cự phủ, hỗn động thành chủ, các ngươi cỡ nhỏ vũ trụ chống đỡ được công kích này sao? Bành công chi chủ sắc mặt nghiêm túc, biển vũ trụ còn xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế, lại có thế có người có thể trực tiếp hủy diệt cỡ nhỏ vũ trụ, dù sao biển vũ trụ xưa nay chưa từng xuất hiện mạnh mẽ như vậy một nguồn sức mạnh, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả, này trước ai nghĩ tới đến. Cự phủ người sáng lập cùng hỗn động thành chủ nhìn nhau, sắc mặt cũng khó coi, nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, cung điện bên trong cái khác vũ trụ chi chủ trong lòng cũng trở nên nặng nề, cỡ nhỏ vũ trụ, là vũ trụ tối cường giả căn cơ. Thật muốn là cỡ nhỏ vũ trụ bị hủy diệt, bọn họ con đường phía trước cũng là đứt đoạn mất càng quan trọng là nhân loại tương lai sinh ra mới vũ trụ tối cường giả cỡ nhỏ vũ trụ chỉ sợ đều không gánh nổi không có cỡ nhỏ vũ trụ liền không có thể đột phá tương lai không cách nào siêu thoát luân hồi nhân loại đem diệt vong đây là nhân loại không thể chịu đựng liên minh thật muốn đem chúng ta vào chỗ chết bức a hắc ám chi chủ âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vì viễn cổ văn minh truyền thừa bọn họ cái gì không thể làm Hoàng giám chi chủ tức giận nói vương nghị tâm tình cũng rất nặng nề Hắn cũng không nghĩ tới, này Liên Minh lại như thế tàn nhẫn. Lập tức nắm lấy nhân loại chỗ yếu, kỳ thực nghĩ hủy diệt một cái cỡ nhỏ vũ trụ rất khó khăn, coi như mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả liên hợp, thế nhưng làm sao đem công kích dẫn dắt cùng nhau phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng không phải một chuyện đơn giản, nếu không là Tử Nguyệt Thánh Địa chủ động cung cấp, phỏng chừng Liên Minh còn không nhanh như vậy tìm tới uy hiếp nhân loại phương pháp. Tử Nguyệt Thánh Địa, thật là đáng chết. Tử Nguyệt Thánh Địa là đáng chết, thế nhưng chúng ta hiện tại có biện pháp gì? lẽ nào thật sự như liên minh nói tới đem truyền thừa tin tức chấp tay dân cho người không giao ra đi thì thế nào chẳng lẽ muốn nhìn cự phủ bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ bị hủy diệt sao cự phủ bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ bị hủy diệt chúng ta nhân loại liền triệt để không hy vọng đều yên tĩnh một chút ta cảm thấy liên minh không thể tin hiện tại còn không thấy chân tướng ai biết cái kia liên minh đúng hay không người mông cung điện bên trong nhân loại cao tầng lẫn lộn cùng nhau hết đường xoay sở thực sự là lẫn nhau chênh lệch quá lớn mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả đây là một cái khiến người tuyệt vọng con số, nhân loại hiện tại tính cả bị vĩnh cửu trấn áp nguyên tổ, thêm vào cự phủ người sáng lập cùng hỗn động thành chủ, cũng mới ba cái vũ trụ tối cường giả, làm sao đấu, vương nghị cũng đang suy tư phá cục phương pháp. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể dùng cái kia biện pháp. Vương nghị ánh mắt lạnh lẽo vô tình, nhìn bên cạnh La Phong một chút, La Phong cũng sắc mặt phẫn nộ, trong mắt lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng, tự hồ nhận ra được vương nghị ánh mắt, nhìn lại, gật gù, phỏng chừng hai người đều nghĩ tới cùng nhau đi, nơi nào đó biển vũ trụ, Tối sầm lại đỏ chiến giáp sinh vật hình người đứng ở trên hư không bên trong, sau lưng năm đôi cánh chim mở ra, khí tức uy thế mênh mông vô biên, ở dưới chân hắn nằm một bộ tàn tạ chân thần thi thể. Biển vũ trụ liên minh, hy vọng các ngươi không nên ép ta sử dụng cánh chim nguyên. Cái kia đánh đổi là các ngươi không thể chịu đựng. Vương Nghị trong lòng sát ý lẫm liệt. Trước mặt đã giết chóc biển vũ trụ chân thần 2879, 3000. Những năm này theo khắp nơi biển vũ trụ nhằm vào nhân loại bộ tộc vương nghị dết chóc càng thêm làm càng hắn đã không tận lực lựa chọn mục tiêu chỉ cần là biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả có thể giết liền giết thiện ác không đáng kể vương nghị đánh dấu được cánh chim cùng la phong hỗn độn kim dực như thế đều là vĩnh hằng chân thần sử dụng cơ giới bảo vật thuộc về viễn cổ văn minh cường giả thần lực trải qua nguyên chuyển hóa thành năng lượng cực kỳ đáng sợ lại xuyên thấu qua sáu đôi cánh chim bên trong công kích cánh chim phát ra ngoài sáu đôi cánh chim cái kia ẩn chứa quan trọng nhất, nguyên, cánh chim sắc bén nhất mạnh nhất, nguyên, độc nhất vô nhị, vũ trụ pháp tắc quy tắc vận chuyển nhưng ở hạn chế. Như chí cường chí bảo, xuất thế không nhiều, như thí ngô vũ dực, thuộc về trong cõi u minh một chút hy vọng sống, cũng phân là tản ra đến, có thể hay không được phải xem vận khí, viễn cổ văn minh bên trong vĩnh hằng chân thần nhóm xuyên thấu qua cơ giới lưu bảo vật chứa đựng thần lực, biển vũ trụ chân thần thần lực là không cách nào bổ sung, hiển nhiên trong cõi u minh chí cao quy tắc ở ảnh hưởng tất cả, mà trong nguyên tác thiến ngô vũ dực nguyên hiển nhiên là lấy phù hợp chí cao quy tắc phương. Pháp xuất hiện ở đây, lúc này mới có thể nhường La Phong sử dụng, mà nguyên, chính là vĩnh hằng chân thần thôi phát hỗn độn kim dực hoàn toàn thể, chỉ sợ là cao nhất một tầng cực hạn uy năng dưới chứa đựng năng lượng, uy năng lớn, liền chí cường chí bảo, chân thần binh khí, cũng phải vỡ vụn. Uy năng như thế, coi như hư không chân thần cỡ nhỏ vũ trụ đều chịu đựng không được, trong nguyên tắc 800 vạn giới thú tụ hợp lại một nơi, đều bị La Phong mượn, nguyên quy lực một đòn giết chết biển vũ trụ mấy trăm ngàn chân thần. Sợ cũng đến chết sạch sành xanh, thế nhưng nguyên, chỉ có thể triển khai một lần, loại này đại sát khí, vương nghị kỳ thực không quá muốn dùng ở biển vũ trụ liên minh trên người, có điều, nếu như cuối cùng không đường có thể đi, vương nghị hoặc là la phong liền không thể không triển khai nguyên. Biển vũ trụ liên minh phái người truyền lời, nhưng chúng ta ở trong vòng trăm năm dành cho trả lời, nếu như không đem viễn cổ văn minh truyền thừa tin tức giao ra đây, liền hủy diệt chúng ta một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Hư nghĩ vũ trụ, từ phủ thần điện trước, tất cả nhân loại cường giả tụ hội, hỗn động thành chủ sắc mặt băng hàng, nhân loại cường giả nhóm mỗi cái phẫn nộ. Liên minh thực sự là khinh người quá đáng. Nhưng là một trận cảm giác vô lực sau đó dâng lên bọn họ trong lòng, đối mặt mạnh mẽ như vậy liên minh, ai có thể chống đỡ. Biển vũ trụ, xung quanh tràn ngập phản phất sương mù giống như hỗn động khí lưu, cách đó không xa đang có một to lớn thiên thể ở phía trước trong hư không, to lớn vũ trụ tường mỏng tràn ngập kéo dài mở ra, một chút không nhìn thấy phần cuối. Chỉ là vũ trụ này tường mỏng quá tàn tạ, một chút nhìn lại, liền nhìn thấy mấy trăm cái phá toái bất quy tắc cửa động cùng vết nứt, khiến hỗn độn khí lưu hoàn toàn qua lại biển vũ trụ cùng cái kia vũ trụ tường mỏng bên trong, chỉ thấy ở hỗn độn khí lưu không ngừng du đảng, trùng kích cái kia vết nứt, khiến vũ trụ tường mỏng vết nứt biên giới chính đang rung động, xa xa nhìn lại, phá toái không gian mảnh vỡ, không gian mảnh vỡ bên trong có đại lục mảnh vỡ. To lớn dãy núi ở trôi nổi. Một ít to lớn phá toái thần thi cũng ở trôi nổi. Trào. Xa xôi nơi cái kia chỗ cao vũ trụ tường mỏng trực tiếp có một khối rụng xuống, toàn bộ vũ trụ đều đang đứng ở tan vỡ tiến trình bên trong, khi thì liền có vũ trụ tường mỏng bốc ra, những kia không gian mảnh vỡ tình cờ lẫn nhau va chạm làm cho lại lần nữa phân liệt, khiến một ít đại lục vỡ vụn càng thêm tiểu, đây là một cái từ lâu chết đi rách nát cỡ nhỏ vũ trụ, vũ trụ tối cường giả chết đi, hắn cỡ nhỏ vũ trụ tự nhiên rách nát. Mà xung quanh lít nha lít nhít chi chít như sao trên trời phân tán. Lượng lớn nguy nga bóng người, mỗi cái tỏa ra ngập trời khí thế. Chiêu vị, bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên, đến từ minh hoàng thánh địa thủ lĩnh bố lan đức mỉm cười nói cái kia nhân loại tộc quần chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta vì lẽ đó chúng ta đến cho bọn họ một cái cảnh cáo không phải vậy bọn họ có thể sẽ không dễ dàng giao ra coi như sinh mệnh truyền thừa hắn hoàng nhìn trái nhìn phải khẽ cười nói chư vị các ngươi sẽ không phải chỉ thỏa mãn chỉ là một ít tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn truyền thừa tin tức đi lẽ nào các ngươi không nghĩ đến đến càng nhiều vì lẽ đó, chúng ta phải bày ra có thể hủy diệt nhân loại tộc quần thực lực, nhưng bọn họ rõ ràng chính mình tình cảnh. Xung quanh lít nha lít nhít, che ngập bầu trời vũ trụ tối cường giả đều trong lòng hừng hực, đúng đấy, liên minh bọn họ cường đại như thế, đủ để nghiền ép tất cả. Đương nhiên đến được càng nhiều nhân loại. Một con kiến thôi, liên minh tùy ý là có thể ép chết, muốn hắn truyền thừa, hắn dám không cho hiện tại toàn bộ liên minh đều bị tương lai phong phú tiền cảnh cho điều động cùng nhiệt lên, bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên thỏa mãn thấy cảnh này, được đoạn đông hà truyền thừa, có điều là bước thứ nhất, người ở sau lưng hắn, càng để ý đã diệt vong, ngô quốc, thế lực đúng hay không còn có tiếp tục kéo dài sức mạnh. Có điều không đáng kể, đem nhân loại tuyệt diệt, tất cả là có thể giải quyết, nhân loại coi như giao ra truyền thừa, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha, chuyện cười, ngươi nói đem truyền thừa giao ra đây. Ai biết ngươi đúng hay không lén lút cất giấu quan trọng nhất, hắn đã sớm có sắp xếp. Mặc kệ nhân loại đúng hay không thỏa hiệp cúi đầu, liên minh đều sẽ không bỏ qua bọn họ, nhân loại tộc quần cỡ nhỏ vũ trụ, cuối cùng cũng phải hủy diệt cái này luân hồi thời đại vừa qua đi nhân loại không có cỡ nhỏ vũ trụ hết thảy đến theo nguyên thủy vũ trụ đồng thời hủy diệt nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng có thể được thủy tổ ngợi khen tương lai siêu thoát luân hồi đi đến thủy tổ nơi đó cũng là tiền đồ vô lượng bao bọc vải trắng đi chân trần da đen thanh niên trong lòng hừng hực sắp tới 30 vạn vũ trụ tối cường giả ấn chiến trận sắp xếp mỗi người đều có vị trí của chính mình mỗi cái cường giả thần thể đều khống chế ở 10 vạn km cao đến lúc này cấp 7 vũ trụ tối cường giả vẫn là cấp 8, cấp 9, cấp 10 vũ trụ tối cường giả đã không đáng kể, bởi vì bọn họ chỉ cần ấn chiến trận triển khai chính mình công kích liền tốt, không có chí bảo bí pháp, mỗi cái vũ trụ tối cường giả thần thể sức mạnh kỳ thực cách biệt không có mấy, căn cứ thánh địa vũ trụ thế lực được tin tức suy đoán, 1000 vũ trụ tối cường giả ấn chiến trận liên hợp công kích, có thể đạt đến hư không chân thần ngưỡng cửa. Một vạn vũ trụ tối cường giả liên hợp công kích có thể đạt đến hư không chân thần trung đẳng, 10 vạn vũ trụ tối cường giả liên hợp công kích, có thể đạt đến hư không chân thần đỉnh phong, phải chú ý là bởi vì nguyên thủy vũ trụ quy tắc hạn chế ở biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả vẽn vẹn biểu hiện ra vũ trụ chi chủ vạn lần gian thần lực quy năng vì lẽ đó bọn họ thần thể sức mạnh kỳ thực đã bị suy yếu gấp trăm lần vì lẽ đó một ngàn vũ trụ tối cường giả mượn chiến trận triển khai liên hợp công kích mới miễn cưỡng đạt đến hư không chân thần ngưỡng cửa mà trên thực tế, chiến trận này ở viễn cổ văn minh trên chiến trường uy lực càng thêm to lớn, chỉ cần 100 tên tinh nhuệ chân thần chiến sĩ, mượn chiến trận hoàng mỹ phát huy, gần như là có thể cùng một tên yếu nhất hư không chân thần ngang hàng. Đương nhiên, viễn cổ văn minh chân thần đó là tuyệt đối mạnh mẽ, mặc kệ là chí bảo vẫn là bí pháp, đều là cao cấp nhất, thậm chí còn biết một chút viễn cổ văn minh bí thuật, như thần lực thiêu đốt các loại, dễ dàng là có thể đạt đến cấp chính thậm. Chí cấp 10 sức chiến đấu, đó là biển vũ trụ bần cùng lạc hậu các vũ trụ tối cường giả không cách nào so với, đồng thời, tử nguyệt thánh địa thủy tổ cho có điều là không trọn vẹn liên hợp công kích phương pháp chỉ có thể chỉ một đêm hết thảy trong chiến trận chân thần sức mạnh dẫn dắt liên hợp lại cùng nhau tiến hành công kích cho tới những biến hóa khác một điểm đều không có có điều này đã đầy đủ liên minh có điều là muốn phá hủy nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ lại không phải thật sự nghĩ đánh trận đương nhiên không cần như vậy hoàng mỹ chiến trận lại nói ở biển vũ trụ bọn họ nơi nào đến kẻ địch tử nguyệt thủy tổ có điều là nghĩ hủy diệt nhân loại nhưng sẽ không làm chuyện vớ vẩn nếu như không phải liên minh tồn tại này liên hợp công kích phương pháp cũng không có đất dụng võ, dù sao chính là tử nguyệt thánh địa, cũng có điều mấy trăm vũ trụ chi chủ cùng mấy cái vũ. Trụ tối cường giả, có thể làm gì dùng? Cũng chỉ có liên minh tụ tập độ lượng vũ trụ tối cường giả, mới nhường này một chiêu phát huy ra đáng sợ lực sát thương, thậm chí có thể phá hủy cỡ nhỏ vũ trụ, đương nhiên. Tử Nguyệt Thánh Địa Thủy Tổ cũng không lo lắng sẽ uy hiếp đến chính mình cỡ nhỏ vũ trụ, bởi vì liên minh cường giả số lượng còn không đạt tới vĩnh hằng chân thần cấp độ. Mà liên minh thành viên đều là đến từ 3.000 vĩ độ biển vũ trụ, phe phái nhiều không kể xiết, không có cái nào có thể chủ đạo, hiện tại là bởi vì cộng đồng lợi ích mới ngưng tụ tập cùng một chỗ, vạn nhất được viễn cổ văn minh truyền thừa, ai còn nguyện ý nghe người khác chỉ huy, vì lẽ đó, chân chính tao ngộ tuyệt cảnh, là nguyên thủy vũ trụ nhân loại, bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ, sau đó phải đối mặt liên minh đại quân uy hiếp. Thiêu đốt thần lực theo một cái phụ trách chủ đạo chỉ huy vũ trụ tối cường giả truyền âm, chiến trận rồng đã sắp tới 30 vạn vũ trụ tối cường giả, dồn dập bắt đầu thiêu đốt thần thể. Oanh! toàn bộ biển vũ trụ phản phất đều chấn động lên, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả tụ tập cùng nhau bạo phát, thiêu đốt thần lực, này cổ uy lực nên cỡ nào to lớn, hỗn độn khí lưu đều trong nháy mắt bị xếp không, vũ trụ pháp tắc đều mất đi tác dụng. Chỉ còn dư lại cái kia cháy hừng hực thần lực, ở trong hư không là như vậy chói mắt, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả mỗi cái 10 vạn km cao, trên dưới phải trái, duy trì khoảng cách nhất định, thế nhưng vẫn như cũ bao phủ vượt qua một năm ánh sáng phạm vi, như một cái to lớn hình cầu, toàn bộ một năm ánh sáng phạm vi, đều là sôi trào thần lực, đồng thời xa xa truyền ra, cái kia ngập trời uy năng, cách xa xôi ngàn ức, vạn ức năm ánh sáng, cũng có thể cảm giác được cái kia mênh mông khí tức mà ở. Phía xa địa phương, còn có vô số đến từ cái khác biển vũ trụ vũ trụ chi chủ ở nhìn tình cảnh này, bọn họ cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy, như con kiến đối mặt hồng thủy tai nạn như thế, như vậy nhỏ bé, đây là một luồng vượt xa bọn họ tưởng tượng sức mạnh. Công kích. Theo một tiếng mệnh lệnh, hết thảy chiến trận vũ trụ tối cường giả, đều trong cùng một lúc đối với xa xa phía trước cái kia rách nát cỡ nhỏ vũ trụ triển khai chính mình công kích, cái gọi là hủy diệt cỡ nhỏ vũ trụ, kỳ thực chính là oanh kích ở cỡ nhỏ vũ trụ bản nguyên lên, một viên cỡ nhỏ vũ trụ bản nguyên nhất định là ở trung ương nhất nơi, mà căn bản là không có cách di động, chỉ cần có thể yên diệt bản nguyên, cỡ nhỏ vũ trụ tự nhiên phá diệt, thế nhưng, hiện tại liên minh có điều là biểu thị. Một lần uy lực, mục tiêu là một cái không chút nào sức sống cỡ nhỏ vũ trụ, dùng để chấn động nhiếp nhân loại tộc quần. Oanh. Oanh. Oanh từng vị vũ trụ tối cường giả đều dựa theo chiến trận vị trí triển khai chính mình công kích từng đạo từng đạo to lớn thần lực cột sáng đánh văng ra ngoài mỗi người đều hoàn mỹ trong cùng một lúc phát sinh chính mình công kích rộng rã sắp tới ba một trăm ngàn đạo to lớn thần lực cột sáng sẽ qua không gian như một dọc tích thủy hội tụ thành một dòng sông ở một khắc tiếp theo ngưng tụ thành một đạo không thể nào tưởng tượng được to lớn cột sáng nó là như vậy to lớn như vậy chói mắt toàn bộ thế giới đều ở cột sáng này trước mặt ẩm đạm phai mờ qua địa phương không gian đều yên diệt thành chân chính hư vô, sau đó, nó trong nháy mắt đánh vào cái kia đổ nát trách nát vô cùng to lớn cỡ nhỏ vũ trụ lên. Chương 775 Tối hậu thư Nguồn Mê truyện audio com Cỡ nhỏ vũ trụ tường mỏng trực tiếp bị xuyên thủng, cột sáng kia vẫn bay, ven đường không gian mảnh vỡ, đại lục, thần linh thi thể tất cả chỉ cần bị cuốn vào đều bị hủy diệt lấy vượt xa tốc độ ánh sáng hàng tỷ lần tốc độ biến mất ở cỡ nhỏ vũ trụ phần cuối, cuối cùng đường kính một ức năm ánh sáng cỡ nhỏ vũ trụ, bị toàn bộ xuyên thủng, tình cảnh này, bị toàn bộ biển vũ trụ vô số sinh linh nhìn thấy. Cỡ nhỏ vũ trụ đều bị xuyên thủng. Hết thảy mọi người bị chấn động ở biển vũ trụ liên minh công kích cỡ nhỏ vũ trụ toàn bộ quá trình cũng bị truyền về nhân loại tộc quần khi thấy cái kia ánh sáng ống ánh trụ đem cỡ nhỏ vũ trụ toàn bộ xuyên thủng biến mất ở không biết nhiều nơi xa xôi nhân loại tộc quần các cao tầng sắc mặt đều khó nhìn cực kỳ Bầu không khí rơi vào giống như chết yên tĩnh, bọn họ rõ ràng, đây là biển vũ trụ liên minh ở đối với bọn họ khoe khoang võ lực. Chứng minh bọn họ có năng lực phá hủy nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ, nhân loại tộc quần chính là bọn họ trên thất gỗ cá, bọn họ muốn làm sao giết liền làm sao giết, vốn là nhân loại tộc quần còn có may mắn tâm lý, cho rằng biển vũ trụ liên minh nói không chắc chỉ là hù dọa chính mình, nhưng là trước mắt tình cảnh này nhường bọn họ biết, biển vũ trụ liên minh thật sự có năng lực làm cho nhân loại rơi vào diệt vong tuyệt cảnh. Cỡ nhỏ vũ trụ một khi bị hủy diệt, nhân loại chỉ có thể sống qua này một thời đại, nguyên thủy vũ trụ vừa vỡ diệt, tất cả nhân loại đều phải chết, trừ phi nương nhờ vào cái khác cỡ nhỏ vũ trụ, nhưng điều này có thể sao, nhân loại tộc quân tình nguyện diệt vong, cũng không muốn nương nhờ vào những thế lực khác mà biển vũ trụ liên minh lại phát tới thông điệp. 100 năm thời gian, nhân loại các ngươi không đem truyền thừa giao ra đây, liền đem bọn ngươi cỡ nhỏ vũ trụ toàn bộ hủy diệt. Đối mặt uy hiếp như vậy, nhân loại lại uất ức lại phẫn nộ, nhưng không có cách nào phản kháng. Thực lực chênh lệch quá lớn nghĩ liều mạng giải dụa đều không làm được, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả A, à, tương đương với nhân loại tộc quần đơn độc cùng ba ngàn cái biển vũ trụ đối kháng, Chênh lệch này thực sự quá to lớn, không tính vương nghị này quái thai, tùy tiện một cái biển vũ trụ, kỳ thực đều so với hiện tại nhân loại mạnh hơn nhiều, nhân loại càng quan trọng là phát triển tiềm lực, chỉ cần bọn họ tiếp tục tiếp tục phát triển, tương lai thêm ra mấy trăm vũ trụ tối cường giả là chuyện rất bình thường, nhưng là muốn là không vượt qua trước mặt cửa ải khó chỉ sợ nhân loại tộc quần liền không sau đó, ở nhân loại bị cảnh khốn khó thời điểm, nguyên thủy vũ trụ khắp nơi cũng lên cái khác tâm tư, ở ban đầu, biển vũ trụ liên minh vây quanh phong tỏa nguyên thủy vũ trụ thời điểm, những kia hồng minh vũ trụ chi chủ chỉ là oán giận phát trâu nhau, mặt ngoài vẫn là rất nghe theo, nhưng là bây giờ biển vũ trụ liên minh dương ra hiện có thể hủy diệt nhân loại thực lực, hồng minh bên trong lập tức xuất hiện biến hóa mới. Xuất hiện thành viên lui ra hồng minh, còn có các loại lời đồn đại truyền tới. Nhân loại xong đời thực sự là suối quẩy, lúc trước còn tưởng rằng gia nhập nhân loại có chỗ tốt, hiện tại chỗ tốt không có, bức liền biển vũ trụ đều tiến vào không được. Đi thôi, tiếp tục lưu lại không tiền đồ. Nhân loại muốn xong. Vốn là những năm này vũ trụ bên trong gia nhập hồng minh có hơn 400 vũ trụ chi chủ, đã tiếp cận toàn bộ vũ trụ một phần ba, thế nhưng theo thế cuộc biến hóa, lập tức có một nửa vũ trụ chi chủ lui ra. Hơn nữa theo thời gian hoãn lại, lui ra thành viên còn càng ngày càng nhiều, đối với những này lui ra, nhân loại cũng không ngăn trở, thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn thấy nhân loại rơi vào tuyệt cảnh một ít thế lực cũng cười trên sự đau khổ của người khác dù sao nhân loại trước là phi thường hung hăng như bị nhân loại làm cho xa xứ yêu tộc cơ giới tộc trùng tộc các loại nguyên đỉnh phong bộ tộc càng là cao hứng nhìn thấy nhân loại xui xẻo đồng thời trong lòng âm thầm bay lên chờ đợi nhân loại vừa xong đời nói không chắc bọn họ còn có trở lại đỉnh phong hy vọng bất quá bọn hắn cũng chỉ là ngẫm lại dù như thế nào nhân loại tộc quần bây giờ cũng là nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất một thế lực biển vũ trụ liên minh có thể ức hiếp nhân loại, đó là bọn họ có thực lực, nguyên thủy vũ trụ có thể không ai dám vào lúc này khiêu khích nhân loại, cho dù lui ra hồng minh đã là những thế lực kia có thể làm cực hạn, nguyên thủy vũ trụ cường giả cũng lo lắng, bây giờ không cùng nhân loại phân rõ giới hạn, chờ sau này bọn họ có người đột phá vũ trụ tối cường giả nên làm gì mà biển vũ trụ cũng có chuyện truyền đến, chỉ cần nguyên thủy vũ trụ cùng nhân loại tộc quần thoát ly nhân loại trận doanh. Phân rõ giới hạn, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cứ như vậy, thoát ly nhân loại tộc quần càng thêm nhiều bọn họ sợ đắc tội với nhân loại nhưng càng sợ bị biển vũ trụ liên minh nhằm vào lại nói gia nhập nhân loại rất nhiều đều là truyền thừa tin tức nếu như truyền thừa tin tức không phải thuộc về riêng nhân loại một nhà cái kia thêm không gia nhập nhân loại liền không cần thiết đi thôi cùng ta nhân loại không phải một lòng đi rồi cũng tốt la phong đứng ở nguyên thủy bí cảnh trong tinh không thần điện chỗ cao nhìn từng vị dị tộc vũ trụ chi chủ rời đi trong lòng yên lặng nói nhân loại tộc quần đối với những này có đầu tường vũ trụ chi chủ chưa từng có quan tâm qua có bọn họ đối với bọn họ đều đối với nhân loại tộc quần thế cục bây giờ không có trợ giúp, nhân loại cũng đoán được này sau lưng có lẽ cũng có biển vũ trụ thế lực đổ thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng, cho bọn họ gây càng nhiều áp lực cho nhân loại tộc quần xây dựng một loại trong ngoài đều địch, bị cô lập cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, biển vũ trụ liên minh là phong ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như đao. Hắn hiện tại kỳ thực cũng chỉ có ba đôi cánh chim, thế nhưng ẩn chứa nguyên cái kia đôi cánh chim đã chiếm được, chỉ là nguyên chỉ có thể triển khai một lần la phong không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc sống còn là sẽ không sử dụng mà biển vũ trụ liên minh thật giống ở tìm đường chết như thế chính là đang không ngừng khiêu chiến hắn điểm mấu chốt mặc kệ la phong vẫn là vương nghị hiện tại đều đối với biển vũ trụ liên minh tràn ngập sát ý biển vũ trụ liên minh còn không biết có thanh đao dơ lên cao ở trên đầu mới chết đến nơi rồi còn đang vì đó trước chiến trận triển khai thành quả mà vô cùng phấn khởi rất nhiều biển vũ trụ liên minh thành viên đều cảm thấy nhân loại tộc quân nhìn thấy kết quả như thế này nhất định lập tức sẽ hướng về biển vũ trụ liên minh cuối đầu truyền thừa dễ như trở bàn tay nhân loại tộc quân hoặc là chỉ có thể thỏa hiệp hoặc là nhìn mình hướng đi diệt vong bọn họ cực kỳ khẳng định chỉ cần nhân loại không ngốc nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn giao ra truyền thừa còn có thể tiếp tục kéo dài không giao vậy khẳng định diệt vong làm thế nào còn phải nghĩ sao tổ thần giáo tổ thần giáo nhóm cao tầng tụ hội tổ thần cung nhân loại hiện tại phiền phức lớn rồi già nua tổ thần thở dài nói hộ giáo thú thần một trong hàng kình chi chủ cười nhạo nói ai làm cho nhân loại được viễn cổ văn minh truyền thừa ai không đỏ mắt trước nhân loại tộc quần ở nguyên thủy vũ trụ xưng bá không có người là đối thủ của bọn họ thế nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện vũ trụ đường nối nhiều như vậy biển vũ trụ lại đây cũng nghĩ ra được này truyền thừa nhân loại sẽ gặp ương cũng là tất nhiên đối với này truyền thừa, lúc trước biển vũ trụ ai không đỏ mắt, tổ thần giáo cũng không ngoại lệ, tổ thần giáo bây giờ nhìn như lợi hại, có bản nguyên vũ trụ nâng đỡ. Chỉ khi nào này một vòng về thời đại kết thúc, cũng phải rời đi nguyên thủy vũ trụ. Đến thời điểm không nguyên thủy vũ trụ nâng đỡ, tổ thần giáo thực lực tất nhiên giảm nhiều, tổ thần giáo đám kia vũ trụ chi chủ, cái kia ba vị tổ thần, lẽ nào liền không được suy nghĩ một chút siêu thoát luân hồi sự tình, đáng tiếc, bọn họ tuy rằng không phải là loài người bộ tộc kẻ địch, nhưng nhân loại tộc quần cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem truyền thừa cho bọn họ, hơn nữa bọn họ đang ở tổ thần giáo, cũng không có thể đánh cảm động nhân loại. Chỉ có thể nhìn ước ao hiện tại nhân loại tao. Ngộ cảnh khốn khó, những này tổ thần giáo cao tầng cũng là cười trên sự đau khổ của người khác nhiều lắm, song diện tổ thần thở dài nói. Vũ trụ này đừng nối mở ra, thực sự quá đột nhiên. Liên tổ thần giáo đều không được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí chỉ thị theo đạo lý tới nói giống như vậy thay đổi biển vũ trụ thế cuộc biến cố nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí như thế sẽ có dưới chỉ thị đạt thế nhưng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí lần này thật giống bỗng nhiên mắt bị mù như thế chỉ thị gì đều không có biển vũ trụ liên minh quá mạnh mẽ liền cỡ nhỏ vũ trụ cũng có thể phá hủy nhân loại tộc quần là không hề có một chút năng lực phản kháng nào thiếu niên tổ thần nói rằng theo ta thấy sau đó nhân loại tộc quần nếu như không có những biện pháp khác nên muốn thỏa hiệp là muốn thỏa hiệp. Những người khác đều gật đầu, mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả, quá mức dọa người, tin không cự thú liên minh thánh địa, thú thần giới, rộng lớn mênh mông, ở trong đó một mảnh liên miên dãy núi khu vực, trong đó một ngọn núi đỉnh, một thân áo bào trắng thủy tổ ông lão chính ngồi ở một bên, cùng hắn ngồi đối diện nhau là một tên đầu sinh ống ánh hai sừng áo xanh ông lão, hai tên ông lão ngồi đối diện nhau, mặc kệ là thủy tổ, vẫn là tòa sơn khách, hai người bọn họ đều là phân thân dáng lâm ở. Này, tòa sơn khách, xem ra, ngươi đồ đệ rơi vào cảnh khốn khó thủy tổ mỉm cười nói cái này biển vũ trụ liên minh thực sự làm người ta bất ngờ tọa sơn khách lắc đầu nói có điều không đến thời khắc cuối cùng kết quả còn không cháy nhà ra mặt chuột ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ồ thủy tổ kinh ngạc nhìn hắn ngươi cảm thấy nhân loại có thể đối kháng liên minh vậy cũng là mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả là nhường hắn nẫm lại đều cảm thấy đau lòng số lượng dưới cái nhìn của hắn nguồn sức mạnh này ở biển vũ trụ chính là vô địch coi như nguyên tổ đi ra cũng như thế bó tay toàn tập Vũ trụ lớn đây. Tọa sơn khách liếc mắt nhìn thủy tổ, ung dung thông thả nói rằng, cũng khen nhân loại liền nắm giữ phương pháp gì, có thể đối kháng biển vũ trụ liên minh cũng khó nói. Thủy tổ chân mày cau lại, người đối với nhân loại rất tin tưởng a, à, lẽ nào ngươi từ nhân loại nơi đó được tin tức gì, nói cho ta nghe một chút. Tọa sơn khách cười ha ha, nào có, ta chỉ là đoán thử xem thôi, ta đọc lai like đọc vãng, nhân loại tộc quần có thể không tin ta, chuyện quan trọng như vậy ta làm sao có khả năng biết. Thủy tổ đầy mặt hoài nghi ngươi đồ đệ nhưng là la phong hắn được đoạn đông hà truyền thừa ngươi lão này sẽ không phải sớm liền được chỗ tốt rồi đi đối với tọa sơn khách thủy tổ là rất đố kỵ hắn cho rằng tọa sơn khách cái này làm lão sư khẳng định được chỗ tốt dù sao mênh mông vũ trụ quan trọng nhất quan hệ chính là thầy trò đối với cái kia tọa sơn khách tin không thủy tổ có thể nào không đố kỵ có điều thủy tổ không biểu hiện ra dù sao từ sâu trong nội tâm tình không thủy tổ cùng tọa sơn khách giao lưu càng sâu Liên càng thêm kiên kỵ tọa sơn khách, tọa sơn khách liếc hắn một cái, ta nói, lão thú thần, cái khác vũ trụ tối cường giả độc hành giả đều gia nhập Liên Minh, nghĩ thu được chỗ tốt, ngươi làm sao không đi? Tinh Không Thủy Tổ Nhạc cười một tiếng, nói rằng: Rất đơn giản, nhân loại nếu như chết cũng không muốn giao ra truyền thừa, như vậy ta gia nhập Liên Minh cũng vô dụng nhân loại nếu như không chịu nổi áp lực bị bức bách đem truyền thừa giao ra đây, cái kia đến thời điểm truyền thừa đâu đâu cũng có, nhân loại tộc quần cũng sẽ không đem truyền thừa nhìn ra trọng yếu như vậy, như vậy lấy ta cùng La Phong một ít giao tình, ta muốn từ hắn nơi đó được tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn phương pháp vẫn là dễ như ăn cháo. Huống chi bất kể nói thế nào, nhân loại tộc quần mới là nguyên thủy vũ trụ này một thời đại bá chủ, ta tin không cự thú vẫn có bộ tộc, lại không phải những kia chân chính độc lai độc vãn vũ trụ tối cường giả, hà tất mạo hiểm đi đắc tội với nhân loại tinh không thủy tổ đắc ý sờ sờ râu mép, ngươi xem, vội vã đi gia nhập liên minh nguyên thủy vũ trụ những kia vũ trụ tối cường giả, có mấy cái sống sót. Hắc trụ, ách trụ, yêu thú thủy tổ bọn họ đều chết. Ta tin không cử thú liên minh cái gì đều không tham dự, một chút việc đều không có. Tọa sơn khách gật gù, ngươi đúng là cáo già, nghĩ đến rất thấu triệt. Ha ha, là bọn họ bị liên minh thế lực mê hoặc, quá nóng ruột. Thủy tổ lắc đầu một cái. Chỉ là ta không nghĩ tới, nhân loại lợi hại như vậy, liên minh khi đó đều đem biển vũ trụ phong tỏa gió thổi không lọt nhân loại lại còn có thể đem ách trụ ba người bọn hắn giết chết có thể có thực lực này cũng chỉ có vị kia trong truyền thuyết khó mà tin nổi hồn nguyên chi chủ đi có người nói hắn nhưng là có mấy cái phân thân tọa sơn khách nhìn tin không thủy tổ nói rằng nói đến vị kia hồn nguyên chi chủ một cái phân thân có thể là các ngươi tin không cự thú viêm tinh nhất mạch tin không thủy tổ trên mặt nụ cười nồng nặc vậy thì không thể tốt hơn có quan hệ nhân loại tộc quần đề tài ở vũ trụ thế lực khắp nơi nơi khắp nơi nhất lên bọn họ đều cho rằng nhân loại tộc quần ở biển vũ trụ liên minh uy hiếp dưới chẳng mấy chốc sẽ thỏa hiệp nếu như nhân loại tộc quần không thỏa hiệp vậy thì quá ngu xuẩn bộ tộc đều diệt vong một mùi bảo vệ truyền thừa có ích lợi gì hơn nữa giao ra truyền thừa không nhân loại đại biểu bộ tộc liền sẽ mất đi truyền thừa dù sao truyền thừa tin tức có chút vẫn là có thể bảo lưu đơn giản là nhân loại đem truyền thừa truyền bá ra ngoài mà thôi Tổng thất có nhưng còn chưa tới cần gắn chống đối đến cùng mức độ toàn bộ biển vũ trụ nguyên thủy vũ trụ cũng đang thảo luận nhân loại lúc nào khuất phục tin tức lưu truyền sôi sùng sục đâu đâu cũng có nhân loại tộc quần bên trong cũng là không dừng thảo luận vô số người lo lắng lo lắng ba nghe nói biển vũ trụ liên minh chính đang bức bách chúng ta nhân loại giao ra truyền thừa đúng không vương nghị mấy cái tôn giả con cái đều lại đây hỏi dò hắn vương nghị hơi cười yên tâm sẽ không sao bất luận làm sao chúng ta nhân loại tộc quần đều sẽ không tuyệt diệt Vương Nghị ở hắn con cái trong mắt luôn luôn đều là chống đỡ bầu trời như vậy tồn tại, nhìn thấy phụ thân hờ hững tự nhiên dáng vẻ, Vương Nghị con cái cũng an tâm, xác thực, nhân loại tộc quần hiện tại nói thế nào đều là nguyên thủy vũ trụ mạnh nhất một phương, lại nói, chỉ cần đem truyền thừa giao ra, sẽ không có chuyện gì đi, nội bộ nhân loại rất nhiều người cũng là nghĩ như thế, thế nhưng Vương Nghị biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hắn có phân thân trà trộn vào trong liên minh bộ. Tự nhiên nhìn thấy càng nhiều, một ít thế lực, đặc biệt là tử nguyệt thánh địa, đối với nhân loại địch ý rất lớn, tức khiến nhân loại đem truyền thừa tin tức giao ra, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không giảng hòa, thế nhưng nhân loại cao tầng rất nhiều đều không ý thức được điểm ấy, cho dù hỗn động thành chủ, cự phủ người sáng lập, phần lớn cho rằng liên minh là nghĩ muốn truyền thừa bọn họ nhưng không rõ ràng, nhân loại thật sự ở đối mặt một hồi chân chính diệt vong nguy cơ. Mà Vương Nghị muốn thay đổi. Tất cả những thứ này. Hả? Chính đang chính mình cung điện bên trong Vương Nghị chợt có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một thân áo bào trắng la phong từ địa cầu ở ngoài trong tinh không đi ra. Vương Nghị. La Phong. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó tìm cái địa phương ngồi xuống, La Phong ngồi xuống liền nhìn về phía Vương Nghị. Vương Nghị, ngươi đối với lần này biển vũ trụ liên minh thông điệp có ý kiến gì không? Chương 776. Trả lời. Nguồn. Mê truyện audio.com. Cung điện hậu viện bên trong, một áo bào đỏ tóc dài nam tử cùng một áo bào trắng tóc ngắn thanh niên ngồi đối diện nhau, Vương Nghị liếc mắt nhìn La Phong, ngươi tìm đến ta, cũng có thể có ý nghĩ của mình đi. La Phong gật gật đầu, nói rằng. Ta xác thực có một ý nghĩ, có lẽ có thể giải quyết cái kia biển vũ trụ liên minh. Ồ! Vương Nghị chân mày cau lại, lộ ra vẻ tươi cười. Vừa vặn ta cũng có một ý nghĩ. La Phong đâm chiêu, nói. Xem ra chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Hai người nhìn nhau, chợt đều nở nụ cười, lúc trước biển vũ trụ truyền lưu Vương Nghị cánh chim có thể khống chế thời không tin tức. Khi đó La Phong liền hoài nghi Vương Nghị đúng hay không được cùng thí ngô vũ dực như thế chí bảo, bây giờ nhìn Vương Nghị vẻ mặt, hắn cảm giác mình suy đoán là chính xác. La Phong nghiêm mặt nói. Ta chiếm được ba đôi cánh chim, ẩn chứa trong đó viễn cổ văn minh cường giả siêu cấp dùng chính mình thần lực chuyển hóa thành nguyên, một khi kích phát, quy lực vô cùng, chính là chí cường chí bảo binh khí cũng có thể phá hủy, có lẽ có thể giải quyết trời biển vũ trụ liên minh. Vương Nghị gật gù, vừa vặn, ta cũng được năm đôi cánh chim, đồng dạng, cũng có nguyên. Có điều, chỉ có thể kích phát một lần, bên trong năng lượng liền sẽ một lần toàn bộ thả ra ngoài, ta cũng rất khó khống chế. La Phong hiểu rõ nói Ta cũng là, xem ra ngươi cánh chim nên cùng ta cánh chim đến từ cùng một nơi Vương Nghị trong lòng nghĩ, vậy ngươi liền sai rồi La Phong nói rằng Như thế nào, là ngươi động thủ vẫn là ta động thủ Hoặc là bảo hiểm một điểm, hai chúng ta đồng thời đến La Phong hiện tại còn chưa rõ ràng nguyên quy lực có nhiều to lớn Thế nhưng Vương Nghị có thể là phi thường rõ ràng Tám trăm vạn giới thú đều biến thành cho bụi Mấy trăm ngàn chân thần tự nhiên không thành vấn đề Ta đến đây đi, ngươi ở phía sau nhìn Vương Nghị nói rằng nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, ngươi lại ra tay. La Phong gật gù, cũng tốt, chúng ta đều là vũ trụ chi chủ, đều có phân thân, cho dù là tổn thất một cái, cũng không lo lắng. Lần này ra tay, không thể sai sót, này vũ khí bí mật nhân loại tộc quần cao tầng còn không biết, đồng thủ trước còn phải cùng bọn họ nói, dù sao, đây là quyết định nhân loại tương lai vận mệnh một trận chiến, hư nghĩ vũ trụ. Trăm năm thời gian sắp qua đi, chúng ta cũng nên làm ra quyết định. Hỗn động thành chủ nhìn trước mặt mọi nhân loại cường giả, trong lòng trầm trọng trước thần điện bầu không khí cũng phi thường trầm trọng mỗi nhân loại cường giả sắc mặt nghiêm túc bởi vì biển vũ trụ liên minh cưỡng bức nhân loại tộc quần chỉ có thể đem truyền thừa giao ra đối với nhân loại tộc quần mà nói đây là cực to khuất nhục nhưng là tình thế nhưng làm cho nhân loại tộc quần không thể không làm như vậy dù sau này không phải hành động theo cảm tình thời điểm bọn họ đến vì là bộ tộc kéo dài cân nhắc hỗn độn thành chủ nhìn cùng tộc các cường giả âm thanh trầm thấp khoảng thời gian này ta cũng phái người cùng biển vũ trụ liên minh câu thông bọn họ vô cùng cứng rắn trừ uy hiếp chúng ta giao ra truyền thừa tin tức, điều kiện khác một mực không nói chuyện. Nói cách khác, liên minh bằng trắng đòi lấy chúng ta truyền thừa, nhưng cái gì cũng không cần trả giá, cũng không đáp ứng chúng ta bất kỳ điều kiện gì. Nhân loại ở chỗ này các cường giả trên mặt đều hiện lên sắc mặt giận dữ. Này cũng không kỳ quái, trước khác nay khác, liên minh tự nhận bắt bí chúng ta nhân loại mệnh mạch, đương nhiên sẽ không cùng chúng ta bàn điều kiện. Hỗn động thành chủ tự dễu cười, bành công chi chủ, hắc ám chi chủ, băng phong chi chủ, thành đông chi chủ từng cái từng cái nhân loại cường giả trong lòng đều có chút bi thương. Bọn họ nhân loại tộc quần, lúc nào bị bức bách đến mức độ này, nhưng bây giờ do người giao thất ta vì là thịt cá, như thế nào đi nữa phẫn nộ không cam lòng, nhân loại tộc quần cũng không thể không đáp ứng liên minh điều kiện, người yếu không nói gì quyền lực, cúi đầu chỉ có thể cúi đầu, mỗi người trong lòng đều có thù hận, nhưng bọn họ có biện pháp gì, nơi này tuyệt đại đa số, thậm chí đều không phải vũ trụ tối cường giả, căn bản không có thay đổi thế cuộc năng lực. Liền ngay cả liều cá chết lưới rách, năng lực đều không có. Chư vị. Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên, nhân loại ở chỗ này các cường giả đều theo tiếng nhìn sang, nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh hồn nguyên chi chủ, hỗn động thành chủ nhìn thấy hồn nguyên chi chủ mở miệng nói chuyện, mù mịt trong lòng không tên bay lên một chút hy vọng. Hồn nguyên, ngươi có ý kiến gì? Những kia vũ trụ chi chủ nhìn thấy là luôn luôn mang đến kỳ tích hồn nguyên chi chủ mở miệng, nội tâm cũng không khỏi bay lên chờ đợi, có thế, hồn nguyên chi chủ có biện pháp gì? Vương Nghị mở miệng nói. Ta có một cái biện pháp, có thể giải quyết rơi toàn bộ biển vũ trụ liên minh. Nhân loại tộc quần cao tầng con mắt mỗi một cái đều sáng lên đến, nhưng lại có chút không dám tin tưởng. Hồn Nguyên, ngươi thật sự có biện pháp. Vậy cũng là mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả, liền cỡ nhỏ vũ trụ cũng có thể phá hủy. Cự phủ người sáng lập không nhìn được nói. Chí ít 90% chắc chắn. Vương Nghị nói, tại chỗ cường giả mỗi cái hít vào một hơi, 9 phần 10, xem hồn nguyên chi chủ bình tĩnh tự tin giáng dấp, nên không phải ăn nói bừa bãi, bọn họ cũng cảm thấy hồn nguyên chi chủ sẽ không nắm chuyện như vậy quan nhân loại tồn vong đại sự đùa giỡn thế nhưng giải quyết biển vũ trụ liên minh, khả năng sao, nhân loại tộc quần các cường giả vừa vui mừng lại tràn nập bất an nghi hoặc. La Phong ở bên cạnh nhìn, nhìn Vương Nghị định liệu trước dáng dấp, trong lòng cũng thán phục, hắn nhưng là từng trải qua cánh chim không gian cái kia hủy thiên diệt địa vô tận quan nhận, vậy còn là cánh chim ở không nhận chủ trạng thái tự thân tùy ý tỏa ra uy năng, liền vượt xa vũ trụ tối cường giả cực hạn, hắn đương nhiên biết, cánh chim uy lực đáng sợ, chỉ là Hắn dù sao không bằng Vương Nghị như vậy tự tin. 9 phần 10. Hy vọng Vương Nghị thật sự có thể làm đến đi. La Phong trong lòng nói, đối mặt với nhân loại các cao tầng lại kích động lại chờ đợi ánh mắt, Vương Nghị hơi cười, nói rằng: "Ta cùng La Phong được viễn cổ văn minh cơ giới cánh chim chí bảo." Theo Vương Nghị kể ra, nhân loại chung quanh bộ tộc cao tầng con mắt càng ngày càng sáng, nhưng vẫn có tràn ngập lo lắng. Thật sự được không? Nếu như không thành công, chỉ có thể làm tức giận biển vũ trụ liên minh. Cái kia nhân loại tộc quần cỡ nhỏ vũ trụ đem toàn bộ bị hủy diệt, đối với nhân loại tộc quần tới nói, đây là khó có thể chịu đựng hậu quả. Nhưng Hồng Nguyên thử xem đi, ta tin tưởng hắn. Cự phủ người sáng lập cùng Hỗn Độn thành chủ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười nói, những nhân loại khác cường giả tuy rằng lo lắng, thế nhưng Cự phủ người sáng lập cùng Hỗn Độn thành chủ đều nói như vậy, bọn họ cũng không phản đối nữa. Hồng Nguyên, xin nhờ ngươi. Từng cái từng cái nhân loại cường giả nhìn cái kia áo bào đỏ nam tử tóc đen, vương nghị sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, chư vị chúng ta nhất định có thể thành công nhân loại chịu đựng không được thất bại kết quả một khi thất bại này không chỉ nhân loại đại biểu bộ tộc bây giờ nắm giữ ba cái cỡ nhỏ vũ trụ đều sẽ bị biển vũ trụ liên minh hủy diệt chính là tương lai e sợ đều không có vương mình chi địa dù sao một cái luân hồi thời đại qua đi không có cỡ nhỏ vũ trụ ký thác nhân loại tộc quần chỉ có thể nên đón hủy diệt thế nhưng vương nghị nếu có thể thành công toàn bộ biển vũ trụ đem biến thành một cái dáng dấp khác theo biển vũ trụ liên minh tối hậu thư ngày áp sát toàn bộ biển vũ trụ đều đang chăm chú nhân loại thời gian sắp đến rồi, nhân loại vẫn không có trả lời. Bọn họ đến cùng có đồng ý hay không? Bọn họ dám không đồng ý sao? Nếu như không đồng ý, nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ cũng phải bị hủy diệt. Bây giờ 3.000 vĩ độ biển vũ trụ, gia nhập liên minh vũ trụ tối cường giả gần như có 30 vạn, bọn họ đều rất gấp muốn biết nhân loại phản ứng. Dù sao, bọn họ phần lớn mục đích thực sự đều là viễn cổ văn minh truyền thừa, vì siêu thoát luân hồi, mà không phải hủy diệt nhân loại. Nhân loại chết sống cùng bọn họ có quan hệ gì? nhân loại nếu như thật ăn thua đủ tình nguyện đồng quy vu tận cũng không đem truyền thừa giao ra đây cái kia liên minh phải rơi vào tình huống khó xử liên minh lớn nhất sức lực chính là bọn họ có thể phá hủy nhân loại tộc quần cỡ nhỏ vũ trụ nhưng nhân loại tộc quần sống không qua này luân hồi thời đại thế nhưng đừng quên nếu như nhân loại không đem truyền thừa tin tức giao ra đây trong bọn họ rất nhiều người cũng đều không chịu đựng được cái thời đại này đệ nhất luân hồi thời đại đầu tiên cho hết trứng đệ nhị luân hồi thời đại đệ tam luân hồi thời đại cũng không khá hơn chút nào bởi vì nghĩ bằng tự thân liền siêu thoát luân hồi, thực sự quá khó khăn, hầu như hết thảy thế lực đều không lòng tin này như một vòng về thời đại, như thế cũng là sinh ra 30 vị đến 40 vị vũ trụ tối cường giả. Có trợ giúp, có lẽ sinh ra 100 vị, có thể trong lịch sử từng đời một luân hồi thời đại, hơn vạn tính luân hồi thời đại, mỗi cái luân hồi thời đại đều có một nhóm vũ trụ tối cường giả. Bao nhiêu vũ trụ tối cường giả? có thể siêu thoát luân hồi mới mấy cái liên minh cũng sợ nhân loại thật sự dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thật sự liều lĩnh muốn cùng biển vũ trụ liên minh ngọc đá cùng vỡ trước mắt này tình thế liền xem ai càng kiên cường duy nhất không giống là liên minh có thể hủy diệt nhân loại tộc quần cỡ nhỏ vũ trụ nhân loại tộc quần nhưng bắt bọn họ hết cách rồi đây là liên minh đối với nhân loại ưu thế lớn nhất biển vũ trụ liên minh hiện nay chiếm chủ động vì lẽ đó cứ việc liên minh có mấy người thấp thỏm động thế nhưng đều còn đang đợi trăm năm sau nhân loại tộc quần trả lời là đồng ý, vẫn là từ chối, mà nguyên thủy vũ trụ những kia căm thù nhân loại tộc quần thế lực khắp nơi tâm tình cũng rất phức tạp, bọn họ một mặt hy vọng nhân loại tộc quần cỡ nhỏ vũ trụ bị hủy diệt, khí diễm bị mạnh mẽ chèn ép. Đồng thời, lại muốn truyền thừa tin tức bị truyền bá ra ngoài, như vậy bọn họ cũng có cơ hội lấy được lợi hại truyền thừa, trong bọn họ đều không một cái vũ trụ tối cường giả, liền cỡ nhỏ vũ trụ đều không có, tương lai nguyên thủy vũ trụ phá diệt, bọn họ bộ tộc cường giả có lẽ có thể nương nhờ vào cái khác vũ trụ, thế nhưng bộ tộc phải hủy diệt, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy, hơn nữa mỗi cái cỡ nhỏ vũ trụ gánh nặng là có hạn, những thế lực kia không hẳn đồng ý tiếp thu bọn họ. Vì lẽ đó, tốt nhất là tự thân trở thành vũ trụ tối cường giả, tâm nguyện của bọn họ càng thấp hơn, muốn nhất vẫn là trở thành vũ trụ tối cường giả phương pháp tu luyện, mà cái nhân loại này cũng không muốn thỏa mãn bọn họ, cùng bộ tộc kéo dài, siêu thoát luân hồi so ra, trước ân oán cũng không tính là cái gì, vì lẽ đó, khắp nơi đều đang chăm chú nhân loại, xem nhân loại trả lời dưới cái nhìn của bọn họ, nhân loại ở biển vũ trụ liên minh chèn ép xuống đã không có năng lực phản kháng biển vũ trụ liên minh cũng sẽ không cùng bọn họ đàm phán sau đó phải làm đơn giản là hai cái lựa chọn là sinh tồn vẫn là hủy diệt tử nguyệt thánh địa vũ trụ ồ lúc ẩn lúc hiện áo tím hư ảnh đứng ở đó nhân loại vẫn không có trả lời sao là thủy tổ tử nguyệt thánh địa hai cái vũ trụ tối cường giả một trong giác hóa chân thần cung kính đứng ở hạ bậc thang Tuy rằng nhân loại tộc quần cùng biển vũ trụ liên minh lén lút vẫn có câu thông đàm phán, thế nhưng còn không sáng tỏ trả lời. Tử Nguyệt Thánh Địa vẫn trong bóng tối thúc đẩy liên minh nhằm vào nhân loại bộ tộc, cũng phát hiện nghĩ nhằm vào nhân loại bộ tộc không ngừng bọn họ một cái thánh địa vũ trụ. Chỉ có điều Tử Nguyệt Thủy Tổ càng bức thiết hy vọng nhìn thấy nhân loại tộc quần bị hủy diệt, vì lẽ đó, hắn mới không lưu dư lực, thậm chí đem chiến trận liên hợp công kích phương pháp lấy ra, nhưng liên minh cũ có thể hủy diệt nhân loại tộc quần cỡ nhỏ vũ trụ sức mạnh, Tử Nguyệt Thủy Tổ, giả tâm bừng bừng, đem phương này biển vũ trụ coi vì là địa bàn của chính mình, nguyên thủy vũ trụ, càng là hắn độc chiếm, vì lẽ đó từ nguyên thủy vũ trụ cuộc khởi, tương lai tiềm lực vô hạn nhân loại tộc quần. Liên thành trong mắt hắn đinh cái gai trong thịt, coi như so với hắn còn sớm thành lập thánh địa vũ trụ đông đế thánh địa, hắn cũng không để vào mắt, mục tiêu của hắn, so với ai khác nghĩ tới đều lớn. Nguyên thủy vũ trụ là của ta. Tử Nguyệt Thủy Tổ lẩm bẩm nói, coi như ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ đường nối mở ra, thế nhưng vẫn là quá xa xôi ta cỡ nhỏ vũ trụ ở vũ trụ này biển, nguyên thủy vũ trụ, mới là ta mục tiêu tốt nhất. Tử Nguyệt Thủy Tổ quay về trước mặt cung kính mà đứng hai vị vũ trụ tối cường giả thần lực hóa thân nói rằng. Các ngươi tiếp tục ở lại liên minh, mật thiết quan tâm nhân loại hướng đi, có tin tức gì mau chóng báo cáo ta, còn có, kết giao những thánh địa này thế lực, còn có cái khác vũ trụ tối cường giả, nhưng chúng ta ở liên minh sức ảnh hưởng càng to lớn hơn một ngày không nhìn thấy nhân loại tộc quần bị hủy diệt tử nguyệt thủy tổ là một ngày không cách nào triệt để yên tâm giác hóa chân thần cùng nhiễm thời tinh chủ rời đi theo ta đấu cung điện bên trong một thân một mình tử nguyệt thủy tổ nhìn bên ngoài cảnh sắc cười lạnh đông đế lão nhân kia căn bản là không uy hiếp ngươi mới là nhất định đối thủ chân chính của ta đông đế thủy tổ cũng vẫn đang chăm chú nhân loại thế cuộc đông đế thánh địa vũ trụ cũng có vũ trụ tối cường giả gia nhập biển vũ trụ liên minh biết được rất nhiều tình báo nhân loại tộc quần phỏng chừng đã đến cực hạn, tiếp đó, bọn họ phải đồng ý liên minh điều kiện đi. Đông đế thủy tổ thầm nói, hắn đối với nhân loại tộc quần kỳ thực không có cái gì địch ý, làm sao đoạn đông hà truyền thừa ở nhân loại nơi đó, nhưng hắn nghĩ trăm phương ngàn kế từ nhân loại nơi đó được bộ phận truyền thừa, hắn cũng không quan tâm vận mạng loài người, chỉ quan tâm có thể từ nhân loại nơi đó được bao nhiêu hữu dụng truyền thừa tin tức, coi như tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn kinh nghiệm phương pháp đông đế thánh địa thủy tổ đều không để ý, hắn quan tâm là, siêu việt vũ trụ tối cường giả cực hạn kinh nghiệm phương pháp, đây mới thực sự là đối với hắn có trợ giúp, đông đế thủy tổ âm thầm chờ mong. Ta mới vừa còn đau đầu làm sao từ nhân loại nơi đó làm đến truyền thừa. Cái này biển vũ trụ liên minh thành lập đúng là thời điểm. Đông đế thánh địa trước cùng la phong giao dịch, kết quả là bánh bao thịt đánh chó một đi không trở lại, ăn một cái thịt nhỏ, tổn thất hai cái chí cường chí bảo ngã thôi, không lấy được mình muốn truyền thừa tin tức mới thật sự là nhường đông đế thủy tổ bất mãn biển vũ trụ liên minh có thể phá hủy cỡ nhỏ vũ trụ đông đế thủy tổ không để ý có thể phá hủy chân thần cỡ nhỏ vũ trụ có thể không có nghĩa là có thể phá hủy hắn hư không chân thần vũ trụ vũ trụ này biển còn không cái gì sức mạnh có thể trực tiếp uy hiếp đến hắn cỡ nhỏ vũ trụ khuynh phong giới hôn ám chi địa giới thú sao huyệt một đầu xấu xí giữ tận toàn thân đen thui sông đầu giới thú chính đang một đầu khác giới thú trên thi thể miệng lớn cắn nhai biển vũ trụ liên minh hư hư Sông đầu giới thú hai viên độc nhãn bên trong hung quang lấp lóe. Nếu không là thời cơ chưa tới, ta liền để cho các ngươi biết lợi hại. Vương nghị giới thú hóa thân vẫn là quá yếu, hiện nay vẫn chưa tới cấp 3, thực lực như vậy chạy đến biển vũ trụ, cũng là cho biển vũ trụ liên minh đưa món ăn phần, tùy tiện mấy cái lợi hại vũ trụ tối cường giả liên thủ, liền có thể đem hắn đánh cho chạy trối chết, chớ nói chi là đối mặt cái kia mấy trăm ngàn biển vũ trụ chân thần đại quân, cũng không cách nào thay đổi cái gì mà theo giới thú trưởng thành, biển vũ trụ nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cũng sẽ quan tâm tới đây hắn còn cần mau chống làm bản thân mạnh lên chương 777 tỏa ra tử vong nguồn mê truyện audio com thời gian trôi qua một nháy mắt liền tới biển vũ trụ liên minh cho nhân loại tối hậu thư thời gian đều đến cái này thời gian nhân loại còn không trả lời to lớn đảo băng nổi lên nguyên nga hình người bóng người âm thanh trầm thấp tràn ngập nộ khí đây là đối với ta liên minh miệt thị bao quanh từng tòa từng tòa trên vương tọa đông đảo vũ trụ tối cường giả sắc mặt đều khó coi bọn họ vốn là đắc ý vô cùng lấy là nhân loại sẽ bé ngoan giao ra truyền thừa ai biết nhân loại nhưng không có như bọn họ mong muốn trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều cường giả đều cảm giác được tức giận cái này truyền thừa nhưng là liên quan đến bọn họ đột phá con đường nhân loại này thực sự không biết điều xem ra nhân loại còn không nhận rõ ràng tình thế vậy chúng ta liền để bọn họ rõ ràng nửa người trên là hình người nửa người dưới nhưng là nhúc nhích xúc tu tà dị tồn tại phát sinh kinh sợ linh hồn tiếng rít. Giết tới biển vũ trụ đi, hủy diệt nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ, nhưng bọn họ biết ngỗ nghịch chúng ta hậu quả. Xác thực nên cố gắng giáo huấn nhân loại. Nhưng bọn họ hết hy vọng. Liên minh từng vị vũ trụ tối cường giả khẽ gật đầu, bọn họ đều không đem nhân loại để ở trong mắt. Có điều, chúng ta chọn cái nào mục tiêu? Có vũ trụ tối cường giả hỏi. Tuyển hỗn động thành chủ. Vẫn là cự phủ người sáng lập. Hoặc là nguyên tổ tuyển nguyên tổ đi. Cái kia bao bọc vải trắng da đen thanh niên mỉm cười nói. Nguyên tổ là nhân loại tộc quần sớm nhất kỳ nhất lãnh tụ vĩ đại, đối với nhân loại tộc quần có ý nghĩa không giống bình thường, hủy diệt nhân loại tộc quần sớm nhất kỳ vĩ đại nhất lãnh tụ vũ trụ, phỏng chừng nhân loại tộc quần mới có thể đau thấu tim gan. Một ít vũ trụ tối cường giả nghe xong cảm thấy có đạo lý. Bố Lan Đức Đại Nhân nói đúng. Ta cảm thấy đề nghị này không sai. Ừm, ta cũng tán thành. Vậy thì tuyển nguyên tổ đi. Trải qua một phen nhanh chóng đàm luận, liên minh quyết định đem mục tiêu đầu tiên, tuyển vị là phá hủy nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ, quyết định một hồi, biển vũ trụ liên minh các cường giả liền xuất phát, mênh mông cùng cùng như cá giết sang sông giống như bay về phía nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ phương hướng, mà tin tức này cũng cấp tốc truyền khắp tứ phương, nhân loại cũng ngay lập tức từ vương nghị nơi đó biết được. Dù sao vương nghị nhưng là vẫn có phân thân ngụy trang trà trộn vào liên minh nơi đó, hư nghĩ vũ trụ bên trong. Liên minh đã bắt đầu hành động. Bọn họ mục tiêu đầu tiên là nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ. Vương Nghị nhìn trước mặt lớn nhóm nhân loại cường giả nói rằng. Cái gì? Bọn họ làm sao dám? Đám kia hỗn đảng, lại dám đối với nguyên tổ vũ trụ động thủ. Nhân loại tộc quần các cường giả dồn dập nộ hiện ra sắc, nguyên tổ chính là nhân loại tộc quần lúc trước yếu ớt thời điểm liền cuộc khởi tồn tại, năm đó chính là biển vũ trụ cường giả số một, cho dù bị trấn áp, như cũ sử dụng tới hư nghĩ vũ trụ tạo phúc nhân loại. Càng dẫn dắt ra một nhóm cường giả, như cự phủ, hỗn độn, hắc ám, băng phong mỗi cái đều là hắn dẫn dắt đi ra không hắn, liền không hỗn độn, cự phủ, hắc ám bọn họ, như là phong bọn họ tự nhiên cũng khó có như bây giờ thành tựu. Đối với nhân loại cống hiến lớn, địa vị cao, có thể tưởng tượng được, phải biết, nhân loại thánh địa hỗn độn thành chính là ở nguyên tổ sơ thủy vũ trụ bên trong, tầm quan trọng có thể tưởng tượng được. Hồn Nguyên, La Phong, xin nhờ các ngươi. Hỗn độn thành chủ bọn họ tuy rằng phẫn nộ lo lắng, thế nhưng cũng bó tay hết cách, chỉ có thể dựa vào Vương Nghị bọn họ đến lực kéo càng khôn. Yên tâm đi. Vương Nghị cùng La Phong liếc mắt nhìn nhau, hai trong mắt người đều tràn ngập sát ý chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường biển vũ trụ liên minh đám người kia thực hiện được tình thế phát triển đến mức này lần này nhân loại tộc quần cùng biển vũ trụ liên minh đã không chết không thôi vèo bọn họ phía trước bỗng nhiên ngưng tụ ra một bóng người lão sư hỗn độn thành chủ hắc ám chi chủ đều lộ ra nét mừng liền cung kính hô bình thường nhưng là rất khó mới nhìn thấy nguyên tổ một lần nguyên tổ vương nghị hơi hành lễ nguyên tổ nhìn vương nghị cùng la phong lần này có nắm chắc không vương nghị bình tĩnh nói nếu như lần này không có gì bất ngờ xảy ra biển vũ trụ liên minh tất diệt ồ nguyên tổ không nghĩ tới vương nghị trả lời tự tin như thế quả đoán tâm thần khẽ chấn động hắn hơi gật đầu ta đã bị trấn áp cái gì đều làm không được nhân loại tương lai liền xin nhờ các ngươi yên tâm đi nguyên tổ vương nghị nói rằng biển vũ trụ liên minh chẳng mấy chốc sẽ biến mất nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ tự nhiên có cùng nguyên thủy vũ trụ liên tiếp vũ trụ đường nối, mà Vương Nghị cùng La Phong kỳ thực đã đến sơ thủy vũ trụ, đương nhiên nhân loại đã chuẩn bị sẵn sàng, đem hỗn động thành cùng nhân viên tạm thời giờ đi đi ra ngoài, bây giờ sơ thủy vũ trụ gần như đã là vắng vẻ, sau lưng có năm đôi cánh chim mở ra đỏ sậm chiến giáp nam tử cùng ba đối với cánh chim màu bạc tóc ngắn thanh niên đứng ở hỗn động khí lưu tràn ngập trong hư không, ngẩng đầu nhìn cái kia vũ trụ tường. Mỏng, sắc mặt lạnh lẽo, nguyên thủy vũ trụ ở ngoài, có từng viên một cỡ nhỏ vũ trụ, những này cỡ nhỏ vũ trụ trôi nổi ở xung quanh, bởi vì đều là nguyên thủy vũ trụ các, mỗi cái, chân thần cỡ nhỏ vũ trụ, vì lẽ đó cách nguyên thủy vũ trụ đều phi thường gần, đương nhiên, trước đây hơn 10 cỡ nhỏ vũ trụ, hiện tại ít đi gần như một nửa, như ngũ đại đỉnh phong bộ tộc chân thần, mấy cái vũ trụ tối cường giả độc hành giả. Phần lớn đều bị vương nghị tàn sát rơi mất. Trao. Hỗn động khí lưu rung động. Từng đạo từng đạo nguyên nga bóng người xuất hiện ở trong hư không, xa xa nhìn chầm chầm xa xa cái kia viên cỡ nhỏ vũ trụ đây chính là nhân loại nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ cùng cái khác cỡ nhỏ vũ trụ gần như không nhìn ra có cái gì đặc biệt cái này cỡ nhỏ vũ trụ chẳng mấy chốc sẽ biến mất nhân loại nếu dám từ chối yêu cầu của chúng ta bọn họ lập tức liền sẽ hối hận rào rào không ngừng có vũ trụ tối cường giả thúng di xuất hiện vùng đất này rất nhanh tràn ngập từng đạo từng đạo khí tức cường đại bóng người số lượng không ngừng tăng cường nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ một cái khói đen bóng người cũng ở trong đó, hắn âm lãnh ánh mắt nhìn chầm chầm xa xa cái kia viên cỡ nhỏ vũ trụ, không nghĩ tới ta hư chân ma thần có một ngày có thể tự tay phá hủy nguyên tổ cỡ nhỏ vũ trụ, thực sự là thoải mái. Hư chân ma thần, độc hành vũ trụ tối cường giả, đồng thời cũng là đắc tội với nhân loại khá là tàn nhẫn cái kia một cái, đã từng hắn liền tiếp thu cơ giới phụ thần mời, đi ám sát La Phong, thế nhưng chưa thành công. Nhân loại tộc quân cuộc khởi sau, hư chân ma thần tháng ngày liền bắt đầu không được tốt qua, hắn cũng lo lắng nhân loại thu sau tính sổ, vì lẽ đó biển vũ trụ liên minh xuất hiện, hắn liền không chút do dự gia nhập, đồng thời gia nhập còn có ách trụ, hắc trụ người sáng lập, yêu thú thủy tổ, bắc cương minh chủ, thủy hóa đảo chủ. Các loại nguyên thủy vũ trụ độc hành tối cường giả, trước ách trụ bọn họ ngã xuống sự tình dọa hư chân ma thần nhảy một cái, nhưng hư chân ma thần càng thêm cảm thấy, nhân loại tộc quần nhất định phải hủy diệt. Hư hư, không giao ra truyền thừa, nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ cũng phải hủy diệt, vậy ta không cần lo lắng cái gì. Hắn liếc nhìn bên cạnh mấy cái tình cảnh gần như đồng bạn, những này nguyên thủy vũ trụ độc hành tối cường giả ở gia nhập liên minh sau, liền nhất định cùng nhân loại là kẻ địch, ba không biết dùng nhân loại sớm ngày xui xẻo sa súc, rất nhanh gần 30 vạn vũ trụ tối cường giả toàn bộ đến, dựa theo trận hình gạt ra, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời, nhiều như trên trời đầy sao. Mà vương nghị một cái trong đó thần thể cũng biến hóa dáng dấp ngụy trang khí tức hỗn ở trong đó. Người đến gần như... Vương Nghị trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Trò hay muốn bắt đầu. Hắn đã chờ lâu như vậy, chính là các loại biển vũ trụ liên minh tất cả mọi người tụ tập ở chung, nếu muốn đồng thủ, đó là đương nhiên là toàn bộ giết hết, nhất tuyệt hậu hoạn mà ở phía xa, còn có lượng lớn vũ trụ chi chủ chạy tới vây xem, bọn họ kích động mà hưng phấn nhìn mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả tụ tập ở nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ ở ngoài, những này vũ trụ chi chủ đến từ ngàn vĩ độ biển vũ trụ, số lượng so với vũ trụ tối cường giả còn nhiều gấp mấy chục lần, gộp lại chính là hơn 10 triệu vũ trụ chi chủ, một chút nhìn lại phản phất vô cùng vô tận, đương nhiên, vì phòng ngừa ngộ thương, bọn họ đều cách hiện trường rất xa, hơn nữa không dám đứng ở cỡ nhỏ vũ trụ mặt sau, dù sao đối diện chính là biển vũ trụ liên minh đại quân. Thật nhiều vũ trụ tối cường giả, không nghĩ tới ta phù chương còn có nhìn thấy như thế hùng vĩ việc trọng đại một ngày. Nhân loại cỡ nhỏ vũ trụ muốn bị phá hủy, ai bảo bọn họ không đáp ứng liên minh điều kiện, theo ta nói, bọn họ là tự tìm đường chết. Không biết nhân loại nghĩ như thế nào. Lại gắn chống đối xuống, bọn họ liền thật sự chết chắc rồi Tử Nguyệt Thánh Địa cùng Đông Đế Thánh Địa cũng đang chăm chú lần hành động này Tử Nguyệt Thánh Địa, Tử Nguyệt Thủy Tổ cười lạnh Nhân loại thật ngu xuẩn, đem truyền thừa thật sự nhìn ra so với mệnh còn trọng yếu hơn Bọn họ nếu như vẫn ngu xuẩn xuống, cái kia cũng vẫn bớt đi ta không ít công phu Một mặt khác, Đông Đế Thủy Tổ câu mày, hắn không hiểu nhân loại là nghĩ như thế nào, mệnh đều không còn muốn truyền thừa có ích lợi gì, tòa sơn khách cùng tinh không cự thú thủy tổ cũng tự mình đi tới biển vũ trụ, cách xa xa nhìn bên kia động tỉnh. Biển vũ trụ liên minh đại quân lập tức liền muốn động thủ, không biết nhân loại có biện pháp gì. Tinh không cự thú thủy tổ nhìn bên cạnh áo xanh ông lão. Tòa sơn khách, ngươi biết không? Tòa sơn khách cau mày không lên tiếng, nhìn chầm chầm xa xa cỡ nhỏ vũ trụ, trong lòng cũng không dừng nói thầm, vô tận hỗn độn hư không, từng đạo từng đạo nguy nga bóng người như núi nhóm như thế sừng sững ở đây, dựa theo trận hình phân loại bài bố, tạo thành một cái đường kính ước chừng một năm ánh sáng hình cầu, như vậy trong chiến trận mỗi cái cường giả đều có thể cũng trong lúc đó phát sinh chính mình công kích, nhưng mấy trăm ngàn cường giả công kích hội tụ thành một thể. Mà ở giữa lâm, thời chỉ huy là một cái tương tự trùng tộc mẫu hoàng am hiểu linh hồn liên hệ cùng chỉ huy vũ trụ tối cường giả. Hết thảy mọi người chuẩn bị kỹ càng, vậy thì. Hả? Trong chiến trận mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả đồng loạt nhìn thấy vũ trụ tường mỏng bên trong bay ra một bóng người. Bên trong có người đi ra. Lẽ nào là nhân loại sứ giả? Những này vũ trụ tối cường giả đều nhìn đạo kia sau lưng có năm đôi cánh chim bóng người, trong đầu tìm tòi nhân loại tộc quần cường giả tin tức. Là nhân loại hồn nguyên chi chủ. Chính là cái kia có hư hư thực thực viễn cổ văn minh truyền thừa bảo vật thông thiên tháp, lấy vũ trụ chi chủ thân phận vượt cấp đánh giết vài vị vũ trụ tối cường giả hồn nguyên chi chủ. Vô số vũ trụ tối cường giả liếc mắt, bọn họ quan tâm viễn cổ văn minh truyền thừa tự nhiên sưu tập nhân loại tư liệu, biết nhân loại tộc quần này một thời đại có hai cái yêu nghiệt thiên tài, một cái là được đoạn Đông Hà truyền thừa ngân hà lãnh chúa La Phong, một cái khác chính là càng thêm biến thái Hồng Nguyên chi chủ Vương Nghị, mà Hồng Nguyên chi chủ là biển vũ trụ một cái truyền kỳ, nắm giữ rất nhiều chuyện khó mà tin nổi dấu vết, chỉ có điều, bọn họ đối với trong đó một ít quá mức khuyết. Đại miêu tả hoặc là xì mũi coi thường, hoặc là bán tính bán nghi. Một cái vũ trụ chi chủ, mạnh hơn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ muốn nói vũ trụ chi chủ mượn một ít thủ đoạn nghịch thiên có thể ngang hàng thậm chí đánh bại vũ trụ tối cường giả bọn họ có lẽ tin tưởng thế nhưng nếu như nói vũ trụ chi chủ có thể một chiêu đánh giết vũ trụ tối cường giả bọn họ liền cảm thấy là hoang đường tuyệt luôn sự tình một ít thánh địa vũ trụ biết được càng nhiều viễn cổ văn minh sự tình đối với này cũng vẫn như cũ ông ấp thái độ hoài nghi bởi vì viễn cổ văn minh xác thực có không ít loại này có thể dễ dàng nghiền ép đánh vết vũ trụ tối cường giả vũ trụ chi chủ thiên tài biến thái, nhưng nghĩ xuất hiện ở biển vũ trụ, nhưng là một cái rất chuyện khó khăn, bất kể nói thế nào, hồn nguyên chi chủ, xác thực tiến vào trong mắt bọn họ. Là nhân loại hồn nguyên chi chủ. Xa xôi nơi trốn trong bóng tối tọa sơn khách cùng tinh không cự thú thủy tổ con mắt đều nhìn chằm chằm. Là cái kia nhân loại. Ở thánh địa vũ trụ bên trong nhìn hình ảnh tử nguyệt thủy tổ cao mày. Trong lòng có chút không sản khoái, trừ La Phong, hắn ghét nhất chính là cái này vương nghị, đối với hắn mà nói, những thứ này đều là không bị khống chế uy hiếp tiềm ẩn. Nhân loại Đông đế thủy tổ cũng hiếu kỳ nhìn cái này ở biển vũ trụ thanh danh lan xa tuổi trẻ cường giả, vô số ngoại vi vũ trụ chi chủ cũng nhìn cái này lẻ loi bóng người, thời khắc này, vương nghị muôn người chú ý, bay ra ngoài, chính là vương nghị, hắn đứng ở cỡ nhỏ vũ trụ ở ngoài, nhìn trước mặt mênh mông cuồn cuộn vô biên vô hạn giống như biển vũ trụ đại quân, ánh mắt sâu thẳm bình tĩnh. Nhân loại đại quân bên trong một thanh âm truyền tới, các ngươi là đi ra đầu hàng cầu xin chúng ta không nên động thủ phá hoại các ngươi cỡ nhỏ vũ trụ sao. Biển vũ trụ liên minh đại quân bức cảnh, nhân loại tộc quần lúc này phái người đi ra, trừ hướng về liên minh cuối đầu thỏa hiệp còn có nguyên nhân gì, biển vũ trụ liên minh rất nhiều cường giả nội tâm đều ung dung hạ xuống. liền nói nhân loại không thể như thế đầu sắc, ngươi xem, bọn họ này không phải thỏa hiệp sao, vương nghị nhìn những này vũ trụ tối cường giả, bình tĩnh nói rằng, ta là tới đưa các ngươi lên đường. Vương Nghị âm thanh trầm thấp ở hư không vô tận bên trong truyền bá, cho dù xa xôi nơi, rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng có thể nghe được, Vương Nghị tâm hồ bình tĩnh không lay động, trước mắt biển vũ trụ Liên Minh muốn đem nhân loại bức bách đến tuyệt cảnh, nghĩ làm cho nhân loại tuyệt diệt, như vậy hắn muốn làm chỉ có một cái, giết hết bọn họ. Không giữ lại ai liên quan đến bộ tộc sống còn cùng vô số nhân loại tương lai vận mệnh, cái gì thương hại, đạo nghĩa không tồn tại. Muốn làm, liền làm tuyệt. Nhưng biển vũ trụ từ đây không tồn tại có thể uy hiếp đến nhân loại đồ vật. Cái gì? Biển vũ trụ liên minh rất nhiều người đều hoài nghi mình nghe lầm. Hắn đây là muốn chết, giết hắn. Một cái vũ trụ chi chủ cũng dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả. Có vũ trụ tối cường giả phản ứng lại, bạo phẫn nộ quát. "Chết! Giết. giết hắn. Nhân loại nếu không biết hối cải, vậy hãy để cho bọn họ cỡ nhỏ vũ trụ đồng thời biến mất đi." Cái khác biển vũ trụ liên minh các cường giả cũng dồn dập đáp lời, mà lúc này, hô hơn trăm triệu km cao vương nghị bỗng nhiên mở ra lớn vô cùng sáng loa mỹ lệ cánh chim ánh mắt lạnh lẽo âm thanh bên trong càng là có tuyệt đối lạnh lùng đều đi chết đi làm cao hơn ức km hát giáp người khổng lồ vỗ phía sau năm đối với rực rỡ cánh chim một khắc đó mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả đại quân vẫn còn muốn muốn tiến hành cùng đánh chuẩn bị bên trong theo sát bọn họ liền mò từ cái kia rực rỡ năm đôi cánh chim trên cao nhất cánh chim biên giới bỗng nhiên bay ra cực kỳ mỹ lệ ánh sáng vô số lưỡi dao ánh sáng liền phản phất một cơn gió từ vương nghị sau lưng thổi qua đến hạ xuống từng mảng từng mảng cánh hoa, tốc độ của nó đạt đến khó mà tin. Đổi cực hạn, trong nháy mắt liền bay qua phía trước vô tận khu vực. Che đậy hư không, thời khắc này, hư không phản phất rơi xuống một trận mưa cánh hoa, rơi vào mỗi một cái vũ trụ tối cường giả trên người như tỏa ra tử vong. Chương 778 Người đàn ông này đã giết điên rồi. Nguồn Mê truyện audio.com cánh chim, làm vĩnh hằng chân thần sử dụng đơn thể cơ giới lưu cực hạn chí bảo, vương nghị cũng chỉ có thể tiến hành thô ráp nhất khống chế, hắn duy nhất có thể làm chính là phóng thích cánh chim nguyên, đồng thời khống chế chúng nó hướng về phía trước bao trùm qua đi, nguyên, chính là vĩnh hằng chân thần mượn hoàn chỉnh hỗn độn vũ dực thôi phát ra năng lượng. Sợ có bộ phận xưng thánh sức chiến đấu, chỉ tiết chỉ có thể sử dụng một lần, một lần qua đi liền không còn vương nghị tự nhiên phải cẩn thận sử dụng mà lần này nếu không là biển vũ trụ liên minh bức bách vương nghị cũng sẽ không bạo phát mà phía trước cái kia phân bố ở đường kính một năm ánh sáng khu vực mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả cũng nhìn thấy cái kia hủy diệt tất cả vô cùng vô tận cánh chim quan nhận che ngập bầu trời bay đến cảm nhận được cái kia vượt quá tưởng tượng uy lực đáng sợ linh hồn đều đang run rẩy bọn họ lập tức biết được tuyệt đối không thể để cho công kích này rơi xuống trên người mình không tấn công nhanh kích công kích ở tử vong uy hiếp dưới hết thảy vũ trụ tối cường giả đều điên cuồng lên, không gian rung động đã bị phong tỏa, căn bản là không có cách thuấn di, nhìn thấy cánh chim quan nhận tốc độ, lúc này chạy đã không kịp, không có vũ trụ tối cường giả như vậy xuẩn, bọn họ duy nhất có thể làm chính là mượn chính mình tất cả mọi người sức mạnh, dùng chiến trận tiến hành chống đỡ. Vậy còn có một chút hy vọng sống, biển vũ trụ liên minh cường giả thật giống chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ, lập tức chuẩn bị tiến hành tập hợp công kích, mà vào đúng lúc này, không có người phát hiện, trong đám người một bóng người lộ ra nụ cười quái dị. Bảo bóng người kia ầm ầm muốn nổ tung lên oanh hủy thiên diệt một tiếng vang thật lớn vô tận sóng năng lượng trong nháy mắt liền hướng bốn phương tám hướng xung kích mà đi ảnh hưởng phạm vi cực kỳ chi rộng rãi toàn bộ hình cầu trận hình hầu như hơn nữa đều bị che kín đi vào a à. toàn bộ không gian đều ở phá toái đổ nát ở xung quanh biển vũ trụ liên minh cường giả đột nhiên không kịp chuẩn bị vô số cường giả bị lan đến đi vào bị xung kích trực tiếp lăn lộn tung bay đi toàn bộ trận hình cũng bị quấy rầy, trận hình vừa bị quấy rầy, lại muốn tiến hành cùng đánh liền không thể, mà cho dù này mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả liên hợp công kích, cũng có điều đạt đến hư không chân thần đỉnh phong thôi, cùng cánh chim nguyên uy có thể so với đến khác nhau một trời một vực, không cách nào so với, mặc kệ làm sao giải dụa, biển vũ trụ liên minh nhất định thất bại vận mệnh. A, à, không được. Những kia hoảng loạn các cường giả sợ hãi vạn phần nhìn vô số lưỡi dao ánh sáng tràn ngập ở bọn họ tầm nhìn mãi đến tận, vô số cánh chim quan nhận như cánh hoa mưa như thế bay lạ tả ở trên hư không trong thiên địa, duy mộng đẹp huyển, thế nhưng mang để chấm dứt quả nhưng là đáng sợ. a à. Không. Dết. Hết thảy vũ trụ tối cường giả đều cực lực dãy dùa, có triển khai công kích, có muốn triển khai đặc thù bí pháp, có muốn chạy trốn. C. Vũ trụ tối cường giả thân thể ở những này mỹ lệ cánh hoa trước mặt, yếu đuối dễ dàng bị cắt ra, bị từng mảng từng mảng cánh hoa xẹt qua, trực tiếp cắt chém nát tan, thể nội chân thần chi tâm cũng nát tan, mỹ lệ yên tĩnh này một mảnh rộng lớn hư không phản phất rơi vào trước nay chưa từng có trong yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả phân bố ở một năm ánh sáng phạm vi trong nháy mắt bị này vô tận mỹ lệ ánh đao cho bao phủ đao này ánh sáng chỉ mỹ lệ cực kỳ nắm giữ chí cao hoàng mỹ vẻ đẹp từng mảng từng mảng ánh đao cánh hoa chiếu vào mỗi một cái vũ trụ tối cường giả con ngươi bên trong ở này vô tận đáng sợ một đòn trước mặt tất cả thành hư không âm thanh đồng dạng đến yên diệt ở cao hơn ức km vương nghị nhẹ nhàng một cái vỗ cánh chim, hắn phía trước mấy năm ánh sáng khu vực liền phản phất bức họa xinh đẹp, trong nháy mắt liền vụn vặt, mảnh này mấy năm ánh sáng khu vực mỹ lệ bức tranh lên tất cả tất cả đều bị yên diệt, tất cả yên diệt, hóa thành hư vô. Vô tận lưỡi dao cánh hoa ở càng quét qua mấy năm ánh sáng khu vực sau tiếp tục tiến lên, thậm chí cuối cùng vọt thẳng ra. Hơn trăm vạn năm ánh sáng, hơn 10 triệu năm ánh sáng, thành hình quạt tuôn ra đi, yên diệt thôn vệ không gian tất cả, cũng không biết lao ra bao xa, cuối cùng mới tiêu tan, vô số cái khác biển vũ trụ vũ trụ chi chủ vốn là ở phía sau xem trò vui, hiện tại cũng tai và tới cá trong chậu. Cái kia vô tận lưỡi dao ánh sáng cánh hoa cũng tương tự xung kích đến bọn họ rất nhiều người trên người ở trong đó độ lượng vũ trụ chi chủ, đồng dạng bị xóa bỏ rơi, giống như bị biển lửa thôn phệ phi trùng, một cơn sóng đập tới đã không thấy tâm hơi. Vương Nghị một người cô độc đứng ở trên hư không bên trong, sau lưng xa xa là một viên cỡ nhỏ vũ trụ, nguyên bản ở hắn phía trước không gì địch nổi biển vũ trụ liên minh mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả ở cái kia mỹ lệ đến rung động lòng người một đòn trước mặt, đã trực tiếp bị xóa đi rơi mất, liền phản phất dùng khăn lau lau chùi qua giống như, trực tiếp xóa đi rơi, không giữ lại ai. Này sức mạnh mạnh mẽ, cho dù đôi cánh chim uy lực đã sớm có hiểu biết, có thể vương nghị tận mắt nhìn, như cũ chấn động. Kết thúc. Vương nghị yên lặng nói, bản tin tức nhắc nhở như là thác nước soạt dưới, khen. Đánh giết một vị vũ trụ tối cường giả, được 65 triệu giết chóc giá trị, trước mặt đã giết chóc biển vũ trụ chân thần, 2915, 3000. Khen đánh giết một vị vũ trụ tối cường giả, được 78 triệu giết chóc giá trị, trước mặt đã giết chóc biển vũ trụ chân thần 2925-3000. Ken Đánh giết một vị vũ trụ tối cường giả, được 95 triệu giết chóc giá trị, trước mặt đã giết chóc biển vũ trụ chân thần. 2989-3000 Ken Đánh giết một vị vũ trụ tối cường giả, được 82 triệu giết chóc giá trị, trước mặt đã giết chóc biển vũ trụ chân thần. 3056-3000 Ken Đánh giết một vị vũ trụ tối cường giả, được 79 triệu dết chóc giá trị, trước mặt đã dết chốc biển vũ trụ chân thần, 156809, 3000. Ken. Đánh dết một vị vũ trụ tối cường giả, được 88 triệu dết chóc giá trị, trước mặt đã vết chóc biển vũ trụ chân thần, 295518, 3000. Ken. Đánh dết một vị vũ trụ chi chủ, được 68 vạn dết chóc giá trị, Ken. Đánh dết một vị vũ trụ chi chủ, được 87 vạn dết chóc giá trị, Ken đánh giết một vị vũ trụ chi chủ, được 95 vạn giết chóc giá trị, lít nha lít nhít, như là thác nước hạ xuống, bản nhắc nhở rất nhanh thêm ra hơn trăm vạn hành, trực tiếp soạt bạo, mà Vương Nghị giết chóc giá trị cũng cưỡi tên lửa như thế bay trốn, đạt đến một cái độ cao mới. Vương Nghị thôi thúc cánh chim nguyên công kích, trực tiếp phá hủy toàn bộ biển vũ trụ liên minh, gần 30 vạn vũ trụ tối cường giả, không còn một móng, bị một lưới bắt hết, sau đó, còn lan đến gần cực kỳ rộng rãi phạm vi, chỉ ít vương nghị đều phóng chừng không ra cánh chim trước công kích cụ thể phạm vi lớn bao nhiêu, ngược lại phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vắng vẻ ở phạm vi này, có không biết bao nhiêu vũ trụ chi chủ bị dính liếu vào kỳ thực, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là đến từ vũ trụ tối cường giả cỡ nhỏ vũ trụ, những kia vũ trụ tối cường giả chết đi, cỡ nhỏ vũ trụ tử vong bọn họ cũng sẽ theo chết đi, nhưng có lẽ là cánh chim quan nhận phi hành quá nhanh, vô số vũ trụ chi chủ đều bị quan nhận cắn chết. bản lần này đem những kia tử vong vũ trụ chi chủ chết cũng tính ở vương nghị trên đầu, nói chung vương nghị lần này được độ lượng giết chóc giá trị, giết chết một cái vũ trụ chi chủ, là 10 vạn đến 100 vạn giết chóc giá trị. Giết chết một cái vũ trụ tối cường giả, trực tiếp 1.000 vạn giết chóc giá trị cất bước. Mà một giết chóc giá trị đại khái bằng không. Một chí bảo điểm riêng là cái kia 30 vạn vũ trụ tối cường giả, hơn nữa lấy 40 triệu đến 60 triệu vết chóc giá trị chiếm đa số, liền cho Vương Nghị cung cấp đại khái 10 năm nghìn tỷ vết chóc giá trị mà vũ trụ chi chủ, tuy rằng so với vũ trụ tối cường giả cung cấp vết chóc giá trị ít, thế nhưng bọn họ ngã xuống số lượng nhưng càng thêm nhiều, vì lẽ đó cũng cung cấp đại khái 20 vạn ức vết chóc giá trị, vì lẽ đó, Vương Nghị tổng cộng được đại khái 35 vạn ức dết chóc giá trị, cũng chính là ba năm vạn ức chí bảo điểm càng thêm đáng sợ là, coi như trước không bị công kích lan đến vũ trụ chi chủ, bởi vì cỡ nhỏ vũ trụ tử vong, Vô số vũ trụ chi chủ cũng theo chết đi, những này liền chiếm toàn bộ vũ trụ chi chủ quần thể ước chừng 8 thành số lượng, cũng chỉ có những kia đến từ Thánh địa Vũ trụ Vũ trụ chi chủ mới có thể bình yên vô sự, nhưng là mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả, hơn 10 triệu vũ trụ chi chủ đồng thời trong nháy mắt ngã xuống, khung cảnh này cũng rất khủng bố. Toàn bộ biển vũ trụ đều yên tĩnh lại, Nguyên Thủy Vũ trụ hư chân ma thần, Bắc Cương Minh chủ, Thủy Hóa Đảo chủ. Bọn họ ngã xuống, cỡ nhỏ vũ trụ bắt đầu đổ nát, sinh sống ở trong đó sinh mệnh bởi vì nguyên thủy vũ trụ còn không phá diệt nguyên nhân, có một phần còn có thể bị bên trong cường giả cứu ra, trở về nguyên thủy vũ trụ tiếp tục sinh hoạt, thế nhưng cái khác biển vũ trụ, cỡ nhỏ vũ trụ nhưng toàn bộ tử vong, 3000 vĩ độ biển vũ trụ, mấy trăm ngàn cỡ nhỏ vũ trụ, đồng thời tử vong. Đổ nát. Nương theo vô số sinh mệnh chết đi, toàn bộ vũ trụ cũng rơi vào trước nay chưa từng có tỉnh mịch biển vũ trụ hỗn độn hư không bên trong tọa sơn khách cùng tinh không thủy tổ ở xa xôi nơi cũng nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận đẹp cực kỳ lưỡi dao ánh sáng như hải dương như thế nhằm phía xa xôi vô tận nơi bọn họ cũng đều bị chấn động thật lâu không nói gì mà nguyên thủy vũ trụ cũng có không ít thế lực lại đây quan sát bọn họ cũng đều cảm giác được phát ra từ linh hồn run rẩy ở loại này vô tận đáng sợ vĩ đại sức mạnh trước mặt bọn họ cảm giác được chỉ có tuyệt vọng cùng hoảng sợ tử nguyệt thánh địa tử nguyệt thủy tổ bóng người khẽ run sắc mặt khó coi đến cực điểm ở vừa nãy hắn vũ trụ bên trong hai cái vũ trụ tối cường giả cùng một ít vũ trụ chi chủ thần lực hóa thân đều tiêu tan, mà hắn cũng cảm ứng được bọn họ sinh mệnh dấu vết biến mất, có điều này không phải nhất làm cho hắn chấn động, hắn nhìn cái kia chỉ còn lại một cái bóng người hỗn độn hư không hình ảnh. Nắm đấm bất tri bất giác nắm chặt, đồng đế thánh địa, đồng đế thủy tổ trong tròng mắt cũng có không vung đi được chấn động, hắn tuy rằng siêu thoát luân hồi, nhưng vẫn là hư không chân thần, mà trước cái kia cánh chim một tấm liền bộc phát ra vô tận mỹ lệ ánh đao cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác, hắn có thể cảm giác được, đáng sợ kia cánh chim quan nhận cái kia đủ để uy hiếp đến hắn cỡ nhỏ vũ trụ thậm chí bản thân hắn đối mặt đáng sợ kia công kích cũng không cách nào chống đỡ làm sao có khả năng đông đế thủy tổ lần thứ nhất thất thố biển vũ trụ làm sao có khả năng tồn tại loại sức mạnh này hoảng sợ đông đế thủy tổ vào đúng lúc này trong nội tâm có đều là hoảng sợ đối mặt xa xa không cách ứng đối một đòn đối mặt mặc dù là vĩnh hằng chân thần cũng chỉ có dựa vào đỉnh tim cơ giới lưu bảo vật mới có thể phát sinh một đòn mà là chân chính liệu mạng mới sẽ cam lòng một lần tiêu hao nhiều như vậy năng lượng một đòn coi như siêu thoát luân hồi thủy tổ cũng sẽ hoảng sợ tuyệt vọng hư không chân thần cỡ nhỏ vũ trụ muốn vĩnh hằng chân thần toàn lực bạo phát mới có thể phá hủy mà cái kia cánh chim quan nhận hiển nhiên đã đầy đủ làm đến điểm này dù sao đây là một vị viễn cổ văn minh mạnh mẽ vĩnh hằng chân thần có thể được ban cho có thể nói viễn cổ văn minh đứng đầu nhất đơn thể cơ giới lưu bảo vật cường giả đem hết toàn lực thôi phát cánh chim cao nhất một tầng dưới chuyển hóa năng lượng chứa đựng ở nguyên bên trong quy lực này mạnh mẽ đã có bộ phận xưng thánh tồn tại một đòn uy năng. Coi như vĩnh hằng chân thần đối mặt này một đòn đáng sợ, nói không chắc cũng đến bị giết hết. Thông qua một ít con đường, nguyên thủy vũ trụ bên trong nhân loại tộc quần các cường giả bọn họ cũng nhìn thấy này chấn động lòng người một mạng, bọn họ cũng đều tập thể thất thanh, có điều cùng những kia biển vũ trụ nguyên thủy vũ trụ thế lực vì là này cánh chim quan nhận uy năng cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ không giống sau đó bọn họ rơi vào vô hạn mừng như điên ha ha chúng ta thắng thắng hồn nguyên chi chủ, giết chết toàn bộ biển vũ trụ liên minh. Nhân loại tộc quần các cường giả tuy rằng vẫn là chấn động không gì sánh nổi, nhưng cùng lúc cũng là lòng tràn đầy vui vẻ mà hồn nguyên chi chủ cái kia không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ, cũng sâu sắc khắc vào trong đầu của bọn họ. Mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả ở một đòn dưới đều biến thành tro bụi, còn có ai có thể chống đỡ hồn nguyên chi chủ nơi xa xôi, hỗn động khí lưu như hải dương giống như mảnh liệt chập trùng, nơi này tràn ngập vô hạn nguy cơ, cho dù vũ trụ tối cường giả cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một hành động một viên to lớn vũ trụ ở hỗn độn hải dương bên trong bồng bềnh vô biên vô hạn xương trắng bên trong một tòa cao vạn ức km nguy nga màu đen ngọc thạch hình người điêu khắc sừng sững ở vô tận trên mặt đất bỗng nhiên toàn bộ thiên địa đều rung động lên nguy nga màu đen ngọc thạch hình người điêu khắc cặp mắt kia bỗng nhiên mở bắn ra phẫn nộ diễm quan trước hắn cảm ứng được chính mình vũ trụ bên trong có thật nhiều vũ trụ tối cường giả chết đi đồng thời còn có vũ trụ chi chủ mà hắn coi trọng hậu bối bố lan đức cũng chết đi ở hắn phẫn nộ dưới toàn bộ vũ trụ vô số không gian đều mây gió biến ảo thiên địa chấn động sấm vang chấp giật rất nhiều cường giả đều bị kinh động ai là ai giết ta vũ trụ nhiều cường giả như vậy minh hoàng thánh địa thủy tổ phát sinh thanh âm phẫn nộ tuy rằng hắn rất quan tâm đối phó vũ trụ chu biển vũ trụ nhân loại sự tình nhưng hắn chân thân ở khởi nguyên đại lục cũng sẽ không vẫn quan tâm sự tình tiến triển, mà theo thế cuộc trong sáng, hắn cũng tin tưởng chính mình vũ trụ hậu bối có thể hoàn thành chính mình dành cho nhiệm vụ, nhưng hắn không nghĩ tới, các loại đến nhưng là một cái tin tức xấu. Trà! Cho ta lập tức đi thăm dò. Bố Lan Đức bọn họ đến cùng gặp cái gì? Thánh địa cường giả vang lên bên tai thủy tổ thanh âm lạnh như băng, nhưng bọn họ câm như hến, vương nghĩ lúc này đối với nhân loại tộc quân truyền về tin tức. Nhưng bọn họ đi ra tiến hành lớn càng quét, dù sao trước hắn cái kia một đòn, giết chết vô số cường giả, bị cánh chim quan nhận đánh giết liền không nói, chí cường chí bảo có thể bảo tồn cũng không nhiều thế nhưng đều sẽ có một ít. 3.000 vĩ độ biển vũ trụ, phỏng chừng có 8 thành vũ trụ tối cường giả đều ngã xuống lúc trước cái kia vừa đánh trúng mà hơn 10 triệu vũ trụ chi chủ, phần lớn đều là bởi vì cỡ nhỏ vũ trụ tử vong mà chết đi, thi thể bảo vật đều còn hoàn hảo phiêu lưu ở trong hư không, cái kia số lượng liền kinh người, hiện tại những kia biển vũ trụ thế lực đều bị dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng cũng không ai dám xuất hiện ở hồn nguyên chi chủ trước mặt, có chút đều bị dọa đến trực tiếp trời đi cái này biển vũ trụ, dù sao ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đều là nhân loại kẻ địch, nhân loại muốn tiêu diệt bọn họ, hoàn toàn hợp lý, nhìn thấy hồn nguyên chi chủ cái kia không gì sánh được mạnh mẽ, còn ai dám xuất hiện ở trước mặt hắn mà hơn 10 triệu vũ trụ chi chủ thần thể thi thể cùng bảo vật đều lưu ở vùng hư không này bên trong, cái kia nhưng là một cái bảo tàng khổng lồ. Nhân loại như vậy điểm cường giả, riêng là quét tước, phỏng chừng phải tiêu tốn thời gian rất lâu, nhạc chí bảo cũng phải nhặt cực kỳ lâu, mà chỗ này hư không cũng biến thành sau đó biển vũ trụ một cái có tiếng chiến trường, bị từng đời một truyền tụng xuống. Chương 779 Bụi bậm lắng xuống Nguồn Mê truyện audio com Ha ha, thật nhiều bảo vật Ồ, nơi này lại có một cái chí cường chí bảo, về ta Thi thể này cũng có rất nhiều tác dụng, không thể bỏ qua Lấy đi, lấy đi, ha ha ha, đều lấy đi lĩnh vực bao trùm rộng lớn khu vực, từng đạo từng đạo lưu quan bóng người phân tán ở trong hư không không dừng qua lại di động, đem từng bộ từng bộ vũ trụ chi chủ thi thể, từng kiện bảo vật thu thập lên, giờ khắc này, biển vũ trụ, nhân loại tộc quân cường giả dốc toàn bộ lực lượng, rất vui mừng ở hỗn động khí lưu bên trong quét tước chiến trường, bên ngoài còn có thật nhiều cường giả xa xa nhìn, cũng không dám tới gần, bởi vì hồn nguyên chi chủ liền ở ngay đây. Những kia vũ trụ tối cường giả đã cùng bọn họ bảo vật hóa thành hư không, chính là một phần bị cánh chim quan nhận lan đến gần vũ trụ chi chủ cũng tương tự không cách nào may mắn thoát khỏi, trên người bọn họ bảo vật đã cùng bọn họ đồng thời vĩnh viễn từ biển vũ trụ biến mất. Thế nhưng, vẫn có vô số bởi vì vũ trụ vỡ diệt mà chết đi vũ trụ chi chủ, bọn họ thần thể thi thể lại như từng viên một bụi trần như thế tĩnh mịch trôi nổi ở hỗn động khí lưu bên trong mà bọn họ bảo vật cũng biến thành nhân loại bộ tộc tài phú riêng là những này vũ trụ chi chủ bảo vật gặp lại chính là một cái cực kỳ kinh người con số vượt xa bất kỳ một thế lực nào tích lũy đầy đủ nhường bất kỳ một thế lực nào đều trông mà thèm đáng tiếc không ai dám cùng nhân loại tộc quần tranh chỉ có thể mắt thấy nhân loại quá độ chiến tranh tài trận chiến này nhường ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ tám thành trở lên cường giả tuyệt diệt trừ thánh địa vũ trụ cũng chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con cỡ nhỏ vũ trụ bởi vì không có tham dự vào mà may mắn thoát nạn toàn bộ biển vũ trụ nên đón trước nay chưa từng có héo tàn thời khắc vương nghị vị trí biển vũ trụ gần trăm cái cỡ nhỏ vũ trụ bị hủy diệt đã từng tiếng tâm lừng lẫy bộ tộc cường giả như thần nhãn tộc hai tộc ảnh trung tộc, thực mộng. Tộc. Cùng với những kia độc hành tối cường giả, hoành hành ma thần, huyết lang thủy tổ các loại cũng đều bởi vì thân ở khối đồng minh trong chiến trận mà ngã xuống, như thần nhãn tộc chết cũng oan, dù sao bọn họ vốn là chỉ là tập hợp cá nhân số, ai nghĩ tới đến nhân loại lại có loại này đại sát khí, nhưng liên minh trong nháy mắt toàn quân bị diệt, thần nhãn tộc, hai tộc rất nhiều chính là như thế cắm rơi, thật giống như cổ đại mấy trăm ngàn đại quân vây đánh mấy người, vốn là phần thắng nắm chắc, một Người một nguồn nước bọt cũng có thể thắng, Ai biết đối phương trở tay lấy ra một viên bom nguyên tử, bây giờ toàn bộ biển vũ trụ, còn sót lại vũ trụ tối cường giả phỏng chừng một cái tác đều đến ra. Mà trận chiến này, nhân loại cũng dết đến những thế lực khác triệt để sợ hãi. Chính là những thánh địa này vũ trụ đều trầm mặc. Nguyên thủy vũ trụ, rất nhiều thế lực cũng hoảng sợ sức mạnh của nhân loại. Lần này càng nhiều thế lực nương nhờ vào nhân loại, chỉ có điều vận may của bọn họ không tốt như vậy. Mà hồng nguyên chi chủ cũng dựa vào trận chiến này biến thành ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ cường giả số một rất nhiều đều suy đoán hắn là mượn viễn cổ văn minh bảo vật mới có thể phát sinh loại kia khủng bố công kích, nhưng không có ai biết hắn có hay không có thể lại một lần nữa triển khai. hồng Nguyên chi chủ uy danh vô địch ở ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ truyền bá, thậm chí thông qua một số thánh địa vũ trụ, khởi nguyên đại lục đều có nhiều chỗ nghe được vĩ độ biển vũ trụ xuất hiện một cái gây gớm tuổi trẻ tiểu gia hỏa, dựa vào bảo vật mạnh mẽ một đòn giết chết mấy trăm ngàn chân thần, cho dù là viễn cổ văn minh, chuyện như vậy cũng xuất hiện rất ít, vũ trụ cách cục phát sinh lần nữa biến hóa long trời lở đất hơn nữa so với trước càng thêm kịch liệt. Bởi vì, nguyên bản đối với vũ trụ cách cục có ảnh hưởng vũ trụ tối cường giả đều chết gần hết rồi, nguyên thủy vũ trụ, hiện nay chỉ có bốn cái vũ trụ tối cường giả còn hoạt động, một là nhân loại tộc quân cự phủ người sáng lập, hỗn động thành chủ, hai là tòa sơn khách, tinh không cự thú thủy tổ. Mà người sau cùng nhân loại tộc quân quan hệ cũng không tệ lắm, mặt khác còn sống sót trùng tộc nữ hoàng, cơ giới phụ thần, yêu tộc chấn yêu tổ, còn bị nhốt tại hồn nguyên chi chủ thông thiên tháp nơi đó, khi biết biển vũ trụ liên minh kết cục, bọn họ cũng phi thường chấn động, nguyên bản nguyên thủy vũ trụ có cửu đại đỉnh phong thế lực, 12 đỉnh cấp thế lực, mà hiện tại, cửu đại đỉnh phong thế lực đã sụp đổ 6 cái, bọn họ đều mất đi chính mình vũ trụ tối cường giả, vậy thì là đã từng ngủ. Đại đỉnh phong bộ tộc cùng Bắc Cương Liên Minh, Bắc Cương Liên Minh đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, Bắc Cương Minh chủ gia nhập khối đồng minh ngã xuống ở biển vũ trụ, Bắc Cương Liên Minh càng là trong nháy mắt phân giải, phần lớn liên minh thành viên đều nương nhờ vào nhân loại tộc quần. Duy nhất còn hoàn hảo chính là tổ thần giáo cùng tinh không cự thú liên minh, chỉ là bọn hắn cũng không có cùng nhân loại tranh đấu độ khả thi, trở thành nguyên thủy vũ trụ duy nhất một cái đỉnh phong bộ tộc nhân loại, chiếm cứ cực kỳ rộng lớn dồi dào cương vực, chân chính một nhà độc đại, không còn có người có thể ngăn được bọn họ, nhân loại thế lực lại lần nữa cấp tốc bành trướng mở rộng, đến mức rất nhiều thế lực chỉ có thể không ngừng lùi bước địa cầu. Một thân quần áo thường vương nghị, ngồi ở trên cỏ, nhìn phiêu từng đóa từng đóa mây trắng xanh thẳm bầu trời, thản nhiên uống rượu. Từ vũ trụ đường nối mở ra đến biển vũ trụ liên minh uy buộc chúng ta nhân loại 300 vạn năm, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Vương Nghị nhìn mình bản, ký chủ đã phát động nhiệm vụ chân thần chi thương, ở mỗi cái biển vũ trụ giết chóc một tên chân thần, hoàn thành nhiệm vụ sau, liền có thể cùng bản đổi lấy tùy ý một cái chân thần cấp trở xuống chí bảo. Trước mặt đã giết chóc biển vũ trụ chân thần. 297647-3000 Vương Nghị lẩm bẩm nói. Toàn bộ biển vũ trụ liên minh, đúng là thành tựu ta. Trước còn muốn dùng nhiệm vụ này đổi lấy bác kỳ thánh. Vương Nghị lắc đầu, nhưng hiện tại ta dết chóc giá trị hối đoái thành chí bảo điểm, đổi lấy mấy chục kiện đều thừa sức. Vương Nghị đưa ra nhiệm vụ, khen. Chân thần chi thương, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn ngươi đổi lấy chí bảo. Vương Nghị lựa chọn cơ giới lưu bảo vật bát kỳ thánh, có điều, tuy rằng thành công đổi lấy này chí bảo, thế nhưng Vương Nghị chân chính nghĩ sử dụng, còn phải các loại trở thành chân thần mới được, pháp tắc cảm ngộ cũng được chân thần cực hạn mới có thể miễn cưỡng thôi thúc này cơ giới bảo vật này bát kỳ thánh, coi như đến xưng thánh cấp độ, đều còn có thể tạm tạm sử dụng, chỉ là, đương nhiên là vượt tầng thấp tăng cao thực lực phạm vi càng lớn. Đến xưng thánh, liên tác dụng liền không lớn, biển vũ trụ liên minh nguy cơ giải trừ, nhân loại tộc quần ở biển vũ trụ tuy rằng còn có thật nhiều ẩn tại kẻ địch, cái khác thánh địa vũ trụ tuy rằng đau lòng tổn thất, thế nhưng bọn họ trong thời gian ngắn cũng bắt nhân loại không có bất kỳ biện pháp nào, liền coi như bọn họ còn có vũ trụ tối cường giả, cũng không cách nào như trước như vậy uy hiếp đến nhân loại, hơn nữa hồn nguyên chi chủ quá mức đáng sợ, cũng không còn vũ trụ tối cường giả dám dễ dàng xuất hiện ở phương này biển vũ trụ, biển vũ trụ lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, phương này biển vũ trụ cũng biến thành rất nhiều cái khác biển vũ trụ trong mắt cấm địa, thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thủy tinh mênh mông trên mặt đất, liên miên dãy núi kéo dài đến tầm nhìn phần cuối, mà một chỗ trên hồ nước không đang có một vòng xoáy không gian, mấy nói khí tức cường đại bóng người từ vòng xoáy trong đường nối bay vào được. Phụ cận một ít hoặc là kết bè kết lũ tôn giả cấp dị tộc tiểu đội hoặc là đơn độc hành động vũ trụ bá chủ nhìn thấy những này bóng người, đều yên lặng né tránh, nhân loại tộc quần, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi nguyên thủy tinh mở ra đã vượt qua 800 vạn năm thế nhưng nguyên thủy tinh toàn bộ mở ra quá trình sẽ kéo dài một ngàn cái kỷ nguyên vì thu được bảo vật rất nhiều cường giả đều sẽ tới nơi này mạo hiểm mà nhân loại tộc quần những năm này vũ trụ tôn giả đã vượt qua một vạn dựa vào bộ tộc bồi dưỡng xuất hiện rất nhiều vũ trụ bá chủ nói như thế bí pháp bảo vật cũng không thiếu nhân loại tộc quần hiện tại chỉ cần là tôn giả Hầu như cũng có thể trở thành vũ trụ bá chủ, vì lẽ đó nhân loại tộc quần chỉ phải ở bên ngoài chạy, hầu như đều là vũ trụ bá chủ thực lực, trên người không có vài món chí bảo, đều thật không tiện nói mình là nhân loại tộc quần đi ra, không có cách nào. Nhân loại tộc quần hiện tại quá giàu có. Trước biển vũ trụ chiến dịch thu hoạch, làm cho nhân loại được nhiều vô số kẻ chí bảo, hơn 10 triệu vũ trụ chi chủ, trên người bảo vật nên có bao nhiêu? Tài phú nên có cỡ nào to lớn. Nhân loại tộc quần coi như liều mạng ban tặng thậm chí hoàn toàn không tiếc đánh đổi vung đi vũ trụ tôn giả nhân thủ một bộ đỉnh phong chí bảo cũng có thể sung túc đến trình độ như thế này thêm vào ra sức bồi dưỡng người đến sau mỗi cái vũ trụ tôn giả đều chiếm được không ít chỗ tốt có điều phổ thông vũ trụ tôn giả được chỗ tốt chung quy có hạn đến vũ trụ bá chủ chính là cực hạn những kia có thể ngang hàng vũ trụ chi chủ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ mới thật sự là lợi hại mà bộ tộc cũng là có quy tắc sẽ không ban tặng quá mức đến vũ trụ bá chủ nghĩ đến đến càng nhiều tài nguyên đến dựa vào chính mình đi liều mà những nhân loại này bộ tộc vũ trụ bá chủ chính là định đến nguyên thủy tinh lang bạc một hồi thử vận may những tộc quần khác thế lực vũ trụ bá chủ đơn độc ở nguyên thủy tinh hành động cũng chỉ có nhân loại tộc quần mới sẽ xuất hiện kết bè kết lũ tình huống như thế ha ha thiên vũ tôn giả lần này tinh ngục chi chủ nhưng là ban tặng ngươi không ít bảo vật đi nơi nào nơi nào đều là lão sư ưu ái ban tặng ta một cái đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo đầy sao hồ không tính là gì vốn là, là thiên vũ vương Hiện tại đã là vũ trụ bá chủ Thiên Vũ Tôn giả đầy mặt khiêm tốn, những nhân loại khác vũ trụ bá chủ không ngừng hâm mộ, đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo a, nếu như đổi thành trước đây, chính là vũ trụ chi chủ đều có rất ít, chỉ có loại kia đứng đầu nhất mới khả năng nắm giữ, mà cho dù như nay nhân loại tộc quần, có thể nắm giữ vũ trụ tôn giả cũng phi thường hiếm thấy, có này đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo, chính là cấp 5 đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ muốn giết Thiên Vũ. Tôn giả cũng không quá dễ dàng. Hùng chi Thiên Vũ Tôn giả trên người còn có một đống lớn bảo vật. Dựa vào những bảo vật này, cũng có thể cùng một ít vũ trụ chi chủ đấu một trận, có điều hết cách rồi, ai để người ta là nhân loại bá chủ tinh ngục chi chủ đồ đệ, người ta đồng môn sư huynh đệ là nhân loại tộc quần bây giờ lớn nhất một ngọn núi hồng nguyên chi chủ đây, này trong kẻ tay tùy tiện sóc lại một điểm, đều đầy đủ nhường bọn họ những này vũ trụ tôn giả ăn no rồi. Thiên vũ tôn giả ngươi quá khiêm tốn, ta xem ở nhân loại tộc quần vũ trụ tôn giả bên trong, có thể cùng thiên vũ tôn giả ngươi so với, cũng không mấy cái. Lần này nguyên thủy tinh hành trình, thiên vũ tôn giả ngươi nhất định có thu hoạch lớn cái khác vũ trụ bá chủ dồn dập cười nói. Ta đây không tính là cái gì, cùng hạo thiên chi chủ so ra, kém quá xa. Thiên vũ tôn giả nghĩ đến cái gì, đầy mặt ước ao, những nhân loại khác vũ trụ bá chủ đều là một tỉnh, hạo thiên chi chủ, là nhân loại tộc quần mới lên cấp vũ trụ chi chủ, thành tựu vũ trụ chi chủ, có điều là trăm vạn năm. Ở vũ trụ chi chủ bên trong, này thời gian tu luyện tính nhanh, nhân loại tộc quần những năm này nhiều vô số sinh ra mấy vị vũ trụ chi chủ, hạo thiên chi chủ mặc dù là người đến sau, thế nhưng thực lực cùng tiếng tâm càng mạnh hơn bởi vì hắn là nhân loại vĩ đại nhất cường giả hồn nguyên chi chủ dưới trướng đại đệ tử đương nhiên hồn nguyên chi chủ đối với thu đồ đệ không hứng thú gì hiện nay cũng chỉ có một cái đồ đệ còn thành vũ trụ chi chủ có người nói này hạo thiên chi chủ ngày sau trở thành vũ trụ tối cường giả cũng là rất có thể sự tình một thành vũ trụ chi chủ liền bị lão sư hắn ban tặng chí cường chí bảo không biết ước ao chết bao nhiêu người vũ trụ không biết bao nhiêu cường giả khác vọng bái vào hồn nguyên chi chủ môn hạ có điều hồn nguyên chi chủ địa vị cao bậc nào ánh mắt có người nói cũng rất cao, liền hắn con cái, trong đó một vị đều thành vũ trụ chi chủ, thế nhưng cũng không lại thu vị thứ hai đồ đệ, có thể thấy được hồn nguyên chi chủ thu đồ đệ điều kiện chi hà. Khắc. Hạo thiên chi chủ xác thực lợi hại. Có điều thiên vũ tôn giả ngươi thành vũ trụ chi chủ cũng không phải không hy vọng a. À. Đúng, chúng ta đều muốn thành vũ trụ chi chủ, thậm chí là vũ trụ tối cường giả, những nhân loại này vũ trụ bá chủ đều bị gây nên hùng tâm tráng chí nếu như đổi trước đây bọn họ là không dám nghĩ nhưng là hiện tại nhân loại tộc quần đều nói rồi chỉ cần nỗ lực tu luyện mỗi người đều có cơ hội thành vũ trụ tối cường giả những này vũ trụ tôn giả có thể ở không có viễn cổ văn minh dưới sự chỉ dẫn tu luyện đến nay thiên phú không nói tuyệt đỉnh nhưng thành vũ trụ chi chủ hy vọng vẫn là rất lớn đương nhiên vũ trụ tối cường giả phải dựa vào cá nhân thiên phú cùng cơ duyên tuy nhiên nhân loại bộ tộc hiện tại cường giả càng ngày càng nhiều chính là cao tốc phát triển giai đoạn theo tích lũy, tương lai sinh ra mấy trăm vị chân thần đều không phải không thể, mà nhân loại tộc quần vĩ đại nhất hồn nguyên chi chủ đang làm gì. La là Phong, ta đều nói rồi, ngàn nhau thực lực, ngươi là không đánh lại được ta. Nguyên thủy vũ trụ một chỗ âm u tinh không, hai đạo quan mang vạn trượng bóng người chính đang giao chiến, cùng cùng uy năng, nhưng rộng lớn tinh không đều tảng lớn tảng lớn phá toái đổ nát, sau đó lại sắp xếp lại ngưng tụ, mà trung ương nhất chiến trường càng là đánh thành sôi trào lập tử lưu hải dương trong đó một đạo ăn mặc màu đỏ sậm chiến giáp bóng người chỉ lộ ra một đôi thâm thúy bình tĩnh con mắt còn mang theo một nụ cười mà trong tay hắn nhất theo một cái màu đen chiến đao chiến đao chỗ đi qua thời không đều bị đông lại nát tan ánh đao xé rách tinh không âm bị đánh bay ra ngoài sau lưng có ba đối với cánh chim màu bạc xốc phát thanh niên buồn bực nói có bản lĩnh ngươi đừng dùng công kích linh hồn vương nghị bay đến trong miệng chậm rãi nói Ngươi ý chí mạnh như vậy, đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn a. À. La Phong nghiến răng nghiến lợi, nếu không đổi ngươi đến thử xem. Có thể. Vương Nghị lắc đầu một cái, có điều coi như không cần linh hồn bí pháp, ngươi cũng không đánh lại được ta. Ngươi thử xem ta những năm này sáng tạo này một đao pháp. La Phong cũng lười biện giải, giữa hai người luận bàn, cách một khoảng thời gian liền sẽ tiến hành, dù sao bây giờ biển vũ trụ có thể làm la phong đối thủ cũng chỉ có vương nghị nhưng vì những thứ khác vũ trụ tối cường giả đều chết gần hết rồi vũ trụ chi chủ bên trong cũng không có như la phong tiến bộ nhanh như vậy hơn nữa hai người đi đường gần gũi lại đều chiếm được đoạn đông hà truyền thừa lẫn nhau luận bàn lẫn nhau xác minh tiến bộ càng mau một chút đương nhiên vương nghị hiện nay dẫn trước la phong vương nghị ngươi lợi hại những năm này ta tự nhận tiến bộ rất nhiều vẫn là không sánh bằng ngươi la phong bất đắc dĩ nói ta cảm giác đoạn đông hà không gian truyền thừa đối chiến không gian những kia đối thủ cùng cấp độ bên trong đều không mấy cái so với ngươi càng lợi hại. Vương Nghị gật gù, đoạn Đông Hà không gian truyền thừa bên trong có tương tự chuyên môn thí luyện chiến đấu không gian, một cái cỡ nhỏ giả lập không gian, bên trong có từng cái từng cái đối thủ, tổng cộng có 282 vị đối thủ, trong đó bao quát các đời đoạn Đông Hà, giả lập không gian vừa ý thức có thể tiến vào, có thể cùng bọn họ giao thủ, những kia giả lập đối thủ đều có thể sử dụng tới lúc trước những siêu cấp cường giả kia uy năng, trong đó đối thủ mạnh mẽ nhất tự nhiên là đệ tam tổ sư đương. Nhiên, các đời đoạn Đông Hà bên trong vũ trụ chi chủ giai đoạn sáng tạo cấp 8 bí pháp mới vẹn vẹn hai vị, Vương Nghị hiện tại cũng có thể sáng tạo cấp 8 bí pháp, tự nhiên cùng cấp độ so với bọn họ đại đa số mạnh hơn nhiều. Chương 780 Tấn Thế Giới Đến Nguồn Mê Truyện Audio com Hỗn độn không biết năm tháng đã thành tựu tôn giả, có đỉnh tim vũ trụ bá chủ thực lực huyển giới tôn giả hồng cùng lôi đao tôn giả lôi thần hai người chính kết bạn ở biển vũ trụ mạo hiểm lan bạc. Hồng ca, những khi hậu bối đều thành vũ trụ chi chủ, vượt qua chúng ta, chúng ta cũng đến thêm sức lực mới được. Đầu trọc áo bào trắng thanh niên nói rằng, nhìn qua trầm ổn rất nhiều lạnh lùng hắc giáp thanh niên nhưng là lạnh nhạt nói. Từ từ tích lũy, thời cơ đến, tự nhiên có thể đột phá. Lôi thần nói thầm. Lại chậm, liền không nhìn thấy người khác bóng dáng. Ngươi hành, ngươi hiện tại đột phá cũng có thể. Hồng nói rằng. Lôi thần không lên tiếng, Hồng cùng lôi thần trên địa cầu chính là đứng ở đỉnh phong cường giả, mà đi tới vũ trụ, nhưng trước sau bị Vương Nghị cùng La Phong bỏ qua, truy đều không đuổi kịp, này cũng thôi, Vương Nghị cùng La Phong đều là có chính mình cơ duyên yêu nghiệt, nhưng là liền địa cầu hậu bối đều không ngừng vượt qua bọn họ, vậy thì nhường lôi thần có chút khó chịu, trong xương, lôi thần cùng Hồng đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đều có chính mình ngạo khí, chỉ là, hai người cường là tu tâm, pháp tắc cảm ngộ thiên phú tuy rằng không ngừng tăng cao, liền như Hồng, trừ ý chí và ảo cảnh phương diện am hiểu ở ngoài. Cái khác thật sự rất bình thường, so với những kia chân chính thiên tài vẫn còn có chút trên bản chất chênh lệch, tốc độ tiến bộ đương nhiên chậm, thế nhưng loại này con đường, khởi điểm tiến bộ tuy rằng không tính nhanh, có thể rất đặc thù, như thế cường giả càng về sau tiến bộ càng chậm, nhưng bọn họ loại này không giống, bọn họ vừa bắt đầu tốc độ tu luyện không. Tính nhanh, đến mặt sau vẫn như cũ không ngừng đột phá. Ta cũng muốn trở thành vũ trụ tối cường giả, đi ra con đường của chính mình, thấy được càng tươi đẹp phong cảnh. Lôi thần hai con mắt có điện quang lấp lóe, Haki mơ hồ, âm thanh tràn ngập khát vọng. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể không trầm giọng nói, hai vị từ địa cầu thời đại bắt đầu liền dắt tay sóng vai huynh đệ nhìn nhau cười. Lợi hại đến đâu siêu cấp tồn tại, cũng là từng bước một đi tới. Hồng trong lòng thầm nói. Hắn đối với mình tràn ngập tự tin, chỉ cần ngươi vẫn ở tiến bộ, vẫn ở tiến bộ, mà ngươi tuổi thọ lại là vô hạn. Như vậy, coi như trở thành vũ trụ bên trong nhân vật vĩ đại nhất, cũng không phải không thể đến hồng ca cùng lôi thần như vậy tâm tình, đã sẽ không dễ dàng chịu đến ngăn trở, chỉ cần không ngã xuống, tương lai trở thành cường giả siêu cấp là chuyện rất bình thường, đối với lôi thần cùng hồng ở biển vũ trụ Lan Bạc quyết định vương nghị cũng là ủng hộ, chính là ngã xuống, cũng có thể phục sinh. Vì lẽ đó lôi thần, hồng cũng yên tâm lớn mật ở biển vũ trụ sông, thời gian trôi qua, này một ngày, chính đang một cái nào đó biển vũ trụ tuyệt địa Lan Bạc vương nghị thu được một cái tin. Biển vũ trụ xuất hiện quái vật khổng lồ. Vương nghị quay đầu lại. Quả nhiên, nguyên thủy vũ trụ, vẫn là đem tấn thế giới đưa tới mà ở vương nghị quê hương biển vũ trụ theo cái kia so với cỡ nhỏ vũ trụ còn muốn khổng lồ một chút tương tự thân thế của nhân loại quái vật khổng lồ xuất hiện, toàn bộ biển vũ trụ đều bị hấp dẫn, có điều, hiện tại biển vũ trụ cường giả héo tàn quá nghiêm trọng, vũ trụ tối cường giả chết thất thất bát bát dẫn đến phần lớn vũ trụ chi chủ đều chết đi, vì lẽ đó này quái vật khổng lồ mãi đến tận rất lâu mới bị một cái đi ngang qua vũ trụ chi chủ phát hiện. Cái này vũ trụ chi chủ cũng là ở một chỗ. Phổ thông hiểm địa thăm dò thời điểm, toàn bộ hiểm địa bị quái vật khổng lồ phi hành trên đường ầm ầm va nát, hắn thần thể cũng trong nháy mắt theo nát tan, may là hắn có phân thân mới có thể bảo vệ một cái mạng mà rất nhanh biển vũ trụ đột nhiên xuất hiện một bộ độ cao vượt qua một ước năm ánh sáng sinh vật hình người tin tức truyền ra nhân loại tộc quần đương nhiên rất nhanh biết rất nhiều cường giả đều đi dò xét chỉ có điều bọn họ nghiêm trọng thiếu hụt nhân thủ tưởng tượng nguyên tắc như vậy dựa vào tập thể công kích thay đổi bàn đại nhân hình sinh vật phi hành phương hướng là rất khó khăn biển vũ trụ cái kia so với cỡ nhỏ vũ trụ còn muốn khổng lồ một chút tương tự thân thế của nhân loại đang nằm vượt xa trăm vạn lần, ngàn vạn lần tốc độ ánh sáng, thậm chí đều khiến xung quanh hỗn động khí lưu ở siêu cao tốc va chạm dưới trực tiếp ma sát hình thành cực kỳ tia sáng chói mắt, ở rất dài trong một vùng hư không đều lưu lại thật dài lưu quan Nó, chính thời khắc không dừng hướng nguyên thủy vũ trụ phương hướng đi tới, mà biển vũ trụ giờ khắc này một đoàn cường giả đều dựa vào thuấn di đi theo này bạn đại nhân hình sinh vật mặt sau, có điều số lượng rất ít, mới mấy trăm người, mà tử nguyệt thánh địa cùng đông đế thánh địa đều không ở, bọn họ trước gia nhập liên minh, nhân loại tự nhiên cũng sẽ không khách khí, thêm vào bọn họ trước tổn thất gần như hết thảy vũ trụ tối cường giả, những này 5 tháng cùng nhân loại tộc quần ở biển. Vũ trụ xung đột mấy lần, đều không đạt được chỗ tốt, dù sao nhân loại tộc quần Hồng Minh bây giờ hầu như nhất thống nguyên thủy vũ trụ, có lượng lớn vũ trụ chi chủ, lại có cự phủ người sáng lập, hỗn độn thành chủ, Vương Nghị, La Phong. Thêm vào lượng lớn chí bảo cùng bí pháp, mới vừa tổn thất nặng nề hai đại thánh địa mặt kệ ở cao cấp sức chiến đấu vẫn là nhân số lên đều không cách nào cùng nguyên thủy vũ trụ so với, bị áp chế rất lợi hại hai đại thánh địa vũ trụ chi chủ hiện tại ở bên ngoài lang bạc cũng không dám dễ dàng lộ đầu sợ bị nhân loại vây công nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ có thể dễ dàng phục sinh bọn họ nhưng không được chí ít chưa từng nghe tới hai đại thánh địa sẽ đi phục sinh vũ trụ chi chủ vũ trụ tôn giả cũng có thế giờ khác này vương nghị cũng chạy tới biển vũ trụ dựa theo hồng minh cho tọa độ địa điểm thuấn di lại đây cùng những kia hồng minh thành viên chào hỏi nói chuyện phiếm vài câu ở trong đám người rất nhanh liền nhìn cái kia phía sau có một quái vật khổng lồ duy trì cực kỳ tốc độ kinh người ầm ầm ở trong biển vũ trụ đi tới vương nghị mơ hồ nhớ tới tấn chi thần vương thi thể thật giống cao chừng có một sáu ức năm ánh sáng tốc độ nhưng là ước chừng một hai ức lần tốc độ ánh sáng mà những cường giả khác như cự phủ người sáng lập đều không khả năng này chuẩn xác phán định các loại cái kia quái vật khổng lồ ở phía sau lưu lại một chuỗi lưu quan bản thân nó thì lại lấy như cũ tốc độ đáng sợ gào thét trong nháy mắt biến mất ở mọi người tầm nhìn phần cuối tốc độ này quá nhanh duy trì như vậy tốc độ đáng sợ Quả thực đều có thể sánh ngang, không gián đoạn thốn di. Vũ trụ tối cường giả có thể tốc độ đột phá hạn chế, có thể theo tốc độ càng nhanh. Đối với thần lực tiêu hao, thân thể áp lực là không ngừng trở nên mạnh mẽ, vì lẽ đó không có một cái vũ trụ tối cường giả ở trên tốc độ có thể đạt đến này đoạn đường độ, cho tới thể tích trở nên siêu cấp lớn, tốc độ kia càng thêm chậm. Luận kích cỡ, so với cỡ nhỏ vũ trụ còn muốn lớn hơn một chút, so với vũ trụ chu còn muốn lớn hơn một chút quái vật khổng lồ, dĩ nhiên sẽ là sinh vật hình người vừa qua khỏi đến mắt thấy tình cảnh này cường giả trận mắt ngoác mầm mặc dù là vũ trụ tối cường giả có thể cật lực để cho mình thần thể lớn lên đạt đến một năm ánh sáng kíp cỡ liền rất vất vả càng là lớn lên đối với thần lực tiêu hao vượt người bọn họ cũng không ai có thể làm được đạt đến một ước năm ánh sáng lớn so với cỡ nhỏ vũ trụ lớn tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng khó mà tin nổi không biết là nhân vật gì không thể là sinh linh không thể là cường giả không đáng sợ như vậy nghịch thiên cường giả ta cảm thấy nhất định là kỳ vật tương tự vũ trụ chu như vậy kỳ vật. Chỉ là vũ trụ chu là thuyền hình, hắn là tương tự người mà thôi. Các loại cái kia vô tận cao quái vật khổng lồ lấy vượt quá tưởng tượng đáng sợ tốc độ rời đi, đông đảo cường giả nghị luận sôi nổi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, những cường giả này, nguyên thủy vũ trụ chiếm đại đa số, nhân vì những thứ khác biển vũ trụ thế lực tiêu tan gần như, không có đắc tội với nhân loại bộ tộc càng ít, như tử nguyệt thánh địa, đồng đế thánh địa, căn bản không dám xuất hiện ở đây cái khác biển vũ trụ đúng là có nghe được tin tức đánh bạo lại đây nhân loại cũng không tận lực đi đuổi đuổi bọn họ những cường giả kia nhìn tốc độ cực kỳ đáng sợ quái vật khổng lồ hai mắt phát sáng kỳ ngộ cái kia vượt quá tưởng tượng tồn tại tuyệt đối ẩn chứa đại kỳ ngộ từ nhân loại tộc quần nơi đó được viễn cổ văn minh truyền thừa là không hy vọng này không biết kỳ ngộ chỉ sợ là ta tộc siêu thoát luân hồi cơ hội duy nhất một ít cường giả trong lòng kích động nghĩ lần này nhất định là nghịch thiên kỳ ngộ dựa vào này một kỳ ngộ e sợ siêu thoát luân hồi đều có khả năng có điều nhìn quái vật khổng lồ biến mất phương hướng trong lòng bọn họ cũng phát sầu dựa theo nó hiện tại bay phương hướng e sợ sẽ đụng vào nguyên thủy vũ trụ tiến vào nguyên thủy vũ trụ bên trong lấy nguyên thủy vũ trụ uy năng tự nhiên có thể ung dung áp chế tốc độ của nó giữ nó lại nhưng là vậy bọn họ liền không cách nào đạt được chỗ tốt rồi nếu là va nguyên thủy vũ trụ một khi rơi vào nguyên thủy vũ trụ bên trong bọn họ biển vũ trụ thế lực liền căn bản không phần nhân loại tộc quần cũng ở bên trong thảo luận cự phủ xem ra bất thình lình to lớn sinh vật hình người e sợ sẽ va vào nguyên thủy vũ trụ a à? hỗn độn thành chủ nói rằng va vào nguyên thủy vũ trụ cũng không sao nguyên thủy vũ trụ uy năng vô hạn tự nhiên có thể dễ dàng chống đỡ cự phủ người sáng lập nói rằng liền sợ xuất hiện những vấn đề khác lấy nó này tốc độ đáng sợ phi hành nếu là không biến hướng xung kích hướng về nguyên thủy vũ trụ nói không chắc sẽ lan đến gần chúng ta cỡ nhỏ vũ trụ cỡ nhỏ vũ trụ tuy lớn nhưng là luận năng lực chống cự sợ đều không kịp một ít hiểm địa va chạm, định là nát tan. Hỗn động thành chủ gật gù, sắc mặt nghiêm túc. Cỡ nhỏ vũ thẩm dù sao chỉ là chân thần một cái cỡ nhỏ vũ trụ, thể tích tuy lớn, cái khác chân thần không cách nào lay động. Nhưng nếu là vượt qua chân thần tồn tại đây, cái kia quái vật khổng lồ lực xung kích, dĩ nhiên không biết ngự trị ở chân thần bao nhiêu cấp độ. Muốn hủy cỡ nhỏ vũ trụ rất khó, có thể chỉ cần lực xung kích đầy đủ, đủ để khiến cỡ nhỏ vũ trụ bản nguyên tan vỡ, làm cả cỡ nhỏ vũ trụ tán loạn vỡ vùng. Cái kia sinh vật hình người có thể dễ dàng nghiền nát một ít tồn tại cực kỳ năm tháng dài đằng đẵng cứng rắn không thể phá vỡ hiểm địa. Nghiền nát cỡ nhỏ vũ trụ, tự nhiên rất dễ dàng. Sẽ không có xui xẻo như vậy chứ? Bị Cự Phủ người sáng lập vừa nói như thế, Hỗn Độn Thành chủ cũng có chút lo lắng, Cự Phủ người sáng lập liếc mắt một cái xa xa, Tinh Không Cự Thú Thủy tổ lão nhân kia cũng mang theo nó Tinh Không Cự Thú Liên Minh lại đây. Cự Phủ, Hỗn Độn Thành chủ. Tinh Không Cự Thú Thủy tổ bay đến, còn hướng một bên vương nghị cùng La Phong gật đầu hồn nguyên chi chủ, ngân hạ lãnh chúa. Vương Nghị cũng nhìn bốn phía, trước mắt tụ tập cường giả mới hơn một ngàn, vũ trụ tối cường giả không tới mười cái, vũ trụ chi chủ hơn một nghìn hai trăm, người cũng không tính ít đi, nguyên thủy vũ trụ vì là nhiều mà cái kia quái vật khổng lồ còn ở hướng về nguyên thủy vũ trụ bay qua. Có điều những cường giả kia còn không quá sốt ruột. Thật muốn thay đổi quái vật khổng lồ phương hướng, bọn họ còn có thời gian cùng cơ hội, biển vũ trụ dù sao rất lớn, như thế cường giả ở trong biển vũ trụ đi tới, đều cần nhờ thiên nhiên trùng động mà như vậy kéo dài thuấn di dựa theo quái vật khổng lồ phương hướng muốn bay chống đỡ nguyên thủy vũ trụ sợ còn muốn trăm vạn năm hướng về lên thời gian trôi qua rất nhiều biển vũ trụ cường giả đều nhận được tin tức kiềm chế không được chạy tới mà nhân loại tộc quần lúc này cũng không tâm tư cùng bọn họ tính toán tất cả đều đem sức chú ý đặt ở cái kia vô cùng to lớn loại sinh vật hình người lên bọn họ cũng vì này khó mà tin nổi cảm giác tồn tại đến điên cuồng nhất định là viễn cổ văn minh cơ giới lưu bảo vật nói không chắc chất chứa cơ duyên lớn viễn cổ văn minh cơ duyên, không một cái thấy không thèm, chính là thánh địa vũ trụ rất nhiều cũng bị hấp dẫn lại đây. Theo tin tức ở 3.000 vĩ độ biển vũ trụ khuếch tán, vạn năm thời gian trôi qua, tụ tập ở đây cường giả đã đến hàng mấy chục ngàn. So với trước nhiều lắm. Vượt xa nơi này biển vũ trụ, có điều, bọn họ không dám hung hăng, bởi vì nơi này có một cái tàn sát mấy trăm ngàn vũ trụ tối cường giả hồn nguyên chi chủ. Bọn họ chỉ có thể cùng nhân loại hiệp thương, đạt được cộng đồng ý kiến mà nhân loại tộc quần cũng không muốn bỏ qua cái này kỳ ngộ, mà như thế to lớn sinh vật hình người, nguyên thủy vũ trụ cũng chưa chắc có thể độc chiếm, song phương rất nhanh đạt thành nhận thức chung, vì để ngừa vạn nhất, đêm này quái vật khổng lồ ngăn ở nguyên thủy vũ trụ bên ngoài, liền, mênh mông cùng cùng biển vũ trụ đại quân bắt đầu lần lượt thuống di cùng tập thể công kích, công kích cái kia to lớn cao hơn ức năm ánh. Sáng lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ bay hành loại sinh vật hình người, muốn thay đổi nó phi hành góc độ, biển vũ trụ đại quân mấy vạn tên cường giả tập thể oanh kích hơn 300 năm liền vì sửa chữa 13 độ gốc, sừng, phương hướng, đem loại sinh vật hình người phương hướng thay đổi, khiến cho va chạm ở vũ trụ chu lên. Phương hướng không có sai sót. Dự đoán lại quá gần hai Năm vạn năm liền có thể đến vũ trụ chu. Ha ha ha. Tiêu hao lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như thành công. Hiện tại chúng ta chỉ cần chờ đợi cái kia khổng lồ loại sinh vật hình người va vào vũ trụ chu liền tốt. Không biết vũ trụ chu có thể không ngăn trở. Nếu như không ngăn được. Coi như không ngăn được, cũng có thể mức độ lớn hạ thấp nó tốc độ phi hành đi. Ở xác nhận kiểm tra khổng lồ loại sinh vật hình người phi hành phương hướng chính xác sau, một đám vũ trụ tối cường giả cùng vũ trụ chi chủ đều rất vui vẻ, lại có chút bận tâm, không dễ dàng a, à, muốn đi theo cái kia to lớn loại sinh vật hình người phía trước, kéo dài không dừng thuấn di, chính xác phán đặt chỗ góc độ, không dừng oanh kích hơn 300 năm, cũng không thoải mái, biển vũ trụ ba đại tuyệt địa chi, vũ trụ chu ngoại vực. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở đây, xa xa nhìn khổng lồ vũ. Trụ chu, trong lòng mỗi cái âm thầm chờ đợi bọn họ cũng không dám cách quá gần nếu không sẽ bị va chạm sản sinh đáng sợ sống trùng kích cho giết chết hy vọng thành công nếu là thất bại chỉ có thể lại cật lực sửa hướng về nhất định phải thành công mà theo nhân loại hồng minh đồng thời hành động vương nghị tâm tình thì lại ung dung rất nhiều hắn nhìn vũ trụ chu hắn biết vũ trụ chu có thể đem bàn đại nhân hình sinh vật cản lại thế nhưng những người khác không biết a à, mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi bên trong thời gian trôi qua ở bọn họ cảm ứng bên trong nơi xa xôi, một loại sinh vật hình người ở siêu cao tốc bay đến, ở phía trước nó, một cái tổn hại đồng dạng khổng lồ thuyền nhưng không nhúc nhích. Oanh! Loại sinh vật hình người rốt cục đánh tới, ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn biển vũ trụ cường giả căng thẳng nhìn kỹ, loại này sinh vật hình người mơ hồ không thanh cao hơn trăm triệu năm ánh sáng lưu quan bóng người ầm ầm va vào cái kia chiếc đồng dạng vô cùng to lớn tàn tạ vũ trụ chu lên. Này va chạm, quy lực không gì sánh được, loại này sinh vật hình người trực tiếp cùng cổ sư thuyền đánh vào nhau, đáng sợ va chạm trong chớp mắt, khiến thời không đè ép vỡ vụn, hướng bốn phương tám hướng đè ép mở ra, hình thành đáng sợ sóng trùng kích, chấn động sóng. Chú ý! Phía bên ngoài các cường giả cũng đã trốn vào cung điện bên trong. Âm âm âm! Sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, phóng xạ trải qua vạn năm ánh sáng, trăm vạn năm ánh sáng, ngàn vạn năm ánh sáng, quy lực tự nhiên trục thứ giảm dần. Các loại lan đến gần mấy trăm triệu năm ánh sáng ở ngoài biển vũ trụ các đại cường giả thời điểm, tuy khiến những cung điện kia chí bảo các loại từng cái ngã bay ra ngoài, nhưng cũng không ai trọng thương. Âm. Âm. Bao quát chí cường chí bảo cung điện đều ngã bay ra ngoài, chỉ có mộ lăng chi chu đang trùng kích sống bên trong cực kỳ vững chắc. Ân. Dừng lại. Ở mộ lăng chi chu vương nghị nhìn phía xa lan lộn chậm rãi giảm tốc độ vũ trụ chu cùng loại sinh vật hình người, lộ ra vẻ tươi cười. Chương 781. Thứ 4 tuyệt địa. Nguồn. Mê truyện audio.com này một quái vật khổng lồ từ từ ở hỗn độn khí lưu bên trong ngừng lại khắp nơi trước tiên phái có phân thân vũ trụ chi chủ đi vào tìm kiếm vương nghị cũng phái một thần thể phân thân theo nhân loại hồng minh cường giả đồng thời đi vào la phong cũng đi vào trên người bọn họ mang theo chỉ là như thế chí bảo cho dù ngã xuống cũng không có quan hệ gì mà không có đi vào cường giả cũng ở bên ngoài thăm dò tìm kiếm tất cả không giống nơi tầm thường bất quá bọn hắn trước sau không có thu hoạch gì cuối cùng còn phải xem đi vào tìm kiếm người liền như thế thăm dò bên trong không ngừng xuất hiện ngã xuống người, kết quả nhường thế lực khắp nơi sợ hãi, mặc kệ từ nơi nào tiến vào, phàm là đi vào thăm dò, vũ trụ chi chủ phân thân tất cả đều chết đi. Không có một cái ngoại lệ. Quả nhiên hay là đã thất bại. Chờ ở bên ngoài vương nghị lắc đầu một cái, kết quả như thế này kỳ thực không ra dự liệu mà nhân loại hồng minh vũ trụ chi chủ tất cả đều thất bại. Những thế lực khác cũng là. Cho dù là chí cường chí bảo cung điện cũng không chống đỡ được vô tận thâm nguyên nguy hiểm, toàn bộ ngã xuống, như vậy ngã xuống sát suất Vượt xa biển vũ trụ ba đại tuyệt địa, hoàn toàn không có một chút hy vọng sống, nhưng thế lực khắp nơi đều cảm thấy tuyệt vọng, có điều, theo thăm dò, rất nhanh cũng có cường giả tiến vào vô tận thâm nguyên thiên nhiên trùng động, truyền tống đến vừa ẩn bí tràn ngập hỗn độn khí lưu địa phương, phát hiện nơi đó có vừa nhìn như phổ thông cỡ nhỏ vũ trụ. Bất quá bọn hắn tất cả dò xét thủ đoạn nhưng ở đụng chạm cái kia cỡ nhỏ vũ trụ tường mỏng thời điểm, tất cả đều hóa thành biến thành tro bụi, mà Vương Nghị Phân thân cũng chờ ở nơi đó, nhưng không có đi vào ý tứ, hắn biết, thời cơ chưa tới qua đi hẳn phải chết, thời gian trôi qua, biển vũ trụ hết thảy thế lực nghỉ trăm phương ngàn kế tìm kiếm, thế nhưng mặc kệ làm sao tìm kiếm, tất cả đều chết đi, không có một cái ngoại lệ. Loại này tuyệt đối tử vong kết quả, làm cho khiếp sợ hết thảy thế lực, mà lúc này, Tam đại tổ thần được nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mệnh lệnh rốt cục khoan thai đến muộn, thứ bốn tuyệt địa, tấn thế giới, cùng giới thú nguy cơ, nội tình tin tức cũng từ tam đại tổ thần nơi đó lưu truyền tới, nhưng biển vũ trụ khiếp sợ, liền cái khác vĩ độ biển vũ trụ cũng cảm giác được nguy cơ, bởi vì tương lai giới thú rất khả năng thông qua vũ trụ đường nối đi bọn họ vũ trụ vì lẽ đó lần này có lẽ đem cho toàn bộ vô tận vũ trụ trong biển đến tai nạn ai lại biết đây có điều tấn thế giới cũng đại biểu siêu thoát luân hồi cơ hội cũng đầy đủ những thế lực kia điên cuồng tấn thế giới bên trong dấu vô tận nguy cơ cũng ẩn chứa vô tận kỳ ngộ nó so với cái khác ba đại tuyệt địa còn đặc thù cái kia quái vật khổng lồ đối với toàn bộ biển vũ trụ cũng không có ích trong cơ thể nó tấn thế giới mới thật sự là trọng yếu chi địa muốn muốn đi vào tấn thế giới, nhất định phải chờ đợi thời cơ, tấn thế giới vũ trụ tường mỏng uy năng mạnh yếu có chu kỳ biến hóa, làm nó biến thành màu đen thời điểm là uy năng mạnh nhất thời gian, làm nó biến thành màu trắng thời điểm nhưng là uy lực yếu nhất thời gian, phổ thông vũ trụ chi chủ đều có thể dễ dàng xuyên qua, mỗi một tuần kỳ. Đoán là một kỷ nguyên, toàn bộ biển vũ trụ đều đang đợi cái kia tấn thế giới tường mỏng biến thành màu trắng. Nghe nói cái kia tấn thế giới bên trong còn có sinh linh quái vật khổng lồ bên ngoài trôi nổi một đám cung điện bên trong nhân loại hồng minh các cường giả tụ tập tán gẫu thảo luận một vị vũ trụ chi chủ cảm khái nói như vũ trụ chu các loại ba đại tuyệt địa đều là không ẩn chứa sinh linh này tấn thế giới bên trong lại còn có sinh linh tồn tại đủ để thấy tấn thế giới không đơn giản đồng thời tấn thế giới cũng ẩn chứa siêu thoát luân hồi bí mật chúng ta tu luyện khó khăn bực nào nghĩ siêu thoát luân hồi có lẽ đến dựa vào này tấn thế giới xung quanh cái khác vũ trụ chi chủ dồn dập gật đầu tán thành tấn thế giới đến vừa đại biểu nguy cơ cũng ẩn chứa kỳ ngộ, chính là nhân loại tộc quần rất nhiều cường giả, đều làm nóng người, đến thời điểm muốn đi vào, một cái khác biển vũ trụ thế lực nơi tụ tập mới, cũng ở bàn luận trên trời dưới biển. Này tấn thế giới cũng là kỳ lạ. Một cái khác xấu xí vũ trụ chi chủ nói rằng, nghe cái kia tam đại tổ thần nói tới, tấn thế giới sinh linh, chỉ có thể sinh sống ở tấn thế giới. Bọn họ không cách nào đi ra, vừa ra tới, liền sẽ tử vong. Hơn nữa tấn thế giới bí mật cũng không cách nào tiết ra ngoài e sợ cùng siêu thoát luân hồi có quan hệ, lần này là cơ hội của chúng ta, đến cố gắng nắm. Những kia vũ trụ chi chủ cũng mỗi cái lộ ra vẻ chờ mong, tấn thế giới, giờ khắc này tác động 3.000 vĩ độ biển vũ trụ thế lực tâm, đương nhiên, tin tức truyền sau khi trở về, cũng có thế lực đi điều tra này quái vật khổng lồ lai lịch, dù sao hơn trăm triệu năm ánh sáng khổng lồ sinh vật hình người, bị nguyên thủy vũ trụ kéo mà đến, cho dù ở viễn cổ văn minh, đều tuyệt không bình thường. Thời gian thấm thoát, tuy rằng tam đại tổ thần tự mình đến tới nói rõ tấn thế giới lai lịch, thế nhưng khắp nơi cũng sẽ không tin hoàn toàn vẫn như cũ phái người dò xét kết quả phát hiện từ tiến vào thiên nhiên trùng động con đường lên cũng không bất kỳ nguy hiểm nào một khi xuyên thấu qua thiên nhiên trùng động liền có thể đến bí ẩn không gian nhìn thấy cái kia cỡ nhỏ vũ trụ tấn thế giới một ít thế lực cường giả đều nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm cái kia cỡ nhỏ vũ trụ bọn họ sắp xếp chính mình cơ giới con rối sắp xếp thủ đoạn khác thậm chí tự mình tiến vào nhưng ở đụng chạm cái kia cỡ nhỏ vũ trụ tường mỏng thời điểm tất cả đều hóa thành biến thành tro bụi đã như thế những thế lực kia mới từ từ tin tưởng mới hết hy vọng chờ đợi tường mỏng xuất hiện biến hóa vương nghị cùng la phong cũng đang đợi bọn họ đều là nhân loại tộc quần này một nhóm trước hết chuẩn bị đi vào tấn thế giới nhân viên bọn họ không chỉ thực lực mạnh mẽ có phân thân cho dù thất bại như cũ có thể vương mình hơn nữa trên người bảo vật đông đảo là thăm dò tấn thế giới thích hợp nhất đối tượng, cũng chỉ có bọn họ đi vào trước thăm dò rõ ràng tình huống nội bộ, nhân loại tộc quần mới sẽ quy mô lớn tiến vào, vương nghị một mình ngồi ở chính mình cung điện bên trong, xoa xoa trong tay đen kịch lộ ra huyết quang cổ điển chiến đao, trước người còn bày một cái bàn máy, bàn máy trên có một bình rượu một cái cái ly. Tấn thế giới Ngoại giới xa xa là một cỡ nhỏ vũ trụ, đó là một trận thể màu lam đậm cỡ nhỏ vũ trụ, hiển nhiên còn không phải tiến vào thời điểm. Tấn thế giới đã đến, sẽ giải quyết giới thú nguy cơ, có lẽ là ta rời đi biển vũ trụ tiến vào khởi nguyên đại lục thời điểm. Vương Nghị yên lặng chờ đợi, chờ đợi tiến vào tấn thế giới một khắc đó mà La Phong cũng đang đợi. Ấn Tổ Thần nói tới, này tấn thế giới, so với khuynh phong giới, lưu trọng sơn, vũ trụ chu đều muốn nguy hiểm nhiều lắm. La Phong trong mắt có chờ mong. Càng nguy hiểm, kỳ ngộ càng lớn, thu hoạch liền càng nhiều, Ấn Tổ Thần, nghĩ giải quyết giới thú nguy cơ, thực lực càng mạnh càng tốt giới thú tồn tại nhường biển vũ trụ cảm giác được nguy cơ, thế nhưng đối với La Phong mà nói, giới thú nguy cơ đến còn rất xa xôi, trước mắt tăng cao thực lực mới là quan trọng nhất, đương nhiên, cũng có đứng ngồi không yên, tỉ như những thánh địa này vũ trụ, tỉ như tử nguyệt thủy tổ, đồng đế thủy tổ, bất quá bọn hắn tuy rằng siêu thoát luân hồi, đối mặt giới thú nguy cơ, nhưng không có biện pháp nào tốt, cũng là một ít đặc thù, như Minh Hoàng Thánh Địa Thủy Tổ không làm sao lo lắng, cái khác thánh địa thủy tổ đều lo lắng lo lắng, nếu như giới thú chỉ là một phương biển vũ trụ tai nạn, ngã thôi, nếu như giới thú đến thời điểm từ vũ trụ đường nối lại đây, cái kia việc vui liền lớn. Bọn họ đều có một loại dự cảm xấu, trước mắt, bọn họ chỉ có thể mệnh chính mình vũ trụ cường giả tiến vào tấn thế giới, nỗ lực tìm kiếm giải quyết giới thú nguy cơ biện pháp, nhìn đến thời điểm có thể hay không tránh thoát đi, thời gian liền trong lúc chờ đợi lặng yên trôi qua, chỉ chấp mắt chính là hơn 3.000 năm qua đi, quái vật khổng lồ bên trong, cái kia một viên màu lam đậm cỡ nhỏ vũ trụ, toàn bộ cỡ nhỏ vũ trụ đường kính từ bề ngoài xem, vẹn vẹn một ngàn vạn năm ánh sáng tả hữu. Có thể nó uy năng, nhưng là so với vũ trụ tối cường giả cỡ nhỏ vũ trụ, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần nó xung quanh, chính trôi nổi từng tòa từng tòa cung điện chí bảo, toàn bộ biển vũ trụ hết thảy thế lực đều có cường giả đang đợi. Đương nhiên làm chưa bao giờ có cường giả tìm kiếm qua nơi nguy hiểm, không mấy cái thế lực dám toàn quân dết đi vào, phần lớn đều chỉ là phái cực một số ít cường giả trước hết đi tìm kiếm, có điều, 3.000 vĩ độ biển vũ trụ thế lực gặp lại dù sao rất nhiều, tuy rằng vương nghị đã giết chóc một lần thế nhưng riêng là thánh địa vũ trụ gặp lại thì có hơn một nghìn cái hơn nữa những thế lực khác cũng rất nhiều này nhóm đầu tiên đi vào cường giả ước chừng cũng có mấy ngàn từ chờ đợi ở bên ngoài cung điện là có thể có thể thấy mà nhân loại tộc quân là trong đó đặc thù nhất xung quanh một cái thế lực đều không có đều cách khá xa xa cũng chỉ có nguyên thủy vũ trụ thế lực cách bọn họ gần một điểm có vẻ hơi hạt đứng trong bầy gà, một cái vũ trụ chi chủ đang xem cái kia xa xa cỡ nhỏ vũ trụ tấn thế giới, cỡ nhỏ vũ trụ tấn thế giới, màu sắc thời khắc ở biến ảo, từ màu lam đậm biến thành màu lam nhạt, không ngừng biến hóa, bỗng nhiên, hắn trong lúc lơ đảng, nhìn thấy cỡ nhỏ vũ trụ tường mỏng biến thành màu trắng. Cái này vũ trụ chi chủ đột nhiên một giật mình. Biến sắc. Biến thành màu trắng. Đã đến giờ. Có thể tiến vào. Đóng tại cỡ nhỏ vũ trụ bên ngoài mấy ngàn cường giả đều ngay lập tức phát hiện mà tin tức cấp tốc truyền ra, càng nhiều cường giả chạy tới, Vương Nghị cùng La Phong cung điện cũng chờ cùng nhau. Vương Nghị, tấn thế giới có thể tiến vào. La Phong truyền âm nói. Vậy thì đi thôi. Vương Nghị gật gù. Lần này, hắn viêm tinh cự thú phân thân cùng thân thể con người đồng thời tiến vào tấn thế giới, La Phong cũng gần như. Đi. Hai người cung điện hướng về đã biến thành màu trắng cỡ nhỏ vũ trụ bay qua, mà xung quanh cái khác cung điện cũng dồn dập hành động, hướng về tấn thế giới bay đi, tường mỏng tuy rằng còn có mạnh mẽ uy năng, có thể vũ trụ chi chủ mặc dù là thần thể xuyên qua đều có thể dễ dàng đột phá, nương theo đệ một tòa cung điện chí bảo bay vào sau, cái khác từng tòa từng tòa cung điện chí bảo cũng liên tiếp bay vào. Vương Nghị cùng La Phong Mộ Lăng Chi Chu cũng trực tiếp bay vào trong đó, toàn bộ tấn thế giới từ bên ngoài xem, đường kính một ngàn vạn năm ánh sáng tả hữu, các đại thực lực mạnh đám người cũng là từ khu vực khác nhau tiến vào, đương nhiên sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Oanh! màu đen thuyền nhỏ cùng màu bạc thuyền nhỏ xuyên thấu tấn thế giới tường mỏng sau, liền trực tiếp vọt vào một phe khác thế giới, tấn thế giới bên trong. Đến. Nơi này chính là tấn thế giới. Hai người đều nhìn xung quanh, thần lực lập tức cảm ứng được ngoại giới đầy rẫy không gì sánh được khí tức. Đó là một loại khiến người không kìm lòng được sung sướng khí tức. Toàn bộ linh hồn đều đang hoang hô, liền phản phất con cá từ sa mạc chi địa rốt cục tiến vào trong hồ, loại kia tươi đẹp cảm giác để cho hai người vì đó run sợ, quá khoan khoái, không có một chút nào ràng buộc, chút nào áp chế. Vương Nghị, ngươi cảm giác được sao? La Phong kinh hỉ truyền âm. Ừm. Vương Nghị gật đầu nói, này tấn thế giới, liền một điểm ràng buộc đều không có, thần lực có thể hoàn toàn triển khai. Như Vương Nghị, thần thể gian cấp độ bây giờ đã là 7 vạn lần, hoàn toàn có thể cảm giác được nguyên thủy vũ trụ mỗi giờ mỗi khắc ràng buộc áp chế, bởi vì ở trong biển vũ trụ nhiều nhất triển khai, vũ trụ chi chủ vạn lần thần lực cấp bậc này sức mạnh, mặc kệ là vũ trụ tối cường giả vẫn là gấp mấy vạn gian cấp độ vũ trụ chi chủ, ở trong biển vũ trụ nhiều nhất triển khai vũ trụ chi chủ vạn lần thần lực cấp bậc này sức mạnh mà ở tấn thế giới ràng buộc tất cả đều rời đi đây là một tự do vĩ đại thế giới hoàn toàn có thể bùng nổ ra chân chín mươi phần sức chiến đấu như vũ trụ tối cường giả thần thể cường độ có thể đều là vũ trụ chi chủ gấp trăm lần chỉ là bởi vì nguyên thủy vũ trụ quy tắc hạn chế mới chỉ có thể triển khai vũ trụ chi chủ vạn lần thần lực ở tấn thế giới vũ trụ tối cường giả có thể so với ngoại giới đáng sợ nhiều lắm, Vương Nghị cảm ứng, một luồng tươi mát nhưng năng lượng mạnh mẽ cấp tốc tràn vào thể nội, sau đó chuyển hóa thành thần lực ở nguyên thủy vũ trụ, đều phải cảm ứng pháp tắc hải dương mới có thể thu nạp thần lực. Mà này, tấn thế giới, hấp thu ngoại giới năng lượng đều có thể chuyển hóa thần lực, đồng thời thế giới này không gian ổn định trình độ chi đáng sợ, vượt xa tưởng tượng, Vương Nghị cùng La Phong trước đã hẹn cẩn thận lần này đồng thời kết bạn hành động, hai người điều đồng chính mình mộ lăng chi chu, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống phi hành thêm thuấn di, rất nhanh liền rơi vào chỗ này đại địa, đây là một mảnh cổ xưa mà vô biên vô hạn đại địa, xung quanh càng là liên miên trùng điệp hùng. Vĩ dãy núi, xa xa còn có xanh ung tươi tốt không nhìn thấy bờ cổ xưa rừng rậm, mơ hồ có thể thấy được hồ nước khổng lồ, trong thiên địa tràn ngập năng lượng so với hỗn độn khí tức càng thêm khiến biển vũ trụ người ngoại lai thoải mái. Thật giống không ai. La Phong buồn bực. Bọn họ tiến vào địa phương hình như là mảnh hoang dã. Không phải nói, tấn thế giới nội sinh hoạt sinh linh, làm sao không thấy cẩn thận một chút, trước tiên tìm xem. Vương Nghị nói rằng, hắn biết, tấn thế giới từ bên ngoài xem là đường kính một ngàn vạn năm ánh sáng cỡ nhỏ vũ trụ, trên thực tế so với bên ngoài nhìn thấy lớn hơn nhiều lần, tấn thế giới đường kính, tuyệt đối vượt qua một nghìn tỷ năm ánh sáng. Mặc dù rời khỏi tấn thế giới từ bên ngoài quan sát, cái kia cỡ nhỏ vũ trụ tấn thế giới rất nhỏ, có thể bên trong nhưng là lớn nhiều lắm. Rộng lớn như vậy khu vực, sinh tồn vô số thổ dân cường giả nơi này có so với biển vũ trụ chân thần còn lợi hại hơn hư không chân thần cùng so với hư không chân thần càng mạnh hơn vĩnh hằng chân thần mà nghĩ lẫn vào tấn thế giới tìm kiếm bí mật trong đó dày tốt nhất chính là gia nhập tấn thế giới quân đội tấn thế giới chủ yếu phân hai phe thế lực một luồng là bộ lạc thế lực một luồng là dị thú thế lực song phương đều phục từ quân đội thống trị quân đội là chân chính cao cao tại thượng có điều vì tôi luyện chiến sĩ, quân đội vẫn là sẽ phái chút chiến sĩ thông thường đến tấn công một ít dị thú thần lực, bộ lạc thế lực, có điều loại này tấn công đều là thấp độ chấn động, hư không chân thần sẽ không dễ dàng nhúng tay. Chính là không biết nơi này là bộ lạc thế lực địa bàn vẫn là dị thú thế lực địa bàn. Vương Nghị nói thầm trong lòng, tấn thế giới nguy hiểm cực kỳ, bộ lạc xung đột, dị thú chém giết là thông thường sự tình, bộ lạc cùng bộ lạc phát sinh chiến tranh, bộ lạc cùng dị thú phát sinh chiến tranh, dị thú cùng dị thú phát sinh chiến tranh. Ở tấn thế giới là tư không nhìn quen sự tình, mà hết thảy này đều là thế tấn thế giới vĩ đại thần vương mài dũa ra mạnh mẽ chiến sĩ đương nhiên tấn thế giới thần vương đã sớm ngõm củ tỏi chuyển thế thành một cái nào đó lão đầu tử chính ở bên ngoài nhìn đây thần vương đều chết tấn thế giới này cỡ nhỏ vũ trụ lại còn tồn tại đến cùng là cái gì nguyên lý vương nghị trong lòng rất nghi hoặc tuy rằng hắn được đoạn đông hà truyền thừa thế nhưng siêu thoát luân hồi tin tức hắn bây giờ là không nhìn thấy, vì lẽ đó cũng không hiểu thần vương bên trong cỡ nhỏ vũ trụ tại sao sẽ không theo hắn chết mà tan vỡ, bởi vì vũ trụ tối cường giả cỡ nhỏ vũ trụ đều là cùng lẫn nhau tính mạng liên quan. Chẳng lẽ này cỡ nhỏ vũ trụ là tấn chi thần vương ngã xuống trước cố ý sắp xếp, làm một số thay đổi? Vương Nghị chỉ có thể như thế suy đoán. Chương 782 Mang Long Bộ Lạc Nguồn Mê Truyện Audio.com Tấn thế giới hỗn loạn bên trong lộ ra uy nghiêm đáng sợ quy tắc, hết thảy đều nằm ở quân đội khống chế dưới, vô tận bảo vật, tuyệt đỉnh truyền thừa, lượng lớn cường giả. Đều là ở trong quân đội, mà quân đội ở ngoài, tấn thế giới cơ bản chia làm dị thú thế lực cùng bộ lạc thế lực hai phe trận doanh, tấn thế giới chiến tranh cũng lấy hai phe trận doanh xung đột làm chủ, vương nghị bọn họ rất nhanh liền thấy được tấn thế giới chém giết xung đột có nhiều kịch liệt, một chỗ rộng lớn vô ngần trên vùng bình nguyên, hai cổ mênh mông cùng cùng dòng lũ chính xung phong cùng nhau, tiếng hô giết rung trời. Giết. chết mang long bộ lạc những này rác rưởi giết chết sừng đen núi mấy tên khốn kiếp này. Vương Nghị cùng La Phong núp ở phía xa, xa xa nhìn một nhánh bộ lạc thế lực đang cùng dị thú thế lực giao chiến, hai chi quân đoàn lên tới hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ giết đến không thể tách rời ra, trong đó chân thần chỗ nào cũng có. Chính là Vương Nghị cùng La Phong, cũng là lần thứ nhất tận mắt đến nhiều như vậy vũ trụ chi chủ cùng chân thần tạo thành quân đội kết bè kết lũ cùng nhau chém giết rộng rãi đồ sộ tình cảnh, đập vào mắt nhìn thấy, đầy trời khắp nơi đều có vũ trụ chi chủ như mưa. Chân thần như mây, chính là La Phong đều rất chấn động, tuy rằng sớm biết tấn thế giới bên trong sinh linh rất mạnh mẽ chất chứa siêu thoát luân hồi bí mật nhưng nhìn đến nhiều như vậy vũ trụ chi chủ cùng chân thần hắn vẫn là cảm thấy khó mà tin nổi vương nghị liền bình tĩnh rất nhiều tấn thế giới sao liền vĩnh hằng chân thần đều có hư không chân thần đều có một đống lớn chân thần vũ trụ chi chủ liền không tính là gì bọn họ giao chiến phát sinh gào thét ngôn ngữ này nói ngôn ngữ cùng đoạn đông hà nhất mạch lượng lớn ký ức chi thạch ghi chép tin tức sử dụng ngôn ngữ giống như đúc Loại ngôn ngữ này ở viễn cổ văn minh thuộc về thông dùng lời nói, vương nghị, la phong được viễn cổ văn minh truyền thừa tự nhiên dễ dàng học được này một lời nói, bọn họ cũng mơ hồ rõ ràng, chính đang giao chiến mang long bộ lạc cùng dị thú thế lực sừng đen núi chính là này xung quanh lớn nhất hai thế lực lớn, lẫn nhau liền nhau, năm tháng dài đằng đẵng vẫn phát sinh chiến tranh, bộ lạc thế lực cùng dị thú thế lực chiến tranh tuy rằng không phải không chết không thôi, thế nhưng người thất bại thường thường muốn nhường ra rất nhiều địa bàn này liên quan đến thế lực bộ mặt cùng sinh tồn sinh sôi phạm vi kích cỡ vì lẽ đó hai phe một khi bạo phát biên cảnh chiến tranh thông thường đều sẽ tụ tập đại quân tử thương không ít rất là tàn khốc có điều như thế không tới sống còn hai phe thủ lĩnh hư không chân thần cấp độ là sẽ không dễ dàng ra tay loại này hương sư động chúng chiến tranh tình cảnh năm tháng dài đằng đẵng liền có một lần càng như là mại dỗ lẫn nhau thế lực chiến sĩ sinh ra càng nhiều cường giả hai người ở phía xa quan sát mà trên chiến trường cũng có người chú ý tới biên giới có hai cái người xa là xuất hiện chỉ có điều vương nghị cùng la phong bộ lạc chiến sĩ giáng dấp khí tức lại là pháp tắc chi chủ đơn đọc hai cái xuất hiện những cường giả kia căn bản không thèm để ý cũng không ai đi quản bọn họ tấn thế giới bộ lạc sang sát trừ vô số cổ xưa bộ lạc ở ngoài ở hoang dã chi địa chính là rất nhiều các loại đặc thù sinh mệnh dị thú chiếm giữ mang long bộ lạc cùng sừng đen núi xem như là vùng này mạnh mẽ nhất hai thế lực lớn dù sao nhiều như vậy vũ trụ chi chủ cùng chân thần phổ thông bộ lạc thế lực cùng dị thú thế lực e sợ đều rất khó lấy ra. Mang long bộ lạc cùng sừng đen núi đều tính chung quanh đây chúa tể một phương, hai thế lực lớn cũng lẫn nhau thường thường phát sinh chiến tranh ở này mênh mông tấn thế giới, tấn thế giới bên trong vô số bộ lạc cũng xưng hô một thế giới này vì là tấn thế giới. Ngoài giới vũ trụ tôn giả ở đây thì lại xưng hô là pháp tắc tôn giả. Vũ trụ chi chủ nhưng là pháp tắc chi chủ. Vũ trụ tối cường giả, nhưng là chân thần, bộ lạc thế lực có lớn có nhỏ, như thế mạnh mẽ bộ lạc đến 10 ức tính bộ hạ, có thể trở thành là pháp tắc chi chủ đều là cực vĩ đại chiến sĩ, đều là trải qua vô số sinh tử chém giết mới có thể trở thành là pháp tắc chi chủ, tấn thế giới, bên trong có bộ lạc dị thú vô số, bộ lạc dị thú trong lúc đó vì sinh tồn không gian điên cuồng chém giết, bọn họ chiến sĩ cũng đặc biệt mạnh mẽ, đồng thời, tấn thế giới, bên trong sinh linh một khi sinh ra, chỉ cần thành niên đều sẽ là bất hủ. Bọn họ sinh ra liền hô hấp, tấn thế giới, năng lượng, thời gian lâu dài dĩ nhiên là nắm giữ một loại pháp tắc. Thành bất hủ, mỗi cái làm đến, trải qua chút đánh bóng, liền có thể thành pháp tắc tôn giả, vũ trụ tôn giả, có điều muốn thành pháp tắc chi chủ, vũ trụ chi chủ, liền phi thường gian nan, như thế hơn trăm tên chiến sĩ thông thường, pháp tắc tôn giả, bên trong mới sẽ xuất hiện một tên mạnh mẽ chiến sĩ, pháp tắc chi chủ, chân thần thì lại càng thêm thư thất. Đương nhiên chân thần tồn tại đã xem như là cường giả, có thể chiếm lĩnh một khối nhỏ lãnh địa, siêu việt chân thần tồn tại. Cực kỳ hiếm thấy, có siêu việt chân thần tồn tại bộ lạc địa vị đều vô cùng vững chắc, thuộc về rất mạnh bộ lạc mỗi cái siêu việt chân thần tồn tại đều có thể dễ dàng thành lập một phe thế lực thành là chúa tể một phương mà ở tấn thế giới mặc kệ là bất hủ pháp tắc tôn giả pháp tắc chi chủ vẫn là càng mạnh hơn chân thần hư không chân thần bọn họ thần quốc cỡ nhỏ vũ trụ đều ở toàn bộ tấn thế giới hạt nhân không gian bên trong ở tấn thế giới hạt nhân có một mảnh bao la vô cùng không gian cái kia nên tính là tấn thế giới bản nguyên không gian nơi đó có lượng lớn thần quốc lượng lớn cỡ nhỏ vũ trụ nhưng là tấn thế giới cường giả nhưng căn bản là không có cách tiến vào bản nguyên không gian dĩ nhiên là không cách nào tiến vào chính mình thần quốc cũng không cách nào tiến vào chính mình cỡ nhỏ vũ trụ bọn họ không cách nào lợi dụng cỡ nhỏ vũ trụ giết địch không đơn thuần như vậy tấn thế giới cùng biển vũ trụ khác nhau còn có rất nhiều tỷ như ở tấn thế giới bên trong không có một cái có phân thân những kia bất hủ pháp tắc tôn giả pháp tắc chi chủ tất cả đều chỉ có một cái thần thể kỳ thực cái gọi là phân thân khả năng vốn là nguyên thủy vũ trụ ban tặng tấn thế giới sinh linh, không được nguyên thủy vũ trụ ban tặng, tự nhiên không có một cái có phân thân. Vương Nghị cùng La Phong núp ở phía xa bí mật quan sát hôn thiên ám địa chiến trường, những kia hình thù kỳ quái dị thú gầm thét lên, cùng những kia cầm binh khí từng người từng người khôi ngô chiến sĩ giao chiến. Những kia khôi ngô chiến sĩ loại người hình, phần lớn sau lưng có một con rồng đuôi giống như vậy giáp đuôi, trên người có vảy, mỗi cái thân mặc áo giáp, điên cuồng cực kỳ, cầm trong tay binh khí, gầm thét lên. Dết đến máu thịt tung tóe, giết tới kịch liệt thời điểm đều là liên miên chết đi, nhìn ra hai người đều chấn động. Những kia vũ trụ chi chủ chết rất nhiều. So với vũ trụ chi chủ cường cũng chết. Hai người cảm thán, hai thế lực lớn tự hồ không có che lấp chiến trường ý tứ, liền như thế quan minh chính đại tiến hành quyết chiến, vương nghị cùng la phong trốn ở xa xôi nơi, nhìn hai đại siêu cấp thế lực va chạm, chết đi nhanh nhất chính là lượng lớn pháp tắc chi chủ chiến sĩ, trong lúc nhất thời trên bầu trời lượng lớn thần thể tiêu hao, một ít đáng sợ tập thể tính công kích trước mặt, có chút pháp tắc chi chủ thậm chí trực tiếp bị càng quét giết chết binh khí áo giáp rơi rụng, mà chân. Thần, nhưng là tụ tập ở một mặt khác, bọn họ số lượng thư thớt, đều là lẫn nhau hỗn hợp chém giết, loại này một chọi một, hoặc là hai đối với một chém giết, sẽ không xuất hiện quy mô lớn công kích, hồi lâu mới sẽ có một cái chết đi, tử thương cũng sẽ không quá mức nặng nề, dù sao chân thần không dễ dàng sinh ra, bất luận cái nào siêu cấp thế lực đều không nở trắng trận lãng phí chân thần cường giả. Ở hai người cảm tháng thời điểm, ở mấy ngàn năm ánh sáng ở ngoài trên không một nơi khác, không bị chiến trường ảnh hưởng địa phương, một mảnh mơ mơ hồ hồ trong hư không, bốn đạo hùng vĩ nguyên nga bóng người trôi nổi ở giữa không trung, bọn họ từng cái từng cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đều ảnh hưởng đến hư không, bóng người chính đang đối đầu, trong đó một phương là ba đạo bộ lạc chiến sĩ giáng dấp bóng người, mỗi cái tỏa ra vô cùng uy năng, xung quanh vị trí hư không đều giống như đông lại, cùng. Ngoại giới hoàn toàn cách ly, này một mảnh hư không chủ nhân chính là cái kia ba bóng người trung gian một vị. Sừng đen, lần này chiến tranh, ngươi tất bại ba vị bộ lạc thế lực hư không chân thần một vị lạnh lùng mở miệng sừng đen núi là một vị hư không chân thần thống lĩnh dị thú thế lực mà mang long bộ lạc nhưng là ba vị hư không chân thần thống lĩnh liên minh bộ lạc sở dĩ gọi mang long bộ lạc là bởi vì trong đó mạnh nhất một cái hư không chân thần bộ lạc thủ lĩnh liền gọi mang long cái khác hai vị hư không chân thần đều lấy hắn dẫn đầu phía dưới còn có thật nhiều dựa vào không có hư không chân thần lớn bộ lạc nhỏ mà sừng đen núi có thể cùng nắm giữ ba vị hư không chân thần mang long bộ lạc thế lực chiến đấu nhiều năm mà không rơi xuống hạ phong sừng đen sơn chủ người cũng phi thường đáng sợ sừng đen là một đầu uống lượng xoay quanh dị thú trên người có lít nha lít nhít gai nhọn khổng lồ đầu chỉ có một cái độc nhãn kỳ dị là độc nhãn bên trong lại thật giống có một viên độc nhãn không ngừng lặp lại cái kia con mắt liền như một viên hư huyễn vũ trụ chỉ là xem con mắt của nó liền có thể làm cho chân thần không tự chủ được chịu ảnh hưởng nó liếc đối diện ba vị cường giả xì si cười một tiếng thể trường chiến tranh còn chưa kết thúc, ngươi nói còn quá sớm, hơn nữa chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chết nhiều nhất có thể là các ngươi bộ lạc thế lực, như thế tiếp tục đánh, e sợ bại sẽ là các ngươi. Dựa theo ước định, lần này chiến bại, nhất định phải thoái nhượng một thành lãnh thổ, ta rất chờ mong nhìn thấy các ngươi chật vật rời đi gián dấp. Hư. Ba đại bộ lạc thế lực hư không chân thần đều trợn mắt nhìn, dị thú sừng đen cũng không để ý, ba vị hư không chân thần thực lực gặp lại cũng có điều cùng nó tương đương, thật đánh lên, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn, năm tháng dài đằng đẵng, hai thế lực lớn chiến tranh, có thắng có thua, đương nhiên cũng có chém giết quá mức điên cuồng, tử thương nặng nề, song phương không có phân ra thắng bại liền kết thúc thời điểm. Mà hiện tại tình cảnh đối với song phương đến nói không lại là trò trẻ con mà thôi, mà bọn họ cũng là sẽ không gia nhập chiến trường, một khi gia nhập chiến trường, vậy thì là triệt để tàn sát, lại nhiều pháp tắc chi chủ, chân thần cũng không đủ hư không chân thần tàn sát, riêng là dựa vào nhất niệm hư không, liền có thể tùy ý tàn sát, nhất niệm hư không làm hư không chân thần năng lực đặc biệt, không giống với biển vũ trụ chân thần ngôn xuất pháp tùy, ngôn xuất pháp tùy cũng không phải là chân. Thần thật sự cảm ngộ một số pháp tắc sau cổ ngộ năng lực, mà vẹn vẹn là một loại nào đó ban tặng, liền giống với phân thân khả năng, các loại đông đảo thiên phú bí pháp như thế, đều là nguyên thủy vũ trụ ban tặng, một khi nguyên thủy vũ trụ thu hồi ban tặng, như vậy bọn họ liền hoàn toàn sẽ không có thể từ chân thần đến hư không chân thần nhưng là một cái to lớn vượt qua một khi thành hư không chân thần đó là đối với toàn bộ vũ trụ có cấp độ càng sâu hiểu rõ căn cứ pháp tắc cảm ngộ cuối cùng chân chính tuyệt đối khống chế một mảnh hư không đây cũng không phải là ban tặng mà là tuyệt đối khống chế mặc dù là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cũng không cách nào cướp đoạt loại này chính mình lĩnh ngộ mà khống chế năng lực hư không chân thần một niệm liền hư không thành ở một mảnh rộng lớn trong hư không liền có thể phát huy ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu chân thần không cách nào mượn ngôn xuất pháp tùy tàn sát vũ trụ chi chủ có thể hư không chân thần nhưng có thể dựa vào nhất niệm hư không đến tùy ý tàn sát chân thần vũ trụ chi chủ đây chính là bản nguyên ý chí ban tặng cùng mình lĩnh ngộ khống chế khác nhau vị trí chỉ riêng dựa vào nhất niệm hư không quy năng bất luận cái nào hư không chân thần đều có thể trong nháy mắt quét ngang một đoàn chân thần ở tấn thế giới bên trong đều có thể thành là chúa tể một phương mấy vị hư không chân thần ở trên không đối lập cũng không ra tay mà phía dưới rộng lớn trên vùng bình nguyên song phương vô số chiến sĩ thì lại chém giết thành một đoàn pháp tắc chi chủ kết bè kết lũ lẫn nhau đối công chân thần cũng nắm giữ chính mình chiến trường sẽ không tùy ý xông vào pháp tắc chi chủ khu vực này đều là chiến trường quy tắc ngầm thời gian trôi qua từng ngày từng ngày qua đi toàn bộ chiến cuộc dần dần đến cuối cùng này một cuộc chiến tranh kéo dài sắp tới ba tháng oanh ba đạo Nguyên nga bóng người xuất hiện ở trên không một đạo hùng vĩ âm thanh vang vọng tứ phương mang long bộ lạc chiến sĩ tất cả đều lui lại mà một hướng khác, một đầu thân thể khổng lồ uống lượng sừng đen dị thú xuất hiện. Sừng đen núi, lui lại. Nương theo bốn lớn hư không chân thần một vừa hiện thân, rất nhanh song phương đại quân cũng bắt đầu đình chỉ chiến đấu, dồn dập lui bước, tàn tạ một mảnh bình nguyên rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hả? Chính đang bình nguyên biên giới vương nghị cùng La Phong nhìn thấy rời đi bộ lạc đại quân bên trong phân ra mấy bóng người nhanh như ti chấp hướng bên này bay đến, có điều vương nghị cùng La Phong cũng không kinh hoảng, bởi vì bọn họ cảm giác được, người tới đó chỉ là pháp tắc chi chủ, coi như đối mặt một đám chân thần, bọn họ đều chắc chắn toàn thân trở ra. Ha ha! Trước ở trên chiến trường ta liền chú ý tới, các ngươi đều là du lịch tới đây người du lịch đi. Một trận sang sản tiếng cười truyền tới, bay đến vương nghị trước mặt hai người là một đám áo giáp màu xám gánh vác chiến phủ, trường đao các loại binh khí loại người hình khôi ngô bộ lạc chiến sĩ, cầm đầu là một trên đầu có vảy màu trắng, Màu tím mắt dọc, sau lưng có một con rồng đuôi sóc phát thanh niên, hắn dẫn người bay đến ở gần liền dừng lại, nhìn hai người, lộ ra nụ cười, hai vị, tự giới thiệu mình một chút, ta là phụ cận Mang Long bộ lạc chiến sĩ, Ô Nhĩ, bên cạnh ta đều là Mang Long. Liên Minh bộ lạc chiến sĩ. La Phong cùng Vương Nghị nhìn nhau. Vương Nghị, xem ra này tấn thế giới đem chúng ta xem là cái gì người du lịch, đây là chúng ta trà trộn vào tấn thế giới thế lực hiểu rõ bọn họ tình huống nội bộ một cơ hội tốt. La Phong truyền âm nói, Vương Nghị gật gù, mở miệng cười nói: đúng, chúng ta là người du lịch. Bên cạnh La Phong cũng gật đầu mỉm cười, mở miệng cũng nói ra này viễn cổ văn minh thông dụng ngữ. Ta thấy, các ngươi mang long bộ lạc chiến sĩ rất dũng mãnh, rất lợi hại. Ha ha. Bộ lạc thanh niên trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạng, những bộ lạc khác chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra một tia tự hào vẻ. Chúng ta mang long liên minh bộ lạc, là xung quanh khu vực thế lực mạnh mẽ nhất, hoan nghênh các ngươi đến lãnh địa của chúng ta làm khách. Ô nhĩ nhiệt tình nói ở tấn thế giới, có rất nhiều du lịch thiên hạ người du lịch, có điều tối thiểu thành pháp tắc tôn giả, mới có thể đi ra ngoài du lịch. Đối với những người du lịch này, phần lớn bộ lạc đều nắm giữ thân thiện thái độ. Bởi vì du lịch rộng lớn nguy hiểm tấn thế giới cần rất lớn dũng khí, người du lịch bên trong cũng thường thường xuất hiện cường giả siêu cấp ở bộ lạc thanh niên dũng sĩ ô nhĩ thịnh tình mời mọc, vương nghị cùng la phong ngụy trang thành người du lịch, tùy tùng đồng thời đi tới vùng này mạnh mẽ nhất bộ lạc thế lực mang long bộ lạc lãnh địa. Chương 783 Gia nhập quân đội Nguồn. Mê truyện audio vương nghị cùng la phong theo ô nhĩ đám người trở lại mang long bộ lạc trao đổi qua sau hơi hơi triển lộ thực lực liền thuyết phục rất nhiều mang long bộ lạc bộ hạ được càng thêm nhiệt tình khoản đãi thực lực mạnh ở nơi nào đều được coi trọng đây là từ xưa không đổi chân lý mà khi biết tấn thế giới là do quân đội thống trị vô số bảo vật truyền thừa đều ở quân đội nơi đó la phong cùng vương nghị thảo luận qua sau quyết định đi tới gia nhập quân đội đối với bọn hắn quyết định này ô nhĩ cắt Loại bộ lạc chiến sĩ cũng là rất tán thành, trong bộ lạc là không có truyền thừa, muốn thành cường giả, nhất định phải tiến quân đội. Đây là ở toàn bộ tấn thế giới, thiết luật. Trong quân đội mới cho phép có cao thâm truyền thừa, cho dù được chút chỉ dẫn, những kia trở về cường giả cũng không dám ở trong bộ lạc truyền thụ. Tấn thế giới, chủ yếu chính là vì bồi dưỡng quân đội, bồi dưỡng cường giả siêu cấp. Vì lẽ đó vô số bộ lạc, phàm lạc, pháp tắc chi chủ cấp độ chiến sĩ, mỗi qua một quãng thời gian, đều sẽ dựa theo tỷ lệ mang đi một phần tiến vào quân đội. Chỉ cần ở trong quân đội chịu đựng qua một khoảng thời gian rất dài, mới có thể xuất ngũ thu được tự do. Nếu như dám tránh né không đi quân đội, thì sẽ gặp phải toàn bộ tấn thế giới truy sát. Quân đội mới là toàn bộ tấn thế giới sức mạnh mạnh nhất, nơi đó có lượng lớn chiến giáp binh khí, cái gọi là chí cường chí bảo, chỉ là trong quân đội chân thần cấp độ tồn tại chế tạo trang bị. Đồng thời còn có lượng lớn tu luyện chỉ dẫn truyền thừa. Có thể đồng dạng trong quân đội tỷ lệ đào thải cực cao, ở trong quân đội bị đào thải chính là chết đi. 100 tiếng quân đội e sợ sống sót suốt ngủ cũng chưa tới năm cái. Cực kỳ tàn khốc, vì lẽ đó, trong quân đội chỗ tốt là nhiều, nhưng là tấn thế giới địa phương đáng sợ nhất, bởi vì tấn thế giới 99% cường giả siêu cấp, siêu việt chân thần tồn tại, đều tụ tập ở quân đội. Chân chính hạt nhân bí mật tự nhiên trong quân đội mới có, gia nhập quân đội điểm mấu chốt là đến thành pháp tắc chi chủ. La Phong muốn gia nhập quân đội, vương nghị vì mục tiêu của chính mình, cũng muốn gia nhập mang long bộ lạc cũng sẽ định kỳ đem bộ lạc một nhóm chiến sĩ đưa tới quân đội đến thời điểm vương nghị cùng la phong sẽ cùng bọn họ cùng đi đi tiến vào quân đội hư nghĩ vũ trụ tấn thế giới quân đội hỗn động thành chủ cự phủ người sáng lập các loại một đám không có đi vào tấn thế giới nhân loại cao tầng nghe quân đội bí ẩn đều là tháng phục tấn thế giới mạnh mẽ vượt xa bọn họ tưởng tượng thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm nếu như không phải vì ứng phó giới thú nguy cơ nhân loại tộc quần kỳ thực cũng không muốn nhường vương nghị cùng la phong dễ dàng đi mạo hiểm các ngươi phải chú ý an toàn. Hỗn độn thành chủ đám người căng dặn, thời gian trôi qua, tấn thế giới, mang long bộ lạc tộc địa. Đi, Ngân Hà, Cửu Giang, đi, muốn xuất phát. Ô nhĩ cùng bộ lạc một đám chiến sĩ chờ xuất phát, vô cùng phấn khởi tập hợp. Thật giống không phải đi tham gia đào thải tử vong tàn khốc quân đội. Đều cáo biệt xong chưa, vậy thì đi thôi. Một ăn mặc áo giáp màu tím đầy mặt sát khí mang long bộ lạc nữ chân thần vung đuôi rồng từ một chiếc màu tím cổ sư chiến thuyền bên trong đi ra. Đây là mang long bộ lạc một vị đã từng tham gia qua quân đội trở về chân thần, lần này phụ trách đưa bộ lạc chiến sĩ đi gia nhập quân đội. Nàng cả người sát khí, phản phất trải qua vô số chém giết, cho vương nghị cảm giác mơ hồ so với không có cơ giới bảo vật cự phủ còn đáng sợ hơn. Đi rồi. Nhất định phải sống trở về. Cống nói, không muốn cho chúng ta bộ lạc mất mặt. Cố lên. Ở bộ lạc tụ tập tiễn đưa đoàn người la lên thân thiết âm thanh bên trong từng người từng người bộ tộc mạnh mẽ chiến sĩ ý chí chiến đấu sụt sôi tiến vào chiến thuyền rất nhanh màu tím cổ sư chiến thuyền bay lên trời, bay ra mang long bộ lạc lãnh địa, hướng về quân đội phương hướng bay đi. Bọn tiểu tử. Chiến thuyền bên trong, một gian to lớn bên trong khoang thuyền, áo giáp màu tím nữ chân thần cơ vi lạnh lẽo nhìn trước mặt mỗi cái duy trì ở một vạn km cao bộ lạc bọn hậu bối, lần này, mang long bộ lạc đi tham gia quân đội có hai tên chiến sĩ, thêm ra hai cái là ngoại lai vương nghị cùng La Phong. Lần này ta mang long bộ lạc có 2000 chiến sĩ, đi gia nhập Nam quân. Còn có hai cái du lịch dũng sĩ, Cửu Giang cùng Ngân Hà, dưới cái nhìn của ta, thực lực của bọn họ so với các ngươi bên trong bất luận cái nào đều cường. Hai ngàn tên bộ lạc chiến sĩ mơ hồ có chút gây rối, rất nhiều người đối với trong đám người khá là xa lạ Vương Nghị cùng La Phong quan tới đánh giá ánh mắt, Vương Nghị cùng La Phong tuy rằng ở mang long bộ lạc đợi một quãng thời gian, bộc lộ tài năng, nhưng cũng không phải hết thảy mọi người biết bọn hắn, càng nhiều người cũng không rõ ràng thực lực của bọn họ. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời không phục cũng rất nhiều, thế nhưng ở bộ lạc có tiếng chân thần cường giả cơ vi chân thần trước mặt, bọn họ cũng không dám lập tức biểu hiện ra cơ vi cũng không thèm để ý những tiểu tử này ý nghĩ dưới cái nhìn của nàng trước mặt những tiểu tử này đều quá non nớt cần phải cố gắng gõ nếu như ở tiến vào tàn khốc quân đội trước có thể làm cho bọn họ tâm thái duy trì càng tích cực một điểm vậy cũng không sai các ngươi đừng không phục cơ vi chân thần quát lên trong các ngươi trừ ô nhĩ cùng mễ na hơi hơi đuổi tới hai người bọn họ những người khác so với cửu giang cùng ngân hà đều kém xa bình thường tới nói trong các ngươi lần này có thể thông qua quân đội sát hạch thành công gia nhập có ba 4 phần 10 là tốt lắm rồi, thế nhưng cửu giang cùng ngân hạ nhưng có tư cách gia nhập trong quân đội quân đoàn đặc thù. Quân đoàn đặc thù. Những kia vốn là không phục bộ lạc chiến sĩ giật nảy mình, tấn thế giới quân đội nội bộ là chia rất nhiều quân đoàn, chiếm cứ 99% hướng về lên là phổ thông đại quân. Như mang long bộ lạc lần này 2.000 cái tiến hành sàng lọc. Đều không nhất định có một cái có thể đi vào quân đoàn đặc thù, cho dù nhiều lần đi tham gia quân đội mang long bộ lạc chiến sĩ, cũng không có mấy cái có thể tuyển vào quân đoàn đặc thù, chỉ có pháp tắc chi chủ bên trong cực kỳ đặc thù người ưu tú, có lẽ có thể trúng cử quân đoàn đặc thù. Như cơ vi chân thần lúc trước đều không bị tuyển chọn quân đoàn đặc thù quân sĩ, hoàn toàn có thể được xưng là vạn người chọn một, là pháp tắc chi chủ bên trong chân chính tinh anh, rõ ràng lẫn nhau chênh lệch, những kia bộ lạc chiến sĩ xem vương nghị cùng la phong ánh mắt liền không giống nhau. Ha ha! Cửu Giang cùng Ngân Hà là ban đầu ta ở chiến trường trở lại thời điểm nhận thức bằng hữu. Trong đám người ô nhĩ đúng là khá là tự hào, có thể có hai cái gia nhập quân đoàn đặc thù bằng hữu, hắn nói ra cũng nở mày nở mặt trong đám người một cái khác bộ lạc nữ quân nhân mễ na cũng ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang cái này mễ na không phải mang lông bộ lạc mà là xuất từ một cái khác đại bộ lạc hồng nhạn bộ lạc không có vẫy đuôi nhưng là có một đôi đẹp để cánh chim gia nhập quân đoàn đặc thù cũng không phải dễ dàng như vậy cửu giang cùng ngân hà cũng chỉ là rất có thể cơ vi chân thần lạnh lẽo nói có điều thực lực của bọn họ chỉ ít thông qua quân đội sàng lọc rất dễ dàng mà các ngươi nhưng nguy hiểm rất nhiều người có thể đều sẽ thất bại những kia bộ lạc chiến sĩ yên tĩnh lại bọn họ cũng đều biết quân đội sàng lọc cũng là có nguy hiểm đến tính mạng, thất bại liền ý vị tử vong, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không có gì lo sợ, đối với bọn hắn mà nói, gia nhập quân đội, mà dỗ thành cường giả, vì là thần vương bệ hạ chiến đấu, là đời này giấc mơ, mà vương nghị cùng La Phong vẻ mặt bình tĩnh, bọn họ cùng những này thổ dân không giống, thổ dân sinh mệnh là không có phân thân, bọn họ là có phân thân, tự nhiên không giống nhau hơn nữa. Bọn họ người mang tuyệt đỉnh truyền thừa, Tự nhận ở pháp tắc chi chủ bên trong đều là cao cấp nhất, phổ thông bộ lạc chiến sĩ đều có thể thông qua, bọn họ tự nhiên càng sẽ không lo lắng quân đội sát hạch, La Phong còn có tâm tư cùng vương nghị truyền âm, "Vương nghị, này quân đoàn đặc thù, nghe tới hình như là quân đội càng chủ yếu tồn tại, chúng ta có cơ hội, nhất định phải gia nhập." Vương Nghị mỉm cười gật đầu, mênh mông tấn thế giới, cổ sư chiến thuyền hóa thành lưu quang ở rộng lớn trong thiên địa bay lượn qua lại, mang lòng liên minh bộ lạc này một nhóm 2.000 tên chiến sĩ cùng với Vương Nghị La Phong, ở chân thần, cơ vi, xuất lĩnh dưới khi thì thúng di, khi thì cao tốc phi hành đi tới. Chỉ riêng dọc đường liền phát hiện rất nhiều nguy hiểm. Có điều những nguy hiểm này hoặc là tránh, hoặc là ép buộc xông qua, nguy hiểm nhất có điều là bị một đám hoang dã bên trong dị thú chân thần vây công, nhưng đều bị điều động chí cường chí bảo chiến thuyền cơ vi chân thần cho sông tới, mà cũng có chút hư không chân thần chiếm cứ lãnh địa, cơ vi chân thần lại không lo lắng như vậy, bởi vì tấn thế giới có quy tắc ngầm, như nàng loại này đưa bộ lạc chiến sĩ đi gia nhập quân đội, hư không chân thần loại này chúa tể một phương sẽ không vô duyên vô. Cớ ra tay ngăn cản, đương nhiên, có thể tách ra hay là muốn tránh, dù sao thật bị giết, cũng không cách nào nói lý đi. Dù sao bọn họ còn không chân chính gia nhập quân đội ở đi tới hẹn 4 tháng sau sắp đến nam quân quân doanh biểu hiện lạnh lẽo cơ vi chân thần liếc nhìn nơi chân trời xa lên tiếng quát lên nam quân quân doanh từng người phân tán ngồi ở bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi tán gẫu pháp tắc chi chủ các chiến sĩ dòng dập đứng lên đến mỗi cái hướng phía trước nhìn lại vương nghị cùng la phong cũng ngẩng đầu nhìn lại xa xôi nơi chân trời mơ hồ có vô tận uy thế bức tản ra theo chiến thuyền không ngừng cao tốc đi tới cũng từ từ rõ ràng dĩ nhiên có thể nhìn thấy liên miên trùng điệp vô biên quân doanh đây chính là nam quân quân doanh ta cảm giác được vô số cường giả khí tức. Nghe nói trong quân đội tụ tập chúng ta tấn thế giới vô số cường giả, còn có vô tận bảo vật cùng truyền thừa. Gia nhập quân đội, sống sót, trở thành chân thần, thậm chí hư không chân thần. Những kia bộ lạc chiến sĩ đều ánh mắt kích động hừng hực nhìn quân doanh phương hướng, tấn thế giới bên trong quân đội, phân đông nam tây bắc bốn quân, tuy đều là trung thành với thần vương bệ hạ, có thể này bốn quân nhưng là vẫn cạnh tranh với nhau, theo chiến thuyền từ từ tiếp cận, vương nghị bọn họ cũng nhìn ra càng cẩn thận, đều chấn động, một chút không nhìn thấy đầu liên miên trùng điệp quân doanh, trong quân doanh tùy ý có thể thấy được lít nhà lít nhất chiến sĩ, thường thấy nhất tự nhiên. Chính là vũ trụ chi chủ. Trừ vô số chiến sĩ ở ngoài, còn có chút gia nhập quân đội, dị thú, các loại hình thái dị thú nhường ở chiến thuyền bên trong một đám chiến sĩ mỗi cái tháng phục, mà Vương Nghị cũng ngay lập tức chú ý tới quân doanh nơi sâu xa. Cái kia nguyên nga sừng sững từng tòa từng tòa kỳ dị vật thể, mỗi một tòa kỳ dị vật thể đều cao hơn ức km, bên cạnh chiến sĩ cùng với so sánh liền tiểu nhiều, không chỉ Vương Nghị chú ý tới, chiến thuyền bên trong bộ lạc các chiến sĩ cũng đều rất nhanh chú ý tới ồ đó là cái gì như thế cao ta ở trong bộ lạc từ trước tới nay chưa từng gặp qua thứ này cái kia từng tòa từng tòa cao hơn ức km kỳ dị vật thể tương tự to lớn hình cầu pháo đài một chút nhìn lại liền có tới lên tới hàng ngàn hàng vạn hình cầu pháo đài trừ những này hình cầu pháo đài ở pháo đài xung quanh phía dưới còn có độ lượng còn như loài chim giống như kỳ vật đó là cơ giới Cơ vi chân thần mở miệng nói, đó là cơ giới bọn quân sĩ làm ra mạnh mẽ cơ giới, có thể lượng lớn chiến sĩ đồng thời sử dụng, bạo phát cường đại chiến lực. Các ngươi mới vừa xem bên kia, cái kia cao nhất cái kia hình cầu cơ giới, tên là Tấn La Thiên Địa, tối thiểu cũng cần 100 vạn tên thật thần mới có thể hoàn toàn điều khiển. Cực hạn chứa đựng, có thể đạt tới đến ngàn vạn tên chân thần ở trong đó. Chỉ cần tập thể tính một lần oanh kích, liền có thể giết chết một đám hư không chân thần. Một lần oanh kích, liền có thể giết chết một đám hư không chân thần những kia bộ lạc chiến sĩ đều trận mắt ngoác mồm, giấc mộng của bọn họ, cũng chính là thành vĩ đại hư không chân thần, trở thành tộc trưởng như vậy nhân vật, thế nhưng này tấn la thiên địa, nhưng có thể chứa đựng ngàn vạn chân thần, bạo phát một lần oanh kích, hư không chân thần đều không thể chống đỡ, vương nghị nghe được trong lòng gật đầu, như vậy cơ giới, cho dù ở viễn cổ văn minh truyền thừa tư liệu ghi chép bên trong cũng thuộc đỉnh tiên. Có thể vượt qua chúng nó, e sợ cũng chỉ có vũ trụ chu hỗn động tinh loại hình đến ngô quốc loại này cực am hiểu cơ giới bảo vật thế lực nghiêng một quốc gia lực lượng mới có thể khổ cực chế tạo ra đến chung cực máy móc chiến tranh đó là ngay cả thần vương đều rất khó phá hoại hỗn động chúa tể cũng phải né tránh mạnh mẽ kỳ vật một chiếc vũ trụ chu sức chiến đấu nếu như có thể toàn bộ bạo phát chân thần mặc dù là hơn trăm triệu chân thần đều chỉ là dung dế cơ vi tiếp tục cho bọn họ giới thiệu ở tấn la thiên địa bên cạnh như loài chim giống như cỡ nhỏ cơ giới vậy thì là đại danh đỉnh đỉnh Cư hưu, cũng là ta tấn thế giới kiêu ngạo nhất cơ giới một trong. Cư hưu, ít nhất cần trăm tên chân thần ở trong đó thôi thúc. Nhiều nhất cũng có thể chứa đựng đến ngàn tên chân thần. Cư hưu, lấy tốc độ nhanh, linh hoạt nổi danh. Phòng ngự lại rất mạnh, tuy rằng thủ đoạn công kích thiếu hụt vẹn vẹn mới một loại. Có thể nó ở quy mô lớn chiến tranh bên trong nhưng là cực kỳ hữu hiệu một loại cơ giới. Theo cơ vi chân thần giới thiệu, vương nghị bọn họ đối với quân đội nhận thức cũng càng thêm nhiều năm quân quân doanh, vô tận rộng lớn toàn bộ tấn thế giới ước chừng một phần tư bộ lạc, vì thú thế lực đều sẽ đến năm quân bên này gia nhập, vì lẽ đó có thể nói mỗi ngày đều có chiến sĩ đến gia nhập. Mà sàng lọc sát hạch vốn là nghiêm ngặt, này liền khiến cho chờ đợi sàng lọc sát hạch chiến sĩ đã sớm xếp thành một cái hàng dài, một chút nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối. Oanh. Chiến thuyền màu tím hạ xuống ở xung quanh một mảnh trên vùng bình nguyên, hai ngàn tên bộ lạc chiến sĩ thêm vào vương nghị cùng La Phong ở cơ vi chân thần dục âm thanh bên trong nối đuôi nhau mà ra, đi tới chiến thuyền bên ngoài, còn có thể nhìn thấy xa xa còn có cung điện chiến thuyền bay đến, hiển nhiên cũng là đến đưa chiến sĩ. Các ngươi đều qua bên kia, xếp hàng, yên tĩnh chờ đợi quân đội sàng lọc. Cơ vi chân thần trước đây từ quân đội bên trong suốt ngủ trở về, cũng không chỉ một lần hai lần đưa đón bộ lạc chiến sĩ đi tham gia quân đội, tự nhiên quen thuộc nơi này tất cả, rất nhanh làm an bài xong, hai nghìn tên bộ lạc chiến sĩ bao quát vương nghị La Phong, rất nhanh đi tới cái kia xếp thành một cái hàng dài đội ngũ phía sau cùng, cấp tốc đón lấy xếp hàng, vương nghị ở trong đội ngũ, Nhìn về phía trước cái kia một chút không nhìn thấy bờ trường xa đội ngũ, liền hắn đều không nhìn ra có bao. Nhiều người ở xếp hàng, có thể tưởng tượng tham gia quân đội người. Lúc này mới chỉ là một lần sàng lọc mà thôi, tấn thế giới quá to lớn, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ. Vương nghị tháng phục, trước mặt những này xếp hàng có thể đều là pháp tắc chi chủ. Một cái nguyên thủy vũ trụ, pháp tắc chi chủ cũng có điều ngàn nhiều vị mà thôi, nhưng ở đây, rau cải trắng như thế đâu đâu cũng có, hơn nữa, quân đội sàng lọc là có tỷ lệ tử vong còn rất cao quả nhiên cơ vi chân thần nói rằng đừng nóng vội các ngươi phía trước còn có một triệu người ở xếp hàng các ngươi chờ đợi dựa theo bình thường tốc độ nên hơn nửa tháng liền đến phiên các ngươi la phong đều không còn gì để nói một triệu vũ trụ chi chủ ở xếp hàng quả thực chưa từng nghe thấy còn có cơ vi chân thần ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ở chiến đấu thời điểm muốn gắn giữ tỉnh táo chỉ riêng gia nhập quân đội cơ bản nhất sàng lọc có thể gia nhập quân đội bình thường chỉ có một phần ba cái khác hai phần ba đều chết đi mà gia nhập quân đội có điều bắt đầu thôi, ban đầu ta đám kia đi tham gia quân đội đồng bạn có hơn 2.000, cuối cùng sống sót trở về có điều 49 người, trở thành chân thần càng chỉ có chúng ta 4 người. Mang long bộ lạc các chiến sĩ sắc mặt nghiêm túc lên, rõ ràng đều cảm giác được áp lực. Cũng là vương nghị cùng La Phong ung dung một điểm. Chương 784 Quân đội sàng lọc Nguồn Mê truyện audio.com Trên vùng bình nguyên người ta tấp nập, trừ loại sinh vật hình người ở ngoài, còn có lượng lớn dị thú cũng lẫn lộn trong đó, vương nghị các loại mang long bộ lạc chiến sĩ còn đang đợi, mà cơ vi chân thần đã đi cùng nàng nhận thức chân thần giao lưu đi, mà vương nghị các loại sau sát hạch sàng lọc còn nghe được tiếng gào thét, thống khổ tiếng treo hò từ phía trước nhất không ngừng truyền đến, hiển nhiên tiếng vào quân đội sàng lọc cực kỳ tàn khốc, bộ lạc các chiến sĩ ngầm cũng đang tán đổ, mà chủ động cùng vương nghị bọn họ giao lưu cũng rất nhiều, hiển nhiên mọi người đều cảm thấy lấy vương nghị thực lực của bọn họ thông qua quân đội sàng lọc là rất dễ dàng sự tình nếu như quân đội sàng lọc quá trình bên trong vương nghị hai người hơi hơi ra tay giúp đỡ sinh tồn cơ hội khẳng định tăng nhiều thời gian trôi qua vương nghị cũng đang không ngừng theo đội ngũ đi tới qua hơn nửa tháng liền đến phiên vương nghị la phong cùng mang long bộ lạc chiến sĩ dưới một nhóm ba ngàn tên toàn bộ đi vào theo một tên có 12 con cánh đầy người nhọn cứng lông tơ dị thú chân thần liếc nhìn gầm thét lên bao quát vương nghị la phong mang long bộ lạc ở bên trong ba nghìn tên chiến sĩ bao quát dị thú tất cả đều bị dẫn dắt muốn tiến hành gia nhập quân đội máu tanh sàng lọc chúng ta bộ lạc hai ngàn người, chỉ có một phần ba bị mang đi. Ô nhĩ thấp giọng nói, chuyện này đối với mang long bộ lạc cũng là chuyện tốt, miễn cho tự giết lẫn nhau, rộn rộn ràng ràng ba nghìn tên chiến sĩ, dị thú, ở mấy tên chân thần dưới sự hướng dẫn trực tiếp hướng phía trước tảng đá lớn cổng vầm đi đến, vương nghị. Là phong theo triều cường trực tiếp tiến vào cái kia chất liệu đá cổng vầm, quanh, tiến vào chất liệu đá cổng vầm bên trong sau, nhất thời thời không biến ảo, tiến vào một phương minh mông hoang vu trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều đều là băng mơ hồ có thể nhìn thấy xung quanh hơn trăm triệu km phạm vi, chỗ xa hơn chính là một vùng tăm tối. Đây là một mảnh gió lạnh lạnh lẽo cánh đồng tuyết. Nơi này là nơi nào? Mọi người tới gần một điểm. Đều cẩn thận. Vương Nghị cùng La Phong dựa vào nhau, mang long bộ lạc cái khác đông đảo các chiến sĩ cũng ở xung quanh, lẫn nhau tụ lại, cảnh giác nhìn xung quanh, mang long bộ lạc lần này có chừng 7, 800 người đi vào, mà cái khác dị thú, chiến sĩ cũng từng người thành trận doanh nhìn xung quanh. Oanh! bỗng nhiên một luồng áp lực vô hình giáng lâm bao phủ toàn bộ băng nguyên hết thảy chiến sĩ dị thú đều ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên phía trên là một ăn mặc ngọn lửa hừng hực ngưng tụ thành áo giáp màu đỏ hai cánh mở ra loài chim hàng tinh giống như rực rỡ màu đỏ thẳm con ngươi con mắt quan sát phía dưới mọi người vô hình uy thế bao phủ tại chỗ mỗi cái hồi hộp uy thế cũng không tính là mạnh có thể loại kia một cách tự nhiên cao cao tại thượng cùng với tự thân thần lực kinh hải cũng làm cho mỗi một cái đều hiểu vị này ở giữa trời cao tồn tại nên không phải chân thần mà là càng cao hơn một tầng lần. Hư không chân thần. Thật mạnh uy thế. Cảm giác so với ta bộ lạc chân thần đại nhân còn mạnh hơn. Hẳn là một vị hư không chân thần đại nhân. Lúc này, loài chim dị thú trên người lửa cháy hừng hực thiêu đốt đột nhiên hạ xuống, phân hóa thành hai đạo hỏa diễm, nhưng trong nháy mắt giáng lâm đến băng nguyên lên, sau đó uống lượng lên, ở ba nghìn tên chiến sĩ, dị thú bên trong tùy ý vòng một chút. Hai đạo hỏa diễm, phân biệt cuốn lại một nghìn năm trăm vị chiến sĩ, dị thú theo sát bên trái bị cuốn lại cái kia một đám chiến sĩ dị thú mặt ngoài đều có một tầng mông lung hồng quang, mà bên phải bị cuốn lại cái kia một đám chiến sĩ dị thú mặt ngoài đều có một tầng lam quang, mà vương nghị bọn họ cùng mang long bộ lạc chiến sĩ hầu như đều bị phân chia đến lam quang nơi đó. Các ngươi, phân hai trận doanh. Hỏa diễm dị thú phát sinh lanh lãnh ôn nhu nhưng lạnh lẽo thanh âm đạm mạc, bên dưới đông đảo pháp tắc chi chủ đều gần như nín hơi nghe. La Phong cùng Vương Nghị cũng ngẩng đầu. Trong quân đội, người yếu đào thải, cường giả sinh tồn. Tiếp đó, hai người các ngươi trận doanh lẫn nhau dết chóc, giết chết đối phương, làm ta nhường ngươi các loại dừng lại thời điểm, sống sót tức có thể vào quân đội. Nếu như có thực lực, đều có thể thỏa thích phát huy. Nếu như trong các ngươi có đặc thù người ưu tú, có lẽ có thể trúng cử quân đoàn đặc thù. Bắt đầu đi. Nói xong, hỏa diễm dị thú thân thể hỏa diễm bành trướng, lại trong nháy mắt co rút lại ngưng tụ thành một điểm, sau đó biến mất không còn tâm hơi. Hô hô, hơn trăm triệu km phạm vi hắc ám băng nguyên bên trong, chỉ còn dư lại ở gào thét trong gió rét chia làm hai cái trận doanh ba ngàn tên dị thú chiến sĩ hai trận doanh lớn chiến sĩ các dị thú phân biệt bao phủ một tầng hồng quang cùng lam quang tuy rằng thân ở trời đất ngập tràn băng bên trong thế nhưng những này dị thú trong lòng chiến sĩ nhưng hiện lên cực nóng sát ý dết gào dết đi ha ha ta ốc phường liền thích loại này dết chóc hai trận doanh lớn chiến sĩ các dị thú trong nháy mắt liền rít gào lên hóa thành từng đạo từng đạo lưu quan chấp vật tương đồng trận doanh bộ là các chiến sĩ tự nhiên phi thường có hiểu ngầm, đều sẽ không cùng bổn tộc chiến sĩ chém giết. Mà là chọn một ít những bộ lạc khác hoặc là dị thú, mỗi cái cật lực triển khai bắt tay đoạn, muốn muốn giết chết đối phương, La Phong cùng Vương Nghị nhìn nhau. Vương Nghị, này quân đội sát hạch muốn tiến vào quân đoàn đặc thù, nên muốn xem thực lực, vì lẽ đó, giết càng nhiều càng tốt. La Phong sát ý lạnh lẽo. Có muốn hay không so với chúng ta ai giết nhiều? Vậy thì đến thử xem đi. Vương Nghị hơi cười. So với ưu tú, pháp tắc chi chủ bên trong hắn còn chưa từng biết sợ ai, có thể tự nghĩ ra cấp 8 bí pháp, đồng thời những năm này đã thôi diễn đến cấp 8 đỉnh tiêm cấp độ, vương nghị cho dù ở viễn cổ văn minh, cũng là đứng đầu nhất thiên tài tuyệt thế, bị thần vương thu làm đồ đệ cũng thừa sức loại kia, tiến vào thần vương dưới trướng thế lực trong đó một con quân đoàn đặc thù. Trò trẻ con mà thôi. Oanh! Oanh! Hai người đồng thời động thủ, thiêu đốt thần lực, bóng người hóa thành chấp giật. Hướng đối diện trận doanh kẻ địch giết tới, đương nhiên, bọn họ vô dụng, đoạn diệt, thiêu đốt thần lực bí thuật, bởi vì quân đội ở ngoài là không có loại bí thuật này, chỉ có quân đội có, bọn họ trước đều không gia nhập quân đội, khẳng định có ghi chép, nếu như sử dụng không thể nghi ngờ không đánh đã khai. A. A. Gào. Hai trận doanh lớn cường giả đều đang điên cuồng chém giết. Dị thú, chiến sĩ đều giết thành một đoàn. Chỉ nếu không phải mình trận doanh, vậy thì giết đủ loại công kích xuất hiện, thần lực trung động, nếu như ở biển vũ trụ đã sớm đánh trời lông đất lở, thế nhưng này một phương thời không cực đoan ổn định, cho dù nhiều như vậy vũ trụ chi chủ đang chém giết lẫn nhau, đều không gây nên chút nào gần sóng không gian, vương nghị cầm trong tay chiến đao, hướng về một cái hồng quang bao phủ chính đem một cái mang long bộ lạc chiến sĩ đánh bay thổ huyết hắc giáp dị thú xông tới, trong mắt sát cơ trang. Đây. Chết. Cái kia hắc giáp dị thú cũng phát hiện vương nghị, miệng mở lớn, phát sinh rít gào. Oanh vô hình công kích giáng lâm, không khí chung quanh mơ hồ vặn vẹo, một ít tới gần dị thú cùng chiến sĩ trên mặt cũng hiện lên hoảng hốt vẻ. Công kích linh hồn. Vương Nghị cười, hư hóa thần lực vừa tiến vào Vương Nghị thân thể xung quanh, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình nuốt chửng lấy, một điểm gần sống đều không nhấc lên. Hả? Vốn là đối với mình công kích linh hồn tự tin tràn đầy hắc giáp dị thú ánh mắt nghiêm nghị một chút, những kia pháp tắc chi chủ đối mặt linh hồn của nó công kích, hầu như đều chịu ảnh hưởng, duy có trước mắt cái này giáp đỏ nam tử, dễ như ăn cháo phá giải bí pháp của nó, trước mắt cái này pháp tắc chi chủ không đơn giản, hát giáp dị thú ánh mắt lấp lóe một hồi, đột nhiên quay đầu liền đi. Hả? Lại không đánh liền rời đi. Vương Nghị thoáng kinh ngạc, sau đó cũng hiểu được, lần này quân đội sàng lọc chính là dết chóc, dết chóc đến số lượng nhất định liền sẽ đình chỉ, đã như vậy, một ít cảnh giác tự nhiên sẽ lựa chọn tránh một ít cường lực nhân vật, sẽ không tùy tiện cùng bọn họ sinh tử chém dết, hiện tại Vương Nghị ở trong mắt nó cũng là loại kia không dễ trêu chọc, không biết sâu cạn, nó không muốn vào lúc này cùng Vương Nghị tùy tiện liều mạng, nếu như một đối một ngã thôi, bên cạnh còn có nhiều như vậy kẻ. Địch đây, cho dù mạnh hơn pháp tắc chi chủ, đều có khả năng không cẩn thận bị té nhau. Đáng tiếc, ta cũng sẽ không nhường ngươi đi. Vương Nghị ánh mắt một lệ. Oanh! Một luồng càng thêm hùng vĩ, càng quỷ dị hơn công kích linh hồn từ Vương Nghị trên người bộc phát ra, như sôi trào mãnh liệt sóng biển. Mênh mông cuồn cuộn bao phủ ra, phải biết, Vương Nghị những năm này nghiên cứu linh hồn bí pháp, cũng đem linh hồn bí pháp nghiên cứu đến cấp 7 đỉnh tiêm cấp độ này đã thuộc về biển vũ trụ vũ trụ tối cường giả bình thường trình độ cho dù là tấn thế giới quân đội pháp tắc chi chủ có thể làm được cũng thuộc về tuyệt đối thiên tài là sẽ bị trọng điểm quan tâm bồi dưỡng phải biết đoạn đông hà nhất mạch cũng là đỉnh cấp thế lực thế nhưng các đời đoạn đông hà phần lớn cũng chỉ là ở pháp tắc chi chủ đạt đến này một trình độ vượt qua vẻn vẹn hai vị lần này vương nghị vì che giấu tai mắt người tuy rằng không có bạo phát toàn lực chỉ là một phần thực lực thế nhưng đều cực kỳ kinh người Oanh một luồng mạnh mẽ hư hóa thần lực lấy hình quạt phóng xạ mở tránh chính mình người quét ngang phía trước khu vực lượng lớn kẻ địch tấn thế giới là một trường kỳ chém giết thế giới thêm vào viễn cổ văn minh chưa từng đoạn tuyệt nơi này cường giả thực lực phổ biến so với biển vũ trụ mạnh hơn một trù cấp 4 đỉnh tim trình độ nên tính là nhìn thấy kém cỏi nhất phần lớn đều có thể đạt đến cấp 5, thậm chí cấp 5 đỉnh tim thậm chí như mang long bộ lạc kiệt xuất nhất ô nhĩ mễ na càng là đạt đến cấp 6 sức chiến đấu làm bộ lạc lần này chủ yếu nhất hai người là có một cái chí cường chí bảo chiến giáp, đương nhiên, cũng không sánh bằng Vương Nghị, Vương Nghị cho dù sử dụng cấp 6 linh hồn cấp độ bí pháp, thế nhưng hắn cũng mang theo linh hồn loại chí cường chí bảo, hơn nữa phụ trợ, là có thể phát huy cấp 7 uy lực, dùng thần lực thiêu đốt bí thuật, Vương Nghị không dám. Bởi vì không chịu nổi quân đội kiểm chứng, thế nhưng tự nghĩ ra linh hồn bí pháp nhưng không để ý. Những kia thực lực đại đa số là cấp 4, cấp 5 pháp tắc chi chủ làm sao chống đỡ, rất nhiều hồng quan dị thú chiến sĩ đều rơi vào khu vực này, bị công kích linh hồn lan đến gần, bọn họ đại đa số lúc này đều mò này một mò liền cho đối thủ cơ hội a à, a à, gào tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên không ít hồng quan trận doanh dị thú chiến sĩ bị hạ độc thủ hắc giáp dị thú cũng sợ hết hồn tuy rằng nó có thể chống đỡ vương nghị công kích linh hồn nhưng cũng khá là vất vả thực lực cũng giảm xuống một phần phạm vi lớn như thế công kích linh hồn dĩ nhiên so với ta công kích linh hồn còn mạnh hơn hắc giáp dị thú trong lòng phát lạnh nó cũng nhìn thấy xung quanh chính mình người kết cục càng là không dám ở lại cùng Vương Nghị chém giết, Vương Nghị cũng nhìn thấy mục tiêu cái kia hắc giáp dị thú nhanh chóng đi xa, cũng hơi kinh ngạc. Chỉ là một pháp tắc chi chủ, lại có thể ngăn cản ta công kích. Tuy rằng hắc giáp dị thú lai lịch cũng không phổ thông, trên người có một linh hồn loại chí cường chí bảo, mới có thể dễ dàng như vậy ngăn trở Vương Nghị linh hồn bí pháp ảnh hưởng. Thế nhưng thực lực cũng giảm nhiều. Cho nên mới không dám cùng Vương Nghị giao thủ quá nguy hiểm mà ở vương nghị xung quanh khu vực hồng quan bao phủ dị thú chiến sĩ đều sợ hãi nhìn cái kia giáp đỏ nam tử tóc đen này như thế đáng sợ công kích linh hồn hoàn toàn không ngăn được a à. giết. trước hết giết hắn có chút dị thú cùng chiến sĩ nghĩ hợp lực đánh giết này một nhân vật nguy hiểm có chút tránh chi e sợ cho không kịp nghĩ rời xa mà làm quan trận doanh cũng kinh ngạc khiếp sợ nhìn tình cảnh này thật là lợi hại cái kia giáp đỏ lại lợi hại như vậy chính đang đuổi giết một cái hồng quan trận doanh chiến sĩ La Phong cũng bất đắc dĩ. Chạy mau a, à, đừng đi chịu chết a, à, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Hắn rất muốn như thế khuyên, nhìn thấy những vị thú kia chiến sĩ không biết sống chết chủ động hướng về Vương Nghị bên kia tập hợp, hắn liền biết lần này thi đấu là hắn thua, có điều La Phong cũng không nghĩ nhiều như thế, càng thêm tàn nhẫn ra tay, còn phải gia nhập quân đoàn đặc thù đây, nếu như Vương Nghị gia nhập hắn lại không gia nhập, vậy thì quấy lớn, mà Vương Nghị nhìn thấy những kia chiến sĩ dị thú giết tới, vẫn như cũng mặt mỉm cười. Oanh! mạnh mẽ công kích linh hồn bạo phát liền như cuồng phong xung kích một mảnh lá khô những kia khí thế hùng hổ dết tới pháp tắc chi chủ nhóm lập tức ngã trái ngã phải mà vương nghị thì lại hời hợt từ bên cạnh bọn họ bay qua chiến đao ác liệt chém đánh ở bọn họ áo giáp thần thể lên cho bọn họ mang đến tổn thương thật lớn những gì thú kia chiến sĩ trên người đều có áo giáp chí bảo hộ thể thế nhưng không chịu nổi bọn họ không phản kháng không thể chống đỡ vương nghị chiến đao chiến đao loạt sạch phá không vung vẩy cường giả tốc độ công kích biết bao nhanh trong nháy mắt bạo phát chính là không biết bao nhiêu lần công kích, trong nháy mắt hoảng hốt, chính là tử vong kết quả, ánh đao bay lượn, tử vong giáng lâm, lập tức, hơn 10 pháp tắc chi chủ liền thần thể yên diệt, ngã xuống ở vương nghị dưới đao, mà phụ cận những dĩ thú kia các chiến sĩ đều nhìn ra ngốc, thật đáng sợ, cái này pháp tắc chi chủ, chỉ bằng vào công kích linh hồn, đều là pháp tắc chi chủ bên trong nhân vật cực kỳ đáng sợ, không thể trêu chọc. Ý thức được điểm này, những kia hồng quang trận doanh dị thú chiến sĩ đều cấp tốc rời xa chiến trường này, vương nghị tới chỗ nào, nơi nào liền dọn trống một mảnh, những dị thú kia chiến sĩ căn bản không dám ở lại, bằng không cho dù ngăn trở vương nghị công kích linh hồn, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thực lực suy yếu, như thế vô cùng nguy hiểm. Ồ, tên tiểu tử này, linh hồn bí pháp nắm giữ không sai, có thể ở pháp tắc chi chủ làm đến một bước này, gia nhập quân đội mài dũa, nếu như không ngã xuống, nhất định có thể trở thành là chân thần. Ẩn dấu ở trong bóng tối hỏa diễm dị thú hư không chân thần khẽ gật đầu. Xem ra, tên tiểu tử này có thể gia nhập quân đoàn đặc thù còn có cái kia dùng đao, cũng có thể gia nhập quân đoàn đặc thù này một nhóm đến sàng lọc không sai lại xuất hiện hai cái gia nhập quân đoàn đặc thù mầm hỏa diễm dị thú lộ ra một nụ cười cửu giang lại mạnh như vậy ô nhĩ các loại mang long bộ lạc chiến sĩ cũng chấn kinh rồi vương nghị cùng bọn họ tranh tài nhưng cho tới bây giờ không sử dụng qua linh hồn bí pháp dù sao cái kia quá bắt nạt người thế nhưng hiện tại quét ngang không có một cái gì thú chiến sĩ dám xuất hiện ở vương nghị trước mặt nhìn ra ô nhĩ bọn họ nhiệt huyết sôi trào phấn chấn không ngớt. Dết a có vương nghị cùng la phong đặc biệt là vương nghị công kích linh hồn đều là quét qua một đám lớn những gì thú kia chiến sĩ hoàn toàn là bị đè lên đánh rất nhanh quân lính tan rã tử thương nặng nề song phương tử vong tỷ lệ hoàn toàn không ở một cấp độ chém giết khốc liệt theo thời gian trôi qua từng người từng người chiến sĩ dị thú chết đi dừng lại một luồng mạnh mẽ uy thế trong nháy mắt giáng lâm liền phản phất một tòa vô tận núi lớn đè xuống âm âm hết thảy chém giết pháp tắc chi chủ chiến sĩ tất cả đều bị áp bức nằm xuống vương nghị la phong cũng toàn bộ nằm xuống không hề có chút sức chống đỡ ngọn lửa kia dị thú từ trong bóng tối nhô ra cực kỳ chói mắt ngươi còn có ngươi hỏa diễm dị thú nhìn vương nghị cùng la phong hai ngươi tiến vào ngư túc quân chương bảy quân đoàn đặc thù ngư túc quân nguồn mê truyện audio com chiến đấu rốt cục đình chỉ, Hồng Quang trận doanh còn lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy cái kia phiên khốc liệt chém giết, Hồng Quang một bên chết thương nặng nề, hầu như là 10 so với một thương vong tỷ lệ, dẫn đến xuất hiện chênh lệch lớn như vậy cục diện nguyên nhân, chính là cái kia giáp đỏ nam tử, mà cùng Lam Quang bên này một đám lớn so với, Hồng Quang bên này có vẻ lất pha lất phất, thê thê thảm thảm, mang long bộ lạc chiến sĩ tổn thất không có bao nhiêu, vì lẽ đó bọn họ cũng rất vui vẻ, có điều, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cường giả con đường lên, nhất định ngã. Súng là tuyệt đại đa số chỉ riêng tiến vào cái quân đội, liền chết đi 2 phần 3, có thể tưởng tượng được sau đó. Có thể sống suốt ngủ trở lại bộ lạc tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bất quá bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ở toàn bộ tấn thế giới có như thế một cái truyền thuyết. Chết đi, chính là luân hồi chuyển thế, nhìn quen sinh tử, tấn thế giới các sinh linh tự nhiên quen thuộc, cũng sẽ không quá thương tâm khổ sở. Hô! Lạnh lẽo hoang vu cánh đồng tuyết đột nhiên xuất hiện to lớn cổng vầm, ba vị chân thần đi ra, hướng những này may mắn còn sống sót bộ lạc chiến sĩ cùng dị thú hô quát. Các ngươi đều lại đây. Đừng làm phiền, đi mau. Hai người các ngươi tiến vào ngư túc quân đi theo ta. Một cái trong đó ăn mặc băng áo giáp màu xanh lam trên đầu có hai cái sừng công nữ tính chân thần nhìn Vương Nghị cùng La Phong. Vương Nghị La Phong liếc mắt nhìn nhau, cùng ô nhĩ bọn họ vội và cáo biệt sau. Ngay ở những vị thú kia chiến sĩ ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ tùy tùng tên này chân thần trước hết dọc theo cổng vòng đi ra ngoài, ra chọn lựa không gian, liền xuất hiện ở quân doanh bên ngoài. Đi theo ta, cái kia nữ tính chân thần trước mặt bay lên đến. Vương Nghị cùng La Phong bé ngoan đi theo nàng mặt sau, còn lén lút truyền âm thảo luận. Lại muốn chậm rãi bay, hoàn toàn không gian phong tỏa, xem ra ở bên trong trại lính, căn bản là không có cách thuấn di. La Phong tả hữu quan sát. Cô gái này, vóc dáng rất khá. Vương Nghị nhưng cảm khái, La Phong trận to mắt nhìn hắn. Chỉ đùa một chút. Ngươi liền cứ việc lớp vỏ. Trước thi đấu nhưng là ta thắng. Thắng liền thắng, lại không điềm tốt quên thêm vào, thất sách. Bay ở phía trước nữ tính chân thần không biết hai người ngầm ở chê trách vóc người của nàng, sắc mặt lãnh đạm mang theo hai cái lính mới phi hành ở mênh mông trong quân doanh, tốc độ của bọn họ ước chừng tốc độ ánh sáng nằm trong quân quân đoàn đặc thù rất nhiều, ngư túc quân chỉ là đông đảo quân đoàn đặc thù một trong. Nam quân quân doanh, lớn có thể nói vô hạn rộng lớn. Vương Nghị cùng La Phong, tuy tùng vị kia nữ tính chân thần lại là phi hành, lại là trùng động truyền tống, tiêu hao nửa ngày thời gian, mới đến một chỗ cực kỳ cao to đại điện, đại điện bên trong bóng người khắp nơi, thú ảnh khắp nơi, ba người hạ xuống ở đây, hai người các ngươi ở quân bị điểm ở ngoài bực này. Nữ tính chân thần quát lên, tiến vào đại điện, mà Vương Nghị cùng La Phong tẻ nhạc chờ ở bên ngoài. Quân bị điểm. La Phong nhìn một ít chiến sĩ cùng dị thú ra ra vào vào, cùng Vương Nghị nói, xem tới nơi này hẳn là quân đội hối đoái quân bị địa phương, đáng tiếc cái kia dẫn đường nữ chân thần không cùng chúng ta giải thích. Vương Nghị cười cười, bọn họ tuy rằng chọn lựa tiến vào quân đoàn đặc thù, thế nhưng còn không trở thành sự thật thần người ta cũng không để ý lại nói ngươi một cái quân sĩ người ta tốt xấu chân thần cần phải cố ý giao hảo ngươi à chỉ có loại kia thiên tài tuyệt thế có thể thành hư không chân thần có lẽ thái độ liền không giống nhau hư không chân thần cho dù ở quân đội đều là có thể thân ở địa vị cao phổ thông chân thần không đắc tội được nghe nói tấn thế giới quân đội bảo vật vô cùng vô tận phỏng chừng không tốt lắm làm đang đi tới quân đội trên đường la phong cũng tự mang long bộ lạc chiến sĩ nơi đó hỏi thăm được một ít tin tức tuy rằng không quá tỉ mỉ nhưng cũng tìm hiểu một chút quân đội tình huống ở tấn thế giới quân đội là dùng để mài vũ chiến sĩ hết thảy chiến sĩ đều dựa vào lần lượt chiến đấu mài vũ đến rèn luyện lần lượt sinh tử mài vũ bên trong lượng lớn quân sĩ chết đi đồng dạng không có ngã xuống có thể thu được quân công đồng dạng các chiến sĩ chiến lợi phẩm có thể đổi lấy quân công có thể dùng quân công đổi lấy quân bị quân công càng nhiều người biểu hiện vượt ưu diện người có thể đổi được chỗ tốt liền càng nhiều chỉ cần quân công đầy đủ hầu như cái gì cũng có thể đổi đến tỷ như chân thần chí bảo binh khí áo giáp chiến thuyền các loại công dụng kỳ vật do chân thần tạo thành tư nhân đội vệ binh có thể vượt cấp khiêu chiến mạnh mẽ cơ giới lưu bảo vật lượng lớn chỉ có trong quân đội mới có truyền thừa mạnh mẽ hư không chân thần cường giả chỉ dẫn cương vực lãnh địa quân đội chức vị cũng có thể thông qua quân công đem đổi lấy ở tấn thế giới quân đội mới là kẻ thống trị quân công hầu như không gì không làm được có điều càng cao chỗ tốt có thể cần thiết quân công cũng đồng dạng cao thái quá mặc dù là chân thần, đều cần thời gian dài đi tích lũy quân công, như vẹn vẹn là pháp tắc chi chủ, tích lũy quân công càng chậm hơn, cần cực kỳ lâu, Vương Nghị nói thầm trong lòng, rất lâu. Trên người hắn chí bảo điểm bây giờ đã sắp nhiều xài không hết, hoàn toàn không thèm để ý cái này quân bị chí cường chí bảo hắn có, cơ giới lưu bảo vật hắn cũng có, cũng chính là một ít cần nhiều người điều khiển quần thể lưu cơ giới bảo vật, có lẽ mới cần đổi lấy, thế nhưng nhân loại tộc cùng hiện tại chân thần mới mấy cái, coi như tương lai cũng sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó như cư hưu loại hình cỡ nhỏ cơ giới, đều cần trăm tên chân thần, cũng không cần mấy cái. Cũng chính là tấn thế giới một. Ít bí ẩn cùng truyền thừa đối với hắn có chút sức hấp dẫn, cho tới bảo vật. Vẫn đúng là không nhiều quan tâm, không bao lâu, cái kia nữ tính chân thần tổng quân bị hơi lớn điện bên trong đi ra, tiện tay vung lên, chính là hai đạo quan mang giáng lâm, rơi vào vương nghị cùng la phong trước người. Các ngươi tuy vẹn vẹn chỉ là pháp tắc chi chủ, có điều tiến vào là ngư túc quân, vì lẽ đó có thể được chân thần cấp chiến giáp, chân thần cấp cá túc giáp một bộ, cũng vẹn vẹn chỉ là cá túc giáp. Nữ tính chân thần liếc nhìn mắt Vương Nghị cùng La Phong, hoàn toàn là giải quyết việc chung thái độ, âm thanh bình thản, nó có thể làm ngươi nhóm ở cuộc chiến sinh tử bên trong hoặc càng lâu, đặc biệt lính mới thời đại, các ngươi có thể sống sót chịu đựng đến. Tốt, theo ta đi ngư túc quân. Quân đoàn đặc thù cùng phổ thông quân đội không giống nhau, bọn họ là pháp tắc chi chủ tinh anh, tự nhiên đối mặt càng nguy hiểm chiến đấu phổ thông quân sĩ chết đi xác suất tính cao, ngư túc quân quân sĩ nếu là cùng trình độ nguy hiểm e sợ không mấy cái sẽ chết đi. vì lẽ đó ngư túc quân loại này quân đoàn đặc thù trải qua, có thể so với phổ thông quân sĩ càng nguy hiểm, dành cho chân thần áo giáp mà không phải cái khác, cũng chỉ là vì tăng cao bọn họ sinh tồn tỷ lệ. từ mặt bên cũng có thể thấy được, quân đoàn đặc thù thử thách cũng không bình thường, vương nghị cũng la phong nâng một bộ chân thần áo giáp, liếc mắt nhìn nhau chân thần cấp chiến giáp ở biển vũ trụ, này có thể chính là chí cường chí bảo chiến giáp mà ở tấn thế giới, vẹn vẹn chỉ là chân thần chế tạo chiến giác. Như như thế pháp tắc chi chủ quân sĩ, là không tư cách được, quân đoàn đặc thù thì lại đặc thù chút. Có điều chí cường chí bảo, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Lại như có chí cường chí bảo có bảy tầng bí văn, có liền bảy tầng đều không có. Này cá túc giáp phỏng chừng cũng thuộc về bình thường nhất chí cường chí bảo, có điều là tặng không, không cần thì phí, chỉ là vương nghị cùng la phong trên người áo giáp đều so với này cá túc giáp chế tạo áo giáp tốt hơn nhiều, phỏng chừng cũng không dùng được nhanh, đều nhận chủ mặc vào. Hết thảy ngư túc quân quân sĩ, cũng phải mặc vào. Nữ tính chân thần nhìn hai người không nhúc nhích, cao mày quát lên, hai người không có cách nào, lúc này luyện hóa nhận chủ. Trao. Nguyên bản trên người áo giáp cấp tốc thu hồi, này cá túc giáp thì lại cấp tốc ở bên ngoài thân hiển hiện, chỉ thấy hai người toàn thân cấp tốc xuất hiện một tầng màu băng lam đẹp để áo giáp, áo giáp do vô số mỹ lệ vẫy tạo thành, ở đầu chiến khôi lên lại có dường như lông như loại cá đầu lâu tạo hình, đồng thời màu băng lam chiến giáp lên còn có một tầng mỹ lệ màu bạc hoa văn đúng là rất đẹp, như tác phẩm nghệ thuật giống như. La Phong không nhìn được đối với Vương Nghị nhổ nước bọt. Chính là không ta trước áo giáp tốt, không biết quay đầu lại có thể hay không đến này quân bị điểm bán đi. Vương Nghị thật không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy không phải màu xanh lục rất tốt, sau đó... Vương Nghị La Phong bọn họ theo cô gái này tính chân thần một đường không nói chuyện ở trong quân doanh tiêu hao đầy đủ gần 4 ngày, rốt cục đi tới một gốc cây khổng lồ nguyên Nga trên cây to, trên cây to có từng mảng từng mảng lá cây, sợ là ngàn vạn tính, phản phất vô cùng vô tận, mỗi cái lá cây kích cỡ đều có thể so với một cái tinh cầu, toàn bộ tán cây đường kính cũng có thể năm ánh. Sáng tính, một chút nhìn lại, còn có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo bóng người màu xanh lam. Thật lớn cây. La Phong cùng Vương Nghị tháng phục nhìn trước mặt nguy nga vô tận đại thụ, lớn như vậy cây, nói thật bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Còn có, bên trong nhìn thấy tựa hồ cũng là ăn mặc ngư túc quân áo giáp quân sĩ, nơi này nên chính là ngư túc quân vị trí, nữ tính chân thần nhìn một phương hướng, môi giật giật, thế nhưng Vương Nghị cùng La Phong không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, phỏng chừng là truyền âm. Sau đó, nữ tính chân thần xoay người đối với phía sau Vương Nghị cùng La Phong nói rằng, chờ ngay lập tức sẽ sẽ có người tới đón các ngươi, các ngươi đều phân ở tứ đại đội bảy trong tiểu đội. Đa tạ đại nhân. Vương Nghị cùng La Phong rất là khách khí, nữ tính chân thần gật gù, lập tức hóa thành lưu quan cấp tốc rời đi. Vương Nghị nhìn bóng lưng nàng rời đi cảm thán, cô gái này lãnh đạm như vậy, cũng không biết nàng có hay không nam nhân. La Phong. Ở nữ tính chân thần truyền lời sau đó không lâu, Vương Nghị cùng La Phong rất nhanh nhìn thấy xa xa lần lượt từng bóng người lấp lóe, hiển nhiên ở Thuấn Di, ngoại giới chủ yếu phạm vi không cách nào Thuấn Di, có thể cái kia đại thụ bên trong trong phạm vi nhất định nhưng có thể Thuấn Di. Có tới hơn 20 bóng người đều Thuấn Di tới rồi, theo sát liền phi hành trôi nổi ở Vương Nghị, La Phong bên cạnh. Này hơn 20 bóng người, có sinh vật hình người, cũng có dị thú dáng dấp, bọn họ đều dùng xem kỹ ánh mắt chính đánh giá Vương Nghị cùng La Phong. Lại có lính mới lại đây. Ta trước cùng trăm gấu đánh cược, nói lúc nào lính mới đến, không nghĩ tới nhanh như vậy. hy vọng này hai cái lính mới có thể khá một chút, lần trước chết quá nhanh. những này vừa xuất hiện ngư túc quân đội viên cũng không thèm để ý hai người, trực tiếp mở miệng thảo luận. có điều vương nghị chú ý tới, phía trước treo lơ lửng giữa trời hơn hai mươi bóng người có một cái mái tóc màu xanh lam nữ tử xem thêm chính mình vài lần, ánh mắt thoáng kỳ dị. tốt, hai người các ngươi mới tới, báo lên tên, nói một chút các ngươi am hiểu. một cái bệnh tóc ngâm đen da thịt cao to nam tử to con mở miệng nói. ta cửu giang, am hiểu linh hồn bí pháp. Vương Nghị nói rằng, ta, Ngân Hà, thực lực so với cửu giang kém chút, cận chiến né tránh vẫn tính có thể. La Phong cũng nói, tự hồ cảm giác được hai người tự tin, những người khác đều cười. Xem ra này hai cái lính mới rất tự tin sao? Vừa tới, đều là như vậy, rất nhanh bọn họ liền biết thống khổ. Còn phải cố gắng mài vũ mài vũ mới được. Còn tốt gần nhất không có tai nạn cấp nhiệm vụ, không phải vậy bọn họ đến khóc đùa gì thế đây, liền bọn họ cũng nghĩ vượt qua tai nạn cấp nhiệm vụ. Chúng ta đều rất khó đây. Cái kia hơn 20 bóng người đầy hứng thú nhìn Vương Nghị cùng La Phong, có thể gia nhập quân đoàn đặc thù đều là tinh anh, đều có hai tay, bọn họ sẽ không xem thường này người mới, thế nhưng cũng sẽ không quá coi trọng, trừ phi bày ra đặc biệt thực lực cường đại, vậy thì không giống nhau, lần đầu gặp mặt mới vừa tiếp xúc, cũng cứ như vậy đi, cái kia thắt tóc da đen nam tử cao lớn vừa muốn nói gì, bên cạnh cô gái tóc lam kia liền mở miệng trước. Cửu Giang đúng không, ngươi tiến vào ta đội ngủ đi xung quanh hơi một tỉnh, và đèn nam tử cao mày nói. Tuyết Linh, chúng ta còn chưa bắt đầu thảo luận tốt đây. Có cái gì tốt thảo luận, này bảy tiểu đội liền ngươi cùng ta hai cái đội ngũ, lẽ nào ngươi này chính quy đội trưởng còn muốn dành với ta? Cô gái tóc lam nhưng là rất không khách khí. Không, ta chỉ là. Gia đen nam tử to con bận biểu cười bồi, ta chẳng qua là cảm thấy, tiểu đội sự tình, vẫn là cần phải cố gắng thương lượng một chút, dù sao còn phải hỏi qua người mới ý kiến đây hắn cũng mẫn cảm ý thức được cô gái tóc lam đối với Vương Nghị thái độ tự hồ có chút không giống nhau, lại lần nữa xem ánh mắt của hắn cũng mang theo một tia không quen, Vương Nghị cùng La Phong cũng nhận ra được này thứ chín đại đội bảy trong tiểu đội bộ cũng tự hồ không yên ổn. Đây là câu tâm đấu giác A. La Phong đối với Vương Nghị truyền âm đùa dẫn, có điều, cô gái này làm sao sẽ chủ động muốn ngươi gia nhập, chẳng lẽ nàng một chút coi trọng ngươi. Vương Nghị nháy mắt. Nhìn một chút cái kia tuy rằng khí tức lành lạnh nhưng vóc người cao gầy yếu điệu tướng mạo rất đẹp cô gái tóc lam, nghiêm túc chút đầu ta cũng cảm thấy như vậy. La Phong. Ngươi liền không biết xấu hổ như vậy thừa nhận, mà những kia ngư túc quân đội viên cũng ở nói thầm, nhìn chính phủ hai cái đội trưởng ở tranh cướp hai cái lính mới, thường ngày bọn họ cũng sẽ tranh cướp, nhưng không giống lần này như thế kịch liệt, chủ yếu là đội phó tuyết linh đối với cái kia tóc đen tiểu tử tự hồ thái độ không bình thường, liền rất nhiều xem vương nghị ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác lên, ai cũng biết, bảy tiểu đội trưởng mà cốc vẫn đang đeo đuổi đội phó tuyết linh. Thế nhưng bởi vì một ít chuyện, tuyết linh vẫn rất đáng ghét này mạc cốc xưa nay không cho sắc mặt tốt vì lẽ đó đội trưởng mạc cốc đối với thân cận tuyết linh bên người nam tử luôn luôn rất căm hận tiểu tử này vừa đến đã đắc tội mạc cốc đội trưởng đội trưởng không phải là tướng tốt liền không biết hắn có thể hay không sống quá dưới cái nhiệm vụ một ít đội viên cũ hiểu rõ liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy người lính mới này chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo rồi ta gia nhập tuyết linh đội trưởng bên kia vương nghị cũng thấy rõ hiện trường thế cuộc không chút do dự nói rằng còn thuận tiện đem đội phó phó xóa. Ta cũng gia nhập tuyết linh đội trưởng bên kia. La Phong theo sát phía sau, cô gái tóc lam tuyết linh nở nụ cười, nàng cười rất kinh diễm, da đèn bím tóc nam tử mặt cốc sắc mặt khó coi trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục bình thường. Sâu sắc nhìn vương nghị hai người một chút, đã như vậy, hy vọng các ngươi có thể sống được lâu một chút. Đi. Hắn xoay người bay đi, mang đi phần lớn đội viên, chỉ để lại ước chừng 10 người theo tuyết linh, còn có vương nghị cùng La Phong cái kia chán ghét gia hỏa rời đi, sau đó nên thảo luận các ngươi. Cô gái tóc lam nhìn hai người, chủ yếu nhìn Vương Nghị nói rằng. Chương 786 Ta vậy thì thành đệ đệ. Nguồn Mê truyện audio com Ở Vương Nghị cùng La Phong sáng tỏ gia nhập tuyết linh đội ngũ sau, tuyết linh đội ngũ quân sĩ lập tức nhiệt tình lên. Hoan nghênh người mới. Hai vị, các ngươi gia nhập chúng ta mới là chính xác lựa chọn. Tùy tùng tuyết linh đại nhân, các ngươi sẽ không hối hận, dù sao cũng hơn đội trưởng cái kia tiểu nhân lúc nào đem ngươi bán tốt. A à, Nặc Tư, ngươi lại còn gọi hắn đội trưởng. Không phải nhất thời quên sao? Tên kia liền không xứng làm chúng ta bảy tiểu đội trưởng, lúc trước nếu không là hắn, Tuyết Linh đại nhân đệ đệ làm sao sẽ chết, thiệt thòi hắn còn có mặt mũi theo đuổi Tuyết Linh đại nhân. Tốt. Cô gái tóc lam Tuyết Linh hơi khẽ cau mày, nhẹ a à một tiếng, những kia quân sĩ lập tức yên tĩnh lại, Vương Nghị cùng La Phong trong lòng đều hơi kinh ngạc xem ra cái này gọi tuyết linh nữ tử ở những này quân sĩ bên trong rất có danh vọng cùng năng lực, không phải vậy không thể áp đảo những này kiêu căng tự mãn tinh anh. Tuyết linh nhìn vương nghị cùng La Phong, vẻ mặt nhu hòa lên. Các ngươi đã gia nhập ta tuyết linh tiểu đội, cái kia mọi người chính là kệ vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử chiến hữu, chỉ cần các ngươi không làm tổn hại tập thể lợi ích sự tình, chúng ta cũng sẽ không bỏ lại các ngươi mặc kệ. Các ngươi mới vừa gia nhập, khẳng định có rất nhiều nơi không hiểu. Tuyết Linh ném ra hai viên thủy tinh trong này có liên quan với quân đội rất nhiều giới thiệu các ngươi cố gắng cẩn thận xem không hiểu có thể đi hỏi những đội viên khác cũng có thể tới hỏi ta vương nghị cùng la phong tiếp nhận thủy tinh cảm ơn đội trưởng tuyết linh lắc đầu một cái mà cốc mới là thứ bốn đại đội bảy tiểu đội trưởng ta có thể không phải sau đó nàng cười nụ cười có chút lạnh có điều hắn cùng chúng ta phái này hệ quan hệ không tốt các ngươi cũng cẩn thận điểm đừng bọn họ nói vương nghị cùng la phong đều không nói tiếng nào bọn họ cũng đều nhìn ra rồi các ngươi trước tiên đi tìm chính mình chỗ ở, mỗi cái ngư túc quân quân sĩ đều có thuộc về mình chỗ ở, chính là cái kia từng mảng từng mảng lá cây, mỗi cái lá cây có thể ở một người. Tuyết Linh nói rằng, chờ các ngươi dàn xếp tốt, chúng ta cho các ngươi đón gió tẩy trần. Yên tâm đi, tiểu đội chúng ta cách lần sau quân đội tai nạn cấp nhiệm vụ thời gian còn rất dài, các ngươi còn có thật nhiều thời gian có thể tìm hiểu tình hình, tu luyện. Một cái khác con mắt màu trắng thiếu nữ cười hì hì nói, ở tình huống bình thường, tiểu đội này vẫn là rất hoan nghênh người mới bởi vì quân sĩ càng nhiều, đội ngũ thực lực càng mạnh, vừa có thể vượt qua nhiệm vụ. Đương nhiên cái này cần phối hợp tốt. Quân đội nhiệm vụ. Vương Nghị cùng La Phong đều giật mình, bọn họ lập tức thần lực thẩm thấu nước vào tin, tin cầu bên trong tin tức tư liệu tuy phức tạp nhưng cũng không nhiều, tướng quân quy, thường thức đều giới thiệu một phen mà thôi đều là thần lực dò xét trong nháy mắt liền nắm giữ, lập tức rõ ràng ngư túc quân rất nhiều tình huống cùng nhiệm vụ nội dung, cái gọi là quân đội. Đều là lần lượt ở sinh tử bên trong mài dũa, đều là một kỷ nguyên đi ra ngoài tiến hành một lần quân đội phái phát xuống nhiệm vụ. Hoặc là tấn công này, hoặc là tấn công cái kia, một kỷ nguyên một lần, mỗi một vạn kỷ nguyên sẽ xuất hiện một lần trình độ nguy hiểm cực cao, liền được gọi là tai nạn cấp. Mà mỗi một ức kỷ nguyên thì lại xuất hiện một lần càng đáng sợ, được gọi là luân hồi cấp, quân đoàn đặc thù phổ thông nhiệm vụ, liền tương đương phổ thông quân đội luân hồi cấp, tai nạn cấp. Chính là đối với những thiên tài này tai nạn, luân hồi cấp. Cái kia càng là ác mộng. Ý tứ chính là, gặp phải nhiệm vụ kia, chẳng khác gì là muốn đi luân hồi chuyển thế. Mặc dù là lão quân sĩ, gặp phải luân hồi cấp nhiệm vụ. Chết đi đều muốn quá nữa, phổ thông quân đội, 100 cái đi gia nhập quân đội, 3, năm cái sống sót xuất ngũ là tốt lắm rồi, như ngư túc quân, loại này tập kết thiên tài quân đoàn đặc thù, trái lại còn sống tỷ lệ càng thấp hơn. Có thể thấy được quân đội định ra loại này sàng lọc cơ chế điên cuồng cỡ nào, có điều vương nghị cùng La Phong có niềm tin, nắm chắc bài, cũng không quá lo lắng, ngược lại đội hữu đều nói rồi, tai nạn cấp nhiệm vụ đều xa đây, chớ nói chi là luân hồi cấp khi đó bọn họ còn có. Ở hay không tấn thế giới đều còn chưa chắc chắn. Xanh ung tươi tốt lá cây, nguy nga đại thụ trong đó một cái cành cây lá cây khu vực, chính là ngư túc quân nơi đóng quân. Ngư túc quân, tổng cộng chia làm bốn chi đại đội. Bốn chi đại đội, phân biệt chiếm lĩnh cây này cành cây tứ đại khối khu vực. Mà thứ bốn đại đội thì lại tổng cộng có 12 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều có một khu vực. Ở trong khu vực này, có thể mặc cho, đảm nhiệm, tuyển hoàn toàn không có chủ lá cây làm việc tu luyện của chính mình chi địa, vương nghị cùng la phong kết bạn đi chọn chính mình nơi ở mới, mà cái khác đội hữu thì lại tự mình tản đi, chờ đến ước định thời gian tái tụ sẽ giúp bọn họ cử hành hoan nghênh tiệc rượu, la phong cùng vương nghị chọn cái lẫn nhau liền nhau hai mảnh to lớn lá cây, mỗi cái lá cây hiện nhiều hình bầu dục, độ dài đều vượt qua 10 vạn km, quân đoàn đặc thù quân sĩ có thể đọc, chiếm một cự dịp mà những cường giả khác đều cắm sông vào, vương nghị thần lực trực tiếp tiến vào này cái lá cây phúc địa nơi sâu xa, đụng chạm phía dưới một viên phỉ thúy tinh thạch, thần lực chui vào, tinh thạch màu sắc biến hóa. Từ đó, chỗ này liền có chủ nhân. Sau đó, Vương Nghị lại bắt đầu kiến tạo mình thích phong cách kiến trúc, nguyên lai cự dịp kiến trúc rất là đơn sơ mộc mạc, không phải hắn thích phong cách, làm hết thảy đều hết bận sau, là phong bên kia cũng chuẩn bị gần như, hai người đồng thời hướng về Tuyết Linh nơi ở mới bay đi, nên đi tụ hội. Cửu Giang, Ngân Hà. Nửa đường một vệt sáng bay đến truyền đến giống như đã từng quen biết âm thanh vương nghị cùng la phong liếc mắt nhìn cái kia bay tới bóng người nhận ra hắn là tuyết linh tiểu đội một cái trong đó quân sĩ thái a thái a lại như một đầu cả người xỏa tung tóc sáu con móng ngựa sư tử dị thú sau lưng còn có một đôi dơi như thế lớp vẫy màu xanh cánh cùng một cái thật dài buông xuống đến mang theo móc câu đuôi đánh cánh bay đến nhìn thấy vương nghị cùng la phong liền phát sinh thanh âm trầm thấp vừa vặn chúng ta cùng đi đi được ba đạo lưu quan đồng thời ở lá cây trong lúc đó phi hành Vương Nghị bọn họ cũng cùng này Thái A hàng huyên lên. Vương Nghị nghĩ đến trước Tuyết Linh đối với hắn kỳ quái thái độ, trong lòng hơi động, không khỏi hỏi. "Thái A, ta trước xem Tuyết Linh đội trưởng xem ánh mắt của ta tựa hồ có chút kỳ quái, không biết tại sao?" "Ha ha, ngươi hỏi đúng người." Kỳ thực trong đội ngũ rất nhiều người không hiểu, thế nhưng ta cùng Tuyết Linh đại nhân nhận thức khá sớm, đúng là biết một chút. "Thái A đúng là rất trực tiếp nói ra suy đoán, có lẽ bởi vì ngươi cùng Tuyết Linh đại nhân chết đi đệ đệ rất giống đi." Đệ đệ Vương Nghị nhìn sư tử này ngoại hình dị thú, có chút buồn bực thái ai nhẹ giọng thở dài, Tuyết Linh đại nhân cùng đệ đệ của nàng lúc trước cùng nhau gia nhập quân đoàn đặc thù, chiến đấu nhiều năm, cảm tình rất sâu, thế nhưng nàng đệ đệ nhưng ở một lần tai nạn cấp nhiệm vụ bên trong ngã xuống, Tuyết Linh đại nhân vẫn canh cánh trong lòng, nhìn thấy ngươi, có lẽ nghĩ đến ngươi đệ đệ mình, đối với ngươi chăm sóc một ít cũng rất bình thường. Yêu ai yêu cả đường đi sao? Vương Nghị hiểu được, La Phong thì lại mặt mang ý cười trong bóng tối treo gẹo. Sách, Vương Nghị, ngươi biến thành một cái đệ đệ ư. Vương Nghị sắc mặt không đổi. Đây là nàng mong muốn đơn phương, ta có thể không cho là như vậy. Ở trong quân đội hắn cần dựa vào một người phụ nữ đặt chân sao? Chuyện cười, vì thú thái A đúng là đối với Vương Nghị có đại ngộ đặc biệt có chút ước ao, bởi vì lính mới mới vừa vào đến ban đầu đều có một đoạn gian nan thời kỳ, có người mang không ai mang khác nhau thật sự rất lớn, đương nhiên. Người nếu như thực lực siêu quần đơn độc một người đều có thể không có áp lực hoàn thành nhiệm vụ vậy thì khác nói, ở dì thú thái A xem ra, trước mắt này hai cái lính mới thiên phú nên tính ngư túc quân bình thường trình độ đang tụ hội bên trong vương nghị cùng la phong thông qua giao lưu cũng biết thứ bảy tiểu đội lần sau làm nhiệm vụ là ba ngàn năm sau đến thời điểm chúng ta liền muốn làm nhiệm vụ phổ thông nhiệm vụ đối với chúng ta ngư túc quân quân sĩ mà nói không tính quá khó tuyết linh nói như thế ngay cả như vậy vẫn không thể lãng phí thời gian các ngươi bắt khẩn chút thời gian đi tiếp thu ta ngư túc quân cơ sở truyền thừa đi có thể học bao nhiêu là bao nhiêu có thể tăng thêm bao nhiêu thực lực là bao nhiêu thực lực ở trong quân đội, cũng không đủ thực lực, nếu như lười biến, chờ đến luân hồi cấp nhiệm vụ vậy thì xong đời, pháp tắc chi chủ bên trong rất mạnh tồn tại. Loại kia rất mạnh tồn tại như thế có thể chịu đựng qua luân hồi cấp nhiệm vụ, nhưng là thực lực càng đi lên tăng cường càng khó, cùng là pháp tắc chi chủ cấp độ, mạnh hơn, cũng cường có hạn. Coi như có thể may mắn thông qua một lần, cái kia thứ hai, lần thứ ba đây. Tổng có một lần là người gắn không nổi đi. Vì lẽ đó mỗi cái quân đoàn đặc thù quân sĩ đều sẽ cố gắng tăng lên thực lực của chính mình sớm ngày trở thành chân thần, trở thành chân thần sau, cho dù không thể thoát khỏi quân đội, tháng ngày cũng khá hơn một chút, hầm đến suốt ngủ, đó mới tính tự do, ở đại thủ chỗ cao nhất có một tòa huy hoàng cung điện, liền có ngư túc quân cơ sở truyền thừa, vèo, vương nghị cùng la phong hạ xuống, thấy cung điện trên quảng trường có từng vị trụ đá, mỗi một vị trên trụ đá đều có một viên tinh cầu, những này chính là ngư túc quân tiếp thu cơ sở truyền thừa vị trí, như quân đoàn bình thường. Mỗi một phần truyền thừa đều phải quân công đi đổi. Cũng là quân đoàn đặc thù, mới sẽ vừa tiến đến, thì có cơ sở truyền thừa miễn phí được truyền thụ có điều muốn càng thâm thúy liền cần quân công đi thay đổi trên quảng trường tinh cầu ước chừng trăm cái vương nghị cùng la phong từng người lựa chọn một cái xem trước một chút vương nghị thần lực tỏa ra mở trực tiếp thẩm thấu tiến vào mỗi một cái tinh cầu nhất thời lượng lớn tin tức vọt tới đủ loại tu luyện truyền thừa có cận chiến ảo thuật liên hợp thuật thiêu đốt thần lực bí thuật luyện chế chí bảo luyện chế cơ giới tổng cộng hơn trăm loại mỗi loại đều rất quý giá thực dụng tuy rằng như rất nhiều phương diện tu luyện, nhưng vẹn vẹn là đột phá đến chân thần mà thôi, mặt sau liền không còn. Thiêu đốt thần lực bí thuật cũng cũng chỉ có một tầng. Tương đương với đoạn diệt, quyển thứ nhất. Dựa theo thiêu đốt thần lực bí thuật giới thiệu, pháp tắc chi chủ nhiều nhất có thể học tầng thứ nhất, chân thần có thể học tầng thứ hai. Đương nhiên sau đó hết thảy truyền thừa. Đều cần quân công đi đổi. Pháp tắc chi chủ nhiều nhất chỉ có thể học tầng thứ nhất. Vương Nghị lắc đầu một cái, đoạn diệt, hắn cũng đã gần tu luyện tới tầng thứ ba, La Phong cũng tu luyện thành công tầng thứ hai, có điều ở tấn thế giới, hết thảy đều nằm ở quân đội nắm trong bàn tay, nếu như không từ quân đội nơi này đổi lấy, nhưng bị phát hiện sử dụng vượt qua tự thân cấp độ bí thuật, hậu quả kia vô cùng nghiêm trọng. Vương Nghị, ngươi phát hiện sao? La Phong truyền âm nói, tấn thế giới, đối với truyền thừa quản lý phi thường nghiêm mật. Nếu như chúng ta trực tiếp triển khai, đoạn diệt, thiêu đốt thần lực, lại bàn giao không ra thiêu đốt thần lực bí thuật cái nào học. Vậy cũng muốn bị xử tử hình. Hai người đều hiểu ngầm trong lòng im lặng không lên tiếng bắt đầu ở thủy tinh nơi làm ra vẻ học cơ sở truyền thừa nguyên thủy vũ trụ nhân loại cương vực ngân hà thánh địa làm một chiến bạo phát kinh thiên thủ đoạn một lần giết chết ba ngàn vĩ độ biển vũ trụ mấy trăm ngàn chân thần hồn nguyên chi chủ địa bàn nơi này xác thực là toàn thế nhân loại bộ tộc thánh địa không sai đương nhiên ở rất nhiều bộ tộc trong mắt nơi này nhưng là một cái đáng sợ đại ma hang hả chính đang thái dương hệ ở ngoài đóng giữ nguyên nga bên trong thần điện la phong mở mắt ra nhìn về phía xa xa ba đạo lưu quan bay tới chính là tổ thần giáo ba vị tổ thần ba vị tổ thần dắt tay nhau mà tới là phong kinh ngạc không biết ba vị tổ thần đến ta chỗ này để làm gì là phong một bước bước ra xuất hiện ở trong tinh không mỉm cười chào đón chúng ta mạo mùi bái phỏng tự nhiên là bởi vì ngân hà lãnh chúa cùng hồn nguyên chi chủ các ngươi ở tấn thế giới có thu hoạch lớn ba vị tổ thần bên trong già nua tổ thần mỉm cười nói không biết hồn nguyên chi chủ ở đâu chúng ta có chuyện tìm hắn trò chuyện với nhau đại biểu nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ô la phong trong lòng hơi động trong nháy mắt đầu óc hiện lên rất nhiều ý nghĩ các ngươi chờ ta cái này kêu là hắn một lát sau vương nghị cùng la phong nhìn ba vị tổ thần rời đi vương nghị ngươi thấy thế nào la phong nói rằng thấy thế nào vương nghị lắc đầu một cái thản nhiên nói nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí lần này phỏng chừng thật sự hoảng rồi đi không phải vậy làm sao đến mức làm ra một cái thứ bốn tuyệt địa cũng sẽ không phải ba vị tổ thần lại đây cùng chúng ta nói chuyện nghĩ đem chúng ta lôi kéo qua nó bên kia mặc kệ nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí muốn làm gì chúng ta chỉ cần tăng cường thực lực mình là được hắn xì cười một tiếng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cũng là có chính mình lập trường thế nhưng là không thể đại biểu lập trường của chúng ta hắn dừng một chút nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cũng không phải không thể chiến thắng la phong đâm chiêu gật gù nguyên thủy vũ trụ xác thực rất mạnh mẽ thế nhưng là có chính mình quy tắc vận chuyển liên sát một cái vũ trụ chi chủ cũng không thể tự mình đồng thủ đối phó giới thú còn phải dựa vào toàn bộ biển vũ trụ có thể thấy được nguyên thủy vũ trụ bản thân cũng có chính mình hạn chế, đối với nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, cũng không cần quá kính nể, bởi vì nó vốn là không phải cái gì sinh mệnh có trí tuệ, càng như là một cái dựa vào bản năng làm việc sơ cấp ý thức. Nghĩ đến tổ thần trước nói, La Phong lại không nhìn được nhìn vương nghị một chút, nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cho rằng tương lai có khả năng nhất trở thành biển vũ trụ tối cường giả ngăn cản giới thú nguy cơ là ta cùng vương nghị. Thế nhưng cho tới nay, Vương Nghị ở La Phong trong mắt nhưng có loại cảm giác cao thâm khó dò, tự hồ vĩnh viễn nhìn không thấu, trên người trước sau có tầng sương mù bao phủ, thật giống giới thú nguy cơ vương nghị cũng không chút nào để ý lo lắng, La phòng có thể cảm giác được chính là đối với cao cao tại thượng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí, vương nghị ngữ khí cũng lộ ra một loại hững hờ, không làm sao để mắt dáng vẻ, hắn nơi nào đến loại này sức lực. Vương nghị, chẳng lẽ có đầy đủ tự tin ứng phó giới thú nguy cơ? Trên người hắn còn có cái gì lá bài tẩy? La Phong trong lòng buồn bực, giờ khắc này, hồn ám chi địa giới thú sao huyệt, một đầu đen thui cao to giới thú ở hoang vu trên vùng bình nguyên bay qua, Phụ cận cảm ứng được nó xuất hiện giới thú dồn dập tan tác như chim muôn Là nó Phần ngục Là nó lại đây Phần ngục, là đoạn này 5 tháng giới thú bên trong nhô ra người tài ba Hung tàn đáng sợ, chung quanh săn vết Đã có một ít giới thú chết ở nó trên tay Phổ thông giới thú, căn bản không dám tới gần chung quanh nó khu vực Hừ hừ, trốn rất nhanh Giới thú hóa thân cũng không thèm để ý mà là suy nghĩ chính mình sự tình Mà tác là, cái này tương lai khả năng thoát ly giới thú sao huyệt không ổn định nhân tố có muốn hay không sớm tìm cơ hội giải quyết đi. Giới thú phần ngục rơi vào trầm tư. Chương 787 Quân bị điểm hối đoái Nguồn Mê truyện audio com Tấn thế giới, nam quân, ngư túc quân, pháp tắc chi chủ, quân doanh, sân luyện võ, cái gọi là sân luyện võ, kỳ thực là một cái chuyên môn cho quân sĩ tu luyện chiến đấu không gian. Ni tái khắc, cố lên. Ngân hà, không muốn bại bởi ni tái khắc. Một chỗ bao la bên trong thung lũng, Ngư Túc quân thứ 4 đại đội 7 tiểu đội thuộc về Tuyết Linh đội ngũ các thành viên chính tụ lại cùng nhau, nhìn bên trong thung lũng hai bóng người chính đang chiến đấu. Ngân Hà thực lực rất mạnh a. À. Gần đây chiến né tránh cũng phi thường lợi hại. Đao pháp cũng rất đáng sợ. Cảm giác hắn so với chúng ta đại đa số người đều mạnh. Bọn quân sĩ một trận tháng phục. Dừng lại. Theo Tuyết Linh một tiếng quát nhẹ, trên sân chính đang chém giết lẫn nhau hai người cũng đồng thời tách ra cái kia cùng la phong chém giết cầm trong tay trường thương nam tử gầy nhỏ trong mắt tràn đầy tháng phục khâm phục ngân hà ngươi thắng đao pháp của ngươi thực sự là đáng sợ đao kình cực kỳ cô động không nói xuyên thấu qua ta chiến giáp như cũ không phân tán làm ta thần thể tiêu hao rất nhiều hơn nữa ngươi cận chiến né tránh biến ảo quá nhanh ta cũng không ngăn nổi bị ngươi làm biên ngắm bổ nhiều như vậy đau thần thể đều tiêu hao quá nữa cho dù đánh tiếp nữa ta cũng là thua Nam tử gầy nhỏ tự giễu cười, không nghĩ tới ta nhanh như vậy thất bại cho một cái lính mới. La Phong trôi nổi ở trên không hơi cười, ni tái khắc ngươi thương pháp cũng không sai. Ni tái khắc thua. Ha ha, ấn trước cá cược, phải mời khách a. Ngân Hà thực lực rất mạnh, mới vừa gia nhập quân đội liền mạnh như vậy, sau đó vượt qua chúng ta cũng rất nhanh. Những kia quân sĩ đều nhiệt tình vây lại đây. Có am hiểu cận chiến né tránh Ngân Hà cùng linh hồn ảo thuật cửu gian. Chúng ta đội ngũ này tương lai sinh tồn năng lực đem sẽ đề cao thật lớn, sau đó vượt qua quân đội nhiệm vụ cũng càng thêm dễ dàng. Cô gái tóc lam Tuyết Linh cũng lộ ra vẻ tươi cười, nàng lúc trước vốn là bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân mới nghĩ đem Vương Nghị kéo vào đội ngũ, ai nghĩ cho mình tìm hai cái mạnh mẽ giúp đỡ, Ngân Hà cùng Cửu Giang hai cái lính mới tìm lực ở pháp tắc chi chủ quân sĩ bên trong xác thực rất siêu quần. Những kia quân sĩ nhiệt tình cũng rất bình thường. Ai không thích cường lực đội hữu đây? Đúng rồi, làm sao không thấy Cửu Giang cái kia mắt trắng thiếu nữ nói rằng. Hắn thật giống đi quân bị điểm. La Phong nói rằng. Hắn vừa tới, có quân công sao? Mắt trắng thiếu nữ có chút buồn bực, nhưng là nhìn về phía cô gái tóc lam, cô gái tóc lam tuyết linh ngẩn người, La Phong lúc này mở miệng, trên người hắn nên mang chút bảo vật, có thể hối đoái quân công. Hóa ra là như vậy. Mắt trắng thiếu nữ le lưỡi. Ta còn tưởng rằng đại tỷ cho hắn đây. Làm sao có khả năng? Tuyết Linh bất đắc dĩ, nàng xác thực đối với cửu giang có hảo cảm, nhưng dù sao nhận thức không lâu không cái gì giao tình, làm sao có khả năng đưa quân công. Đi xem xem cũng tốt. Nói không chắc có thể tìm tới một ít trợ giúp. Như thế ở đi ra ngoài nhiệm vụ trước, đều sẽ dùng quân công hối đoái một ít bảo vật, tỉ như cấp tốc khôi phục thần thể bảo vật, tỉ như mua chút thoát thân chí bảo hoặc là cơ giới lưu bảo vật các loại, La Phong đã hiểu rõ đến. Toàn bộ ngư túc quân thứ 4 đại đội thứ 7 tiểu đội hiện nay tổng cộng có 36 tên quân sĩ, chia làm hai cái đoàn thể nhỏ, trong đó tuyết linh bên này thêm vào lính mới vương nghị la phong có 14 tên đội trưởng mạc cốc bên kia có 22 tên chính là bình thường đi ra ngoài làm quân đội nhiệm vụ song phương đều là tách ra trừ không đặc biệt khó chỉ dựa vào một phương không cách nào vượt qua song phương mới sẽ dắt tay hợp tác chỉ là hai cái đoàn thể nhỏ bởi vì hai cái đi đầu thủ lĩnh quan hệ cũng không hòa thuận thường xuyên ma sát hai cái đoàn thể quân sĩ cũng có cựu oán qua trận cửu gian trở về nhưng hắn cùng chúng ta đồng thời diễn luyện liên hợp công kích bí thuật tăng mạnh một hồi đội ngũ phối hợp Tuyết Linh nói rằng, nằm quân quân doanh bên trong, một cái trong đó quân bị hơi lớn ngoài điện, một vệt sáng bay xuống. Quân bị điểm. Vương Nghị hơi cười, đi vào, dựa theo quy tắc, ở tiếp nhiệm vụ trước cùng hoàn thành nhiệm vụ sau, đều có tư cách ở quân bị điểm đổi lấy bảo vật. Chỉ khi nào nhận nhiệm vụ chưa hoàn thành trước, liền không thể đi vào ở quân bị điểm trong đại điện. Vù. Vừa tiến vào, phản phất thời không biến ảo, tiến vào một thế giới khác. Cảm giác cùng hư nghĩ vũ trụ gần như, có điều so với hương nghĩ vũ trụ càng thần kỳ, Hư nghĩ vũ trụ chỉ là ý thức đi vào, này liền thân thể đều đi vào. Vương Nghị thầm nhủ trong lòng, nhìn trước mắt tất cả, trước mắt là phi thường phồn hoa một vùng không thời gian, có lượng lớn quân sĩ, mỗi một cái quân sĩ đều có một tên bóng người vàng ống chiêu đãi. Vèo. Một nói bóng người vàng ống bỗng dưng ngưng tụ dáng lâm ở Vương Nghị phía trước, Vương Nghị cẩn thận nhìn trước mắt bóng người vàng ống. Nhưng căn bản không thấy rõ khuôn mặt, thân ảnh ấy hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Ngư Túc quân quân sĩ, nói ra ngươi yêu cầu bóng người vàng ống nhìn Vương Nghị. Ta muốn đem những bảo vật này đổi thành quân công. Vương Nghị nói rằng, vung tay lên, trước người xuất hiện một ít tỏa ra mạnh mẽ khí tức bảo vật. Vương Nghị ở biển vũ trụ lan bạc nhiều năm, lại dết chóc vô số, trên người thu thập chí bảo nhiều không kể xiết, tùy tiện lấy ra một ít cũng có thể đổi lấy lượng lớn quân công, bởi vì chỉ là phổ thông bảo vật, cũng không lo lắng tấn thế giới quân đội hệ thống truy tra được. Vù, bóng người vàng ống hai con mắt bắn hết kim quang, liếc nhìn dưới vương nghị trước người trôi nổi rất nhiều bảo vật, sơ lược hơi dừng một chút, những bảo vật này, tổng cộng giá trị 173 vạn quân công. Có hay không đổi lấy quân công? Đổi lấy. Vương Nghị gật đầu. Vèo. Bóng người vàng ống đưa tay, những bảo vật kia liền bị lấy đi, tùy tiện nói. Người có thể dùng quân công đổi lấy binh khí, cơ giới, truyền thừa các loại tất cả ở danh sách bên trong, đây là danh sách, người có thể tùy ý lựa chọn. Chỉ thấy Vương Nghị trước mắt nhất thời hiện lên một đám lớn màn ánh sáng, màn ánh sáng lên là rất nhiều tỉ mỹ danh sách, mỗi cái danh sách dưới đều có lượng lớn giới thiệu, Vương Nghị ánh mắt đảo qua, ở quân công hối đoái đãi ngộ lên, quân đoàn bình thường cùng quân đoàn đặc thù khác biệt rất lớn. Rất nhiều đặc thù binh khí cơ giới, bảo vật quý giá, truyền thừa mạnh mẽ. Quân đoàn bình thường có quân công cũng không cách nào đổi lấy. Có chút cho dù có thể đổi lấy, trả giá cũng so với quân đoàn đặc thù lớn nhiều lắm. Ta muốn xem một ít truyền thừa. Vương Nghị mở miệng, bảo vật trước hết không nhìn, trực tiếp bỏ qua. Có thể. Bóng người vàng ống nói thẳng, đây là đông đảo truyền thừa danh sách. Trao. Màn ánh sáng biến đổi, trước danh sách tất cả đều biến mất, biến thành một to lớn tỉ mỉ truyền thừa danh sách. Phân luyện bảo, cơ giới, cận chiến các loại rất nhiều loại hình, vương nghị từng cái từng cái nhìn xuống, truyền thừa cần thiết quân công sát thực đắt đỏ, mà có chút đặc thù truyền thừa, phổ thông quân sĩ có quân công cũng không cách nào đổi lấy, Vương Nghị rất nhanh nhìn thấy mình muốn thiêu đốt thần lực bí thuật tầng thứ hai, pháp tắc chi chủ liền có thể triển khai, cần trăm vạn quân công. Đổi thiêu đốt thần lực bí thuật tầng thứ hai. Vương Nghị không chút do dự nói rằng, cho tới thiêu đốt thần lực bí thuật tầng thứ ba, một là tầng thứ ba cần quân công phi thường đắt đỏ, một cái mới vừa gia nhập quân đội pháp tắc chi chủ có thể lấy ra nhiều như vậy bảo vật đổi lấy quân công, là rất dễ dàng gây nên chú ý sự tình. Hay là Vương Nghị đều còn không tu luyện thành công đây? thiêu đốt thần lực bí thuật tầng thứ ba phi thường khó, đoạn diệt, trước ba quyển cũng là chân thần trước có thể tu luyện. Mặt sau đã vượt qua chân thần phạm vi. Ta phải nghĩ biện pháp ở tấn thế giới hợp lý được càng nhiều quân công, ít nhất phải che lấp một hồi. Không phải vậy một cái pháp tắc chi chủ trên người có lượng lớn quân công, nói không chắc sẽ khiến cho hoài nghi, tuy rằng tấn thế giới quân quân đội hệ thống không nhất định lưu ý một cái pháp tắc chi chủ, thế nhưng Vương Nghị cũng không nghĩ dễ dàng mạo hiểm. Cần 100 vạn quân công, có hay không đổi lấy? Bóng người vàng ống nói, đổi lấy. Quân công một triệu khấu trừ. Bóng người vàng ống nói, ngươi túc quân quân sĩ, ngươi còn còn lại quân công 730.000, đồng thời này tin tức ngươi chỉ có thể ở này quan sát. Trao. Vương Nghị trước mặt màn ánh sáng lên lập tức hiện lên lượng lớn văn tự, này màn ánh sáng cũng là Vương Nghị có thể nhìn thấy, cái khác đồng dạng ở quân bị điểm bọn quân sĩ nhưng là không nhìn thấy, kỳ thực như thế đạo lý, Vương Nghị cũng không nhìn thấy những quân sĩ khác ở quân bị điểm giao dịch tình huống cạn kẻ, văn tự rất nhiều nội dung cũng rất thâm ảo thế nhưng vương nghị rất nhanh xem xong hắn dù sao đã tu luyện thành công tầng thứ hai hiện tại đổi lấy có điều là vì có thể hợp lý bày ra ở trước mặt người ngoài tầng thứ ba cần quân công càng nhiều vương nghị trong bóng tối lắc đầu một cái lại nhìn cơ giới lưu bảo vật vương nghị ngẩng đầu đối với cái kia bóng người vàng ống nói cơ giới lưu bảo vật cũng cần hối đoái một ít dù sao cần ở quân đội nhiệm vụ bên trong sử dụng vương nghị đây là ở trong quân đội lưu nền tảng đây là danh sách Bóng người vàng ống trước mặt màn ánh sáng lại lần nữa biến hóa. Màn ánh sáng lên danh sách rất là thư thất. Lẽ loi liền 86 loại mà thôi, có điều này mấy chục loại tất cả đều là chân thần cấp cơ giới, hiển nhiên tầng thứ càng cao hơn cơ giới lưu chí bảo căn bản là không biểu hiện, phỏng chừng là thực lực mình không đủ duyên cớ, Vương Nghị nhìn kỹ xong. Cơ giới lưu bảo vật cần quân công càng nhiều, có điều so với bản đúng là tiện nghi rất nhiều. Vương Nghị nói thầm. Còn tốt, ta bảo vật nhiều, chỉ là không thể tùy ý quá mức đổi lấy quân công không phải vậy mặt trên cơ giới lưu bảo vật cũng có thể đổi đi. Vương Nghị rất nhanh hối đoái vài món cần cơ giới lưu bảo vật, hát vân dực. Chân thần cấp cơ giới, phổ thông, cần 15 vạn quân công có thể đổi lấy, ngư túc quân quân sĩ có này quyền hạn. Ưu điểm Am hiểu chạy trốn, phong ngự rất mạnh, am hiểu ràng buộc mệt mỏi địch. Khuyết điểm Công kích uy năng yếu kém, vụ đau. Chân thần cấp cơ giới, phổ thông, cần 32 vạn quân công đổi lấy, ngư túc quân quân sĩ có này quyền hạn, ưu điểm thần lực kinh vụ đao nội hạch tâm chuyển hóa, sẽ sản sinh siêu mạnh lực công kích. Khuyết điểm Tiêu tốn thần lực cực cao, kim trảo thần. Chân thần cấp cơ giới, phổ thông, cần 40 vạn quân công đổi lấy, ngư túc quân quân sĩ có này quyền hạn, ưu điểm. Phòng ngự, công kích, tốc độ mọi thứ mạnh. Không có rõ ràng sở đoạn. Khuyết điểm Tiêu tốn thần lực to lớn, tổng cộng này ba cái, gặp lại vượt qua vương nghị còn dư lại trên người đến quân công, vương nghị còn nhiều lấy ra một ít bảo vật mới tập hợp đủ, có điều, có thể quan minh chính đại sử dụng những này cơ giới lưu bảo vật, cũng làm cho Vương Nghị thực lực to lớn tăng lên, cho dù quân đội đáng sợ nhất luân hồi cấp nhiệm vụ đối với Vương Nghị tới nói cũng không có chút khó khăn gì như là những kia quân đoàn đặc thù pháp tắc chi chủ quân sĩ, chỉ sợ rất nhiều năm tháng dài. Đằng đẳng, vượt qua lần lượt sinh tử quân đội nhiệm vụ, may mắn mới có thể tích lũy đến nhiều như vậy quân công, mà Vương Nghị người lính mới này vừa đến đã có thể nắm giữ, đương nhiên Vương Nghị chưa quên chuyện quan trọng hơn, Vương Nghị nhìn về phía trước mặt bóng người vàng ống. Ta muốn biết có quan hệ gia phong tin tức, cần 50 thiên quân công. Bóng người vàng ống nói, 50 thiên quân công. Vương Nghị gật đầu. Ta đổi. Trao. Trước mặt màn ánh sáng một trận biến ảo, biến thành tỉ mỹ văn tự giới thiệu, Vương Nghị cũng nhìn kỹ lên, gia phong. Chính là một tên cường giả cực kỳ ưu tú, ưu tú đến mức tận cùng sau, liền có tư cách gia phong một cái tấn chữ, đây là vô thượng vinh quang, mỗi một cái thu được gia phong cường giả, đều nắm giữ siêu cao địa vị, ở tấn thế giới bên trong, thu được gia phong cường giả địa vị chỉ đứng sau tứ đại tướng quân ngự trị ở hết thảy hư không chân thần bên trên bị gia phong điều kiện phi thường hà khắc đương nhiên một khi trở thành cao cao tại thượng vĩnh hằng chân thần thì lại lập tức thu được gia phong cho tới hư không chân thần muốn thu được gia phong nhưng là trăm vạn người chưa chắc có được một cho tới chân thần toàn bộ tấn thế giới năm tháng dài đằng đẳng đều chưa từng có chân thần bị gia phong qua cho tới độ khó càng to lớn hơn pháp tắc chi chủ gia phong tự nhiên là càng thêm chưa bao giờ có ai đạt đến qua một khi trở thành phong hào cường giả vậy coi như không bình thường. Đầu tiên, địa vị cùng tứ đại tướng quân gần gũi. Tiếp theo chỗ tốt cũng là nhiều, tỷ như có thể được 30 triệu quân công hoặc là giá trị tương đương thần vương bệ hạ tự tay chế tạo cơ giới lưu bảo vật quả mở thần. Chỉ là khó. Gia Phong yêu cầu chi hà khắc, ngăn cản tấn thế giới vô số thiên tài cường giả, mặc dù như thế, có thể mỗi một kỷ nguyên đông quân, tây quân, nam quân, bắc quân đều sẽ có rất nhiều thiên tài đi thử nghiệm đụng một cái, muốn thu được Gia Phong, nếu như là pháp tắc chi chủ, muốn thu được Gia Phong, có hai con đường, con đường thứ nhất hai đại điều kiện, một, muốn thành chân thần, nhất định phải thất thần lực con đường, mà gian sinh mệnh cấp độ nhất định phải đạt đến chín vạn lần. Cho rằng đến lúc đó, đừng nóng vội đột phá thành chân thần, đi tới cho tứ đại tướng quân cộng đồng kiểm tra nghiệm chứng. Hai, tê hoàng cục cơ bản cục cộng 10.081 tòa, chỉ cần có thể một hơi giải cục 10.081 tòa, thì lại đạt đến yêu cầu phù hợp hai điểm này, thì lại lập tức thu được gia phong, đồng thời nắm giữ rất nhiều đặc quyền, mà địa vị cao, so với bình thường phong hào cường giả còn cao chút. Đem cùng tứ đại tướng quân địa vị ngang ngửa, hai cái điều kiện đều phi thường hạ khắc, gian nan cực kỳ, đến nay đều không có ai làm được đến, nhưng đây là tấn thế giới vĩ đại thần vương bệ hạ tự mình lập ra. Nếu như có người ở pháp tắc chi chủ có thể làm được. Có thể nói như vậy, như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật, một khi xuất hiện, sợ rằng tương lai trở thành mới thần vương bệ hạ đều không khó, con đường thứ hai, bất kỳ một tên pháp tắc chi chủ cũng có thể xin phong hào nhiệm vụ, đến nhận chức nhất định sẽ lúc bắt đầu, liền nhưng có biết nhiệm vụ nội dung, đi hoàn thành này hạng nhiệm vụ, một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể bị gia phong, mỗi một kỷ nguyên, đều có một lần quân đội nhiệm vụ. Mà một kỷ nguyên bên trong, cũng vẹn vẹn liền như thế một lần nhiệm vụ. Muốn lại tiếp nhiệm vụ, nhất định phải các loại kỷ nguyên tiếp theo bắt đầu, nói cách khác vương nghị nếu như đi làm kỷ nguyên này quân đội nhiệm vụ, chờ chút cái kỷ nguyên mới có thể bắt đầu cái này phong hào nhiệm vụ. Mà phong hào nhiệm vụ độ khó cùng tỷ lệ tử vong. Nói như thế, phong hào nhiệm vụ, mỗi một kỷ nguyên đều sẽ có quân sĩ xin đông quân tây quân nam quân bắc quân quân sĩ sẽ cùng nhau tiến hành phong hào nhiệm vụ phong hào nhiệm vụ tỷ lệ tử vong đoán là 9 phần mười còn lại một thành miễn cưỡng có thể sống đến nay chưa bao giờ có ai hoàn thành phong hào nhiệm vụ mà phong hào nhiệm vụ nội dung muốn xin nhiệm vụ đến đời tiếp theo nhất định sẽ sau mới sẽ biết được bóng người vàng ống nhìn vương nghị nói quân sĩ ngoài ngạch nhắc nhở ngươi ngươi mới vừa gia nhập quân đội có thể nhiều trải qua mài dũa tốt nhất nhiều trải qua mấy lần luân hồi cấp nhiệm vụ, sau đó lại đi tiếp phong hào nhiệm vụ không muộn. Vương Nghị gật gù, về phần hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có hắn biết rồi. Chương 788 Huyết Hà Chiến Trường Nguồn Mê Truyện Audio com Tốt, Cửu Giang, Ngân Hà, bộ này liên hợp chiến đấu bí thuật các ngươi phối hợp không sai. Cô gái tóc lam tuyết linh mang theo cổ vũ. Lại qua một ngàn năm, phỏng chừng các ngươi liền có thể cùng chúng ta những này lão quân sĩ như thế hiểu ngầm. Bây giờ, đã cách Vương Nghị, La Phong gia nhập ngư túc quân qua đi 2.000 năm. Vương Nghị, La Phong đang cùng tuyết linh đội ngũ các thành viên đồng thời luyện tập liên hợp công kích bí thuật. Tuy rằng cá thể thực lực mạnh mẽ, thế nhưng đoàn đội hợp tác cũng rất trọng yếu, đồng thời cũng có thể nuôi dưỡng hiểu ngầm. Đương nhiên, bởi vì Vương Nghị cùng La Phong ẩn giấu thực lực nguyên nhân, 2.000 năm qua, bảy tiểu đội quân sĩ cũng không rõ ràng hai người thực lực cường đại cỡ nào. Tốt, diễn luyện gần như, ngày hôm nay tới đây, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Tuyết Linh mỉm cười nói, mọi người ra sân luyện võ không gian, cười cười nói nói hướng chính mình nơi đóng quân bay đi xa xa mặt cốc đội ngũ bên trong mấy cái quân sĩ nhìn nơi này Hừ, cái kia hai cái lính mới gia nhập tuyết linh đoàn thể nhỏ xem ra trải qua rất vui vẻ a à. nhìn bọn họ dáng dấp đắc ý thật khó chịu ta thật không rõ đội trưởng nghĩ như thế nào theo ta nói liền không nên nhường này tuyết linh tiểu đội tiếp tục tồn tại đội trưởng nhiều năm như vậy còn chưa hết mơ tưởng sao nếu không ngươi đi cùng đội trưởng nói để hắn hết hy vọng a à, ta cũng không dám tuyết linh tiểu đội bọn quân sĩ cũng nhìn thấy mạc cốc đoàn thể quân sĩ không thèm để ý quân đội tuy rằng có quân quy thế nhưng phổ thông quân đội yêu cầu không nghiêm khắc như vậy quân sĩ chém giết lẫn nhau đều thường xuyên xuất hiện quân đoàn đặc thù tuy rằng không cho phép ở bên trong trại lính tự giết lẫn nhau thế nhưng ở quân doanh bên ngoài liền không nhất định cũng tương tự sẽ chém giết mạc cốc đoàn thể nhỏ cùng tuyết linh đoàn thể nhỏ xem như là khá là khắc chế mà ở tứ đại quân doanh trên không bốn đạo tràn ngập vô cùng vô tận uy năng mang theo vĩnh hằng mênh mông khí tức bóng người tụ tập chung quanh bọn họ thời không đã tự thành một thể cho dù hư không chân thần đều không thể nhìn thấu bốn bóng người chính là hai bộ rơi cường giả hai vị thú cường giả mỗi cái uy thế thu lại cho dù bọn họ bốn vị thu lại uy thế có thể loại kia vô hình khí thế vẫn có thể nhường hư không chân thần đều cảm giác được áp lực lại đến cái này thời gian một cái da dẻ trắng nõn bên tai có màu xanh lục hoa văn có vẻ ung dung cao quý ăn mặc màu trắng bạc áo giáp hai con mắt mi tâm vị trí có mắt dọc cảm giác tồn tại khái nói đúng đấy, lại đến mở ra chiến trường thời gian. Một gã khác có sáu cái xấu xí đầu lâu cao to dị thú âm thanh trầm thấp. Xác thực, quân đoàn đặc thù quân sĩ luân hồi cấp nhiệm vụ một ức kỷ nguyên còn có một lần, chiến trường này không biết bao nhiêu lần luân hồi cấp nhiệm vụ mới mở ra một lần, xác thực rất lâu. Có thánh khiết khí tức, thuần bạch vũ long, cao quý sinh đẹp loài chim dị thú phát sinh êm tai giọng nữ cảm khái vạn ngàn. Lần này mở ra chiến trường, bốn quân tranh chấp, không biết cái nào đội một sẽ thắng lợi. Phương nào thắng lợi ta không để ý, ta liền hy vọng có thể xuất hiện nhìn được mầm. Cuối cùng cái kia màu đen tóc ngắn màu đen ngoại bào, cái trắng hai con màu đen thô to sừng công. Khúc ngoặt, hai con mắt đều toàn bộ là màu đen không có con ngươi thiếu nữ lạnh lùng nói. Những năm gần đây, xuất hiện tinh anh thiên tài quá kém, tiếp tục như thế, lúc nào mới có thể hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Ha ha, liền để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Tấn thế giới, bao là vô biên quân doanh, trên không bỗng nhiên truyền đến kinh thiên động địa âm thanh. Quanh, đông quân tây quân nam quân bắc quân tứ đại quân doanh mặc kệ là cái nào quân doanh ở trong quân doanh vẫn vùi đầu tu luyện giao hữu luận bàn nghỉ ngơi bọn quân sĩ mặc kệ đang làm gì cũng nghe được trên đỉnh đầu truyền đến to lớn tiếng nổ vang rền tất cả đều ngẩng đầu lên tọa trấn quân doanh hư không chân thần thống lĩnh nhóm cũng bị kinh động trong nháy mắt xuất hiện ở quân doanh phía trên bọn họ nhìn thấy một tấm có 500 ức km rộng ngàn ức km cao cửa này một tấm cửa lớn liền như thế đột nhiên xuất hiện ở quân doanh phía trên chỗ cao cửa lớn phản phất màu máu u sắc đúc ra, lạnh lẽo âm trầm lạnh lẽo, trên cửa điêu khắc vô số dị thú cùng chiến sĩ chém giết tình cảnh, đồng thời toàn thân tỏa ra ánh sáng màu đỏ ngầm, một luồng hùng hồn cổ xưa kỳ dị khí tức, từ trong đó tỏa ra mở. Này, đây là. Từng vị hư không chân thần thống lĩnh mở to hai mắt, đều kích động lên. Đây là chiến trường cánh cửa không gian. Đây là đi về huyết hà chiến trường cánh cửa không gian. Huyết hà chiến trường. Lần trước mở ra thời điểm ta còn không thành hư không chân thần, còn không lên làm thống lĩnh đây lại đến chúng ta bốn quân so đấu thời điểm sau. Bên dưới vô số quân sĩ cũng khiếp sợ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, dù sao huyết hà chiến trường không biết bao nhiêu lần luân hồi cấp nhiệm vụ mới mở ra một lần, phổ thông quân sĩ căn bản hầm không đến lúc đó, không phải chết đột phá, hoặc là chính là xuất ngủ, vì lẽ đó tại chỗ quân sĩ bên trong hầu như không có mấy người có thể nhận ra tòa này trong truyền thuyết cửa lớn, nhưng có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, không cần nghĩ cũng biết tuyệt không bình thường. Này! Đây là! đang ở chính mình nơi đóng quân tuyết linh tiểu đội cũng bị phía trên xuất hiện dị tượng cho sợ hết hồn lộ ra khiếp sợ vẻ mặt bốn quân toàn bộ nghe lệnh một đạo âm thanh uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn ở trong hư không truyền ra như roi như thế gõ ở những kia quân sĩ linh hồn bên trong thời gian qua đi vô cùng kỷ nguyên huyết hà chiến trường sắp mở ra bốn quân cộng đồng tham dự mặc kệ đông quân tây quân nam quân vẫn là bắc quân mặc kệ là phổ thông quân đội vẫn là quân đoàn đặc thù chỉ cần là pháp tắc chi chủ cũng có thể thông qua cái kia phiến cánh cửa không gian tiến vào huyết hà chiến trường. Thời gian là một ngàn năm sau, tứ đại quân đội đem chia làm bốn cái trận doanh ở huyết hà chiến trường tiến hành tàn khốc nhất chiến đấu, kéo dài vạn năm, lấy quyết ra mạnh nhất một phương. Ngươi là pháp tắc chi chủ bên trong thiên tài, ngươi ở đồng cấp bên trong không người có thể địch. Vậy thì thông qua chiến trường để chứng minh thực lực của ngươi đi. Ngươi thắng, đem thu được vô thượng vinh quang cùng phong phú quân công. Mỗi cái quân sĩ cũng có thể ở quân bị điểm tra xem có liên quan tình hình cụ thể quân doanh trên không đột nhiên đột nhiên xuất hiện này to lớn cửa lớn màu đỏ ngòm cao ngàn ức km rộng 500 ức km coi như có vô biên rộng lớn quân doanh ở này quân doanh lên ngẩng đầu đều có thể rõ ràng nhìn thấy này huyết cửa huyết hà chiến trường hết thảy trong quân đội hàng tỷ pháp tắc chi chủ đối chiến toàn bộ quân đội một hồi đại thịnh hồi a huyết hà chiến trường muốn bắt đầu qua wow, ha ha điên cuồng hơn ta mới vừa nhìn quân đội tin tức giới thiệu này huyết hà chiến trường không biết bao nhiêu năm mới có một lần ở toàn bộ chiến trường bên trong biểu hiện tốt sẽ có kinh người thưởng lớn ừm nghe nói huyết hà chiến trường mở ra thời điểm bốn quân tướng quân đều sẽ quan tâm khen thưởng khẳng định cực cao bốn quân tướng quân vậy cũng là siêu việt hư không chân thần tồn tại so với chúng ta bộ lạc vĩ đại nhất tộc trưởng còn vĩ đại tồn tại a à? mau mau đến xem a à? bốn quân thời khắc này đều rơi vào vô biên sôi trào bên trong thậm chí tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ tấn thế giới tuyết linh tiểu đội tất cả mọi người cũng đều điên cuồng kích động huyết hà chiến trường tóc đen sốc vác thanh niên la phong trong mắt con người có rụt lại tinh quang lóe lên huyết hà chiến trường vương nghị nhìn sôi trào quân doanh đâm chiêu bốn quân hết thầy pháp tắc chi chủ ở cùng một cái chiến trường chém giết vương nghị hồi ức trước cái kia uy nghiêm âm thanh nội dung không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh điên cuồng quá điên cuồng tấn thế giới lớn biết bao bộ lạc dị thú vô số cường giả nhiều không kể xiết chính là ngàn vạn chân thần điều khiển cơ giới bảo vật tấn la thiên địa đều có chớ nói chi là pháp tắc chi chủ riêng là trong quân đội pháp tắc chi chủ đều phản phất vô cùng vô tận, không nói bốn quân phổ thông quân đội, chính là những kia quân đoàn đặc thù tin anh pháp thì lại chi chủ. Gặp lại, cũng không biết có bao nhiêu, coi như chỉ có một phần đi tham gia chiến trường, vậy cũng là một cái rất đáng sợ con số. Thú vị, không nghĩ tới gia nhập này tấn thế giới quân đội, còn có thể gặp phải như thế thú vị sự tình. La Phong hít mắt lại, trong lòng có một loại mãnh liệt khát vọng. Hắn muốn tiến vào này huyết hà chiến trường, cùng tấn thế giới vô số thiên tài pháp tắc chi chủ chém giết chiến đấu vương nghị cùng la phong cũng đều đến xem cái kia quân đội liên quan với huyết hà chiến trường giới thiệu ở cổ sư tấn thế giới ở vĩ đại thần vương bệ hạ còn tự mình thống trị thời điểm liền chế tạo một cái không gian tên là huyết hà chiến trường huyết hà chiến trường rất năm tháng dài đằng đẵng mới sẽ mở ra một lần là tấn thế giới quân đội bốn quân chiến tranh phi thường khốc liệt ngã xuống rất nhiều một cuộc chiến tranh đông nam tây bắc bốn quân đều sẽ phi thường tích cực tham dự vì ở thần vương trước mặt bệ hạ chứng minh chính mình là mạnh nhất đội một vì lẽ đó khi đó mỗi một lần đều rất khốc liệt, khi đó, là có chân thần tham gia, sau đó thần vương bệ hạ sau khi biến mất, bởi vì chân thần ngã xuống quá nhiều, đổi thành chỉ do pháp tắc chi chủ tham gia, thế nhưng cho dù như vậy, vẫn như cũ rất khốc liệt. Mỗi một lần huyết hà chiến trường, sẽ kéo dài ròng rã vạn năm. Một khi tham gia xong máu chiến tranh, cho đến nay một cuộc chiến tranh kết thúc, mới có thể trở về huyết hà chiến trường chia làm bốn hòn đảo phân bố ở bốn cái phương vị cùng trung gian lớn nhất hòn đảo, mỗi hòn đảo đều có đội một, chiến tranh quy tắc, chia làm tứ phương, trong đó mỗi một phe chiến sĩ đều có nắm có màu sắc khác nhau huy chương, giết chết bên mình người, không công lao, chỉ có giết chết kẻ địch, thu được đối phương huy chương, có thể đổi lấy quân công. Một tấm huy chương. Tương đương với 10 thiên quân công, toàn bộ trận doanh thắng lợi. Toàn quân đều sẽ thu được thưởng, một tấm huy chương chính là 100 quân công, giết tới 100, 100 tấm huy chương chính là một vạn quân công, có thể so với một lần quân đoàn đặc thù tai nạn cấp nhiệm vụ, mà tai nạn cấp nhiệm vụ thường thường là cần đối mặt tử vong uy hiếp, thậm chí là chân thần cấp kẻ địch huyết hai chiến trường, nhưng đều là pháp tắc chi chủ kẻ địch nhìn qua dễ dàng, thế nhưng quân công cũng không phải dễ chiếm được như thế, như một ít nghịch thiên pháp tắc chi chủ hoặc là nắm giữ cơ giới lưu bảo vật pháp tắc chi chủ, giết binh lính bình thường, đó là tàn sát. Một cường giả pháp tắc chi chủ, gặp phải 10 cái, hoặc là mấy chục binh lính bình thường, còn có thể tự tin đi chém giết. Có thể gặp phải hơn 1.000, thậm chí hơn vạn binh sĩ. Cái kia giết tới, căn bản là chịu chết, mà binh lính bình thường nếu như đều là tụ tập cùng nhau, nếu như là đại quân đoàn tác chiến, muốn giết 100 Chỉ sợ cũng phải gặp đến hơn vạn binh sĩ vây công, cho dù là bây giờ Vương Nghị mang theo cơ giới lưu bảo vật, cũng không dám dễ dàng đối mặt hơn vạn pháp tắc chi chủ tập thể công kích, Nam quân, Ngư Túc quân nơi đóng quân, Tuyết Linh tiểu đội trở lại chính mình trụ sở còn đang thảo luận thời điểm, bỗng nhiên mặt trên một cái hạ mệnh lệnh tới. Hết thảy Ngư Túc quân quân sĩ chưa ra ngoài tiến hành nhiệm vụ người, toàn bộ đều gia nhập huyết hà chiến trường. Mệnh lệnh đến từ Ngư Túc quân thống lĩnh Cá Túc, Ngư Túc quân, phân hai bộ phận lớn, pháp tắc chi chủ nhóm vì là một phần, Chân thần thì lại vì là một bộ phận khác, hai bên hoàn toàn tách ra, ngư Túc Quân chính là này cá Túc Sáng Lập. Ở Đông Đảo quân đoàn đặc thù bên trong, có thể Sáng Lập quân đoàn đặc thù tự nhiên nhất định là hư không chân thần, có thể thời gian dài bên trong, có chút hư không chân thần thì lại có thể đột phá vì là vĩnh hằng chân thần, tự nhiên có vị kế tiếp hư không chân thần tiếp nhận vị trí của bọn họ. Có thể đột phá quá khó, càng nhiều hư không chân thần là vẫn ngồi ở thống lĩnh vị trí. Như này cá Túc đã là như thế, mà lần này, ngư Túc Quân thống lĩnh trực tiếp ra lệnh nhưng dưới trướng hết thảy quân đoàn đặc thù pháp tắc chi chủ tham chiến. Bọn họ trừ phi cải lệnh, bằng không không thể nào lựa chọn, chỉ có thể gia nhập chiến trường. Trên thực tế không ngừng ngư túc quân, toàn bộ nam quân. Hết thảy quân đoàn đặc thù pháp tắc chi chủ đều gần như cùng lúc đó tiếp đến chính mình thống lĩnh mệnh lệnh, chỉ cần không phải ở làm quân đội nhiệm vụ, tất cả đều đến tiến vào huyết hà chiến trường, đông quân, tây quân, bắc quân. Đều phát sinh chuyện giống vậy, hiển nhiên có thể làm cho bốn quân hết thảy thống lĩnh truyền đạt mệnh lệnh này, chỉ có bốn quân tướng quân, có thể thấy được các tướng quân đối với cái này huyết hà chiến trường coi trọng, mặt trên tướng quân coi trọng, bên dưới thống lĩnh tự nhiên cũng không dám thất lễ, mệnh lệnh một hồi đạt, ngư túc quân thứ bốn đại đội bảy tiểu đội hết thảy thành viên đều thu được, có vui vẻ có ưu, dù sao huyết hà chiến trường nghe nói rất tàn khốc, ngã xuống quân sĩ rất nhiều, một ít quân sĩ cũng không mong muốn gia nhập chiến trường, nhưng là bọn họ không có cách nào trốn tránh, trước đây không hoàn thành quân đội nhiệm vụ bọn họ còn có thể dùng quân công đến Trung Hòa thất bại trừng phạt, cái này gọi là ưu khuyết điểm giằng co thế nhưng huyết hạ chiến trường là mặt trên quân đội thống lĩnh trực tiếp hạ lệnh không có từ chối chỗ trống không đến liền là kháng khiến kết cục tự nhiên không cần nhiều lời quân công nhiều hơn nữa cũng vô ích phổ thông quân đội liền không có cưỡng chế yêu cầu thế nhưng dám vào đi đều là ở trong quân đội mài vũ phi thường lợi hại pháp tắc chi chủ cũng không thể coi thường mệnh lệnh một hồi đạt nếu không thể trốn tránh hết thảy mọi người đi chuẩn bị vì là một ngàn năm sau sắp đến huyết hạ chiến trường làm chuẩn bị lần này huyết hà chiến trường số may chỉ là tai nạn cấp nhiệm vụ độ khó, vận khí kém so với luân hồi cấp nhiệm vụ còn đáng sợ hơn. Mạnh hơn pháp tắc chi chủ nói không chắc đều sẽ ngã xuống. Huyết hà chiến trường, nói không chắc là ta thu được lượng lớn quân công cơ hội. Chính mình cự dịp chỗ ở lên, vương nghị cùng la phong tụ hội, hai mắt phát sáng. Giết một cái phe địch binh sĩ, chính là 10 thiên quân công, một vạn cái phe địch binh sĩ, chính là 100 vạn quân công. Hơn nữa còn có chiến lợi phẩm, những binh sĩ kia chết rồi lưu lại chiến lợi phẩm mới là đầu to như quân đoàn đặc thù quân sĩ, rất nhiều trên người đều là có cơ giới lưu bảo vật, đều là giá trị 10 vạn quân công hướng về lên. Mà bình thường ở quân doanh là không thể lẫn nhau chém giết. Thế nhưng ở huyết hà chiến trường, nhưng không có cái này hạn chế, giết một cái quân đoàn đặc thù quân sĩ, riêng là bảo vật chính là một món tiền của khổng lồ, có điều, ở huyết hà chiến trường là không thể đem bảo vật đổi lấy quân công, chỉ có thể sau khi ra ngoài mới có thể đổi lấy, La Phong cũng là ý chí chiến đấu sụt sôi, lần này là cơ hội của chúng ta. Người ta liên thủ, tung hoành huyết hà chiến trường cũng không là vấn đề. Đối với quân công La Phong cũng là rất trong mà thèm. Đặc biệt là khi biết Vương Nghị đã dùng bảo vật đổi lấy quân công ở quân đội được tầng thứ hai thiêu đốt thần lực bí thuật, hắn thì càng muốn đạt được quân công, La Phong tuy rằng tu luyện thành công, đoạn diệt, tầng thứ hai. Thế nhưng bởi vì không có từ quân đội bên trong đổi lấy thiêu đốt thần lực bí thuật tầng thứ hai, chỉ có thể sử dụng tầng thứ nhất, vì lẽ đó quân công đối với hắn mà nói thật sự rất trọng yếu. Chương 789 Chiến trường mở ra Nguồn mê truyện audio com chỉ có sống sót mới có thể trở thành là cường giả ngàn năm sau nam quân ngư túc quân nơi đóng quân thống lĩnh ngư túc sắc mặt uy nghiêm đáng sợ quan sát trước mặt quân sĩ quát lên vì lẽ đó chư vị cố gắng lên ta chờ mong nhìn thấy các ngươi vì ta ngư túc quân dương danh rất nhiều ngư túc quân quân sĩ nhiệt huyết sôi trào là đây là đại biểu các ngươi thân phận huy chương ngư túc quân thống lĩnh vung tay lên từng đạo từng đạo hào quang màu đỏ trong nháy mắt bay đến mỗi cái quân sĩ trên người, ở bọn họ trước ngực biến thành một viên có màu trắng lông chim mỹ lệ dị thú đồ án màu đỏ hình thoi huy chương, còn có thể cảm thụ một luồng kỳ dị khí tức. Ở huyết hà chiến trường, mỗi người đều phải đeo huy chương, các ngươi cũng không thể lấy xuống, huy chương cũng sẽ tự động ghi chép các ngươi chiến công. Chỉ có rời đi chiến trường, huy chương mới thu hồi lại. Ở huyết hà chiến trường, thu được quân công không chỉ một loại phương thức, đơn giản nhất chính là giết chết phe địch quân sĩ thu được huy chương, một tấm huy chương tính 10 thiên quân công thế nhưng phối hợp quân đội tập thể hành động hoặc là đi làm quân đội tuyên bố nhiệm vụ cũng tương tự có quân công. Đi đi. Vì ta nằm quân tranh cướp vinh quang. Cùng thời khắc đó, Đông quân. Tây quân. Nam quân. Bắc quân. Vô số quân sĩ đều được động lên. Oanh. Trên bầu trời tòa kia cửa lớn màu đỏ ngầm chậm rãi mở ra, mà bên dưới các đại quân doanh nơi bay lên đến lít nhà lít nhít bóng người, lít mắt nhìn qua không nhìn thấy bờ, vương nghị, la phong cùng tuyết linh tiểu đội bọn quân sĩ hỗn ở trong đó một khi tham gia huyết hà chiến trường cho đến nay một cuộc chiến tranh kết thúc mới có thể trở về đây là quy cũ ngươi có thể lựa chọn bất cứ lúc nào tiến vào có thể tất cả mọi người nhất định phải chờ đến chiến tranh kết thúc mới có thể đi ra ngoài giữa đường là không thể đi ra cũng không cách nào đi ra vì lẽ đó rất nhiều quân sĩ không muốn tiến vào chiến trường bởi vì cho dù ngươi thu được ngươi cần quân công tuy nhiên đến nhất định phải đợi đến thời khắc cuối cùng ngươi cho dù không công kích người khác người khác cũng sẽ công kích ngươi vương nghị bọn họ thân là quân đoàn đặc thù là trong đó tin anh bị trực tiếp hạ lệnh tham chiến nhưng không có lựa chọn khác thật là nhiều người vương nghị liếc nhìn một chút xung quanh nhiều người như vậy quân đoàn đặc thù nhất định không ít cũng không biết cuối cùng có thể có bao nhiêu sống sót huyết hạ chiến trường phi thường khốc liệt ngã xuống quân sĩ nhiều vô cùng như quân đoàn đặc thù ở tai nạn cấp nhiệm vụ trong đó bảo mệnh vẫn có một chút chắc chắn trong đó một ít mài dũa đến mức tận cùng pháp tắc chi chủ ứng phó luân hồi cấp nhiệm vụ cũng không có vấn đề gì thế nhưng huyết hà chiến trường không giống nhau chiến trường tình thế phi thường phức tạp không cẩn thận lợi hại đến đâu pháp tắc chi chủ cũng có thể ngã xuống cửu giang ngân hà tuyết linh ở bên cạnh nói rằng các ngươi là lính mới lần thứ nhất tham gia chiến đấu chú ý nghe mệnh lệnh không muốn tự ý hành động nếu như ảnh hưởng đến mọi người ta liền không thể không đem bọn ngươi đá ra đội ngũ hiểu chưa tuyết linh vẻ mặt phi thường nghiêm khắc này không phải là đùa giỡn liên quan đến mọi người tính mạng những quân sĩ khác đều nhìn không nói lời nào Bọn họ tuy rằng ở này 3.000 năm cùng La Phong Vương Nghị bọn họ ở chung không sai, nhưng không trải qua sinh tử, tự nhiên không thể nói là tình cảm gì. La Phong thực lực bọn hắn cường, nhưng dù sao cũng là không kinh nghiệm lính mới, nếu như ở trong chiến đấu sản sinh sai lầm, sẽ liên lụy những người khác vì lẽ đó bọn họ đối với La Phong hai người thái độ thay đổi này kỳ thực rất bình thường, bởi vì đây là sống còn sự tình, Tuyết Linh chỉ là cảnh cáo bọn họ mà không phải ngay lập tức đá bọn họ ra đội ngũ, đã rất tốt, kỳ thực, có chút quân sĩ là hy vọng Tuyết Linh đá hai người ra đoàn thể vương nghị cùng la phong nhìn nhau tuyết linh đội trưởng vương nghị mở miệng lần này huyết hà chiến trường ta cùng ngân hà đơn độc hành động liền không cùng các ngươi đồng thời cái gì cô gái tóc lam tuyết linh trận mắt lên nhìn vương nghị những quân sĩ khác cũng giật mình kinh ngạc ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao tuyết linh sắc mặt trầm xuống huyết hà chiến trường cỡ nào nguy hiểm nhiều như vậy pháp tắc chi chủ tham gia các ngươi nếu như cùng tiểu đội đồng thời hành động còn có thể bảo mệnh, hai người các ngươi pháp tắc chi chủ, là muốn chết sao?" Vương Nghị cùng La Phong cười. "Chúng ta đã quyết định tốt." "Các ngươi." Tuyết Linh cau mày. Lúc này bên cạnh quân sĩ mở miệng nói chuyện. "Tuyết Linh đại nhân, nếu bọn họ đã quyết định tốt muốn một mình hành động, vậy hãy để cho bọn họ đi đi." "Đúng đấy, đội trưởng, Hà Tất miễn cưỡng đây." Tuyết Linh nhìn những này đội hữu, Cửu Giang cùng Ngân Hà rời đi đội ngũ, đối với bọn họ là có lợi, nàng cũng rõ ràng chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Tuyết Linh đội trưởng, đa tạ ngươi khoảng thời gian này chăm sóc, nếu có duyên, chúng ta tạm biệt. Vương Nghị hướng Tuyết Linh nói rằng, liền cùng La Phong xoay người bay đi, Tuyết Linh trầm mặt không có giữ lại, những kia quân sĩ cũng đều yên tĩnh nhìn hai người rời đi. Ha ha, đội trưởng các ngươi mau nhìn. Xa xa, có một nhánh quân sĩ tiểu đội, trong bọn họ một cái bốn vó lông đen dị thú nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, không khỏi hướng cái khác đội hữu truyền âm. Cái kia không phải lúc trước gia nhập tuyết linh đội ngũ hai cái lính mới sao? lại chỉ có bọn họ lẻ loi hai người. Thật đáng thương. Xem ra bọn họ là bị đuổi ra ngoài. Những kia quân sĩ đều cười trên sự đau khổ của người khác, ngầm đèn bắp thịt nằm tử cao lớn mặt cốc trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hai cái lính mới, bị đội ngũ đuổi ra, sẽ không có cái khác đội ngũ tiếp nhận bọn họ. Bọn họ xong. Lại tin tưởng tuyết linh cái kia nữ nhân, thực sự là ngu xuẩn ở xung quanh rất nhiều kết bè kết lũ quân sĩ trong đội ngũ, lẽ loi hai người Vương Nghị cùng La Phong thật có chút dễ thấy, Vương Nghị cùng La Phong hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của những người khác, lần này, bởi vì muốn tiến vào huyết hà chiến trường, La Phong hướng về Vương Nghị mượn một ít bảo vật, đổi thành quân công, sau đó dùng quân công đổi chính mình cần thiết bí thuật cùng bảo vật, sau đó xuất chiến tràn trả lại, luận bảo vật, toàn bộ biển vũ trụ không ai có thể cùng Vương Nghị so. Với, chính là phóng tầm mắt tấn thế giới, cũng không ai có thể so với hắn. Đi. Tham gia chiến trường. Vương Nghị cùng La Phong một đỏ giáp một hắc giáp, hàng hái sen lẫn trong mênh mông cùng cùng trong dòng người hướng cửa lớn màu đỏ ngọn bay đi, 500 ức km rộng hơn 1000 ức km cao to lớn huyết cửa như vực sâu không đáy, từng cái từng cái nhỏ bé quân sĩ bay vào trong đó, thật giống như không vào nước bên trong như thế, đều đi vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Trao. Vương Nghị cùng La Phong cũng bay vào bên trong, biến mất không còn tâm hơi, này vị diện không gian bên trong có một cái xuyên qua toàn bộ không gian cực kỳ rộng rãi dòng sông màu đỏ ngòm, nước sông sôi trào mãnh liệt, ở này đều một chút không nhìn thấy phần cuối rộng rãi dòng sông trên có từng tòa từng tòa trôi nổi hòn đảo tổng cộng năm hòn đảo trong đó bốn hòn đảo nhỏ tự vần quanh trung gian lớn nhất một hòn đảo vương nghị cùng la phong xuyên qua không gian cánh cửa đi tới một tòa rộng lớn trên quảng trường xung quanh đã có rất nhiều quân sĩ giống như hắn trên người đều đeo màu đỏ huy chương căn cứ huy chương khí tức đều là nam quân quân sĩ mà ở giữa quảng trường là một cái vô tận cao nguyên nga cực kỳ màu đỏ trụ đá trên trụ đá lẫn trốn đạo đạo lưu quang có vẻ như vậy chói mắt mỹ lệ, làm vương nghị bọn họ xuất hiện thời điểm, hai chùm sáng từ trên trụ đá hạ xuống, trong nháy mắt chiếu vào vương nghị trên người hai người, đồng thời trong đầu của bọn họ trực tiếp thêm ra rất nhiều tin tức. Vương nghị cùng La Phong không khỏi liếc nhìn nhau, nguyên lai huyết hà chiến trường là như vậy. Vương nghị cũng cẩn thận cảm thụ chiến trường không gian, thoáng một cảm ứng, có chút thán phục. Chiến trường này không gian ổn định trình độ, dĩ nhiên so với bên ngoài còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Là ta đã thấy ổn định nhất không gian. Hơn nữa phạm vi cảm ứng tựa hồ hạn chế cũng càng lợi hại vương nghị nhận ra được chính mình phạm vi cảm ứng bị ràng buộc đến chỉ có ngàn vạn km tả hữu đối với một vị vũ trụ chi chủ mà nói đây là chuyện khó mà tin nổi la phong cũng thán phục căn cứ tin tức miêu tả này huyết hà chiến trường truyền thuyết là thần vương bệ hạ tự tay chế tạo luận ổn định trình độ còn xa hơn siêu tấn thế giới bên ngoài không gian ở này chính là chân thần muốn xé rách không gian đều rất khó vương nghị liếc mắt một cái phía trên huyết hà chiến trường trên không cũng không có ngôi sao, ở chỗ cực kỳ cao, chỉ có mờ mịt hỗn động khí lưu. Toàn bộ huyết hà chiến trường chỉ có năm tòa rộng lớn hòn đảo, ở vào vô tận sông máu trong vòng vây, cho nên mới gọi huyết hà chiến trường. Ở huyết hà chiến trường nhất định phải chú ý hai chuyện, một là không thể bay quá cao, cái kia hỗn động khí lưu nhìn như phổ thông kỳ thực liền hư không chân thần rơi vào đi đều rất khó đi động, hai là không thể khoan đất quá sâu đặc biệt là không thể rơi vào sông máu, trong huyết hà có không ít vòng xoáy, phàm là rơi vào sông máu, mặc kệ là pháp tắc chi chủ, vẫn là chân thần, mang theo bảo vật gì bị vòng xoáy cuốn vào đều sẽ trực tiếp yên diệt rơi căn cứ chùm sáng vừa nãy dành cho giới thiệu chiến trường địa lý tin tức cùng bản đồ hai người rất nhanh tìm tới thuộc về mình quân doanh trụ sở như quân đoàn đặc thù có vị trí của chính mình phổ thông quân đội cũng có vị trí của chính mình là phân chia ra Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là quân đoàn đặc thù quân sĩ liền nhất định so với phổ thông quân đội quân sĩ mạnh, mỗi cái quân sĩ đều có chính mình đơn độc trụ sở, đều là ở bên ngoài xem ra là một chỗ trước đó phân chia tốt 10 vạn km dài rộng lãnh địa có thể tự do kiến tạo chỗ ở, tuy rằng từ bên ngoài xem là 10 vạn km dài rộng, kỳ thực bên trong không gian lớn vô cùng, hiển nhiên này vận dụng không gian đặc thù thủ đoạn mà ở đây, mỗi cái quân sĩ nhiều nhất duy trì vạn km cao thần thể ngươi có thể so với cái này tiểu nhưng không thể vượt qua cái này toàn bộ huyết hà chiến trường không gian hoàn toàn phong tỏa không thể thúng di mênh mông trong quân doanh hai người rất nhanh xây xong từng người chỗ ở sau đó vương nghị cùng la phong hai người lại lần nữa tụ hội ngồi cùng một chỗ uống trà này huyết hà chiến trường không hề lớn cũng là năm hòn đảo có điều nhưng là lấy sông máu vì là giới chia làm năm bộ phận ta năm quân này một phương đều ở sông máu bên này mà mặt khác ba bên đại quân nhưng là ở sông máu những phương hướng khác tứ phương đều cách trung gian hòn đảo. Nghĩ giao chiến, phải đi trung gian hòn đảo. Vương Nghị một bên bưng chén trà, một bên nhìn trong chén trà chìm nổi lá xanh biết nói rằng. Nguy hiểm nhất, không phải trên không, cũng là cực sâu dưới nền đất, mà là này sông máu. La Phong cũng trầm giọng nói, Vương Nghị khẽ gật đầu, như trên không, vẫn là có thể bay đến nhất định độ cao. Các loại bay đến đạt đến nhất định độ cao, mới sẽ tình cờ gặp phải hỗn độn khí lưu, càng là hướng về lên càng nguy hiểm. Thật giống như đi vào cạnh biển người, Càng đi nước biển nơi sâu xa không nước vào vị càng sâu, bởi vì có một cái nguy hiểm có thứ tự tiến dần lên quá trình, nhưng mọi người đều có chuẩn bị. Có thể cẩn thận không vượt qua cái kia độ cao. Có thể sông máu không giống. Này sông máu trừ cực nhỏ khu vực là an toàn ở ngoài, phần lớn địa phương đều cực đoan nguy hiểm. Muốn giết địch, đến vượt qua sông máu, đi trung gian hòn đảo. Vương Nghị uống trà. Cuối cùng quy mô lớn quyết chiến cũng là ở chính giữa hòn đảo bạo phát, mà lúc trước đều là quân sĩ trong lúc đó quy mô nhỏ chém giết có điều, quân đội cũng cho chúng ta lựa chọn. La Phong lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như có thể ở cuối cùng quân đội quy mô lớn quyết chiến trước tích lũy 100 tấm huy chương, là có thể không cần tham gia quân đoàn tác chiến, đơn độc hành động. Quân đoàn tác chiến là vô cùng nguy hiểm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn pháp tắc chi chủ một lần quy mô lớn oanh kích, chính là chân thần cũng có thể ngã xuống, bởi vì ở quân đoàn bên trong, muốn tránh đều không tránh thoát, thật giống như xếp hàng bắn chết như thế, ở che ngập bầu trời công kích bên trong, chạy đều chạy không được, vận khí không tốt, là nghịch thiên pháp tác chi chủ đều sẽ ngã xuống quân đội cũng không thể cho phép ngươi trốn tránh lùi bước nếu như tránh quân đoàn tác chiến vậy thì sẽ an toàn rất nhiều thế nhưng đến có một trăm tấm huy chương vương nghị gật đầu nói quyết hà chiến trường tuy rằng không thể đổi lấy quân công cùng bảo vật thế nhưng có một trăm tấm huy chương còn có thể ở trong quân đội đổi lấy một cái truyền tống lệnh bài gặp phải nguy hiểm có thể trực tiếp kích phát lệnh bài liền có thể trong nháy mắt truyền tống rời đi chiến trường đây là cho những kia ưu tú pháp tắc chi chủ sử dụng, dù sao có thể ở huyết hà chiến trường thu được 100 tấm huy chương, rất khó, tuyệt đối là pháp tắc chi chủ bên trong năng lực cực kỳ đột xuất, loại này quân sĩ tinh anh, quân đội cũng không hy vọng bọn họ rất nhanh chết đi, đương nhiên tiền đề là được 100 tấm huy chương. Này cũng không dễ dàng, phải biết nghĩ thu được huy chương, phải đi săn giết quân sĩ, thế nhưng dám ở đại quyết chiến trước liền đi trung gian hòn đảo chém giết, đều là đối với thực lực mình cực có lòng tin, tỉ như quân đoàn đặc thù quân sĩ, nghĩ giết bọn họ, có thể không thoải mái đặc biệt là những này quân sĩ đều là kết bè kết lũ đồng thời hành động, mà dám đơn độc hành động, quá nữa là pháp tắc chi chủ bên trong cường giả siêu cấp, càng là không dễ treo, thế nhưng bọn họ sẽ rụt trẻ sau, vương nghị cùng la phong từ chính mình trụ sở mới vừa bay ra ngoài, trải qua quảng trường thời điểm, nhìn thấy có thật nhiều quân sĩ ở bồi hồi đi lại. Tổ đội, đi trung gian hòn đảo, còn thiếu hai người, nghĩ kết bạn, muốn quân đoàn đặc thù, không muốn lính mới. Có am hiểu dò xét có thể gia nhập chúng ta tiểu đội, cho dù lính mới cũng được, nhưng muốn phục tùng chỉ huy. Chúng ta quân đoàn đặc thù cho Long quân chiêu mộ đội viên mới, cần sát hạch, thực lực mạnh mẽ người ưu tiên, chiến lợi phẩm phân phối trước đó thương nghị. Vương Nghị cùng La Phong liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, có chút quân sĩ cũng nhìn thấy Vương Nghị cùng La Phong, trên người hai người đều còn ăn mặc ngư túc quân chế tạo áo giáp, đó là chân thần chế tạo chiến giáp, những kia quân sĩ cũng không để ý tới hai người, đều cho rằng hai người là có đội ngũ, nhưng lại không biết bọn họ cũng đã rời đi chính mình đội ngũ, hai người bay khỏi quảng trường, rời đi nằm quân quân doanh huyết hà chiến trường bên trong trừ một ít trong quân doanh rất là náo nhiệt ở ngoài những nơi khác phi thường vắng vẻ bọn họ rất nhanh nhìn thấy cái kia mênh mông cùng cùng rộng rãi màu máu mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa quái vật khổng lồ bóng dáng trôi nổi ở đối diện vương nghị bọn họ hiện tại ở nam quân hòn đảo muốn đi trung gian hòn đảo nhất định phải bay qua sông máu rào rào hai bóng người từ sóng lớn mãnh liệt sông máu phía trên bay đến bọn họ ở sông máu lên phi hành cũng không phải quá lo lắng bởi vì trong huyết hà hầu như không thể ẩn giấu kẻ địch, huyết hà chiến trường, trung gian hòn đảo, vượt qua sông máu liền có thể vào nơi này, trên hòn đảo có núi cao hồ nước, rừng lâm bình nguyên các loại địa hình hoàn cảnh, mênh mông bao la. Bên trong chiến trường này căn bản không có ngôi sao, muốn phân rõ phương hướng, chỉ có thông qua một ít có đặc sắc núi cao, dòng sông các loại phán đoán vị trí, hòn đảo phương nam biên giới vách núi treo leo nơi, nào đó thời khắc này, hai bóng người lặng yên từ hòn đảo biên giới phương nam mặt sông phương hướng nhô ra. Chương 790. Lần thứ nhất vết chóc Nguồn Mê truyện audio.com. Một mảnh xanh ung tươi tốt trừng trầm biên giới, sương mù màu trắng tràn ngập trong đầm lầy, Vương Nghị cùng La Phong hai người cẩn thận cất bước, bọn họ cũng không dám phóng ra chí bảo lĩnh vực, ở này không thể nghi ngờ là trong đêm tối đom đóm. Ân. Ừ. Vương Nghị cùng La Phong đột nhiên cùng nhau đột nhiên quay đầu nhìn về xa xa nhìn lại, mà ở ngàn vạn km ở ngoài trong vùng đầm lầy, một đạo mơ hồ bóng người màu đen cũng ở thu lại khí tức chính lặng yên tiến lên, hắn tự hồ cũng phát hiện cái gì, quay đầu nhìn về bên này. Ân. Ừ không cảm giác được thân phận của hắn huy chương khí tức la phong truyền âm nói vương nghị cũng gật đầu là kẻ địch cùng một cái trận doanh đều có thể lẫn nhau cảm giác được huy chương khí tức như không cảm giác được vậy thì là kẻ địch ở huyết hà chiến trường có bốn trận doanh lớn có điều lại một người đơn độc hành động đối phương chẳng lẽ thực lực rất mạnh la phong hơi nghi hoặc một chút luôn cảm giác trong đó có chút không đúng lắm mặc kệ nó vương nghị cười nói mạnh hơn so với được với nguyên tổ sao la phong cũng cười là pháp tắc chi chủ dù sao cũng là có cực hạn cho dù là tấn thế giới trải qua vô số mài dỗ pháp tắc chi chủ nhân vì là thiên tài chân chính mài dỗ đến một cái trình độ liền sẽ đột phá làm sao có khả năng sẽ vẫn dừng lại oanh oanh sương trắng tràn ngập hắc chiểu trạch bên trong hai đạo lưu quan đột nhiên bay trốn mà lên mà xa xa bóng người kia tự hồ cũng ý thức được đụng tới kẻ địch ngay lập tức xoay người đạo tẩu phi hành bên trong vương nghị đối với la phong truyền âm nói xác thực có vấn đề không đáng kể là phong ánh mắt sắc bén, tràn ngập tự tin, mặt hắn âm mưu quỷ kế, ta tự dốc hết sức phá đi. ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phí công, hai phe khoảng cách ngàn vạn km, thế nhưng Vương Nghị hai người so với bóng người kia tốc độ nhanh nhiều, rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách. vù! Vương Nghị công kích linh hồn không chút khách khí, ngay lập tức liền giáng lâm, nhưng là quỷ dị mà là đạo nhân kia ảnh dĩ nhiên không ngã xuống, mà là quay đầu nhìn về Vương Nghị nhìn sang. không có linh hồn, là năng lượng loài sinh mệnh. Vương Nghị hơi kinh ngạc. Không đúng, hắn cũng không có hơi thở sự sống. La Phong lúc này cũng phát hiện, ngay vào lúc này, quanh. Chu vi trăm vạn km màu đen đầm lầy mặt đất đều nhô lên đến, phía dưới từng đạo từng đạo màu đen thô to dây leo thực vật phá đất mà ra, tạo thành một chiếc võng, tốc độ nhanh như tia chớp che ngập bầu trời hướng không trung La Phong cùng Vương Nghị bao phủ xuống, đồng thời, phụ cận còn nhiều ra mấy chục đạo khí tức mạnh mẽ. Cảm bẫy. Vương Nghị hoàn toàn biến sắc. Xoay người rời đi. Là cạm bẫy la phong cũng sợ đến theo mà chạy ha ha các ngươi truy ta cơ giới con rối truy rất thoải mái đúng không một đạo đắc ý âm thanh vang lên bốn phương tám hướng đều có thân ảnh vây lại đây các ngươi chạy không được làm vì là tiểu đội chúng ta cái thứ nhất con mồi cho chúng ta cống hiến quân công đi cũng thật là giảo hoạt lại trốn ở đầm lầy bên dưới vương nghị cùng la phong không trốn quay đầu lại liếc mắt nhìn ở huyết hà chiến trường phạm vi cảm ứng bị hạn chế kém xa bên ngoài mà nếu như chịu đến bùn đất nham thạch dòng chảy quấy rầy ảnh hưởng, phạm vi cảm ứng tự nhiên sẽ càng nhỏ hơn. Cái này cũng là vừa nãy Vương Nghị bọn họ không cấp tốc phát hiện có người mai phục nguyên nhân, bởi vì bọn họ liền trốn ở trong vùng đầm lầy, do một bộ hoạt động cơ giới con rối đến hấp dẫn người lại đây. Đem các ngươi huy chương cùng bảo vật giao ra đây, chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Đám kia bóng người bên trong một vị ăn mặc áo giáp màu đỏ ngầm nam tử gầy gò gánh vác một thanh màu đỏ sẫm chiến đao, quét Vương Nghị cùng La Phong một chút, quát lên, những người khác cũng nhìn chằm chằm, không có lập tức động thủ bọn họ phi thường cảnh giác. La Phong đối với Vương Nghị nói rằng, Vương Nghị cũng tán thành, xác thực phi thường cẩn thận, ở đã vây quanh bọn họ, còn chiếm cứ tư thế, tình huống, còn muốn không đánh mà thắng chi binh, nhưng bọn họ đầu hàng, tránh khỏi đội ngũ khả năng xuất hiện thương vong, đồng thời cũng có thể được bọn họ muốn quân công cùng bảo vật ở huyết hà chiến trường, có người là vì giết chóc chiến đấu mài dụ chính mình, càng nhiều kỳ thực là vì sống sót cùng quân công bảo vật. Giết Vương Nghị cùng La Phong. Không phải tất yếu, được huy chương cùng bảo vật đã đủ rồi, thế nhưng không có huy chương, nhất định phải rời đi chiến trường. Cho dù bất tử, cũng sẽ có rất hậu quả nghiêm trọng, phải đi tham gia ba lần luân hội cấp nhiệm vụ, mới có thể miễn tội, vì lẽ đó không tới thời khắc sống còn, không người nào nguyện ý đem mình huy chương giao ra đây. Nên đem bảo vật giao ra đây là các ngươi. Vương Nghị cùng La Phong đồng thời vồ tới. Ngu xuẩn mất khôn. Dết ăn mặc áo giáp màu đỏ ngòm gánh vác màu đỏ sẫm chiến đao nam tử gầy gò tự hồ cũng không kỳ quái lạnh giọng quát lên xung quanh quân sĩ cùng hắn đồng loạt ra tay này không phải một nhánh quân đoàn đặc thù tiểu đội mà là do phổ thông quân đội pháp tắc chi chủ quân sĩ lâm thời tổ chức đội ngũ nhưng này không có nghĩa là thực lực bọn hắn không mạnh phải biết phổ thông quân đội cũng không có cưỡng chế gia nhập huyết hà chiến trường yêu cầu thì ra tin gia nhập huyết hà chiến trường ít nhất đều có hai tay so với quân đoàn đặc thù yếu có lẽ chỉ có truyền thừa cùng một ít bảo vật thế nhưng ở chiến đấu lên trải qua vô số mài dũa chém giết bọn họ cực kỳ lão đạo, trong đó có dị thú, có bộ lạc chiến sĩ, lúc này đều ai nấy dùng thủ đoạn, đầy mặt giữ tận hướng vương nghị hai người công kích lại đây. Oanh! Vô tận bảo các nhất thời xuất hiện ở bốn phía, là lĩnh vực loại chân thần cấp bảo vật, áp bức tràn buộc bao phủ vương nghị cùng la phong hai người. Một đạo tràng ngập hủy diệt khí tức sắm xét trực tiếp quét về phía Vương Nghị đầu lâu, một luồng khó có thể phát hiện chập chờn ẩn dấu ở hỗn loạn năng lượng không gian trung động bên trong lén lút tập kích lại đây. Giết bọn họ bọn họ là quân đoàn đặc thù quân sĩ, trên người có thể có cơ giới lưu bảo vật. Cái kia cầm đầu quân sĩ còn ở mệnh lệnh, trong đội ngũ quân sĩ nghe được, trong mắt tràn đầy khát vọng tham lam, phổ thông trong quân đội quân sĩ, cho dù có quân công, cũng không cách nào đổi lấy cơ giới lưu bảo vật, chỉ có quân đoàn đặc thù mới có tư cách thu được, đồng dạng, càng cao cấp truyền thừa cũng vậy, thế nhưng ở đây nhưng có thể đánh giết quân đoàn đặc thù quân sĩ đoạt cho bọn họ bảo vật, cơ giới lưu bảo vật, đối với bọn họ có sức hấp dẫn rất mạnh. Coi như là nhiều người như vậy phân, cũng có thể phân đến không ít chỗ tốt, so với phổ thông quân đội một lần luân hồi cấp nhiệm vụ có lẽ kiếm lời còn nhiều. La Phong, xem ra chúng ta thành trong mắt bọn họ bánh bao. Vương Nghị lúc này còn có tâm tình hướng La Phong đùa giỡn. Không biết tự lượng sức mình. La Phong con ngươi lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Oanh! Thần lực hai tầng thiêu đốt. Hai người khí tức trên người trong nháy mắt bảo táp, thần lực một tầng thiêu đốt. Đã có thể so với chân thần. Thần lực hai tầng thiêu đốt. Đã vượt qua chân thần, đương nhiên, đây chỉ là chỉ không có thần lực thiêu đốt bí thuật chân thần mà trước mắt những này chém giết tới bọn quân sĩ nắm giữ một tầng thần lực thiêu đốt bí thuật đều có thể đến được trên đầu ngón tay hai tầng thần lực thiêu đốt bí thuật chỉ có quân đoàn đặc thù bên trong quân sĩ mới có tư cách đổi lấy không được là kẻ khó chơi cảm giác được la phong cùng vương nghị trên người truyền đến vô cùng mạnh mẽ thần lực khí tức cái kia mang đội chiến giáp đỏ lòng nam tử gầy gò sắc mặt nhất thời đại biến quân đoàn đặc thù quân sĩ hắn không phải chưa từng thấy thế nhưng có thể bạo phát như thế đáng sợ khí tức cũng chỉ có quân đoàn đặc thù bên trong người tài ba mới có thể. Dù sao, hai tầng thiêu đốt thần lực bí thuật cũng phải trăm vạn quân công mới có thể đổi lấy, quân đoàn đặc thù quân sĩ không mấy cái có thể làm được, rào vương nghị cùng la phong thiêu đốt thần lực, toàn thân trong nháy mắt hiện lên từng tầng từng tầng chói mắt kim quang, rất nhanh lập tức liền biến thành một thủ lĩnh hình màu vàng như giả thú tồn tại, hai tay của bọn họ cùng hai chân đều biến thành to lớn kim trảo, cơ giới lưu bảo vật, kim trảo thần. Theo thiêu đốt thần lực trong nháy mắt, xuyên qua kim trảo thần lên trung khu, tiến hành chuyển hóa, mạnh mẽ kim trảo thần tỏa ra vô tận cùng mảnh khí tức. Cơ giới lưu bảo vật. Những kia vây công quân sĩ đều sắc mặt nghiêm túc. Dựa theo kế hoạch vây giết bọn họ. Cái kia nam tử gầy gò uống đến, bây giờ đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu, những này pháp tắc chi chủ đều là tinh anh, phần lớn là cấp 6, trên người chí ít đều có chân thần bảo vật, hơn nữa đều có mình am hiểu thủ đoạn, số ít là cấp 6 đỉnh tim, như cái kia nam tử gầy gò đầu lĩnh, càng là đạt đến cấp 7 trở lên. Thực lực như vậy đối lập quân đoàn đặc thù quân sĩ, cũng không kém là bao nhiêu, nhưng là cùng vương nghị bọn họ một trận chiến đấu, nhưng là nghiêng về một bên bị áp chế. Bông! 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 Mấy chục tên xong lại quân sĩ, chỉ là một cái giao chiến, phần lớn đều bị đánh bay ra ngoài, cũng chỉ có một ít dừng lại ở phía sau tấn công từ xa phụ trợ quân sĩ trận mắt ngoát mồm ở nơi đó nhìn, thật giống như hai đầu vô địch hùng sư vọt vào bầy cừu, không thể chống đỡ. Dết! cái kia ăn mặc áo giáp màu đỏ ngầm gánh vác màu đỏ sẫm chiến đao nam tử gầy gò cũng gia nhập chiến trường thế nhưng một loại la phong giao thủ liền phát hiện thống khổ chỗ hung lệ màu vàng móng vuốt còn như lưỡi đao tàn bạo lần lượt chém vào ở hắn chân thần chí bảo áo giáp lên ác liệt kình lực nhường hắn thần thể không ngừng bị hao tổn làm sao có khả năng nam tử gầy gò kinh hãi đến biến sắc hắn bí pháp cấp độ là cấp 6, là một tên pháp tắc chi chủ có thể sáng chế cấp 6 bí pháp tính là không tồi rồi lại hiểu được một tầng thiêu đốt thần lực bí thuật. Bình thường liền có thể bạo phát cấp 7 sức chiến đấu. Thêm vào trên người hắn chân thần bảo vật, hắn thực lực kỳ thực có thể so với bình thường quân đoàn đặc thù quân sĩ là một cái pháp tắc chi chủ, hắn đã phi thường mạnh mẽ, cũng chỉ có tấn thế giới mới có thể mài dũa ra rất nhiều như thế siêu quần pháp tắc chi chủ, nhưng là cùng trước mặt cùng mạnh hung hăng bóng người so với, nhưng chênh lệch rõ ràng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng các loại thủ đoạn để ngăn cản La Phong công kích, nhưng không cách nào phản kích. Hắn đều như thế khó khăn cái khác so với hắn còn kém pháp tắc chi chủ tình huống chỉ có thể càng ác liệt. Hí. À. Một cái không có chân thần áo giáp pháp tắc chi chủ bị như lưu tinh giống như ầm ầm vọt tới vương nghị chính diện bổ trúng, kim trảo thần trong tay cầm lấy một cái sương mù quanh quẩn chiến đao, chiến đao hóa thành uy lực khủng bố mông lung quang ảnh, trực tiếp xé rách cái kia pháp tắc chi chủ thần thể, nhưng hắn thần thể kịch liệt run rẩy. Không có chân thần áo giáp pháp tắc chi chủ đối mặt loại tầng thứ này công kích, lại không thể chống đỡ, căn bản không có cách nào chịu đựng loại kia thương tổn, đáng chết cách đó không xa nam tử gầy gò trong lòng vừa giận vừa sợ hắn không nghĩ tới tùy tiện vây dết hai cái pháp tắc chi chủ thực lực lại mạnh như vậy phải biết pháp tắc chi chủ coi như đạt đến mức tận cùng như thế đều là chỉ phương diện nào đó khá là biến thái cái khác thì lại rất phổ thông như trước mắt cái này pháp tắc chi chủ kim trảo thần công kích phương diện cũng không mạnh tin cậy bí pháp của hắn vẫn cứ làm cho công kích cường thành như vậy vương nghị càng thêm không cần phải nói cầm trong tay là chân thần cấp cơ giới vụ đao thần lực kinh vụ đao nội hạch tâm chuyển hóa, sẽ sản sinh siêu mạnh lực công kích, hắn bí pháp cho dù chỉ dùng cấp 6, thần lực thiêu đốt hai tầng, thêm vào vụ đao, đều có thể bạo phát vượt qua cấp 8 lực công kích. Mà kim trảo thần nhưng là gia trì mỗi cái phương diện, này điểm công kích biên độ sóng trái lại không tính là gì, thương 10 ngón không bằng đoạn một trong số đó chỉ, hắn chuyên môn nhìn chầm chầm một cái pháp tắc chi chủ dết, không ngừng công kích hắn thần thể, nhưng hắn thần thể cấp tốc tiêu hao, cho dù xung quanh có rất nhiều đồng bạn, thế nhưng cũng không chút nào cứu viện tác dụng. Cứu ta, cái kia bị nhìn chằm chằm pháp tắc chi chủ phát sinh sợ hãi vạn phần âm thanh hướng về xung quanh đồng bạn phát sinh cầu viện thế nhưng những đồng bạn kia tuy rằng muốn giúp hắn cật lực công kích nhưng căn bản không có cách nào đối với vương nghị tạo thành cái gì ảnh hưởng phải biết kim trảo thần thuộc về phòng ngự công kích tốc độ mọi thứ cường không có sở đoạn cơ giới lưu bảo vật ở kim trảo thần gia trị dưới thêm vào thiêu đốt thần lực bí thuật vương nghị sức chiến đấu vượt xa những này phổ thông quân sĩ tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy không được không ngăn được nước cát ngươi đừng hướng phía ta bên này lại đây đáng chết những kia quân sĩ vừa giận vừa sợ lại cảm thấy đến sợ hãi có chút trận chiến quân sĩ chỉ có thể vô ích lao theo bóng người vàng ống di động nhưng mò không được hắn một bên trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực cái này quân sĩ thật đáng sợ vương nghị như dòi trong xương vần quanh ở cái kia pháp tắc chi chủ quân sĩ bên người bổ ra điên cùng một đau đau chói mắt màu vàng quang ảnh quanh quẩn xương khói mông lung ngưng tụ thành ánh đao liền phản phất mãnh liệt vô tận sóng biển hắn thật giống như sóng to gió lớn bên trong lá cây bị sóng biển vô tình xung kích soạt xoạt xoạt ác liệt ánh đao liên tục không ngừng lần lượt cắt qua cái kia quân sĩ thần thể làm hắn không ngừng suy yếu xuống bông theo cuối cùng một đao hạ xuống ở cái kia pháp tắc chi chủ quân sĩ không cam lòng tuyệt vọng tiếng trống giận dữ bên trong hắn thần thể triệt để tiêu tan tại chỗ chỉ còn dư lại áo giáp binh khí cùng bảo vật xung quanh những kia quân sĩ đều ngừng lại trong lòng lành cả người, bọn họ đem hết thủ đoạn, cuối cùng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồng bạn thần thể không ngừng yếu đi, cho đến yên diệt, không có cái khác bất luận biện pháp gì. Bọn họ trước tự tin giờ khắc này không còn sót lại chút gì, sĩ khí rơi xuống tới đáy vực, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thắng không được, cầm đầu nam tử gầy gò cũng thấy cảnh này, trong miệng phát sinh gầm lên, nếu không là hắn đội ngũ lâm thời thành lập, đội viên phần lớn đều là lâm thời chiêu mộ, không có cách nào triển khai uy lực to lớn liên hợp chiến đấu bí thuật, cũng sẽ không thay đổi thành trước mắt tình cảnh này nhìn thấy vương nghị tiếp tục truy sát những quân sĩ khác nam tử gầy gò cảm giác được áp lực thật lớn bông hắn lại lần nữa bị như mảnh thú hình người giống như la phong màu vàng trảo ảnh bắt lại mạnh mẽ ngã vào trong vùng đầm lầy không hề có một chút năng lực phản kháng nào lui lui lại nam tử gầy gò truyền âm những kia bị giết lòng người bạn hoàng bọn quân sĩ như gặp đại xá trên trời to lớn màu đen dây leo thực vật cuốn quanh lại đây đi ngăn cản vương nghị cùng la phong chỉ là hai người tốc độ cùng thân pháp quá kinh người căn bản không có cách nào nhốt lại, chỉ cần là bị Vương Nghị cùng La Phong cuốn lấy quân sĩ, liền không có cách nào trốn. Hắn các đồng đội nghĩ cứu đều cứu không được. Cho dù muốn mang tiếng cung điện chí bảo, Vương Nghị La Phong hai người cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội, một đường đánh tơi bời, tiểu đội này chỉ có thể phân tán thẳng thốt mà chạy, lại ngã xuống mấy cái quân sĩ, thậm chí dựa vào một chiếc chân thần cấp chiến thuyền điên cuồng mà chạy, mới cuối cùng cũng coi như là thoát khỏi cái kia hai cái sát tinh, sau đó không lâu, hòn đảo nơi nào đó sơn cốc, một lần nữa tụ tập trong tiểu đội, nam tử gầy gò nhìn cúi đầu ủ rũ tổn thất nặng nề các đội viên tức dẫn đến nổi trận lôi đình nhưng không có bất kỳ biện pháp nào mà vương nghị cùng la phong lúc này cũng ở phân phối chiến lợi phẩm